chợ trợ dưới, có năng lực chữa khỏi Alaska xe trượt tuyết khuyển, Tô Chiết cũng sẽ không dự định ra tay rồi, do nhân viên y tế phụ trách là được rồi. Làm Tô Chiết đi tới phòng làm việc của mình sau, ngồi xuống hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn không khỏi bởi vậy cảm thấy may mắn. May là hạo kiện cùng mập mạp phụ nữ đối thoại, vừa vặn bị quán cà phê thanh niên nghe được, đồng thời còn ghi âm rồi, hơn nữa lần thứ hai thời điểm, còn để người trẻ tuổi tìm tới cơ hội, đem âm mưu của bọn họ cho thu lại xuống, chứng cứ xác thực, để cho bọn họ không cách nào vì chính mình tranh luận. Hiện tại nhớ tới, hết thảy đều là may mắn, nếu như không có cho người trẻ tuổi phát hiện lời nói, tô sủng chi ra cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả rồi, cho dù mập mạp phụ nữ không thể được xính, không cách nào để cho tô sủng chi ra bắt đền, thế nhưng chỉ ít cũng sẽ cho tô sủng chi ra trêu đến một thân lẳng lơ, mang đến không ít phiền phức. Bởi vậy, tô chiết là phi thường cảm kích người tuổi trẻ, cho dù người trẻ tuổi cũng là vì từ hắn này lấy được lợi ích, mới sẽ đem ghi âm cùng video giao cho Tô Chiết. Thế nhưng Tô Chiết lại cho rằng 5.000 không khối, liền đổi được kết quả như thế, Tô Chiết cho rằng vẫn là vô cùng có lợi, rủi ro chặn tai, có đôi khi là không thể tránh được. Chuyện này phát sinh sau, chỉ cần về sau Tô Sủng Chi ra phát sinh những chuyện tương tự, ngoại giới nhiều người mấy sẽ chọn tin tưởng Tô Sủng Chi ra. Cùng Tô Sủng Chi ra đứng ở chung một chiến tuyến lên, dư luận uy lực thì phi thường to lớn, hơn nữa trải qua chuyện này, chỉ cần tô sủng chi ra đem Alaska xe trượt tuyết khuyển trị hết lời nói, tô sủng chi ra danh tiếng nhất định sẽ tăng mạnh, hắn độ nổi tiếng sẽ tăng cao rất nhiều, cho nên tô sủng chi ra lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Đã qua hơn một giờ sau, rốt cuộc tô sủng chi ra nhân viên y tế. Cho hiện trường chờ đợi người đã mang đến một tin tức tốt, tuyên bố Alaska xe trượt tuyết khuyển đã được cứu. Bất quá bây giờ Alaska xe trượt tuyết khuyển thân thể vẫn không có khôi phục như cũ, còn cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể ngày mai Alaska xe trượt tuyết huyền mới có thể để người ta vào xem hy vọng. Khi tin tức kia đi ra sau, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, đối với ngày mai mới nhìn thấy Alaska xe trượt tuyết huyền, tuy nói khiến người ta có chút tiếc nuối. Bất quá này cũng có thể lý giải, với là tất cả người bắt đầu rời khỏi, dự định ngày mai lại tới hiểu rõ Alaska xe trượt tuyết huyền tình huống. Mà chữa tốt Alaska xe trượt tuyết huyền sau, Tô Sủng Chi ra cũng bắt đầu chính thức khôi phục doanh nghiệp. Tô Chiết tại Tô Sùng Chi Gia ở lại một hồi sau cũng thuận theo lái xe rời khỏi. Vốn là hắn hôm nay căn bản không có dự định Tô Sùng Chi Gia. Chẳng qua là bởi vì xảy ra chuyện như vậy sau hắn mới vạn bất đắc dĩ đến Thẩm Châu thành phố chủ trì đại cục. Bất quá tại Tô Chiết rời đi Tô Sùng Chi Gia trước đó, Lý Hoa cũng lại đây cùng Tô Chiết hồi báo cho một ít chuyện, chủ yếu vẫn là bởi vì làm sủng vật vấn đề. Từ khi Tô Sùng Chi Gia có sủng vật triển lãm khu sau. Nhưng là vì Tô Sủng Chi ra bán ra sủng vật chủng loại cũng không nhiều nguyên nhân. Rất nhiều người muốn mua đến cái khác chủng loại động vật cũng không cách nào tìm tới. Hơn nữa bởi vì Tô Sủng Chi ra sủng vật phẩm tương cùng linh tính, đều so với những địa phương khác muốn tốt rất nhiều, cho nên không ít người tìm tới Lý Hoa, hy vọng có thể tại Tô Sủng Chi ra mua được cái khác chủng loại động vật. Những này đối sủng vật có đặc thù yêu cầu mọi người là không giàu sang thì cũng cao quý, muốn mua sủng vật đều là một ít rất ngạc nhiên chân quý chủng loại nhưng là bọn hắn nguyện ý ra tiền cũng là rất đầy đủ. Nói chung một câu nói, chỉ cần để cho bọn họ thỏa mãn, tiền không là vấn đề, những người này đem yêu cầu của mình đều cho Lý Hoa nhớ kỹ, nhưng là vì Lý Hoa không có được Tô Triết phê chuẩn, cho nên cũng không hề đồng ý. Bởi vì cái này những người này muốn sủng vật, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh đều không có nắm chắc tìm đến hắn nhóm hài lòng, hiện tại chỉ có Tô Triết có khả năng này. Tô Triết bắt được danh sách sau, hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền cùng Lý Hoa nói rồi hắn sẽ suy xét, sau liền rời đi. Kỳ thực danh sách lên động vật, Tô Chiết cũng có thể tại sủng vật hối đoái trong thương thành tìm tới, thậm chí có thể nói thẳng, chỉ cần trên địa cầu sinh hoạt qua động vật, chỉ cần có thể miêu tả đi ra, Tô Chiết cũng có thể tại sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Chiết có đầy đủ tích phân, chỉ cần có đầy đủ tích phân, đừng nói là một ít kề bên tuyệt diệt động vật, liền ngay cả đã tuyệt diệt động vật, tỷ như kiếm xỉ hổ, sợ lang, Tô Chiết cũng có thể hối đoái đi ra. Coi như là địa cầu không có động vật, Tô Chiết cũng có thể tại sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái, càng thêm không cần phải nói địa cầu tồn tại qua động vật. Hơn nữa Tô Chiết phát hiện theo thể chất của hắn tăng lên, hắn có thể hối đoái động vật càng ngày càng nhiều, về sau Tô Chiết thậm chí có thể đem khủng long hối đoái đi ra, cũng là nói không chừng, đây đều là có hy vọng chuyện đã xảy ra. Bất quá tuy rằng danh sách lên động vật, Tô Chiết đều có năng lực hối đoái đi ra, hiện tại cũng có đầy đủ tích phân đi hối đoái. Thế nhưng Tô Chiết hiện nay còn không có tính toán hối đoái đi ra bán, bởi vì hắn tích phân hiện nay vẫn là chủ yếu dùng để phối chế trị liệu nước thuốc, cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản dược vật. Hơn nữa cho dù tương lai là có còn lại tích phân, Tô Chiết cũng sẽ lưu lại, đợi tập hợp đủ tích phân sau, liền ở võ học hối đoái trong hệ thống hối đoái võ học được tu luyện, đối bên trong võ học, Tô Chiết là phi thường khát vọng lấy được, chẳng qua là xuất hiện tại cũng không đủ tích phân, Tô Chiết mới không có hối đoái đi ra tu luyện. Cho nên hiện tại Tô Chiết cũng không tính đem tích phân đều dùng tại hối đoái động vật lên, đương nhiên tình cờ hối đoái một con động vật đi ra, thỏa mãn khách hàng yêu cầu, Tô Chiết vẫn là có thể làm được, chính vì như vậy có thể thích hợp tăng cao tô sủng chi ra thành thạo nghiệp độ nổi tiếng, về phần rất nhiều số lượng hối đoái động vật, Tô Chiết trước mặt là không thể nào thường thường làm như vậy. Bởi vậy Tô Chiết cũng không hề đáp ứng lý hoa thỉnh cầu, chỉ nói là sẽ suy xét mà thôi, nếu như tích phân dư giả thời điểm, Tô Chiết cũng không ngại thỏa mãn khách hàng yêu cầu, bởi vì có thể để cho hắn thuận tiện kiếm được tiền. Tô sủng Chi ra cũng không có chuyện gì cần Tô Chiết lưu lại giải quyết, những chuyện khác, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh cũng có thể xử lý, cho nên khi Tô Chiết đạt được Alaska xe trượt tuyết quyền được cứu vớt tin tức sau, Tô Chiết liền rời đi Tô sủng Chi ra, lái xe về Yến Vân Thị rồi. Vốn là Tô Chiết đi tới Tô Sủng Chi ra thời điểm, cũng đã buổi chiều một bốn giờ ba phút rồi sau đó lại làm trễ nãi thời gian lâu như vậy tô chiết lái xe rời đi tô sủng chi ra thời điểm đã gần như 18 tám giờ ba phút làm tô chiết trở về yến vân thị thời điểm sắc trời đã muộn rồi bởi vì tô chiết cũng không biết lúc nào mới có thể chạy về yến vân thị bên trong cho nên tô chiết tại về trước khi đến cũng đã thông báo an hân cùng an huyên hai tỷ muội không cần chờ hắn trở về ăn cơm tô chiết khi về đến nhà An Hân cùng An Huyên hai tỷ muội đã ăn cơm no rồi, An Huyên đã trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá An Hân một mực ở trong phòng khách đợi Tô Chiết trở về, làm Tô Chiết sau khi trở lại, An Hân liền đem là Tô Chiết chuyên môn lưu cơm nước cho bưng ra. Bởi vì là những thức ăn này, An Hân một mực có tại giữ ấm đun nóng trong, cho nên Tô Chiết hiện tại ăn, cơm nước cũng sẽ không mát lạnh. Tô Chiết sáng sớm ăn một chút bữa sáng sau, liền đem trị liệu nước thuốc đưa đi trường hoa xưởng chế thuốc bên trong, hắn từ lúc ấy bắt đầu, cho tới bây giờ, đều còn chưa từng ăn đồ vật. Lúc đó Tô Chiết từ trường hoa xưởng chế thuốc sau khi rời đi, vốn là hắn chính là muốn lái xe về nhà ăn cơm. Nhưng khi lúc bởi vì Lý Hoa đột nhiên gọi điện thoại lại đây, nói cho hắn Tô Sủng Chi ra xảy ra vấn đề rồi lệnh Tô Chiết lúc đó không chút do dự liền quay đầu xe, trực tiếp mở ra thẩm châu thành phố. Tô Chiết đi đến Tô Sủng Chi ra lúc, đã không còn sớm, hơn nữa tình huống lúc đó vội vã như vậy, Tô Chiết cũng không có tâm tình ăn cơm, sau đó hắn cuối cùng đem chuyện này cho xử lý thích đáng tốt sau, trở về Yến Vân Thị bên trong. Làm tô chiết sau khi về đến nhà, nhìn thấy An Hân chuyên môn vì hắn lưu cơm nước sau, hắn mới phát hiện mình đã cực đói rồi. Tô chiết sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu đại cật đặc cật lên, cuối cùng còn uống không ít nước canh, hắn mới thỏa mãn xuống. An Hân rất chủ động, đợi tô chiết ăn được sau đó liền chủ động qua tới thu thập bát đũa. Trong nhà có một người phụ nữ tại, vẫn là rất không tệ, ít nhất tôi chiết về đến nhà không cần chính mình đi sông mì ăn liền có thể ăn được nóng hổi cơm nước còn có nước nóng uống tôi chiết may mắn hắn lúc đó có thể rất may mắn gặp phải an hân tôi chiết sau khi cơm nước xong liền trở về phòng nắm quần áo rửa giấy. sau khi tắm xong tôi chiết liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi hắn hôm nay cũng không có cái gì tâm tình tu luyện luyện thể thuật cho nên liền nghỉ sớm một chút rồi hôm nay tôi sủng chi ra chuyện đã xảy ra cuối cùng là hữu kinh vô hiểm rất may mắn đã vượt qua lần này cửa ải khó, tô sủng chi ra không có vì vậy chịu đến ảnh hưởng không tốt gì, hơn nữa bởi vì cứu sống Alaska xe trượt tuyết khuyên. Khiến tô sủng chi ra tại thẩm châu thành phố đồng hành trong độ nổi tiếng tăng lên rất cao, cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Về phần hạo kiện đào tẩu sự tình, xem như là một tin tức xấu, tuy rằng tô chiết có chút lo lắng hạo kiện người này sẽ làm ra chuyện gì. Bất quá bây giờ cho dù tô chiết trong lòng lại cấp, hắn cũng không khả năng tìm tới hạo kiện. Hơn nữa Tô Chiết cũng tin tưởng Hảo Kiện cũng trốn không được bao lâu, lấy xã hội bây giờ, hẳn là rất nhanh liền có thể bắt được Hảo Kiện rồi. Nếu như Hảo Kiện trốn đi không xuất hiện, còn có thể giấu lâu một chút, một khi nghĩ ra đến làm chuyện gì, đến lúc đó nhất định sẽ bị cảnh sát tìm được, cho nên Tô Chiết liền dứt khoát không nghĩ tới rồi, do cảnh sát đi xử lý là tốt rồi. Liền ở Tô Chiết ngủ thời điểm, một chiếc xe taxi đi tới Yến Vân Thị trong trạm xe lửa. Trong xe taxi ngoại trừ tài xế bên ngoài. Chỗ ngồi phía sau còn làm một cái nam tử, bởi vì hắn đội mũ, đồng thời cúi đầu, cho nên cũng không thể nhìn thấy dáng dấp của hắn, bất quá cái này đội nón nam tử. Thân hình rất khổng lồ. Huynh đệ đã đến, phiền phức 800 khối. Tài xế xe taxi xoay người lại, đối với phía sau nam tử nói ra. Nơi này là địa phương nào? Nam tử nghe được tài xế xe taxi lời nói sau, hướng về phía ngoài cửa xe nhìn một chút, nói ra. Nơi này là Yến Vân thị trạm xe lửa tài xế xe taxi nói ra. Đưa ta đến tô sủng chi ra sủng vật trong bệnh viện, ta ở nơi đó dưới. Có thể, bất quá phải thêm thu 30 khối tiền xe. Tài xế xe taxi suy nghĩ một chút nói ra. 30 liền 30, nhanh lên một chút lái xe. Tài xế xe taxi cùng chỗ ngồi phía sau nam tử nói chuyện xe tốt phí sau, liền trực tiếp lái xe đi tô sủng chi ra rồi. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đến. Xe taxi chỗ ngồi phía sau nam tử, thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy tô sủng chi ra vài chữ sau, cũng không nói thêm gì. Trực tiếp lấy ra 830 khối cho tài xế xe taxi. Làm nam tử xuống xe, tài xế xe taxi điểm tiền số lượng không có sai sau, liền trực tiếp lái xe rời khỏi, hắn cũng không có nhiều chuyện đi quản nam tử tới nơi này muốn làm chuyện gì. Đợi tài xế xe taxi lái xe đi rồi, xuống xe nam tử. Không khỏi mắng, thật con mẹ nó hắc, nếu muốn ta 830 khối hiển nhiên này 830 khối tiền xe, để nam tử này rất đau lòng. Nam tử này xoay người ngẩng đầu nhìn tô sủng chi ra bảng hiệu, trong mắt không khỏi lộ ra sự hận thù đi ra, lúc này mới có thể nhìn thấy dáng dấp của người đàn ông này. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nam tử này càng là hạo Kiện, không biết hắn làm sao sẽ chạy đến Yến Vân Thị đến rồi. Lúc này, hạo Kiện phát hiện nơi xa đi tới một cái tuần cảnh, có tật giật mình hắn vội vàng rời khỏi nơi này. Hạo kiện tại tô sủng chi ra phụ cận, tìm một gian tiểu nhà khách, mở ra một gian phòng riêng ở. Gian phòng này tiểu Tân quán thiết bị rất đơn sơ, đồ vật gì đều rất cổ xưa, trong phòng liền phòng vệ sinh đều không có, chỉ có vệ sinh công cộng giữa, để hộ gia đình đồng thời sử dụng, bất quá gian phòng này Tân quán thu phí cũng rất lợi ích thực tế, một buổi tối cũng chỉ bất quá thu 30 khối mà thôi. Đương nhiên hảo Kiện cũng không phải là không có tiền, ở điều kiện tốt hơn nhà khách khách sạn, những năm này hắn mở hảo Kiện cửa hàng thú cưng, kiếm hắc tâm tiền cũng không ít không phải vậy trước đó Hạo Kiện cũng không có năng lực lực muốn nhận mua hạ hàm nặc khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Sở dĩ Hạo Kiện sẽ chọn một cái nhà nhà khách ở lại, trừ hắn ra không nỡ bỏ dùng tiền, ham muốn tiện nghi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này một nhà nhà khách, ở nơi này mướn phòng cũng không cần cung cấp thẻ căn cước, chỉ cần giao tiền xong là có thể trực tiếp vào ở rồi, đây mới là Hảo Kiện sẽ chọn một cái nhà tân quán nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Hạo Kiện vào lúc này, cũng không dám tùy tiện nắm thẻ căn cước đi ra dùng, bởi vì Hạo Kiện chính là lo lắng trực tiếp sẽ hắn bị người phát hiện. Nếu không, vừa nãy Hạo Kiện cũng sẽ không vừa thấy được tuần cảnh trải qua, liền vội vàng tránh được. Ở đến trong căn phòng như vậy, để Hạo Kiện trong lòng đối Tô Chiết hận ý càng thêm sâu hơn, hắn nhận thức là tất cả đều là Tô Chiết tạo thành, nếu như không phải Tô Chiết lời nói, hắn hiện tại đang tại thoải mái kiếm tiền, cần gì tới đây một phần tội. Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, Hạo Kiện cũng không nhịn đại thán một tiếng, sẽ xuất hiện kết quả như thế, là hắn liệu chuyện không nghĩ tới. Vốn là Hạo Kiện hôm nay chính ở tại cửa hàng thú cưng bên trong, nhìn Tô Sủng Chi ra phát sinh trò khôi hài, tâm tình của hắn là thập phần khoái trá, bởi vì sự tình phát triển một mực ấn lại Hạo Kiện kế hoạch đi tới, tất cả cũng rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cho dù sau đó Tô Chiết đến rồi Tô Sủng Chi ra xử lý sự tình, đối với chuyện này cũng là là chuyện vô bổ, cho dù Tô Chiết dùng loa phóng thanh, đem chuyện này làm cho tất cả mọi người đều biết rồi, làm cho tất cả mọi người đều biết mập mạp phụ nữ giờ công phu sư tử hoạc, thế nhưng Hạo Kiện lại không có chút nào căng thẳng, bởi vì vì những thứ khác người chỉ sẽ cho rằng mập mạp phụ nữ lòng tham, nhưng sẽ không nghi vấn mập mạp phụ nữ nói dối. Hạo Kiện nhận thức là tất cả đều đều ở hắn nắm chắc trong, hắn nhìn Tô Chiết ăn quả đắng, sứt đầu mẻ chán bộ dáng, khiến hắn thập phần vui vẻ, cứ việc này là chính bản thân hắn phán đoán ra. Nguyên bản sự tình phát triển, đúng là Hạo Kiện kế hoạch trong, thẳng đến Tô Chiết để lý hoa báo động, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyển cơ. Hạo kiện vốn cho là lần này tô sủng chi ra nhất định là chồng ở trong tay của hắn rồi, cho dù bởi vì mập mạp phụ nữ căn cứ chính xác theo không đủ, mà tô sủng chi ra cuối cùng không cần bồi thường mập mạp phụ nữ tổn thất. Hạo kiện cũng cho rằng không có quan hệ gì, bởi vì tô sủng chi ra danh tiếng nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng cực xấu, đây là chuyện khẳng định. Hơn nữa Hạo Kiện càng muốn tin tưởng Tô Sủng Chi ra sẽ lấy tiền đi ra, nhân nhượng cho yên chuyện, vãn cứu hình tượng của bản thân bất luận tô sủng chi ra cuối cùng là thường tiền vẫn không có bồi thường hảo kiện mục đích đều đạt đến chỉ bất quá hảo kiện không có nghĩ tới là tô chiết sẽ giữa đường đột nhiên rời đi tuy rằng lúc đó hảo kiện từng có nghi hoặc bất quá hắn cho rằng tô chiết không lật nổi sóng gió gì như thế nào tô chiết đều không thể giải quyết chuyện này cho nên hắn cũng không có đem tô chiết rời đi để ở trong lòng vẫn là ở chỗ tối nhìn mập mạp phụ nữ tại tô sủng chi ra náo. chỉ bất quá hảo kiện tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tô Chiết chỉ là đi ra một chuyến, tại lúc trở lại, không biết Tô Chiết từ chỗ nào đã nhận được ghi âm cùng video. Phát thanh thanh âm không nhỏ, mà Hạo Kiện cửa hàng thú cưng liền ở bên cạnh, cho nên Hảo Kiện nghe rất rõ ràng. Mới đầu Tô Chiết tại trong radio phát hình ghi âm thời điểm, nghe được ghi âm nội dung sau, tuy rằng Hạo Kiện là sợ hết hồn, thế nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì Hạo Kiện cho rằng chỉ cần đến lúc đó hắn và mập mạp phụ nữ, chỉ cần chết không thừa nhận ghi âm, một cái ước định ghi âm là giả, hắn tin tưởng chỉ là một đoạn ghi âm cũng nói không là cái gì vấn đề, bởi vậy Tô Chiết cũng bắt bọn họ không có cách nào. Chỉ bất quá Tô Chiết không chỉ dẫn theo một đoạn ghi âm, nếu còn có video. Làm Hạo Kiện nhìn thấy video sau, hắn liền biết xong đời, lần này không chỉ có không cách nào vũng hố Tô Sủng Chi ra một cái, còn đem mình cho kéo xuống nước. Lúc đó hoảng hồn Hạo Kiện, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn, hắn cho rằng chỉ cần trốn một đoạn thời gian sau, lại trở về liền không có chuyện gì rồi. Bởi vậy Hạo Kiện tại cảnh sát không có tìm tới cửa, liền cho hắn chạy trốn, hơn nữa hắn liền xe của mình cũng không dám mở. Hạo Kiện liền đập lái xe của mình lời nói, chẳng mấy chốc sẽ cảnh sát cho khóa chặt mục tiêu. Lúc đó Hạo Kiện cũng không dám về nhà, trực tiếp tìm địa phương tạm thời bắt đầu trốn. Mà sự thực chứng minh Hạo Kiện có lúc còn không phải hoàn toàn là một thằng ngu, cảnh sát tại biết hắn chạy trốn sau, xác thực trước tiên chính là đi trước Hạo Kiện trong nhà tìm, mà Hạo Kiện đã trốn đi cũng không trở về nhà, cho nên cảnh sát tự nhiên không tìm được Hảo Kiện rồi. Lo lắng sợ hãi Hạo Kiện, né sau một thời gian ngắn, biết như vậy ẩn núp cũng không phải biện pháp, cuối cùng vẫn là sẽ bị tìm được. Thế là Hạo Kiện tìm một cơ hội trốn ra được, hơn nữa hắn vào giờ phút này trong lòng còn băn khoăn Tô Chiết. Còn nghĩ đến trả thù Tô Chiết, bị ma quỷ ám ảnh Hạo Kiện, nếu trận một chiếc taxi, trực tiếp từ Thẩm Châu trong thành phố đi tới Yến Vân Thị, vốn là hạo kiện đến tô sủng chi ra bên trong là muốn tìm cơ hội một cây đúc đem tô sủng chi ra cho đốt sạch sành xanh chỉ là hạo kiện mới vừa vặn đi tới tô sủng chi ra bên trong kế hoạch của hắn còn chưa có bắt đầu thực thi liền gặp tuần cảnh lúc đó bởi vì hạo kiện trột dạ cho nên liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tự nhiên không có đốt thành tô sủng chi ra mà đi tới một cái nhà nhà khách ở lại sau hạo kiện cũng từ từ tỉnh táo lại tuy nhiên hắn hay vẫn là rất muốn đốt tô sủng chi ra như vậy mới có thể hơi chút giải trong lòng hắn mối hận. Thế nhưng Hạo Kiện cũng nghĩ thông suốt, muốn đốt tô sủng chi ra, ít nhất phải có xăng cùng cái bật lửa mới có thể thiêu đến thành. Cái bật lửa, Hạo Kiện trên người có, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Kiện cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm tới xăng, cho nên sẽ không có từng đi ra ngoài. Hơn nữa Hạo Kiện cũng lo lắng hiện tại ra ngoài tìm xăng, đến lúc đó không chỉ có không tìm được xăng, còn tự chui đầu vào lưới bị cảnh sát bắt rồi. Bởi vậy Hảo Kiện liền định đợi được chậm một chút lại thực thi kế hoạch, chỉ bất quá này vừa chờ. Thẳng đến nửa đêm, Hảo Kiện cũng không có quyết định ra ngoài tìm xăng, hơn nữa bất chi bất giác thằng ngu này liền ở trong tân quán ngủ rồi. Làm Hảo Kiện lúc tỉnh lại, trời đã sáng rồi, nếu không phải tân quán công nhân viên đến thu vào làm thiếp, còn không biết Hảo Kiện phải ngủ tới khi nào. Sau khi tỉnh lại, Hảo Kiện cũng không lo được đánh răng rửa mặt, đi thẳng tới tô sủng chi ra bên trong. Đáng tiếc thời điểm này, Tô Sủng Chi Gia đã bắt đầu buôn bán, Hạo Kiện đã bỏ mất thời cơ. Tại trước mặt mọi người, Hạo Kiện vẫn không có dũng khí tại Tô Sủng Chi Gia dội sang châm lửa. Nếu như Hạo Kiện thật sự ngu xuẩn đến nước này lời nói, hắn vẫn không có hành động, tin tưởng cũng sẽ bị người cho người khống chế, bắt được trong cục cảnh sát đi rồi. Tuy rằng Hạo Kiện hiện tại đã tăng tâm bệnh cuồng, thế nhưng hắn ít nhiều gì hay là lưu có một chút lý trí, loại chuyện này hắn còn làm không được. Nếu hiện tại đã không có cơ hội đốt Tô Sủng Chi Gia rồi. Hạo Kiện chỉ có thể mặt khác tìm kiếm biện pháp khác, trả thù Tô Chiết. Hạo Kiện cho rằng chuyện quan trọng nhất, chính là tìm tới Tô Chiết vị trí, như vậy mới có thể chậm rãi kế hoạch. Thế là Hạo Kiện liền đi vào Tô Sủng Chi ra, tìm tới bên trong công nhân viên, Hạo Kiện tự xưng là bạn của Tô Chiết, hướng về Tô Sủng Chi ra công nhân viên, hỏi dò Tô Chiết địa chỉ gia đình. Bất quá rất đáng tiếc là, Tô Sủng Chi ra công nhân viên cũng không biết Tô Chiết địa chỉ gia đình, liền ngay cả Tô Sủng Chi ra tân nhiệm chủ quản, cũng không biết Tô Chiết ở nơi nào, bởi vậy Hạo Kiện tự nhiên không thể từ đó đạt được cái gì tin tức hữu dụng, khiến hắn thập phần ảo não. Về phần công nhân viên để Hảo Kiện lưu lại phương thức liên lạc, đợi Tô Chiết sau khi đến, lại chuyển giao cho Tô Chiết, để Tô Chiết tốt liên hệ Hảo Kiện. Hảo Kiện đương nhiên sẽ không thật sự đần độn lưu lại, chỉ là lấy không cần làm phiền lý do, liền rời đi Tô Sủng Chi ra rồi. Kỳ thực Hạo Kiện đến Tô Sủng Chi ra bên trong, tìm công nhân viên hỏi dò Tô Chiết gia đình địa chỉ, căn bản là không hề có tác dụng. Mặc kệ tô sủng chi ra công nhân viên có biết hay không, bọn hắn cũng sẽ không như thực chất nói với Hảo Kiện. Dù sao như Hảo Kiện như vậy người xa lạ, đột nhiên đi tới tô sủng chi ra bên trong hỏi tô chiết địa chỉ, người nào công nhân có can đảm đem tô chiết địa chỉ nói cho hắn, lẽ nào liền không cần lo lắng Hảo Kiện sẽ làm xảy ra chuyện gì sao? Tự nhiên hết thảy công nhân viên đều sẽ chối từ không biết. Hạo Kiện không dám ở tô sủng chi ra bên trong lưu lại quá lâu, bởi vì sợ sẽ bị công nhân viên sản sinh lòng nghi ngờ, bởi vậy hạo kiện ở nơi này không chiếm được mong muốn đáp án sau, hắn liền rời đi nơi này rồi. Hạo kiện đi tới tô sủng chi ra đối diện, tùy tiện tìm góc hẻo lánh ngồi sổm xuống, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, hạo kiện cũng không biết làm sao mới có thể tìm được tô chiết địa chỉ, càng đừng nói trả thù tô chiết rồi, bởi vậy hạo kiện hiện tại vô cùng ảo não. Từ khi một ngày kia tại Khang Mỹ sủng vật trong bệnh viện đụng tới tô chiết sau, Hạo Kiện cho là mình sẽ không có một ngày vận may qua, bất kể là đi làm chuyện gì cũng không hài lòng, trở ngại nhiều. Không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào Hạo Kiệt. vừa lúc đó ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, hắn xuất hiện trời không tuyệt đường người. Bởi vì Hạo Kiện nếu ở nơi này nhìn thấy Tô Chiết, đi vào Tô Sủng Chi ra. Nguyên lai like bởi vì Tô Sủng Chi ra trị liệu nước thuốc đã gần như dùng hết rồi, cho nên Tô Chiết đi ra chạy bộ thời điểm, liền thuận tiện dẫn theo trị liệu nước thuốc lại đây không qua bao lâu, Tô Chiết liền từ Tô Sủng Chi ra bên trong đi ra. Tô Chiết đã đem trị liệu nước thuốc giao cho Tô Sủng Chi ra, để tân nhiệm chủ quản phụ trách phân phối. Từ khi thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra khai trương về sau, Lý Hoa cũng rất ít xen vào nữa Lý Yến Vân Thị bên trong bên này, đều là do bên này tân nhiệm chủ hỏi chính mình quản lý, bởi vì Yến Vân Thị Tô Sủng Chi ra dương đã ổn định lại, đã không cần làm gì nữa rồi. Bởi vì Tô Chiết đem trị liệu nước thuốc giao cho tân nhiệm chủ quản sau, liền rời đi, không có tại Tô Sủng Chi ra bên trong lưu lại. Bởi vậy Tô Sủng Chi ra tân nhiệm chủ quản, còn đến không kịp đem vừa nãy có người tìm đến Tô Chiết sự tình nói ra, Tô Chiết liền đã đi rồi. Bởi vậy Tô Chiết cũng không biết Hảo Kiện đã đi tới Yến Vân Thị bên trong, càng thêm không biết Hảo Kiện trả lại Tô Sủng Chi ra bên trong đi tìm hắn. Bởi vì Tô Chiết là chạy bộ tới, cũng không hề lái xe lại đây, cho nên lúc trở về, Tô Chiết vẫn là chạy bộ trở lại. Đợi tô chiết từ tô sủng chi ra bên trong đi ra sau, hảo kiện liền bắt đầu đi theo tô chiết rồi, bất quá bởi vì lo lắng cho hắn sẽ bị tô chiết xuất hiện, cho nên không dám rời tô chiết quá gần. Tô chiết hôm nay chạy bộ độ cũng không nhanh, rất vững vàng, cho nên hảo kiện tuy rằng phi thường mập mạp, nhưng là mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, vẫn là có thể miễn cưỡng theo kịp. Chỉ bất quá rất nhanh hảo kiện sẽ không đủ tức giận, thế nhưng tô chiết độ vẫn không có giảm xuống, bởi vậy hảo kiện từ từ bắt đầu theo không kịp tô chiết rồi. Cuối cùng không có cách nào, Hảo Kiện không thể làm gì khác hơn là ngăn cản một chiếc xe xuống, ngồi xe đi theo Tô Chiết. Bởi vì Tô Chiết là chạy bộ nguyên nhân, nếu như Hảo Kiện ngồi taxi đi theo Tô Chiết lời nói, thật là không có phương tiện, bởi vì có một vài chỗ. Xe taxi là mở không vào được, cho nên Hảo Kiện lần này ngồi xe là xe gắn máy. Như Thẩm Châu thành phố địa phương, bởi vì cấm xe ôm nguyên nhân, sớm tại nhiều năm trước đó, cũng đã rất ít người lái xe gắn máy rồi thậm chí ngay cả xe điện đều không cho phép cưới. Thế nhưng Yến Vân thì cùng Thẩm Châu trong thành phố không giống, nơi này một mực có không ít người mở ra xe gắn máy. Rất nhiều không có bảng số xe gắn máy tại Yến Vân Thị bên trong tùy ý có thể thấy được, chỉ có quá niên quá tiết, hoặc là một ít đặc biệt trọng yếu tháng ngày, mới sẽ cấm mài, lúc bình thường, đều rất thiểu quản. Bởi vậy Yến Vân Thị bên trong, có không ít người lái xe gắn máy, hoặc là xe ba bánh đón khách kiếm tiền mưu sinh, tại Yến Vân Thị bên trong, chỉ cần đứng ở ven đường duỗi tay một cái liền có thể gọi được xe gắn máy cùng xe ba bánh cho nên hạo kiện liền nghĩ đến ngồi xe gắn máy đi theo tô chiết rất nhanh sẽ bị hắn gọi được một chiếc xe gắn máy rồi hạo kiện gọi được sau xe gắn máy hắn cùng tài xế nói ra ta là cảnh sát hiện tại đang tại tra án người mang theo ta theo phía trước mặt cái kia một người hắn là hiểm nghi phạm làm hạo kiện câu nói này nói ra khỏi miệng sau xe gắn máy tài xế như trông đần đột như thế nhìn hạo kiện Ngươi đừng sỉ nhục cảnh sát cái từ này, được không? Xe gắn máy tài xế rất muốn nói, bất quá hắn cuối cùng cũng không hề vạch Trần Hạo Kiệt, chỉ nói là nói, có thể, chỉ cần ngươi cho tiền xe là được rồi. Đoán chừng Hạo Kiện nói tô chiết là gian, phu, đem vợ của hắn ta câu dẫn chạy, hiện tại hắn muốn nắm gian ở giường, xe gắn máy tài xế còn có thể tin tưởng, thế nhưng Hạo Kiện nói mình là cảnh sát lời nói, xe gắn máy tài xế là tuyệt đối không thể nào biết tin tưởng. Ta cho ngươi gấp đôi tiền xe, chỉ cần ngươi đừng mất dấu hắn cũng không thể khiến hắn xuất hiện hạo kiện nói xong liền vội vàng bận bịu lên xe xe gắn máy tài xế cũng không nói nhảm trực tiếp đem xe gắn máy chuyển động đuổi theo đã chạy xa tô chiết ngồi trên sau xe gắn máy hạo kiện dễ dàng rất nhiều hơn nữa coi như là một ít hẻm nhỏ xe gắn máy cũng có thể trực tiếp lái vào đi cho nên hạo kiện không cần tiếp tục phải lo lắng mất dấu tô chiết rồi mà chạy ở mặt trước tô chiết cũng không có phát hiện mặt sau đang tại có một chiếc xe gắn máy đi theo hắn. Bởi vì tại Yến Vân Thị bên trong, xe gắn máy thật sự là quá bình thường, bởi vậy xe gắn máy động tiếng động cơ cũng không hề gây nên Tô Chiết chú ý. Nếu như Tô Chiết biết Hạo Kiện đi tới Yến Vân Thị, đồng thời còn đi qua Tô Sủng Chi ra bên trong đi tìm lời của hắn, cái kia hắn tự nhiên sẽ có phòng bị tâm. Thế nhưng đối Hạo Kiện đã tới Yến Vân Thị sự tình, Tô Chiết vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn không thể nào biết muốn đến vào giờ phút này, Hạo Kiện sẽ ngồi ở một chiếc xe gắn máy bên trong, đi theo sau lưng của hắn, mưu đồ gây rối. Dù sao Tô Chiết không thể nghĩ đến Hạo Kiện sẽ như vậy phát điên, chạy đến Yến Vân Thị bên trong đến, Hạo Kiện nhọc nhằn khổ sở chạy đến, còn không tìm một chỗ trốn đi, còn dám chạy đến Yến Vân Thị bên trong, sẽ không sợ bị người phát hiện sao. Đoán chừng cảnh sát ý nghĩ, cũng giống như Tô Chiết, cũng không hề đoán được hảo kiện sẽ chạy đến yến vân thị bên trong, bởi vậy còn tại thẩm châu trong thành phố khổ sở tìm kiếm. cho nên lần này hảo kiện chó ngáp phải ruồi, trả lại cho hắn tránh được một kiếp. nếu như lần này hắn thật tốt tại yến vân thị trốn một đoạn thời gian, sau đó lại chạy đến thành thị khác sinh hoạt, khả năng cảnh sát muốn tìm đến hắn hy vọng cũng không lớn. dù sao hạo kiện lần này phạm tội, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng muốn nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, không thể nào biết lãng phí quá nhiều cảnh lực theo đuổi bắt hảo kiện. Gần như đã qua thời gian một tiếng, Hạo Kiện rốt cuộc nhìn thấy Tô Chiết chạy đến một cái trong tiểu khu, hắn đoán chừng Tô Chiết sẽ ngủ ở bên trong tiểu khu. Ngồi hơn một giờ xe gắn máy, Hạo Kiện cái mông đều nhanh cho điên đã tê dần, lúc xuống xe, đều suýt chút nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất, may là cuối cùng thời điểm, hắn đỡ xe gắn máy tài xế mới không có ngã xuống. Đợi Hạo Kiện sau khi xuống xe, xe gắn máy tài xế, nói ra, tiền xe 100 khối. Nếu như là bình thường, như vậy đường xe, tài xế nhiều nhất chỉ biết thu 10 đồng tiền. Thế nhưng lần này bởi vì phải đi theo tô chiết, cho nên xe không có thể mở được quá nhanh, so với bình thường muốn tốn thêm vài lần thời gian, hơn nữa lái xe đi theo người sau lưng, ít nhiều gì đều sẽ có chút phiêu lưu, nếu như cho tô chiết phát hiện, cũng sẽ chọc tới phiền phức trên người, cho nên tài xế liền muốn thu chút phiêu lưu phí đi. Một khối nói nhiều không nhiều nói ít không ít, nhưng là vẫn hạo kiện thập phần đau lòng, tuy rằng hắn rất không muốn cho. Thế nhưng Hảo Kiện lo lắng không cho, cùng tài xế sinh cãi vã lời nói, sẽ khiến cho Tô Chiết chú ý, như vậy Hảo Kiện kế hoạch liền uổng phí, còn đánh rắn động cỏ, đến lúc đó Hảo Kiện tự không khả năng lại có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa xe gắn máy tài xế nhìn lên cũng không phải dễ khi dễ, nếu như Hảo Kiện muốn quyệt nợ lời nói, đoán chừng hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Thế là Hảo Kiện ước lượng mình một chút có bao nhiêu cân lượng sau, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là từ trên người móc ra 100 khối đi ra giao cho tài xế. Xe gắn máy tài xế thu trả thù lao, nhiệm liễu chân giả sau, liền lái xe rời khỏi. Tiền đã cầm được tay, về phần Hảo kiện là cảnh sát, vẫn là có ý định bắt gian phu, sẽ không quan chuyện của hắn. Đợi xe gắn máy tài xế lái xe đi rồi, hạo kiện ở bên cạnh bên trong góc đợi một quãng thời gian, hắn đoán chừng tô chiết chính là ở tại cái tiểu khu này trong. Đọc sách thần khí bởi vì hạo kiện nhìn thấy tô chiết chạy vào trong tiểu khu một ngôi nhà sau, liền một mực cũng không có đi ra sau hạo kiện tại trong tiểu khu phụ cận đi dạo một vòng, xuất hiện cái tiểu khu này lối ra không ít, thế nhưng tiểu khu lớn nhất cửa ra vào chính là tô chiết trước đó đi vào cửa ra vào. Tuy rằng hạo kiện lo lắng tô chiết sẽ từ tiểu khu những khác cửa ra vào rời đi, thế nhưng hắn xuất hiện ở một cái người phân thân thiếu phương pháp, cũng không khả năng đem hết thảy cửa ra vào đều bảo vệ, chỉ có thể lựa chọn một cái trọng yếu cửa ra vào cắm điểm. Mà cái này cửa ra vào, là cách tô chiết phòng ở gần nhất cửa ra vào, bởi vậy hạo kiện liền lựa chọn ở cái này cửa ra vào cắm điểm rồi, chờ đợi tô chiết đi ra. Hạo kiện mặc dù bây giờ phi thường muốn báo thù tô chiết, thế nhưng là không có dũng khí, đi chính diện đối mặt tô triết, dù cho hắn trên người bây giờ cất giấu một cây đao. Thế nhưng hạo kiện cũng không có tự tin dựa vào dao găm là có thể đánh thắng tô triết, Bởi vì hạo kiện đối tô triết võ lực, tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn có cái đại khái đoán chừng liền đơn chỉ bằng tô chiết một cái tay có thể đem hảo kiện dơ lên khí lực liền để hảo kiện không dám manh động rồi nếu như hảo kiện cứ như vậy cầm dao găm ngây ngốc vọt vào lời nói hắn tin tưởng chỉ cần vừa đối mặt tô chiết dễ như ăn bánh liền có thể đem hắn trực tiếp bắt lại liên quan với điểm này hảo kiện vẫn có tự biết rõ bởi vậy hảo kiện chỉ có thể lựa chọn núp trong bóng tối bên trong tìm cơ hội đối tô chiết ném đá giấu tay như vậy hắn mới có cơ hội báo thù rửa hận Hạo Kiện cũng sẽ không cảm thấy hắn hành vi như vậy đáng thẹt, ngược lại sẽ cảm giác mình rất thông minh. Bởi vì cho tới nay, Hạo Kiện đều cho là mình là ăn não, mà không phải dựa vào man lực đi giải quyết vấn đề. Mỗi khi Hạo Kiện âm mưu quỷ kế sau khi thành công, đều sẽ khiến hắn vì thế thập phần tự hào, mà đắc chí. Đối Hạo Kiện tới nói, quá trình đều không quan trọng, kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Hạo Kiện cách cửa ra vào không xa nơi khúc quanh, tìm góc hẻo lánh bắt đầu trốn chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này chờ Tô Chiết đi ra, lại tùy thời mà động. Đáng tiếc là, Hạo Kiện nghĩ đến quá chuyện đương nhiên. Hắn đã chờ tốt mấy tiếng, cũng không có đợi đến Tô Chiết từ trong phòng đi ra. Cuối cùng thực sự đói bụng đến không được Hạo Kiện, chỉ có thể trước rời đi, tìm địa phương giải quyết ăn uống chi dục. Nếu không, khả năng Hạo Kiện còn không có đợi đến Tô Chiết rời đi, hắn trước tiên đói bụng bất tỉnh ở nơi này trước tiên. Hạo Kiện tại tiểu khu phụ cận, Tìm cái mì Hoành Thánh cửa hàng, hắn điểm một bát mì Hoành Thánh sau, tại lối vào cửa hàng tìm cái vị trí ngồi xuống. Sở dĩ Hạo Kiện sẽ chạy tới nơi này cật hồn đồn mặt, là bởi vì cái này cửa hàng cách tiểu khu gần nhất. Hơn nữa cửa ra vào vị trí, còn có thể nhìn thấy tiểu khu cửa ra vào. Như vậy Hạo Kiện ở nơi này là có thể nhìn thấy có hay không người từ trong tiểu khu cửa vào đi ra. Tuy rằng bởi vì khoảng cách không phải rất gần nguyên nhân, dẫn đến tầm mắt không phải rất tâm tình, không thể nhìn rõ ràng người dáng dấp thế nhưng có thể nhìn thấy cũng đã rất tốt. Vốn là hạo kiện là dự định ở nơi này tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền lập tức đi trong tiểu khu cắm điểm thủ tô chiết, bởi vì hạo kiện lo lắng đêm dài lắm mộng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn lại tìm đến cơ hội sẽ rất khó. Nhưng là hạo kiện là càng ăn càng đói bụng, rất nhanh một chén lớn mì hoành thánh chỉ thấy đáy, thế nhưng hạo kiện lại như cú cảm giác rất đói, một bát mì hoành thánh căn bản lấp đầy không được, sau đó hạo kiện không thể làm gì khác hơn là kêu nữa một bát mì hoành thánh trong lòng suy nghĩ ăn nữa một bát liền lập tức đi cắm điểm chờ đợi không thể chậm trễ thời gian nữa chỉ là không có bao lâu này chén thứ hai mì hoành thánh cũng cho hạo kiện nhanh giải quyết ăn vào bụng tử bên trong thế nhưng hắn vẫn như cũng không có cảm giác đến thỏa mãn trong bụng vẫn là rỗng tuếch muốn làm tốt công việc trước cần công cụ tốt muốn làm sống vẫn là trước hết ăn no rồi mới có sức lực nếu không đến lúc đó cầm dao nhỏ ám sát tô chiết đều không có khí lực, có câu nói là mài đao không lầm đốn củi công. Hạo kiện tìm cho mình một cái đường hoàng lý do đi ra, sau đó yên tâm thoải mái kêu chén thứ ba mì hoành thánh, sau đó là chén thứ tư mì hoành thánh. Chén thứ tư mì hoành thánh cho hạo kiện ăn sạch sành xanh sau, hạo kiện mới cảm giác được no rồi. Liền ở hạo kiện chuẩn bị móc tiền ra, giao tiền mì thời điểm, hắn nhìn thấy trong tiểu khu cửa vào đi ra một người đến, Tuy rằng bởi vì vị trí cách khá xa nguyên nhân, Hạo Kiện cũng không thể nhìn rõ dáng dấp của đối phương, thế nhưng hắn có thể phán đoán ra đối phương là nam, quan trọng nhất là đối phương mặc một bộ quần áo màu trắng. Mà Hạo Kiện nhớ rõ sáng sớm thời điểm, Tô Chít cũng là mặc một bộ màu trắng quần áo thường. Làm đối phương từ tiểu khu đi ra sau, Hạo Kiện vội vàng đuổi tới, mà mì hoành thánh tiền vẫn không có thanh toán. Hơn nữa làm mì hoành thánh của ông, thấy Hạo Kiện vẫn không có trả tiền liền chạy, cho rằng Hạo Kiện quên mất, liền vội vàng đuổi theo ra đến, hô, ông chủ, tiền của ngươi vẫn không có giao, đừng đi a hát. Nhưng là tối để cho lão đại gia sinh khí thời điểm, hắn càng gọi, hảo kiện càng chạy nhanh hơn. Phải biết hảo kiện vừa nãy chọn vẹn ăn tứ đại chén mì hoành thánh, đây chính là dùng tài liệu 10 phần, đối vu lão đại gia tới nói, đây chính là máu của hắn mồ hôi tiền, hắn là vốn nhỏ chuyện làm ăn, có thể thiệt thòi không nổi, cụ ông tại sao có thể để hảo kiện ăn cơm chùa, cứ như vậy khiến hắn chạy mất. Thế là cụ ông cùng trong cửa hàng người nhà gọi một tiếng, cầm lên bên cạnh chút điều cây trổi liền đuổi theo. Mà khi Hạo Kiện cẩn thận từng ly từng tí phải dựa vào gần sau, mới phát hiện đối phương cũng không phải tô chiết, chỉ là đâm vào đồng dạng màu sắc quần áo mà thôi. Bất đắc dĩ, Hạo Kiện chỉ có thể ngừng lại, hắn xoay người dự định đi cắm điểm. Hạo Kiện hiện tại đã hoàn toàn quên mất, hắn ăn mì vẫn không có giao chuyện tiền bạc, hơn nữa khả năng cho dù Hạo Kiện hiện tại nhớ tới, cũng sẽ không ngoan ngoãn trở lại trả tiền dù sao đều chạy ra về phần có thể hay không xin lỗi của ông loại chuyện này hạo kiện là sẽ không lo lắng dù sao lương tâm của hắn cũng sẽ không bất an hạo kiện mới vừa vặn xoay người cũng cảm giác thiên thật giống lập tức tối lại một khối lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống chặt chẽ vững vàng đánh vào trên mặt của hắn nguyên lai like là mì hoành thánh điếm của ông đuổi theo thấy hạo kiện ngừng lại liền dơ lên trong tay trúc điều cây chổi hướng về hạo kiện đập tới kết quả không nghĩ tới hạo kiện lại đột nhiên xoay người lại, thế là cụ ông trúc điều cây trổi liền vỗ vào hạo kiện trên mặt. Làm thói quen cu ly cụ ông bây giờ tuổi tác tuy rằng đã lớn, thế nhưng khí lực lại vẫn là không nhỏ. Hạo kiện mặt chặt chẽ vững vàng đã trúng cụ ông lần này, nhưng là không nhẹ. Trong nháy mắt hạo kiện chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, đầu óc choáng váng, hắn liền đứng đều đứng không vững vàng rồi, thân thể ngã trái ngã phải, suýt chút nữa liền ngã xuống. Hạo kiện xem cụ ông đều không thấy rõ rồi, trong tầm mắt của ông thật giống chia làm mấy cái như thế. Nhìn ngươi ăn mặc nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới liền mấy chén mì hoành thánh tiền đều muốn quyệt nợ, người xứng đáng trời đất chứng dám sao. Cụ ông khí đạo, bất quá đánh hạo kiện một cái, hắn cảm giác không có trước đó như vậy biệt khuất, cũng không có xuất thủ nữa. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, hạo kiện đầu óc mới hơi chút thanh tỉnh một ít, bất quá trên mặt của hắn cũng bởi vậy để lại thật to dấu đỏ, cho đến lúc này hạo kiện mới biết chuyện gì xảy ra đến ta dựa vào, người lão già đáng chết này, người nếu dám đánh ta. Hạo kiện nổi giận, hắn một bên đem ống tay áo kéo ra đến, vừa mắng, còn đi lên trước, muốn cụ ông động thủ. Chỉ là rất nhanh hạo kiện hung hăng kiêu ngạo, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mà vốn là hắn còn muốn nói là người còn thật không biết chữ tử là làm sao viết, hôm nay liền để ta dạy dỗ ngươi. Cũng trực tiếp đem câu nói này cho nén trở về, đổi thành, đại gia, người đánh thật hay, ta liền nên đánh, tạ ơn đại gia. Hạo Kiện từ hung hăng càn quấy đột nhiên chuyển biến thành cháu trai, hắn tự nhiên không phải vô duyên vô cớ biến choáng váng, mà là vì Hạo Kiện xem đến lão đại gia mặt sau chạy tới hai đại hán. Hơn nữa hai cái này đại hán cùng cụ ông có chút tương tự, lại tăng thêm bọn hắn hướng về hảo Kiện cùng cụ ông bên này chạy tới, không thể đoán ra hai cái này đại hán phải là cụ ông nhi tử đến giúp đỡ cụ ông đến rồi. Lấy hai đại hán thể trạng, Hạo Kiện đối đầu trong đó một cái đều cảm giác quá chừng, rất nhanh là hai cái lại tăng thêm vũ lực cũng không thấp của ông. Hạo kiện căn bản không có nắm chắc có thể chạy trốn được, bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ có thể ở cụ ông trước mặt ra vẻ đáng thương rồi. Đại gia, người trước giảm nhiệt, ta không phải cố ý không trả tiền, ta chỉ là có chút việc gấp muốn làm, cho nên có lúc liền quên mất, ta hiện tại liền giao. Hạo kiện cúi đầu cúi người nói ra, nói xong, hạo kiện liền từ trong túi quần lấy ra bóp tiền, từ đó rút ra một tấm 100 đi ra, nói ra, đây là của ta tiền mì, còn lại liền không cần thối lại, coi như làm của ta bồi tội, liên lụy đại gia chạy một chuyến. Vốn là cụ ông mì hoành thánh, một chén lớn mới cần 5 khối, hạo kiện ăn tứ đại chén. Cũng bất quá là 20 khối, lúc đó hạo kiện còn ở trong lòng cảm thán yến vân thì tiêu phí thấp, nếu như là tại thẩm châu trong thành phố, một bát mì hoành thánh ít nhất 10 khối. Hơn nữa phân lượng vẫn không có cụ ông nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại hạo kiện vì cụ ông tiêu hỏa, không cần được ra thịt nỗi khổ, cho nên hắn không thể không lấy ra 100 khối bồi tội rồi. Tuy rằng 100 khối để hạo kiện đau lòng. Bởi vì tính như vậy lời nói, một bát mì hoành thánh liền cần 25 khối. So với thẩm châu thành phố mì hoành thánh còn muốn đắt hơn nhiều. Thế nhưng hạo kiện hiện tại không được không làm như vậy. Bởi vì cái này đều là hắn tự tìm. Hư, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không ăn cơm chùa. Cụ ông nói ra, bất quá cụ ông đúng là không có như vậy lòng tham. Hắn từ trên người lấy ra 80 khối tiền lẻ tìm cho hạo kiện sau cụ ông liền cùng hai đứa con trai rời đi về cửa hàng hỗ trợ đi rồi cụ ông đi rồi hạo kiện không khỏi ở phía sau mông hùng hùng hổ hổ bất quá hắn cũng không dám chửi đến quá lớn tiếng bởi vì hắn cũng sợ cụ ông bọn hắn nghe được cho nên hắn chỉ dám lén lút ở phía sau nhỏ giọng mắng bọn họ hạo kiện vươn tay ra nhẹ đụng nhẹ mặt chỉ cảm thấy đau rát cụ ông khí lực có thể thật không nhỏ đã qua thời gian dài như vậy dấu đỏ không chỉ có không có biến mất trái lại càng ngày càng sâu sắc thêm đoán chừng chưa được mấy ngày thời gian là không tản được. Bởi vậy để hạo kiện thập phần căm hận cụ ông, bất quá hắn đối tô chiết càng là hận thấu xương rồi, hắn cho là hắn có như bây giờ kết cục, là tô chiết một tay tạo thành, nếu như không phải tô chiết lời nói, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, hạo kiện còn có thể thư thư phục phục qua cuộc sống của hắn, cho nên hạo kiện nhận thức là tất cả đều bị tô chiết làm hỏng. Về phần hạo kiện hiện tại vì cái gì sẽ rơi vào mức độ như vậy, chỉ là hắn gieo gió gặt bão, thế nhưng hắn có thể sẽ không như vậy muốn. Hảo Kiện ngoại trừ hận Tô Chiết bên ngoài, còn đặc biệt hận chụp ảnh hắn và mập mạp phụ nữ người. Nếu không phải là bởi vì hắn đem Hảo Kiện cùng mập mạp phụ nữ đối thoại, cho ghi âm cùng với thu lại thành video, cuối cùng còn đem này ghi âm cùng video giao cho Tô Chiết lời nói. Tất cả những thứ này kết quả đều sẽ khác nhau, mà khi đó không may chính là Tô Chiết rồi. Cho nên Hảo Kiện hắn là phi thường căm hận người này. Nếu như có cơ hội, Hảo Kiện tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chỉ là Hảo Kiện hiện tại cũng không biết là ai làm tuy rằng Hạo Kiện biết có khả năng nhất chính là cửa hàng thú cưng công nhân, nhưng là sủng vật của hắn nhân viên cửa hàng công có mấy cái, Hạo Kiện cũng không biết là ai làm. Bởi vậy Hạo Kiện hiện tại cho dù muốn báo thù, cũng không biết tìm ai, cho nên Hạo Kiện chỉ có thể đem hết thảy tội danh đều tính tại Tô Chiết trên người của, hận cũ thêm thù mới, hiện tại Hạo Kiện là hận không thể đối Tô Chiết rút gân lột ra, để Tô Chiết sống không bằng chết. Cho nên Hạo Kiện mới sẽ tại có cơ hội chạy trốn cảnh sát đuổi bắt, chạy đến những nơi khác sinh hoạt dưới tình huống, còn liều lĩnh nguy hiểm to lớn chạy tới yến vân thị bên trong chính là vì trả thù tô chiết giải trừ hắn mối hận trong lòng tại thanh toán tiền mì sau hạo kiện lại đi tới nơi khúc quanh bên trong góc bắt đầu trốn đợi tô chiết đi ra hạo kiện lựa chọn địa phương là trong đống rác bởi vì có thật cao rác rưởi chống đỡ sẽ rất khó phát hiện hắn hơn nữa cho dù đi ngang qua người tới gần hạo kiện ngồi xổm trong đống rác cũng không có ai sẽ đi quản bởi vì người qua đường đều cho rằng hạo kiện là nhặt phe trai hoặc là tinh thần thất thường kẻ ngu si, cho nên mới phải ngồi xổm trong đống rác. Nếu không, người bình thường làm sao có thể sẽ ngồi xổm trong đống rác, người qua đường ôm nhiều một sự không bằng tâm thái, bởi vậy cũng không có ai sẽ để ý hảo kiện hành vi. Mà hảo kiện chính là muốn hiệu quả như vậy, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng bị người quấy dày, sẽ không bại lộ chính mình rồi, về phần cái khác trong lòng của người ta là nghĩ như thế nào, cảm thấy ra sao hắn, hảo kiện có thể quản không được nhiều như vậy, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ là muốn báo thù mà thôi. Tại ngày nắng to bên trong, ngốc ở bên ngoài vốn là không dễ chịu, lại tăng thêm hạo kiện còn lựa chọn trong đống rác cắm điểm. Nơi này không chỉ có vừa dơ vừa thúi, hơn nữa muỗi con ruồi, cùng với con rán, càng là không ít, liền ngay cả con chuột cũng sẽ tình cờ chạy đến vài con. Hạo kiện tại đống rác ở một cái buổi chiều, trên mặt, trên người, đều bị mũi đốt rất nhiều bao đi ra, hơn nữa thỉnh thoảng còn có con rán chạy đến trên người hắn, làm cho Hảo kiện là cả người ngứa, tới đâu vô loạn tới đó. Bất quá lần này hạo kiện ngược lại là thật là có thể chịu, vì tìm tô chiết báo thù, nếu có thể trong đống rác trọn vẹn ở một cái buổi chiều, vẫn cứ cố nén không ra, này nghị lực có thể không phải người bình thường có thể làm được, đủ để mở ra hạo kiện đối tô chiết hận ý sâu bao nhiêu rồi. Nếu không, Hảo kiện cũng không cách nào làm không tới mức này. Nhất làm cho hạo kiện tức giận là tô chiết từ khi sáng sớm đi vào tiểu khu sau, sẽ không có trở ra qua, mà những người khác cũng không ít có từ tiểu khu đi ra ngoài, từ hạo kiện trước mặt đi qua, mà tô chiết nhưng lại ngay cả cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Này có lúc để hạo kiện cũng không thể không hoài nghi, sáng sớm hắn từ tô sủng chi ra bên trong cùng tới nơi này người, đến cùng có phải không tô chiết, có thể hay không nhận lầm người. Bất quá khi hạo kiện vừa nghĩ tới, hắn là tận mắt nhìn thấy tô chiết từ tô sủng chi ra bên trong đi ra ngoài, đây là không sai được, không thể nào biết trùng hợp như vậy, bởi vậy Hảo Kiện tin tưởng chính mình hẳn là sẽ không nhận lầm người. Hảo Kiện tin tưởng sáng sớm chạy vào tiểu khu người khẳng định chính là Tô Chiết, nhất định sẽ không sai, chỉ là hắn cũng không biết Tô Chiết tại sao có thể ở bên trong mốc lâu như vậy, đều không ra một cái khiến hắn không công ở nơi này chịu tội. Sở dĩ Hảo Kiện có thể kiên trì lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn mỗi khi muốn buông tha thời điểm, Hảo Kiện liền sẽ nghĩ đến nếu như Tô Chiết cho hắn bắt được lời nói, hắn sẽ như thế nào đi dần và Tô Chiết để tô chiết sống không bằng chết. Mỗi lần Hạo Kiện nghĩ đến hình ảnh như vậy, liền để hắn hưng phấn không thôi. Đơn riêng chỉ là phán đoán liền để tim đập của hắn ra tốc, bởi vậy hắn mới có thể kiên trì đi xuống. Chỉ bất quá Hạo Kiện chờ đến càng lâu, trong lòng lại càng thấp thỏm bất an. Ngoại trừ sợ sẽ bị người phát hiện bên ngoài, Hạo Kiện lo lắng nhất chính là đến lúc đó hắn không cách nào đem tô chiết hạn chế. Hơn nữa tới gần động thủ thời điểm, Hạo Kiện trong lòng cũng là rất hoảng loạn. Tuy rằng loại chuyện này. Hảo Kiện trước đây trải qua không ít lần, hắn cũng không phải là không có cầm dao nhỏ chém hơn người, chỉ là những năm gần đây nhất, Hảo Kiện đã không có chính mình động thủ một lần rồi, đều là nắm một ít tiền đi ra, tìm người thay thế hắn đi làm. Chính vì như vậy làm phiêu lưu, liền tương đối thiếu rất nhiều, cho dù bị Hảo Kiện ủy thác người bị cảnh sát bắt được, đem Hảo Kiện khai ra, Hảo Kiện cũng có thể chết không thừa nhận, lại tăng thêm hắn có chút điểm bối cảnh, bởi vậy cảnh sát không có nguyên vẹn chứng cứ, cũng nắm Hảo Kiện không có cách nào đã cách nhiều năm hạo kiện lần này không thể không lần nữa chính mình nắm lấy dao găm tự mình ra tay bởi vậy hắn ít nhiều gì vẫn có chút ý sợ hãi thế nhưng này ý sợ hãi càng làm cho hạo kiện có chút điên cuồng bất quá hạo kiện tuy rằng rất muốn giết tô chiết bất quá lần này hắn ngược lại không dám thật sự làm như vậy bởi vì hắn biết giết người cùng hại người nhưng là khác biệt rất lớn nếu như hạo kiện đem tô chiết giết lời nói Cảnh sát nhất định sẽ bởi vậy tập trung vào rất nhiều cảnh lực theo đuổi bắt hảo kiện cái này tội phạm giết người. Đến lúc đó hảo kiện liền chắp cánh khó thoát. đương nhiên hảo kiện cũng sẽ không như vậy ung dung buông tha tô chiết, cũng sẽ không khiến tô chiết như vậy dễ chịu. Nếu không, hảo kiện cũng sẽ không mạo hiểm thẩm châu trong thành phố, chạy đến yến vân thị bên trong đến rồi. Nếu như có cơ hội, hảo kiện tuyệt đối sẽ cầm dao nhỏ đem tô chiết gần tay gần chân đều cho đánh gãy rồi, để tô chiết trở thành một phế nhân. Lời nói như vậy thậm chí so trực tiếp giết Tô Chiết còn muốn cho Hạo Kiện hả giận. Để Tô Chiết thành vì cuộc sống không thể tự lo liệu rác rưởi Tuyệt đối có thể để cho Tô Chiết sống không bằng chết. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Hạo Kiện liền nhiệt huyết sôi trào, sợ hãi trong lòng cũng bởi vậy bị đuổi tản ra không ít. Nhưng là phán đoán cuối cùng là phán đoán, cũng không thể quả nhiên. Ảo tưởng đều là thập phần tốt đẹp, thế nhưng hiện thực đều là sẽ cho hắn một cái tát, khiến hắn tỉnh lại. Tìm tới Thái Dương hạ xuống trong núi, sắc trời hoàn toàn đen xuống, Tô Chiết vẫn như cũ cũng không có đi ra, để Hạo Kiện khổ sở chờ đợi đã trở thành một chuyện cười. Hạo Kiện đợi một cái buổi chiều, mà hôm nay ăn mì hoành thánh đã sớm bị Hạo Kiện tiêu hao sạch sẽ rồi. Mà lúc này đây, Hạo Kiện lại bắt đầu cảm giác đói bụng. Thế là Hạo Kiện từ trong đống rác đứng dậy, ngồi sổ một cái buổi chiều, hai chân của hắn đều nhanh muốn tê liệt. Không có cảm giác rồi. Hoạt động một ít thân thể, Hảo Kiện tìm tiệm bánh mì, mua mấy cái bánh bao cùng một bình nước suối bên trong, sau đó lại trở về trong đống rác. Hôm nay chờ lâu như vậy, Hạo Kiện cũng không muốn cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, bởi vậy hắn mua bánh mì cùng nước suối sau, liền trực tiếp mang tới trong đống rác ăn, miễn cho thời điểm này Tô Chiết vừa vặn đi ra, mà bỏ lỡ cơ hội lần này. Bởi vậy Hạo Kiện liền làm trong đống rác ăn bánh mì, vì tìm Tô Chiết báo thù, hắn cũng không chê đống rác thối dơ giấy bẩn thỉu rồi, hơn nữa cực đói hảo kiện cũng quản không được nhiều như vậy một mở ra bánh mì giấy bọc sau hảo kiện liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn rất nhanh mấy cái bánh bao liền bị hảo kiện giải quyết hết đem cuối cùng một cái nước suối uống sạch sau đó hắn đem chiếc lọ tiện tay ném một cái lúc này cái bụng cuối cùng không có khó chịu như vậy rồi hắn lại bắt đầu dài rằng giặc đã chờ đợi mà tô chít cũng vừa mới ăn cơm tối xong bất quá so với hảo kiện đến tô chít bữa tối liền phong phú hơn nhiều hơn nữa khẩu vị càng thêm không cần so sánh. Cho dù vẻn vẹn tô chiết có thể ở nhà trên bàn ăn ăn cơm, cũng so với hạo kiện chỉ có thể trong đống rác ăn bánh mì, liền không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Sau khi ăn cơm tối xong, tô chiết đi tới trong phòng khách, thư thư phục phục ngồi trên ghế sofa, xem TV tiết mục, không biết có bao nhiêu rỗi rảnh. Mà tô chiết cũng không biết bên ngoài một cái hận hắn tận xương hắn, đang tại trốn trong đống rác chờ hắn ra ngoài hôm nay tôi chiết ngoại trừ sáng sớm ra ngoài chạy bộ thời điểm dẫn theo trị liệu nước thuốc cho tô sủng chi ra bên ngoài sẽ không có lại đi nữa đã qua tôi chết một mực ở nhà đi hậu viện cùng sân thượng trừ làm cỏ hoặc là cùng trong nhà sủng vật chơi đùa nếu không liền tu luyện luyện thể thuật thời gian trôi qua không biết bao nhanh một ngày cứ như vậy gần như đi qua vốn là tô chiết cũng không có đi ra sủng hắn dự định nhìn một hồi tivi tự đi cầm quần áo rửa giấy nếu có hứng thú lời nói liền tu luyện luyện thể thuật nếu như không có tâm tình lời nói, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là Tô Chiết ngồi ở sofa lên, hai con tiểu tàng sư sẽ không có yên tĩnh xuống qua, một mực tải trên người hắn chui tới chui lui, còn dùng đầu đẩy Tô Chiết chân. Hai con tiểu tàng sư ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn cho Tô Chiết dẫn chúng nó ra ngoài bên ngoài chơi. Trước đây này công việc tiểu tuyết long vẫn đang làm, từ khi có hai con tiểu tàng sư sau, liền do hai con tiểu tàng sư đi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hai con tiểu tàng sư so với trước kia tiểu tuyết long, còn có thể làm ẩm ý, tinh lực 10 phần, một khắc đều dừng lại không được. Chỉ cần một ngày không từng đi ra ngoài, hai con tiểu tàng sư liền ngồi không yên rồi, chỉ cần Tô Chiết không có làm chuyện gì, hai con tiểu tàng sư liền sẽ như hiện tại như thế quấn lấy Tô Chiết, làm cho Tô Chiết không thể không dẫn chúng nó ra ngoài bên ngoài. Tô Chiết bị hai con tiểu tàng sư quấn thật sự là không có cách nào, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo chúng nó ra ngoài bên ngoài chơi. Tô Chiết vỗ vỗ đầu, làm bộ hù dọa chúng nó. Hai con tiểu tàng sư cũng rất phối hợp yên tĩnh lại, cúi đầu thật giống biểu thị chúng nó biết sai như thế. Bất quá hai con tiểu tàng sư, đều biết Tô Chiết mặc dù là đang giáo huấn chúng nó, thế nhưng thường thường Tô Chiết bước kế tiếp liền sẽ mang theo chúng nó ra ngoài bên ngoài chơi. Hai con tiểu tàng sư hiện tại đã hiểu rất rõ Tô Chiết thói quen, bởi vậy Tô Chiết hơi động đậy thân, hai con tiểu tàng sư bỏ chạy đi cạnh cửa trong tủ giày, đem Tô Chiết bình thường mặc đi ra ngoài giày ngậm lại đây, đặt ở tô chiết trước mặt, để tô chiết mặc. Sở dĩ hai con tiểu tàng sư như vậy chủ động, chúng nó vì chính là tiết kiệm thời gian, làm cho tô chiết sớm một chút dẫn chúng nó ra ngoài chơi. Hơn nữa tại tô chiết sỏ dày thời điểm, hai con tiểu tàng sư còn từng người ngậm một con chó liệm lại đây. Bởi vì cái này hai con tiểu tàng sư thực sự không thể để cho tô chiết yên tâm, chúng nó vừa đi ra ngoài liền sẽ chạy loạn khắp nơi, tô chiết lo lắng chúng nó sẽ phát sinh cái gì bất ngờ cho nên mỗi một lần dẫn chúng nó ra ngoài bên ngoài, Tô Chiết đều sẽ dùng xích chó trước tiên đem chúng nó buộc lại, mới sẽ dẫn chúng nó ra ngoài. Tuy rằng hai con tiểu tàng sư cũng không muốn bị xích chó trói buộc chặt, nhưng là vì để Tô Chiết đồng ý dẫn chúng nó ra ngoài bên ngoài chơi, hai con tiểu tàng sư còn thì nguyện ý trả giá một chút, nếu không, hai con tiểu tàng sư cũng sẽ không chủ động đem xích chó ngậm lại đây. Tô Chiết đem xích chó cho hai con tiểu tàng sư buộc lại sau, bên cạnh tiểu tuyết long cũng rất chủ động lại đây, đem hai cái xích chó đều dùng miệng cắn vào. "Này Tiểu Tuyết Long nhiệm vụ, phụ trách trông giữ tốt hai con tiểu tàng sư, đừng cho chúng nó chạy loạn." Sau đó tôi chiết liền mở cửa, thả chúng nó ra ngoài bên ngoài rồi. Hai con tiểu tàng sư đầu tiên xông ra ngoài, bất quá bởi vì bị xích chó buộc lại nguyên nhân, bởi vậy lập tức cũng chạy không được quá nhanh, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Tuyết Long cũng sau khi chạy ra ngoài mới có thể tiếp tục chạy. Tôi chiết đi theo Tiểu Tuyết Long chúng nó mặt sau, khiến chúng nó chính mình đi chơi. Mà ở phía xa hạo kiện, bởi vì mới vừa mới uống một bình lớn nước suối, lại tăng thêm hôm nay hắn một ngày đều thủ tại chỗ này không có đi thuận tiện qua, lúc này hạo kiện đột nhiên cảm giác được buồn tè, hắn thật sự là nhịn không được. liền ở hạo kiện dự định tùy tiện tìm một chỗ phương tiện thời điểm, Tô Chiết mang theo tiểu tuyết long chúng nó vừa vặn từ trong nhà đi ra, mà hạo kiện cũng phát hiện Tô Chiết. Trong khoảng thời gian ngắn, hạo kiện cũng không dám lại đi ra, bởi vì một khi bỏ qua cơ hội này, lần sau cũng không biết muốn chờ tới khi nào, như hôm nay tháng ngày, Hạo Kiện cũng không muốn lại có thêm lần thứ hai. Cho nên Hạo Kiện hiện tại cho dù cảm thấy lại buồn tè, cũng chỉ có thể nhịn xuống, một khi muốn chống đến giải quyết sau chuyện này, mới có thể đi tiểu tiện. Thế là Hạo Kiện lần nữa ngồi xổm xuống, yên lặng chờ Tô Chiết trải qua, bất quá Hạo Kiện cưỡng chế nghẹn nước tiểu, vốn là đã bị cụ ông dùng chút điều cây trổi, cả khuôn mặt đều đập đỏ lên, đến như vậy một cái, hiện tại Hảo Kiện mặt đều trực tiếp nghẹn thành màu đỏ tía rồi, mặt đều từ từ bắt đầu vặn vẹo lên rồi. Tô Chiết cũng không hề phát hiện hạo kiện, hắn vẫn là hứng hờ đi ở tiểu tuyết long mặt sau. Vì không cho Tô Chiết phát hiện, hạo kiện tại Tô Chiết tới gần đống rác thời điểm. Liền hô hấp đều tạm thời đình chỉ rồi. Cũng không hề ý thức được nguy hiểm Tô Chiết, chỉ là bước nhanh hơn, muốn đuổi mau rời đi đống rác. Liền ở Tô Chiết đi ra đống rác thời điểm, chờ cơ hội này. Đã đợi rất lâu rồi hạo kiện, rốt cuộc bắt đầu bạo phát. Hạo kiện một tay cầm thiết côn, một tay cầm lấy dao găm, nhằm phía Tô Chiết đi. Hạo kiện khoảng cách Tô Chiết chỉ là một bước khoảng cách, cho nên rất nhanh tại Tô Chiết chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã tới gần Tô Chiết rồi. Hắn tay phải cầm thiết côn, đối với Tô Chiết sau não lưu manh mà gõ xuống, hắn tin tưởng lần này đánh chúng lời nói, Tô Chiết lợi hại đến đâu, cũng sẽ tạm thời mất đi đi động lực. Đến lúc đó Tô Chiết liền hoàn toàn mất đi uy hát Iota. Mặc cho Hạo kiện xử trí, mà lúc đó Hạo Kiện là có thể dùng dao găm đem tô chiết gân tay gân chân đều cho đánh gãy rồi, để tô chiết triệt để trở thành một xác rưởi. Cái này bước đi là Hạo Kiện lại đã kế hoạch xong. Sở dĩ vừa bắt đầu không cần dao găm, mà lựa chọn dùng thiết côn. Là vì dùng dao găm lời nói, nếu như vừa bắt đầu không hướng tô chiết chỗ hiểm đâm tới lời nói, những nơi khác căn bản không có tác dụng gì, cho dù tô chiết bởi vậy bị thương, thế nhưng tô chiết vẫn như cũ rất dễ dàng liền có thể phản kích mà dùng tô chiết sức mạnh theo liền đối với hạo kiện đến một phát thì có thể làm cho hạo kiện chịu không nổi. đến lúc đó ai thắng ai bại còn nói không chuẩn rồi. hơn nữa vừa bắt đầu dùng dao găm lời nói, không có nắm giữ tốt lời nói, không cẩn thận liền sẽ phát sinh mạng người. mà bây giờ hảo kiện còn không muốn giết chết tô chiết. thế nhưng dùng thiết côn lời nói, kết quả là không giống nhau. chỉ cần đoán chừng trên thân thể một ít vị trí, rất dễ dàng liền có thể khiến đối phương tạm thời mất đi hành động lực mà hạo kiện cho rằng bảo đảm nhất biện pháp chính là vừa bắt đầu trước dùng thiết côn đánh tô chít sau não như vậy cho dù không cách nào để cho tô chít bất tỉnh đi cũng đầy đủ khiến hắn tạm thời không có cách nào hành động nếu như hạo kiện đối phó là người bình thường hay là hắn làm như vậy cũng không sai rất dễ dàng liền có thể thực hiện được thế nhưng tô chít cũng không phải người bình thường hắn bây giờ thể chất là người bình thường bảy lần mà năng lực phản ứng cũng so với người bình thường cường rất nhiều làm hạo kiện từ trong đống rác đứng lúc đi ra, tô chiết cũng cảm giác được, mà hạo kiện xông đến đây thời điểm, tô chiết liền ý thức được nguy hiểm, cấp tốc xoay người ứng phó. Mà lúc này đây, hạo kiện thiết côn vừa vặn gõ xuống đến, tô chiết tuy rằng lấy làm kinh hãi, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy hạo kiện thiết côn. Lấy tô chiết bây giờ năng lực, tay không đi bắt hạo kiện thiết côn, độ khó cũng không cao, rất dễ dàng liền làm được. Trong tay vùng xuống thiết côn bị tóm lấy, Hạo Kiện bị sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới Tô Chiết phản ứng nhanh như vậy, vượt qua hắn tưởng tượng, mà đến lúc này, Hảo Kiện dùng không cố được nhiều như vậy, tay trái cầm dao găm trực tiếp hướng về Tô Chiết cắm tới, mà lựa chọn vị trí chính là Tô Chiết trái tim. Về phần làm như vậy, có thể hay không náo chết người đến, thời điểm này, Hạo Kiện đã quản không được nhiều như vậy, hiện tại nếu như không phải Tô Chiết phong, kẻ nguy hiểm chính là Hạo Kiện rồi. Hiện tại Hạo Kiện chỉ muốn để Tô Chiết không có sức phản kháng, về phần tô chiết sẽ sẽ không chết, hảo kiện cũng không sao cả rồi, đến lúc đó chẳng qua vong mạng thiên nhai rồi, cho nên hảo kiện vừa ra tay, liền trực tiếp đối với tô chiết trái tim đến. Chỉ là hảo kiện đánh giá quá cao năng lực của mình, vừa bắt đầu hảo kiện liền sai rồi, hắn căn bản không có tưởng tượng đến được tô chiết năng lực, hắn cho rằng như vậy là có thể đối phương được rồi tô chiết. Tại hảo kiện giao găm đâm đến đây thời điểm, tô chiết cũng đúng hảo kiện ngực đánh một quyền. Tuy rằng tô chiết hậu phát chế nhân, Thế nhưng tốc độ so với Hạo Kiện sắp rồi nhiều lắm, Hạo Kiện giao găm vẫn không có đụng tới y phục của hắn, cũng đã bị Tô Chiết đánh trúng. Tuy rằng Tô Chiết tạm thời ra quyền, cho nên cũng chưa dùng tới quá nhiều lực, thế nhưng vẫn như cũng đem Hạo Kiện đánh bay ra ngoài. Bất quá Hạo Kiện làm một cái trọng lượng cấp mập mạp, một thân này thịt mỡ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, sức phòng ngự cực cao, Hạo Kiện trồng chất ngã xuống đất, thế nhưng nếu còn có sức lực bò lên, nghĩ chạy trốn thời điểm này hạo kiện cũng không còn dũng khí đối mặt tô chiết rồi vừa nãy đánh lén đều nắm tô chiết không có cách nào một điểm đều không có thương tổn đến tô chiết hiện tại hạo kiện chính diện đối mặt tô chiết càng là không có thủ thắng khả năng bất quá hạo kiện chỉ là mới vừa vặn bò lên tiểu tuyết long liền vọt ra đem hắn nhào tới trên mặt đất hơn nữa còn nhanh chóng đối với hạo kiện cổ cắn tới tuyết long dừng lại tô chiết hô nếu như hạo kiện hiện tại cái cổ bị tiểu tuyết long như thế một cắn trăm phần trăm sẽ không có mệnh nghe được tô chiết lời nói, tiểu tuyết long miễn cưỡng tại hảo kiện cổ trước dừng lại. nếu như tô chiết buổi tối một giây ngăn lại lời nói, tin tưởng tiểu tuyết long đã cắn được hảo kiện cổ rồi. tiểu tuyết long trong miệng hừ ra nhiệt khí, phun tại hảo kiện trên cổ, khiến hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. lấy hảo kiện mở cửa hàng thú cưng nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hắn vẫn là có thể nhìn ra tiểu tuyết long không giống bình thường, sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. vừa nãy thiếu một chút hắn liền sẽ chết ở tiểu tuyết long sắc bén dưới hàm răng, liền chỉ thiếu một chút hắn liền sẽ mất mạng. Tại tô chiết ngăn cản dưới, tiểu tuyết long tại một giây sau cùng bên trong miễn cưỡng ngừng lại, khiến hạo kiện may mắn tránh được một kiếp. Đại nạn không chết hạo kiện chỉ một thoáng bên trong, ra một thân đổ mồ hôi đi ra, hơn nữa rất nhanh tô chiết liền nghe đến một trận nước tiểu mùi khai, mà hạo kiện nằm trên đất cũng cấp tốc ướt một đám lớn. Không nghĩ tới hạo kiện như thế một đại cá nhân, vừa là như thế không khỏi dọa, bị tiểu tuyết long như thế bổ một cái, vẫn không có cắn được hắn, cũng đã coi hắn là chàng sợ mất mật rồi, còn bởi vậy tè ra quần. Hạo kiện nằm trên đất không có chút nào dám động, căn bản không dám dãy ruộng, hơn nữa lấy tiểu tuyết long sức mạnh bây giờ, hảo kiện cũng không khả năng có biện pháp tránh thoát. Kỳ thực hạo kiện có thể may mắn trực tiếp may mắn, bởi vì nếu như vừa nãy hảo kiện thiết côn, đem tô chiết thành công đánh cho bất tỉnh lời nói, hộ chủ sốt ruột tiểu tuyết long, tuyệt đối sẽ không để hảo kiện có cơ hội chạy trốn. Mà khi đó hạo kiện vận mệnh tuyệt đối không thể may mắn như vậy, Tiểu Tuyết Long không thể nào biết như hiện tại như thế, chỉ có một đơn thanh hắn nhào ở, mới vừa rồi không có Tô Chiết lên tiếng ngăn cản Tiểu Tuyết Long lời nói. Tiểu Tuyết Long tuyệt đối có thể tại chỗ đem Hảo Kiện cho cắn chết. Tiểu Tuyết Long có thực lực này, cho nên Hảo Kiện có thể nói là bất chi bất giác bảo vệ tính mạng của mình rồi.ít nhất hiện tại hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì Tô Chiết sẽ không để cho hắn liền chết đi như thế. Hiện tại muốn hạo Kiện chết đi, đối Tô Chiết thật là chuyện dễ dàng, nhưng mà nếu như Hảo Kiện chết. Tô Chiết cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy, sẽ cho mình chọc tới rất nhiều phiền toái. Tô Chiết vẫn không có ngu như vậy, vì một cái hảo kiện, liền đem mình cũng kéo xuống nước, hơn nữa hiện tại đem hảo kiện bắt được, về sau hảo kiện cũng đừng nghĩ muốn ngày sống dễ chịu rồi. Tại tiểu tuyết long đem hảo kiện hạn chế sau, để cho không có có thể chạy thoát sau, hai con tiểu tàng sư lúc này cũng vào tới, chúng nó đi tới hảo kiện trước mặt. Hai con tiểu tàng sư cũng không có cắn hảo kiện, mà là dùng hai cái móng vuốt không ngừng đập hảo kiện mặt, hơn nữa có lúc còn dùng móng vuốt chảo mặt của hắn. Khí lực của bọn nó không nhỏ, hơn nữa móng vuốt cũng rất sắc bén, rất mau đưa tại hạo kiện sắc mặt để lại không ít vết máu, để hạo kiện khổ không thể tả. Hạo kiện bị đau, không kiềm hãm được bắt đầu dẫy ruộ lên, còn gào khóc thảm thiết, nhưng tiểu tuyết long vững vàng đem hạo kiện ép trên đất. Bất luận hạo kiện như thế nào giấy ruộ, cũng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể khổ sở nhịn xuống hai con tiểu tàng sư dần vặt. Tô Chiết cũng không có ngăn cản hai con tiểu tàng sư hành vi, tuy rằng hắn bây giờ còn không muốn giết chết Hạo Kiện. Thế nhưng để Hạo Kiện hiện tại ăn chút vị đắng, cũng là việc nên làm, ai kêu Hạo Kiện ba lần bốn lượt chọc tới Tô Chiết, hiện tại Tô Chiết như vậy đối Hạo Kiện đã coi như là rất nhân từ. Hạo Kiện không ngừng gào khóc thảm thiết, để Tiểu Tuyết Long càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tiểu Tuyết Long đối với Hạo Kiện hét lớn một tiếng, tiếng gào như sấm. Nhất thời để Hạo Kiện sợ hết hồn, cảm thấy hãi hùng khiếp vía đúng lúc này tiểu tuyết long bỗng nhiên hướng về hạo kiện nhào tiểu khu hơn nữa thật giống muốn đi cắn hạo kiện cổ như thế hạo kiện suýt chút nữa bị tiểu tuyết long dọa chết rồi tại chỗ liền trực tiếp ngất đi thôi mà tiểu tuyết long này lúc cũng không có thật sự cắn xuống tại hạo kiện ngất đi sau liền ngẩng đầu lên được rồi lần này rốt cuộc yên tĩnh rất nhiều nguyên lai like, hạo kiện quỷ kêu vừa nãy để tiểu tuyết long rất phiền cho nên tiểu tuyết long mới sẽ nghĩ tới dùng biện pháp như thế đến dọa hảo kiện để hảo kiện không còn dám tùy tiện kêu thành tiếng. chỉ bất quá hiệu quả không nghĩ tới sẽ tốt như thế, trực tiếp đem hảo kiện cho dọa ngất đi rồi. tại hạo kiện ngất đi sau, hai con tiểu tàng sư cũng cảm thấy không có ý tứ gì rồi, cũng không có lại đi đập hảo kiện mặt rồi. hai con tiểu tàng sư bất quá cũng sẽ không như vậy liền ổn định lại, mà là lại nhảy lên hảo kiện trên bụng. tiểu tuyết long xem hai con tiểu tàng sư nhảy lên chính nó liền làm lùi xuống, để hai con tiểu tàng sư tại Hạo Kiện trên người của chơi đùa. Bất quá Tiểu Tuyết Long cũng không có đi ra, còn ngốc ở bên cạnh nơi, bất cứ lúc nào phòng bị Hạo Kiện tỉnh lại, thương tổn được hai con tiểu tàng sư, hoặc là mượn cơ hội chạy trốn. Hai con tiểu tàng sư nhảy lên Hạo Kiện trên người của sau, liền đem Hạo Kiện trực tiếp coi như thịt người bắn ra giường, vui mừng mà nhảy lên. Hơn nữa bởi vì Hạo Kiện một thân thịt mỡ, đàn hồi vẫn là rất không tệ, để hai con tiểu tàng sư chơi được rất tận hứng tiểu tàng sư mỗi một lần nhảy dụng, đối Hảo kiện tới nói đều là một lần không nhỏ va chạm, rất nhanh Hảo kiện liền không nhịn được tỉnh lại. Thế nhưng hạo kiện vừa tỉnh lại, đã bị tiểu tuyết long phát hiện, tiểu tuyết long hung tận nhìn thẳng hạo kiện, phòng ngừa hạo kiện động tác, tiểu tuyết long để hạo kiện không dám manh động, hạo kiện biết một khi hắn muốn chạy trốn, tiểu tuyết long ngay đầu tiên tuyệt đối sẽ nhào tới, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu, bởi vậy hạo kiện cái gì cũng không dám làm. Cho dù cái bụng bị hai con tiểu tàng sư dẫm lên thẳng buồn nôn, đau đớn không ngớt hắn cũng chỉ có thể liều mạng nhịn xuống alaska xe chứa tuyết khuyển chuyện bị trúng độc có phải hay không là ngươi làm ra thành thật khai báo tôi chiết đi lên trước tại hạo kiện trước mặt nói ra không phải ta làm ta là oan uổng van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hạo kiện đối với tôi chiết khẩn cầu nói chuyện đến nước này hạo kiện vẫn là không muốn thừa nhận chính mình những việc làm còn không thừa nhận sao không liên quan, chờ một chút ta sẽ cho người chủ động đem sự tình nói rõ ràng. Tô Chiết cười nói, Hạo Kiện sẽ không thừa nhận, cũng sớm tại trong dự liệu của hắn. Nếu như Hạo Kiện dễ dàng như vậy liền đem tất cả mọi chuyện đều thừa nhận lời nói, liền để Tô Chiết không thể không hoài nghi, Hạo Kiện phải hay không còn có hắn âm mưu của nó rồi, hiện tại Hạo Kiện phản ứng mới là bình thường. Bất quá Tô Chiết cũng không sợ Hạo Kiện sẽ không thừa nhận, hắn có chính là biện pháp để Hạo Kiện chủ động thừa nhận tội danh, không tiếp tục để ý hạo kiện cầu tình, tôi chiết mở ra sủng vật hối đoái thương thành, bắt đầu tìm tòi đối với hiện tại có trợ giúp động vật đi ra. Rất nhanh tôi chiết liền tìm đến hắn cần động vật, loại động vật này phi thường phù hợp tình huống bây giờ, tôi chiết tin tưởng đầy đủ để hạo kiện đàng hoàng bàn giao đi ra, đồng thời còn có thể cho hạo kiện lưu lại cả đời đều khó mà quên được hồi ức, thế là hắn dùng tích phân đổi một ít đi ra. Đem loại động vật này hối đoái đi ra sau, tôi chiết đối với hạo kiện cười cười. Ngươi muốn làm gì? người chớ làm loạn a hát. Theo Hạo Kiện, Tô Chiết nụ cười rất quỷ dị, dường như có âm mưu gì muốn thực thi như thế. Lúc này tình cảnh giờ phút này lại tăng thêm Hạo Kiện tiếng kêu, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một ít việc không tốt. Thật giống Tô Chiết sẽ đối Hạo Kiện mưu đồ gây rối như thế. Hạo Kiện lúc này giống như muốn bị xâm phạm hoa cúc khuê nữ như thế, tiếng kêu thập phần sắc bén. Tô Chiết nghĩ đến Hạo Kiện một thân thịt mỡ liền cảm thấy buồn nôn rồi lúc này Hảo kiện còn bộ dạng này, càng làm cho hắn buồn nôn. Người cầm miệng cho ta, không phải vậy cẩn thận tiểu tuyết long cắn tới ngươi một cái. Tô chiết uy hát yêu ta nói. Nghe được tô chiết lời nói sau, tiểu tuyết long rất phối hợp đối với hạo kiện giống một tiếng, tức thì để Hảo kiện yên tĩnh lại, cũng không dám nữa kêu loạn. Bất quá tô chiết cảm thấy như vậy còn chưa đủ bảo hiểm, nếu như chờ một chút hạo kiện gọi quá lớn tiếng, gây nên chu vi hộ gia đình chú ý sẽ không tốt audio điện tử võ tấn bền. Để cho an toàn, tôi chiết ở xung quanh bên trong bắt đầu tìm kiếm, xem có thể hay không tìm tới một ít có thể để cho Hạo Kiện câm miệng đồ vật. Rất may mắn, tôi chiết rất may mắn trong đống rác, tìm tới một khối trường mảnh vải đi ra, hơn nữa còn phát hiện một sợi dây thừng, hắn cũng không chê bẩn, trực tiếp nhặt lên. Tôi chiết cầm cái này một khối trường mảnh vải cùng dây thừng, đi tới Hạo Kiện trước mặt, hắn đầu tiên là dùng khối này mảnh vải ghim chặt Hạo Kiện miệng sau đó ở sau gáy lại đánh cái kết. Có tiểu tuyết long ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, hạo kiện không dám phản kháng tô chiết, cho nên rất nhanh hạo kiện miệng đã bị tô chiết dùng mảnh vải trói lại. Hiện tại cho dù hạo kiện làm cho lại dùng sức, cũng không cách nào suốt bao nhiêu âm thanh đi ra. Sau tô chiết dùng trong tay dây thừng, đem hạo kiện chặt chẽ vững vàng trói lại một vòng, chủ yếu đem hạo kiện tứ chi trói lại, để cho không cách nào phản kháng, cũng không có cách nào chạy trốn được. Cứ như vậy liền an ổn rất nhiều, chờ một chút sẽ không bởi vì hạo kiện tiếng kêu thảm thiết mà hấp dẫn đến người khác đến đây, hơn nữa cũng không cần hảo kiện có biện pháp chạy trốn. tuy rằng tô chiết sẽ không sợ người khác xuất hiện, nhưng mà nếu như có người tới chỗ này lời nói, rất nhiều chuyện liền không tiện làm. nghĩ đến chờ một chút tình cảnh, tô chiết nụ cười càng ngày càng quỷ dị, để hảo kiện càng là thấp thỏm bất an. tại hảo kiện sợ hãi trong ánh mắt, tô chiết đem bàn tay hướng về hảo kiện trên người của, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào hảo kiện thân thể một cái vừa chạm liền tách ra, để Hảo Kiện không mò ra tô chiết đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng rất nhanh nghi ngờ Hảo Kiện liền cảm thấy không được bình thường, bị tô chiết đụng phải ra rẻ, rất nhanh sẽ xuất hiện một loại dị ngứa, liền giống như có con vật nhỏ tại trên da mặt bò như thế, chỉ là dị ngứa rất nhỏ, nếu như không có tỉ mỉ cảm giác được lời nói, còn xuất hiện không được. Thế nhưng loại này dị ngứa rất nhanh sẽ biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một loại đau đớn kịch liệt, loại này đau đớn để hạo kiện không nhịn được kêu lên nhưng là bởi vì hắn miệng bị mảnh vải cuốn lấy nguyên nhân lại rất khó kêu ra tiếng hạo kiện chỉ có thể xuất ô ô thanh âm của đi ra hạo kiện rất muốn đưa tay ra chảo nhưng là bởi vì hắn thủ bị tô chiết dùng dây thừng trói chặt căn bản vô pháp làm được mà cứ như vậy liền để hạo kiện càng thêm thống khổ cơn đau này cảm giác để hạo kiện suýt chút nữa điên cuồng khiến hắn sống không bằng chết hạo kiện biết chắc bởi vì là tô chiết nguyên nhân hắn hiện tại mới lại đột nhiên đau như vậy đích hắn muốn hướng tô chiết cầu xin tha thứ muốn cho tô chiết buông tha hắn đáng tiếc hắn bây giờ căn bản không cách nào làm được hạo kiện xác thực không có đoán sai hắn bây giờ đau đớn đích thật là tô chiết tạo thành vừa nãy tô chiết thủ tại tiếp xúc được hạo kiện thân thể thời điểm đồng thời cũng làm cho trong tay động vật leo lên ở lại hạo kiện trên người của mà tạo thành tình huống như vậy là tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái một loại khổng lồ con kiến loại này con kiến thân dài có thể đạt đến ước chừng 3cm, bị người gọi là tử đạn kiến, là trên thế giới thể hình lớn nhất con kiến chủng loại một trong tử đạn kiến là mô phỏng mãnh liệt con kiến Á khoa dưới PAAP 1 -A, 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 A thuộc một loại, nên thuộc con kiến hiện có chỉ có một loại. Tử đạn kiến cầm trên cường tráng mạnh mẽ, đồng thời có lợi hại đuôi gai. Chúng nó dưới đất xây tổ, đặc biệt là thực vật gốc rễ. Săn mồi tiểu côn trùng, tại bị kinh sợ hoặc quấy dày tình hình đặc biệt lúc ấy nhảy lên đào tẩu. Những này một anh tất dài côn trùng tên là căn cứ bọn chúng gai độc đặt tên, bị chúng nó đốt sau sinh ra cảm giác đau, liền giống bị đạn bắn chúng như thế, chúng nó sẽ phân bí một loại độc tố, côn trùng cùng cỡ nhỏ con ếch loại đều là chúng nó săn mồi đối tượng. Để tử đạn kiến cắn ngươi một cái, người sẽ không chết, nhưng người cả đời cũng sẽ không quên tử đạn kiến cũng chính là bởi vậy được gọi tên. Bị nó đốt sau như đạn xuyên qua bình thường đau đớn, là một loại đau đớn nhất đốt. Tử đạn kiến tại thi mật đặc trích thương đau đớn chỉ số xếp hạng bên trong ghi tên bảng, tại thi mật đặc đốt đau đớn chỉ số trong, tử đạn kiến bị miêu tả là mang cho người ta sóng sau cao hơn sóng trước quay nướng, có giật cùng cho người quên hết mọi thứ đau đớn, một giây vò có thể kéo dài 24 giờ mà sẽ không có bất kỳ yếu bớt. Tại Amazon thổ dân lễ thành niên trong, loại này con kiến sẽ bị dệt tiến trong tay áo cho thanh niên Nam hài mặc vào. Tham gia lễ thành niên Nam Hải phải nhịn được loại đau nhức này, tượng trưng mình đã biến thành nam nhân chân chính tuy rằng bị viên đạn con kiến loại côn trùng này đốt sau đau vô cùng đau nhức thế nhưng nó sẽ không lưu lại mãi mãi tổn thương mà bây giờ tôi chiết chính là đổi tử đạn kiến đi ra hắn tin tưởng loại đạn này con kiến đầy đủ cho hạo kiện lưu lại vĩnh cửu khó quên hồi ức tử đạn kiến hối đoái cần điểm tích phân mấy cũng không cao một điểm tích phân liền có thể hối đoái năm con đi ra mà tôi chiết dùng 5 điểm tích phân hối đoái tử đạn kiến tổng cộng có hai năm con mà vừa nãy tôi Chiết chính là tại Hạo Kiện trên người của thả một con tử đạn kiến, cho nên mới phải để Hạo Kiện hiện tại cảm thấy sống không bằng chết. Sau đó Tô Chiết lại đi lên phía trước, càng làm trong đó một con tử đạn kiến đặt ở Hạo Kiện trên người của, để Hạo Kiện thống khổ tăng lên. Sau đó tôi Chiết cách mỗi nửa phút tả hữu thời gian, liền sẽ đem hai con tử đạn kiến đặt ở Hạo Kiện trên người, để Hạo Kiện không ngừng chịu đựng càng lúc càng lớn đau đớn. Tôi Chiết không quan tâm Hạo Kiện cầu xin, tại 10 phút bên trong, hắn tại hạo kiện trên người của trọn vẹn thả 20 chỉ tử đạn kiến. Hiện tại cảm giác như thế nào, Alaska xe trượt tuyết khuyển chuyện bị chúng độc có phải hay không là người kẻ sai khiến làm, không việc gì đâu, người có thể tiếp tục không thừa nhận. Tô Chiết cười nói, hắn lúc này nụ cười vẫn là cùng thường ngày, tràn đầy ánh mặt trời. Lúc này Tô Chiết nụ cười, theo hạo kiện so với ma quỷ nụ cười còn còn đáng sợ hơn, khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Bởi vì hạo kiện bị Tô Chiết dùng mảnh vải cuốn lấy miệng nguyên nhân, khiến cho hắn hiện tại cho dù muốn thừa nhận tội danh lúc này cũng không cách nào lên tiếng bất quá để sớm thoát khỏi loại thống khổ này hạo kiện liều mạng tại tô chiết trước mặt gật đầu tốt vô cùng hiện tại ngươi còn dám mạnh miệng ta thích tô chiết làm bộ không nhìn thấy hạo kiện gật đầu làm như không thấy sau đó tô chiết đem trong tay cuối cùng năm con tử đạn kiến một lần đặt ở hạo kiện trên người của để tử đạn kiến tiếp tục đốt hạo kiện Tử đạn kiến bởi vì là tô chiết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài nguyên nhân, cho nên ở tại tô chiết trong tay thời điểm, thập phần dịu ngoan, căn bản sẽ không thương tổn tô chiết, sẽ không cắn tô chiết. Thế nhưng một khi bị tô chiết đặt ở hạo kiện trên người của thời điểm, liền không giống nhau, một leo lên, tử đạn kiến đều không ngừng cắn hạo kiện ra rẻ, cùng tô chiết tạo thành khác biệt một trời một vực. Hạo kiện tại trong đau đớn nghe được tô chiết lời nói sau, suýt chút nữa bị tức ngất đi. Bất quá bây giờ hạo kiện cho dù muốn ngất đi, cũng là không làm được, bởi vì tử đạn kiến tạo thành thống khổ, sẽ sử dụng hạo kiện càng ngày càng tinh thần, căn bản không dùng hy vọng có thể ngất đi. Hạo kiện hiện tại vậy còn có dũng khí tại tô chiết trước mặt mạnh miệng, dù cho bây giờ bị cảnh sát chụp tới, đối hạo kiện tới nói cũng là một loại hy vọng xa vời, đối hạo kiện hiện tại tới nói, cho dù là ngốc ở trong ngục, cũng tốt hơn hiện tại thừa nhận thống khổ. Hai năm con tử đạn kiến đau đến hạo kiện nước mắt đều chảy ra, hơn nữa bởi vì hai tay hai chân đều bị trói chặt nguyên nhân, cho nên hạo kiện chỉ có thể ở trên đất lăn lộn, nhờ vào đó đến giảm bớt trên người đau đớn. Cuối cùng hạo kiện thực sự đau đến chịu không được, hắn bắt đầu dùng đầu đi va chạm mặt đất, hy vọng có thể ngất đi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, còn muốn mạnh miệng sao? Tô Chiết đi tới, tại hạo kiện trước mặt cười nói. Nha, xin lỗi, ta quên ngươi bây giờ không nói được lời nói, nếu như ngươi thừa nhận lời nói liền gật đầu, nếu không cứ tiếp tục hưởng thụ, không có quan hệ. Tô Chiết dường như đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế, tốt như hiện tại mới nhớ tới Hảo Kiện Nghiệp, bị hắn dùng mảnh vải cuốn lấy vậy sự tình, để Hảo Kiện khóc không ra nước mắt. Lệ rơi đầy mặt Hảo Kiện, liều mạng mà gật đầu. Đều với ngươi nói rồi, sớm một chút thừa nhận hiện tại liền không dùng chịu khổ. Tô Chiết một bộ hảo tâm ngữ khí nói ra, thế nhưng Hảo Kiện lại dường như cảm giác được Tô Chiết có hơi thất vọng như thế. Tô Chiết chậm gì gì ở xung quanh tìm một chiếc lọ lại đây, sau đó đem hạo kiện lật người đi, khiến hắn hạo kiện không cách nào nhìn thấy hắn đang làm gì. Mới đầu hạo kiện còn tưởng rằng tô chiết còn phải tiếp tục dần vặt hắn, bất quá rất nhanh nằm trên mặt đất hạo kiện, cảm giác được theo tô chiết động tác, trên người của hắn đau đớn càng ngày càng nhỏ. Tô chiết đem hạo kiện trên người tử đạn nghĩ, thu sạch tiến trong tay trong bình, mà nguyên lai like 2 năm con tử đạn nghĩ, hiện tại chỉ còn dư lại 20 con rồi. Cái khác 5 con tử đạn nghĩ đều bởi vì hạo kiện lăn lộn bị đè chết, để tô chiết cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi chiết đem đạn con kiến đều thu vào chiếc lọ sau, sau đó đem cái nắp cho che lên, không cho tử đạn nghĩ bỏ ra ngoài. Bởi vì tôi chiết động tác đều là cóm lấy Hạo Kiện làm, cho nên Hạo Kiện cũng không biết tôi chiết đang làm gì, tự nhiên cũng không biết hắn vừa nãy đau đớn kịch liệt là làm sao tạo thành. Mặc dù bây giờ tôi chiết đem đạn con kiến đều thu hồi lại rồi, thế nhưng Hạo Kiện đau đớn trên người còn không thể nhanh như vậy tiêu tán, chỉ ít cần một ngày, cảm giác đau đớn mới sẽ từ từ biến mất. Bất quá đối với lúc trước hạo kiện cuối cùng là không có khó chịu như vậy rồi. Đem chứa tử đạn nghĩ chiếc lọ bỏ vào trong túi sau, tôi chiết lấy điện thoại di động ra đầu tiên là báo cảnh sát chờ một chút, người hẳn phải biết nói thế nào đi. Tôi chiết ngồi trồm hốm xuống, đối với hạo kiện nói ra. Hạo kiện cuống không kịp mà gật gật đầu, nếu như hắn có thể lựa chọn. Hắn tình nguyện ở trong ngục ngốc trên cả đời, cũng không muốn đối mặt Tô Chiết. Bởi vì tại Hạo Kiện trong lòng, Tô Chiết so với địa ngục ma quỷ còn còn đáng sợ hơn. Tuy rằng Hạo Kiện không biết Tô Chiết vừa nãy là làm sao làm được, thế nhưng không trở ngại hắn đối Tô Chiết sinh ra to lớn cảm giác sợ hãi, những thứ không biết mới là tối khiến người sợ hãi. Tô Chiết báo động không đến bao lâu, rất nhanh cảnh sát đã tới rồi. Hạo Kiện bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát bên trong, mà Tô Chiết cũng cùng cảnh sát cùng đi trong cuộc cảnh sát hiệp trợ điều tra. Lấy khẩu cung, đã đến cục cảnh sát sau, Tô Chiết đem cả sự tình cùng cảnh sát nói một lần, bao quát ngày hôm qua thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra chuyện đã xảy ra, cùng với hạo kiện chạy trốn sau, trả lại Yến Vân Thị bên trong mai phục đánh lén Tô Chiết sự tình, đều toàn bộ nói ra. Đương nhiên Tô Chiết cũng không có nói ra, hắn đối hạo kiện sử dụng tử đạn nghĩ sự tình. Đối hạo kiện vì sao lại như vậy sợ Tô Chiết, vừa thấy được Tô Chiết liền đầu đầy mồ hôi, cảnh sát cũng là phi thường nghi ngờ, đối với cái này Tô Chiết giải thích, có thể là bởi vì hạo kiện bị tiểu tuyết long hù dọa đến, cho nên mới phải như vậy làm cảnh sát thấy tiểu tuyết long sau, trong lòng nghi hoặc cũng đã nhận được giải thích. Mặc dù bây giờ tiểu tuyết long yên lặng ở tại tô chiết bên cạnh, hơn nữa trong miệng còn ngậm hai con tiểu tàng sư xích chó, không khiến chúng nó chạy nơi khác chơi, nhìn lên rất dịu ngoan rất nghe lời, không có gì lực uy hát yêu ta như thế. Thế nhưng lấy tiểu tuyết long thể hình, người bình thường thấy được xác thực sẽ sợ, càng đừng nói nếu như tiểu tuyết long xông tới muốn cắn nhân, người bình thường tuyệt đối sẽ bị dọa phát sợ, cho nên nói Hạo kiện hiện tại có cái này biểu hiện, cũng là thuộc về chuyện rất bình thường. Mà cảnh sát đang thẩm vấn hỏi Hạo kiện thời điểm, thuận lợi đến kỳ lạ, bất luận cảnh sát hỏi cái gì, Hạo kiện đều thành thật trả lời rồi, thậm chí còn chủ động đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, để cảnh sát tỉnh không ít thời gian. Hạo kiện đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng sau, bên này cảnh sát liền lập tức liên lạc với Thẩm Châu thành phố cục cảnh sát rồi. Dù sao chuyện lên quả thực là tại Thẩm Châu trong thành phố phát sinh. Hơn nữa Hảo Kiện cũng là Thẩm Châu trong thành phố trốn ra khỏi, bây giờ bị bắt được, vẫn còn cần giao lại cho Thẩm Châu thành phố cảnh sát, do bọn hắn tiến hành xử lý. Tô Chiết tại cục cảnh sát lục khẩu cung sau, chuyện khác liền do cảnh sát xử lý, hắn hiện tại có thể rời đi cục cảnh sát rồi. Cho nên tại sau khi chép xong khẩu cung, Tô Chiết liền dẫn Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tàng sư đi về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Chiết cũng không hề đem chuyện này nói cho An Hân nghe, miễn cho An Hân lo lắng. Mà An Hân mặc dù đối với Tô Chiết ra ngoài dắt chó đi dạo, đi thời gian dài như vậy, có chút nghi hoặc, bất quá Tô Chiết cũng không nói gì, nàng cũng không có hỏi. Tô Chiết tắm rửa sạch sẽ sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường Tô Chiết, nhớ tới vừa nãy chuyện đã xảy ra, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là ra ngoài dắt dắt chó mà thôi, nếu còn sẽ xảy ra chuyện như thế, còn đi cục cảnh sát một chuyến, thật đúng là thế sự khó liệu. Bất quá bây giờ cuối cùng là giải quyết xong một cái phiền phức, nếu như một mực không có bắt được hảo kiện, cái kia tô chiết mới là lo lắng nhất. Tuy rằng lấy tô chiết thực lực bây giờ, hắn sẽ không sợ sệt hảo kiện ở trong bóng tối đánh lén hắn, liền giống như tối hôm nay như thế, hảo kiện đánh lén đối tô chiết căn bản không có uy hát ta. Thế nhưng tô chiết lo lắng chính là, hảo kiện sẽ đối với người bên cạnh hắn ra tay, như an hân các nàng. Một khi hảo kiện đối an hân các nàng mưu đồ bất chính, rất dễ dàng liền có thể thực hiện được rồi, dù sao an hân các nàng chỉ là người bình thường mà thôi, không có gì thực lực, đối hạo kiện đánh lén, căn bản không có sức phản kháng. Cho nên hạo kiện bây giờ bị bắt được sau đó cũng làm cho tô chiết thả khối tiếp theo trong lòng đá lớn, dễ dàng không ít. Bất quá tô chiết cảm giác như vậy tổng không phải biện pháp, bởi vì theo tô chiết sự nghiệp càng làm càng lớn, nhất định sẽ đắc tội không ít người. Dù sao thị trường cứ như vậy lớn, tô chiết nhúng tay vào đi, nhất định sẽ đem những người khác lợi ích thả một phần lại đây, hơn nữa lấy tô chiết ưu thế, cuối cùng nhất định sẽ chiếm được lớn nhất thị trường, cứ như vậy liền khó tránh khỏi sẽ đắc tội có chút vừa được lợi ích người. Mà nếu như những này vừa được lợi ích người, ở trong có mấy người có giống như hạo kiện người, cho dù đối tô chiết cùng với người ở bên cạnh bất lợi. Tuy rằng theo tô chiết thực lực tăng cao, bản thân hắn cũng không sợ bất kỳ uy hát yêu ta gì, cũng có phản kích năng lực, thế nhưng tô vũ hinh, an huyên các nàng liền không giống nhau mà Tô Chiết không thể có thể mỗi giờ mỗi khắc tại các nàng bên người, bảo hộ các nàng. Liền giống như Tô Vũ Hinh như thế, nàng ở ngoại địa đọc sách, Tô Chiết căn bản không tại bên cạnh nàng, một khi có người gây bất lợi cho nàng lời nói, Tô Chiết căn bản không ngăn cản được. Vì không phát sinh bi kịch, cho nên hiện tại Tô Chiết quyết định, nếu như có cơ hội, liền dùng thần lực cường hóa thân thể của các nàng. Mà dùng sau đợi tích phân vậy là đủ rồi, liền ở võ học hối đoái trong thương thành, tìm một ít thích hợp võ học của các nàng, hồi đoái đi ra làm cho các nàng tu luyện, tận lực tăng cao các nàng năng lực tự vệ. Tô Chiết trước đây cũng cân nhắc qua dùng sức mạnh hóa thần lực, cường hóa an hân thân thể của các nàng, làm cho các nàng có năng lực tự vệ. Nhưng là trước đây Tô Chiết chủ muốn lo lắng chính là cường hóa thần lực đối an hân các nàng có tác dụng phụ, cho nên một mực không có đã nếm thử. Mà bây giờ Tô Chiết ngược lại là không lo lắng, bởi vì trong nhà sủng vật hấp thu nhiều như vậy cường hóa thần lực, cũng chưa từng xuất hiện tác dụng phụ, đặc biệt là tiểu tuyết long, càng là từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra sau, Tô Chiết liền một mực cho Tiểu Tuyết Long hấp thu cường hóa thần lực. Tiểu Tuyết Long thân thể đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, trái lại thân thể càng ngày càng tốt, điều này nói rõ cường hóa thần lực chỉ mới có lợi, cũng không hề tác dụng phụ. Hơn nữa cho dù có tác dụng phụ, đầu tiên không may hẳn là Tô Chiết mới đúng, bởi vì hắn trong cơ thể một mực tồn tại thần lực, đồng thời còn dùng đến tu luyện luyện thể thuật. Nếu như cường hóa thần lực có tác dụng phụ lời nói, cái thứ nhất chịu ảnh hưởng người chính là Tô Chiết, mà cho tới bây giờ Tô Chiết thân thể cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Bởi vậy Tô Chiết hiện tại mới sẽ quyết định, lợi dụng cường hóa thần lực cường hóa an hân thân thể của các nàng. Tô Chiết nằm ở trên giường, tìm cách về sau kế hoạch, nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không nhịn được ngủ rồi. Sáng ngày thứ hai, rửa mặt sau Tô Chiết mang theo tiểu tuyết long, hai con tiểu tàng sư ra ngoài chạy bộ. Tô Chiết chạy xong bước lúc trở lại, An Hân vừa mới làm tốt bữa sáng, đang chờ hắn trở về ăn. Bởi vì An Huyên hôm nay còn muốn đi trường học quan hệ, cho nên nàng ăn được so sánh cấp, rất nhanh nàng liền ăn xong. An Huyên mang lên túi sách, cùng tô chiết cùng An Hân nói lời từ biệt sau, liền hấp tấp ra ngoài đi trường học. Bất quá hôm nay An Huyên cũng không phải đi học, bởi vì sớm tại mấy ngày trước thời điểm, An Huyên trường học cũng đã bắt đầu cuộc thi, hiện tại hết thảy môn học, An Huyên cũng đã đã thi xong. Mà An Huyên hôm nay đi trường học chủ yếu là đi lĩnh lấy phiếu điểm, Cùng với nghỉ hè tác nghiệp, đồng thời trường học hôm nay còn có thể cử hành học kỳ tổng kết đại hội, hết thầy học sinh cũng phải đi tham gia. Hôm nay qua đi, An Huyên sẽ chính thức bắt đầu nghỉ, mà nàng đọc trường học, vào hôm nay cũng là chân chính đóng cửa. Tại ngày hôm qua lúc buổi tối, An Huyên còn chạy tới Tô Chiết căn phòng, với hắn cho mượn một bộ camera. Bởi vì An Huyên dự định hôm nay về trường học thời điểm, dùng camera đem trường học phong cảnh, từng cọng cây ngọn cỏ đều cho đập xuống đến Chính vì như vậy cũng có thể lưu cái kỷ niệm. Đối với An Huyên tâm tình, Tô Chiết vẫn là rất lý giải. Dù sao hôm nay qua đi, An Huyên trường học có lẽ liền không còn tồn tại nữa, hay là về sau An Huyên đều không có cơ hội gặp được. Người không phải cây cỏ đều có tình, huống hồ An Huyên từ tiểu học bắt đầu, liền một mực tại trường học kia đọc sách. Cho tới hôm nay, hiện tại An Huyên trường học muốn đóng cửa, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút không bỏ cùng thương cảm, mà bây giờ đập một ít bức ảnh về sau nàng cũng có thể thỉnh thoảng lấy ra hoài niệm một cái. Mà vừa vặn tôi chiết tại rất lâu thời điểm trước kia, mua một bộ camera, tuy rằng bộ này camera hiện tại đã không phải là chủ lưu rồi, thế nhưng cho An Huyên mang đi trường học. Đập vài tờ phổ thông bức ảnh vẫn là có thể, cho nên tôi chiết liền đem camera tìm ra giao cho An Huyên rồi. An Huyên hiện tại cóng lấy túi sách, liền thả có tô chiết camera. Tại An Huyên đi trường học sau, trong nhà cũng chỉ còn sót lại tô chiết cùng An Hân hai người rồi. Rất nhanh, Tô Chiết cùng An Hân cũng ăn được bữa ăn sáng, liền ở An Hân chuẩn bị thu thập bát đũa thời điểm, Tô Chiết đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua chuyện hắn quyết định. Thế là Tô Chiết để An Hân ngồi xuống trước, sau đó hắn để An Hân vươn tay ra đến. Tuy rằng An Hân đối Tô Chiết hiện tại đột nhiên đề ra yêu cầu có chút không rõ. Bất quá nàng cũng không trần chờ, để chén đũa trong tay xuống, ngồi trở lại chỗ ngồi sau, liền dựa theo chỉ thị đem bàn tay đến Tô Chiết trước mặt sau đó tô chiết cũng đưa tay ra đến trực tiếp nắm chặt an hân thủ, sau đó nhắm mắt lại. an hân bị tô chiết động tác như thế, cho sợ hết hồn, nàng theo bản năng đã nghĩ đem mình tay rút trở về. bất quá cuối cùng an hân vẫn là nhịn được. tuy rằng an hân cũng không biết tô chiết phải làm gì, thế nhưng nàng tin tưởng cách làm người của hắn. hơn nữa nếu như tô chiết sẽ đối nàng muốn ngu đổ bất chính lời nói, hắn sớm tự hành động rồi. cần gì phải chờ tới bây giờ, cho nên an hân cũng là an tâm để tô chiết nắm chặt tay của nàng bất quá động tác này ở những người khác xem ra rất bình thường thế nhưng cũng đã đủ an hân mặt đỏ tim đập nhanh hơn rồi tại đây an tĩnh thời gian trong an hân thậm chí cũng có thể nghe được chính mình không ngừng tăng nhanh tiếng tim đập tô chiết cũng không nghĩ tới nhiều như vậy hắn căn bản không biết hành động này theo an hân là phi thường thân mật để trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ lung tung sở dĩ tô chiết sẽ nắm chặt an hân thủ là bởi vì hắn hướng về đem trong cơ thể cường hóa thần lực vận chuyển đi an hân bên trong thân thể làm cho nàng hấp thu hôm nay là Tô Chiết lần thứ nhất thử nghiệm dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của con người, cho nên hắn cũng không dám khinh thường, hơn nữa hiện tại cũng không dám một lần cho An Hân vận chuyển quá nhiều thần lực, để tránh khỏi tạo thành không thể bù đắp hậu quả. Cho nên Tô Chiết chỉ là hướng về An Hân thân thể vận chuyển một điểm cường hóa thần lực sau, liền ngừng lại rồi, sau đó hắn tự quan sát kỹ điểm này cường hóa thần lực, tại An Hân trong thân thể đi hướng. Tại Tô Chiết cảm giác dưới, điểm này cường hóa thần lực tiến vào An Hân thân thể sau, liền nhanh chóng trải qua An Hân toàn thân mỗi một nơi, mà trong quá trình này, cường hóa thần lực bị An Hân thân thể từ từ hấp thu, hoặc là nói là cường hóa thần lực chủ động để An Hân hấp thu đi. Rất nhanh Tô Chiết liền phát hiện điểm này cường hóa thần lực, liền bị An Hân hấp thu sạch sẽ. Bất quá điểm này cường hóa thần lực tuy rằng bị An Hân cho hấp thu sạch sẽ, thế nhưng cũng không hề cường hóa An Hân thân thể, bởi vậy An Hân cường độ thân thể cũng không thể đề cao. Đối với cái này một điểm, Tô Chiết đúng là không có nghi hoặc, bởi vì cái này một điểm cường hóa thần lực đều chủ yếu dùng tại cải thiện an hân trên thân thể, không thể đề cao an hân cường độ thân thể ngược lại là rất bình thường. Dù sao hiện tại thân thể của con người ít nhiều gì cũng không phải khỏe mạnh, cho nên thời điểm vừa mới bắt đầu, cường hóa thần lực hội chủ muốn cải thiện thân thể, mà không phải cường hóa thân thể cường độ, thẳng đến thân thể đạt đến khỏe mạnh trình độ sau mới sẽ bắt đầu bị dùng tại cường hóa thân thể cường độ lên. Đợi được cường hóa thần lực sau khi biến mất, tôi chít mở mắt ra. Nhìn An Hân hỏi, người bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái địa phương không có, chỉ là cảm giác đột nhiên có chút nóng, bất quá tinh thần của ta tốt hơn rất nhiều, xuất hiện tại thân thể dường như tràn ngập sức sống như thế. An Hân tỉ mỉ cảm thụ thân thể một cái sau, nghiêm túc nói ra. Lúc này được An Bình Hân đáp án sau, Tô Chiết mới chính thức thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tô Chiết trước đó cũng không có phát hiện cường hóa thần lực đưa vào An Hân thân thể sau, sẽ sinh ra bất lương ảnh hưởng nhưng mà nếu như không có An Hân tự mình trả lời, hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm. Bất quá bây giờ Tô Chiết cuối cùng là biết lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì cường hóa thần lực xác thực đối thân thể của con người, không có bất kỳ tác dụng phụ, sẽ cải thiện cùng với cường hóa thân thể của con người. Tô Chiết quan sát An Hân sau một thời gian ngắn, xác định cường hóa thần lực sẽ không đối An Hân có tác dụng phụ sau, liền yên lòng. Sau đó Tô Chiết một lần nữa cho An Hân thân thể độ vào một điểm cường hóa thần lực đi vào, sau đó nhắm mắt lại từ quan sát kỹ điểm này cường hóa thần lực lưu động, cùng với An Hân thân thể biến hóa. Điểm này cường hóa thần lực, chủ yếu vẫn là dùng tại cải thiện An Hân thân thể, chỉ hơi chút cường hóa An Hân cường độ thân thể. Bất quá như vậy liền biểu thị An Hân bây giờ thân thể đã là khỏe mạnh nhất, không cần lo lắng sẽ ngã bệnh. Sau đó, tôi chiết tiếp tục cho An Hân thân thể độ vào cường hóa thần lực, bất quá y nguyên hay vẫn từng điểm từng điểm từ từ đi bởi vì tô chiết lo lắng một lần cho an hân độ vào quá rất mạnh hóa thần lực lời nói đến lúc đó không chỉ an hân không hấp thu được đem cường hóa thần lực lãng phí một cách vô ích hơn nữa hắn còn lo lắng an hân thân thể sẽ không chịu nổi sẽ bị thương đến an hân tuy rằng làm như vậy hiệu suất tương đối thấp thế nhưng thắng ở bảo hiểm an toàn không cần lo lắng xảy ra điều gì bất ngờ tô chiết phát hiện cho an hân thân thể độ vào điểm thứ ba cường hóa thần lực bắt đầu cường hóa thần lực liền bắt đầu cường hóa an hân cường độ thân thể rồi an hân thân thể mỗi hấp thu một điểm cường hóa thần lực tô chiết đều sẽ tử quan sát kỹ để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tuy rằng an hân không biết tô chiết đang làm gì thế nhưng nàng cảm giác được từ tô chiết nắm chặt tay của nàng truyền đến một luồng nhiệt khí chảy vào trong thân thể của nàng một cái cỗ nhiệt khí để an hân cảm giác thân thể ấm áp cũng từ từ cảm giác thân thể bắt đầu tỏa nhiệt bất quá lại là rất thoải mái bởi vì an hân cảm giác thân thể của mình dường như càng ngày càng tốt rồi nàng không biết có phải hay không là ảo giác nàng thậm chí cảm giác được sức mạnh của nàng thật giống càng lúc càng lớn cho nên an hân tuy rằng không biết tô chiết hiện tại đang làm gì bất quá nàng có thể xác định chính là tô chiết chuyện làm bây giờ đều là vì nàng tốt tô chiết vì có thể càng tốt hơn cảm giác an hân biến hóa trong cơ thể cho nên hắn cách an hân thân thể rất gần bởi vậy an hân có thể rất rõ ràng mà quan sát tô chiết thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn này làm cho trong lòng nàng có chút hốt hoảng không biết như thế nào cho phải. Bất quá Tô Chiết nhắm mắt lại, chuyên chú vẻ mặt. Cũng từ từ cảm hóa đến an hân, để trái tim của nàng cũng chậm chậm định xuống. Tại bình thường thời điểm, Tô Chiết cùng An Hân rất ít giống như bây giờ dựa vào gần như vậy. Gần đến An Hân có thể thấy rõ Tô Chiết vẻ mặt mỗi một tia biến hóa, nghe được lẫn nhau hô hấp. Trước lúc này, Tô Chiết cùng An Hân cũng có thử qua hai lần như khoảng cách gần như vậy. Lần đầu tiên là Tô Chiết uống say, An Hân tại phòng của hắn chiếu cố hắn thời điểm. Bất quá khi đó Tô Chiết say rồi, chuyện gì xảy ra cũng không biết. Lần thứ hai thời điểm, Tô Chiết là An Hân đỡ đạn, mà bị thương nằm viện thời điểm, một ngày kia buổi tối, An Hân cùng ở Tô Chiết bên người, nhìn hắn một buổi tối. Bất quá khi đó Tô Chiết ở vào trạng thái hôn mê, cũng vẫn như cũ không biết chuyện này qua. Mà hôm nay Tô Chiết vì cường hóa An Hân cường độ thân thể, lần thứ ba khoảng cách gần tới gần An Hân, bất quá Tô Chiết bởi vì quá mức chăm chú, cũng không hề phát hiện. An Hân yên lặng nhìn Tô Chiết, nàng cảm giác đến giờ phút này rất yên tĩnh, rất thả lòng, nàng rất hy vọng thời gian vào đúng lúc này dừng lại, không lại trôi qua. Chỉ là rất đáng tiếc thời điểm, sau mười mấy phút Tô Chiết đột nhiên mở mắt ra, An Hân hoang mang hoảng loạn cúi đầu xuống, lúc này tim đập của nàng lần nữa bị Tô Chiết làm rối loạn. Bất quá bởi vì Tô Chiết một mực tại cân nhắc cường hóa thần lực đối An Hân ảnh hưởng, cho nên cũng không hề chú ý tới điểm này. Có lẽ là bởi vì đã từng trải qua, dẫn đến tô chiết đối với cảm tình, Thủy chung là có chút chỉ đột, thậm chí hắn đối tình cảm của mình, cũng không thể minh xác phát hiện, cho nên nếu có thời điểm muốn hậu chi hậu giác tô chiết chủ động lời nói, không khỏi là nói mơ giữa ban ngày sự tình rồi. Bất quá tô chiết như vậy cũng mới có lợi, ít nhất ở chung không có lúng túng, liền nói hiện tại tô chiết sẽ không có ý thức được an hân biến hóa rồi. Tô Chiết hiện tại chỉ chú ý An Hân trong cơ thể sinh ra biến hóa, lần này Tô Chiết tổng cộng cho An Hân độ vào 5 điểm cường hóa thần lực. Trước hai điểm cường hóa thần lực chủ yếu vẫn là dùng tại cải thiện An Hân thân thể, cho nên đối với An Hân cường độ thân thể cũng không có trợ giúp gì, mà mặt sau 3 điểm cường hóa thần lực liền bắt đầu cường hóa An Hân cường độ thân thể rồi. Mới đầu An Hân thân thể không có hấp thu cường hóa thần lực trước đó, Tô Chiết phán đoán thể chất của nàng đại khái tại 8 điểm khoảng chừng mà An Hân thân thể hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực, tổ Chiết cảm giác An Hân thể chất đại khái tăng lên khoảng 1 giờ, tốc độ tăng không phải rất rõ ràng, cho nên An Hân cường độ thân thể cũng không hề rõ ràng tăng lên. Bất quá An Hân thể chất có thể tăng lên một điểm, đã là rất kết quả không tệ rồi. Dù sao nếu như chỉ là phổ thông rèn luyện thân thể, tối thiểu cần rèn luyện thời gian một tháng, An Hân thể chất mới có thể tăng lên một điểm, mà bây giờ An Hân chỉ là dùng mười mấy phút liền làm được. Hơn nữa đoán luyện tới tới thể chất, rất dễ dàng xuất hiện đàn hồi, một khi thư giãn xuống, thể chất chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống được. Tuy rằng dùng sức mạnh hóa thần lực tăng lên thể chất cũng tương tự sẽ hạ xuống được, thế nhưng dù sao, quá trình này liền so sánh nắm lâu một chút. Đồng thời một ít kịch liệt phương thức rèn luyện còn có thể đối thân thể có thương hại, mà một ít so sánh ôn hòa vận động, đưa đến hiệu quả lại là rất yếu ớt. Như vậy so ra cường hóa thần lực cường quá nhiều rồi, không chỉ có không có tác dụng phụ hơn nữa thể chất tăng lên cực kỳ nhanh. Tô Chiết cho An Hân thâu nhập 5 điểm cường hóa thần lực sau, liền ngừng lại. Không phải Tô Chiết không muốn tiếp tục tăng lên An Hân thể chất, mà là vì hiện tại An Hân trong một ngày tối hấp thụ nhiều 5 điểm cường hóa thần lực, còn lại cường hóa thần lực liền lại không hấp thu được, bởi vì An Hân thân thể đã nằm ở trạng thái bão hòa, phải chờ cường hóa thần lực hoàn toàn bị An Hân hấp thu lợi dụng sau, mới có thể tiếp tục hấp thu. Bất quá An Hân thân thể có thể hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực, đã rất ra ngoài Tô Chiết dự liệu. Nguyên lai like, Tô Chiết còn tưởng rằng An Hân thân thể, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 2 đến 3 điểm cường hóa thần lực mà thôi, hiện tại có thể một lần hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực, Tô Chiết đã cảm giác phi thường hài lòng rồi. Dù sao Tiểu Tuyết Long tại thời điểm vừa mới bắt đầu, một lần cũng tối hấp thụ nhiều 2 điểm cường hóa thần lực mà thôi, gần nhất mới có thể một lần hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực, hiện tại An Hân có thể một lần hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực, đã là rất chuyện không tồi rồi. Tô Chiết đoán chừng là bởi vì người so với động vật đến, thân thể tiềm lực càng gia tăng hơn, cho nên An Hân hiện tại mới có thể hấp thu tương đối nhiều thần lực. Hơn nữa An Hân cho dù một lần chỉ có thể hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực, tại tiền kỳ thời điểm, An Hân một ngày cũng có thể tăng lên một điểm thể chất rồi, đây đã là rất khó được sự tình rồi, cho dù so với phổ thông người tu luyện so với, An Hân cũng không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần rồi. Bất quá Tô Chiết cũng biết cường hóa thần lực, cũng không phải có thể không chừng mực cường hóa an hân cường độ thân thể, vẫn còn cần an hân chính mình khai phá thân thể lớn nhất tiềm lực, như vậy mới có thể hấp thu càng nhiều hơn cường hóa thần lực. Cho nên tôi chiết cho an hân hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực sau, liền dặn dò nàng về sau rãnh rỗi thời điểm, phải được thường nhiều rèn luyện thân thể. Hiện tại tôi chiết cũng không đủ tích phân, cũng không thể từ võ học hối đoái trong thương thành hối đoái võ học được, cho an hân tu luyện, cho nên hiện tại chỉ có thể để An Hân trước dùng phổ thông phương thức rèn luyện, đến rèn luyện thân thể của mình. Để An Hân thông qua rèn luyện thân thể, để kích thích thân thể tiềm lực, như vậy thân thể mới có thể kéo dài hấp thu tô chiết cường hóa thần lực, mới có thể tăng lên thân thể của nàng cường độ. Nếu không, An Hân thể chất tại tăng lên tới trình độ nhất định sau, sớm muộn có một ngày sẽ không tiếp thụ được tô chiết cường hóa thần lực. Cho nên tô chiết muốn dùng cường hóa thần lực tăng cao An Hân năng lực tự vệ, vẫn còn cần thông qua An Hân tự rèn luyện mới có thể. Tiền kỳ thời điểm, tôi Chiết dự định để An Hân trước tiên thông qua phổ thông phương thức rèn luyện, đợi được về sau Tô Chiết tích phân đầy đủ sau, hắn sẽ ở võ học hối đoái trong thương thành, hối đoái thích hợp An Hân tu luyện võ học được, phụ trợ nàng tu luyện. Đợi An Hân hấp thu xong cường hóa thần lực sau, tôi Chiết liền để cho nàng đi làm chuyện của mình. tôi Chiết tính toán đợi đến An Huyên sau khi trở lại, lại dùng cường hóa thần lực cường hóa An Huyên thân thể, có An Hân cái này ví dụ tại, Tô Chiết tin tưởng An Huyên cũng sẽ không hết ý, cần phải cũng có thể hấp thu cường hóa thần lực, tăng lên cường độ thân thể. Về phần Tô Vũ Hình hiện tại ngược lại không gấp, bởi vì mấy ngày nữa thời gian, Tô Vũ Hình cũng bắt đầu nghỉ trở về rồi. Đến lúc đó Tô Vũ Hình sau khi về nhà, Tô Chiết lại dùng cường hóa thần lực tăng lên thân thể của nàng cường độ cũng là có thể. Sau đó Tô Chiết liền bắt đầu cho nhà sủng vật chuẩn bị đồ ăn rồi, hiện tại tô chiết tình cờ cũng sẽ cho hai con tiểu tàng sư này điểm thịt ăn, khiến chúng nó hấp thu nhiều một chút dinh dưỡng. Về phần hai con tiểu long quy, tô chiết vẫn là không đoạn địa biến đổi đồ ăn cho chúng nó ăn, không khiến chúng nó có kiêng ăn cơ hội. Hơn nữa tô chiết phát hiện ngoại trừ vỏ trứng bên ngoài, cái này hai chỉ tiểu gia hỏa thích nhất đồ ăn càng là loại thịt thực phẩm, cho nên tô chiết liền làm khiến chúng nó ăn nhiều điểm thịt. Giải quyết xong sủng vật thực vật, tô chiết dùng sức mạnh hóa thần lực đem chúng nó toàn bộ cường hóa một lần sau, sau đó mới đi phối chế trị liệu nước thuốc. tại phối chế tốt trị liệu nước thuốc sau, yến vân thì cục cảnh sát cho tô chiết gọi điện thoại tới. nguyên lai like cục cảnh sát là thông báo tô chiết sáng sớm hôm nay thời điểm, hạo kiện đã bị đưa đi thẩm châu thành phố, chuẩn bị giao lại cho thẩm châu thành phố cảnh sát, do bên kia cảnh sát xử lý hạo kiện. sau khi lấy được tin tức này, tô chiết liền gọi điện thoại cho lý hoa, đem tin tức này nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lần này Tô Chiết không có ý định như vậy mà đơn giản buông tha Hạo Kiệt, hiện tại Hạo Kiện cùng mập mạp phụ nữ kẻ khả nghi vu cáo hám hại tội, cùng với ngược đái động vật tội, đủ bọn hắn uống một bầu, tuy rằng có lẽ không cách nào để cho bọn hắn ngồi tù. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối cần phải thường cho thường Tô sủng chi ra tổn thất. Hơn nữa xảy ra sau chuyện này, Lý Hoa còn phát hiện Hạo Kiện mở cửa hàng thú cưng, rất nhiều hứa khả chứng đều không có công việc, hơn nữa liền ngay cả bằng buôn bán cũng quá hạn rất lâu, đồng thời cố ý trốn thuế, hơn nữa trốn thuế kim ngạch đã đạt đến 100 ngàn trở lên, hơn nữa hạo kiện cửa hàng thú cưng đồng thời còn kẻ khả nghi bán hàng giả. Thấp kém sản phẩm, nghiêm trọng nhất là hạo kiện cửa hàng thú cưng còn liên quan đến buôn lậu bảo vệ động vật vân vân. Tại tông trong nước, người có thể chăn nuôi, bán ra bảo vệ động vật cũng có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết người muốn thu được ban ngành liên quan phê chuẩn, phải có tương quan hứa khả chứng, đồng thời còn cần đi bình thường thủ tục mới có thể chăn nuôi, bán ra bảo vệ động vật. Mà nếu như không có xin dưới tương quan hứa khả chứng, còn thông qua một ít không thủ đoạn hợp pháp đạt được bảo vệ động vật, đồng thời tiến hành chăn nuôi, bán ra lời nói, một khi bị tra được sau, liền đối mặt rất nghiêm trọng xử phạt, không chỉ cần phải giao lượng lớn tiền phạt, còn cần đối mặt lao ngục tai ương. Tuy rằng trong lúc này lợi nhuận rất mê người, thế nhưng bình thường thương hộ cũng không dám trái với quy định này, bởi vì cái này nguy hiểm trong đó thật sự là quá cao, cũng không đáng để mạo hiểm mà hạo kiện ỉ vào chính mình có chút điểm bối cảnh, cùng với có chút thủ đoạn. Nếu vì trong lúc này lợi nhuận, không khỏi bí quá hóa liều, mà bây giờ chính là hạo kiện gieo gió gặt bão lúc. Cho nên Lý Hoa đang thu thập đầy đủ chứng cứ sau, liền đưa ra cho thẩm châu thành phố bộ ngành liên quan, do bọn hắn tiến hành xử lý. Hơn nữa không chỉ vẻn vẹn Lý Hoa làm như vậy, thậm chí cửa hàng thú cưng công nhân tại biết hạo kiện bị nắm sau, đều dồn dập đi báo cáo hạo kiện hành động, hơn nữa những nhân viên này căn cứ chính xác theo so với lý hoa còn muốn tỉ mỉ hảo kiện cửa hàng thú cưng công nhân không vì cái gì khác chỉ vì có thể cho mình chút cơn giận liền thỏa mãn bởi vì bọn họ bình thường nhịn hảo kiện quá nhiều tức giận thừa dịp hiện tại bọn hắn muốn một lần trả lại hảo kiện lý hoa tin tưởng có những này tội danh sau hảo kiện ngoại trừ cần đối mặt lượng lớn tiền phạt bên ngoài còn có thể đi lao ngục sinh hoạt hảo kiện làm xằng làm bậy nhiều năm như vậy có này vừa báo cũng là bình thường Tô Chiết nghe đến những này sự tình sau, chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Hơn nữa hắn còn ngại những này tội danh không đủ. Kết thúc cùng Lý Hoa trò chuyện sau, Tô Chiết trở về phòng bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Tại lúc xế chiều, Tô Chiết kết thúc tu luyện, hắn mở máy vi tính ra bắt đầu tìm tòi trường học. Hiện tại An Huyên đã muốn nghỉ, học kỳ sau chính là thăng sơ tam rồi. Này sơ tam cực kỳ trọng yếu, cũng không thể làm chế nãi. Thế nhưng Tô Chiết vẫn không có thay An Huyên tìm tới thích hợp trường học, mặc dù bây giờ cách học kỳ sau khai giảng thời gian, còn tạm được có 2 tháng, thế nhưng Tô Chiết không thể chờ đến tới gần khai giảng thời điểm, mới vội vàng là An Huyên tìm trường học. Hiện tại không sớm hơn một chút làm chuẩn bị lời nói, thời gian kéo càng lâu, trường học thì càng khó tìm. Tuy rằng nếu như Tô Chiết chỉ cần nguyện ý tiêu ít tiền, liền có thể tùy tiện tìm tới một trong trường học, thế nhưng Tô Chiết cũng không muốn qua loa cho xong, làm lỡ An Huyên học nghiệp. Tô Chiết muốn vì An Huyên tìm tới một gian trọng điểm trường học, hơn nữa tốt nhất trường học này vẫn là trung học đệ nhất cấp và trường cấp 3 kết hợp. Như vậy một năm về sau, An Huyên liền có thể tại bản giáo trực tiếp lên cao trung, không cần lại mặt khác tìm trường học. Mà nặng điểm trường học cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, dù cho Tô Chiết nguyện ý dùng tiền, cũng không phải có thể tùy tiện liền có thể đi vào đọc sách. Bất quá may là An Huyên thành tích vô cùng tốt, như vậy mới khiến cho Tô Chiết có lòng tin cho nàng tìm một gian tốt hơn trường học. Tìm hơn một giờ sau, Tô Chiết còn không có tìm được hài lòng trường học đi ra, trên căn bản Yến Vân Thị trường học, Tô Chiết đều cân nhắc qua, bất quá cuối cùng toàn bộ đều cho hắn hủy bỏ, bởi vì cũng không thể phù hợp Tô Chiết yêu cầu, này làm cho hắn phi thường đau đầu. Tô Chiết xoa xoa cái cổ, dự định tiếp tục tìm thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo rồi. Tô Chiết, tối hôm nay có rảnh không? Dư Hiên hạo thanh âm của thấu quá điện thoại di động, truyền tới Tô Chiết bên trong tai. Có chuyện gì không? bởi vì hôm nay là muội muội ta tố y sinh nhật, cho nên nàng để cho ta, không phải là ta mời ngươi tới tham gia sinh nhật của nàng dạ hội, thế nào? Ngươi buổi tối có rảnh không? Dư Hiên Hạo hỏi. Tốt, tối hôm nay ta sẽ tới, trước tiên thay ta với ngươi muội muội nói tiếng sinh nhật vui vẻ. Tô Chiết suy tư một chút, liền đáp ứng rồi, Dư Hiên Hạo tự mình mời, nếu như Tô Chiết không đi lời nói, khó tránh khỏi sẽ không thích hợp lắm. Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi đã đến, Gọi điện thoại cho ta, ta xuất đi đón ngươi. Rất hiển nhiên Tô Chít sẽ đến, để Dư Hiên Hảo thật cao hứng. Tô Chít sau khi cúp điện thoại, hắn nặn một cái huyệt Thái Dương, tham gia Dư Tố Y sinh nhật giả hội, vẫn để cho hắn có chút nhức đầu. Nếu như có thể để cho Tô Chít lựa chọn, hắn là phi thường không muốn đi tham gia Dư Tố Y tiệc sinh nhật, đương nhiên hắn không phải chán ghét Dư Tố Y, nếu như quen biết người, Tô Chít cũng không phải lưu ý. Thế nhưng then chốt Dư Tố Y tiệc sinh nhật, nhất định sẽ có rất nhiều Tô Triết kẻ không quen biết tham gia, mà Tô Triết lại không muốn cùng bọn hắn liên hệ, cho nên hắn mới không muốn đi. Chỉ bất quá Dư Hiên Hạo hiện tại cũng tới mời hắn, nếu như Tô Triết cự tuyệt liền không quá không ngại ngùng rồi, cho nên cuối cùng Tô Triết vẫn là đáp ứng rồi. Kỳ thực Tô Triết hiện tại nhức đầu nhất, hay là bởi vì hắn căn bản không biết hẳn là mua cái gì quà sinh nhật cho Dư Tố Y, đây mới là hắn hiện tại phiền não nhất sự tình. Bởi vì Tô Chiết căn bản không biết Dư Tố Y cần gì, thích gì, nếu như đến lúc đó tùy tiện mua chút lễ vật lời nói, lại có vẻ Tô Chiết không đủ thành ý. Tô Chiết tắt máy vi tính, thay đổi một bộ quần áo, cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, hắn liền ra cửa. Đi tham gia tiệc sinh nhật, vẫn là sớm một chút ra ngoài tốt hơn, nếu như đến lúc đó đến muộn, muốn người khác chờ hắn liền ngượng ngùng. Hơn nữa Tô Chiết còn dự định thừa dịp hiện tại, còn có thời gian, có thể đi trong thương thành đi dạo một cái, xem có hay không thích hợp đưa cho Dư Tố Y làm quà sinh nhật quà tặng. Tô Chiết lái xe, đi tới phụ cận trong Thương Thành, bắt đầu chọn tối hôm nay quà tặng. Chỉ là đi tới Thương Thành sau, Tô Chiết lại là hai mắt tối thui. Tô Chiết tới Thương Thành quy mô rất lớn, các loại sản phẩm càng là không thiếu gì cả, thế nhưng chính là trong Thương Thành thương phẩm quá nhiều, để Tô Chiết không biết chọn cái dạng gì mới tốt. Tại gian phòng này trong Thương Thành Tô Chiết gần như đi dạo hơn một giờ. Tới tới lui lui đi rồi rất nhiều lần, đều không có tìm được hài lòng, vẫn là hai tay trống trơn. Nếu như là Dư Hiên Hạo trưởng bối trong nhà Khánh Sinh lời nói, Tô Chiết cũng không cần khổ như vậy não, bởi vì hắn chỉ phải ở nhà hậu việt, đào một viên nhân sâm, lại tìm cái tinh xảo hộp quà tặng đóng gói tốt. Là có thể trực tiếp coi như lễ vật đưa qua. Tô Chiết tin tưởng người khác tham gia phân lượng sẽ không thấp, làm lễ vật tuyệt đối là rất thích hợp, nhưng là vấn đề chính là Dư Hiên Hạo muội muội Dư Tố Y sinh nhật, mà không phải Dư Hiên Hạo trưởng bối trong nhà sinh nhật, nếu như Tô Chiết lựa chọn tặng nhân sâm cho Dư Tố Y coi như quà sinh nhật lời nói, đều là sẽ có chút bất luân bất loại cảm giác. Cho nên Tô Chiết mới không có ở nhà xăm một viên nhân sâm đi ra, mà là chạy đến trong thương thành tuyển lễ vật. Đáng tiếc là Tô Chiết đã lãng phí không ít thời gian. Thế nhưng hắn y nguyên hay vẫn không có tìm được thỏa mãn, trong lúc Dư Hiên Hạo đã đánh qua hắn mấy lần điện thoại, hỏi dò hắn lúc nào mới sẽ tới. Lúc này, Tô Chiết chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn vừa nhìn, quả nhiên lại là Dư Hiên Hạo đánh tới. Tô Chiết, ngươi chừng nào thì lại đây, có muốn hay không ta qua đi đón ngươi? Không cần, ta hiện tại liền đi qua. Hôm nay Tô Chiết lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Dư Hiên Hạo là dài dòng như vậy, tính cả lần này, Dư Hiên Hạo đã đánh 4 lần điện thoại đã tới, dường như chỉ lo Tô Chiết đột nhiên không đi như thế. Bất đắc dĩ, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là trả lời Dư Hiên Hạo, nói hắn hiện tại đã trôi qua rồi. Về phần Dư Tố Y quà sinh nhật, Hắn không có ý định mua, ý nghĩ của hắn là cùng hắn tùy tiện mua một phần sinh nhật nguyện vọng, vậy dứt khoát liền trực tiếp không tiến được rồi, còn tiết kiệm một phen khổ não. Tô Chiết rời khỏi Thương Thành, trực tiếp lái xe đi tới Dư Hiên Hạo trong nhà, chuẩn bị đi tham gia dư tố y tiệc sinh nhật. Hiện tại dư tố y tiệc sinh nhật đã sắp muốn bắt đầu, thời gian đã không nhiều lắm, lái xe đi dư tố y nhà cũng là cần không ít thời gian, hiện tại đã không cho Tô Chiết tại trong Thương Thành lãng phí thời gian rồi. Về phần dư tố y quà sinh nhật, Tô chết dự định đã đến lại nói, nếu như đến lúc đó thực tại không có biện pháp lời nói, vậy thì về sau lại bù đưa. Tô Chiết đã đến Dư Hiên Hạo trong nhà chỗ ở khu biệt thự sau, gọi điện thoại cho hắn. Bởi vì Tô Chiết cũng không biết Dư Hiên Hạo ra cụ thể tại vị trí nào, mà căn biệt thự này khu cũng là Dư Hiên Hạo mời hắn thời điểm nói, bởi vì lúc trước Tô Chiết vẫn luôn chưa có tới Dư Hiên Hạo trong nhà. Hơn nữa căn biệt thự này khu đề phòng xâm nghiêm, cũng không cho phép người xa lạ tùy tiện đi vào trong khu biệt thự, không có dư hiên hạo bọn hắn hướng về bảo vệ cửa chào hỏi lời nói, tô chiết căn bản vào không được trong khu biệt thự. Tô chiết đã thông dư hiên hạo điện thoại sau, khi hắn chiếm được tô chiết đã đến sau đó dư hiên hạo lập tức biểu thị hắn rất nhanh sẽ đi ra, để tô chiết xin chờ một chút. Quả nhiên cúp điện thoại không đến bao lâu, dư hiên hạo liền xuất hiện tại tô chiết trong tầm mắt rồi. Để tô chiết không có nghĩ tới là, dư hiên hạo nếu trực tiếp lái xe đi ra để tô chiết thập phần không nói gì nếu dư hiên hạo có thể tại mấy phút bên trong xuất hiện ở đây vậy đã nói rõ nhà của hắn cách khu biệt thự cửa lớn cũng không xa gần như vậy đường xá dư hiên hạo còn chuyên môn lái một xe xe đi ra tô chiết cũng không biết nói hắn cái gì tốt rồi chỉ thấy dư hiên hạo cùng bảo vệ cửa nói rồi vài câu sau bảo vệ cửa liền thả tô chiết xe tiến vào tô chiết lái xe đi theo dư hiên hạo mặt sau đi tới khu biệt thự khu vực trung ương bên trong mà dư hiên hảo trong nhà chính là chỗ này, một tòa diện tích không nhỏ biệt thự, thông qua điểm này, dư gia tài lực hùng hậu có thể thấy được chút ít rồi. Kỳ thực trường hoa xưởng chế thuốc hai khoản dược phẩm, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đẩy ra thị trường, mở ra bệnh viện cửa lớn, này ở trong dư gia giúp không nhỏ bận biểu. Bởi vì dư gia có rất nhiều bệnh viện lớn cổ phần, tại trong bệnh viện quyền lên tiếng không thấp, là dư gia đầu mở ra trước dưới cờ bệnh viện cửa lớn, để ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tiến vào dưới cờ bệnh viện tiêu thụ, mà có dư ra đi đầu, mới khiến cho cái khác bệnh viện cũng cùng theo một lúc đồng ý. Nếu không, cũng không biết trường hoa xưởng chế thuốc tại trên một điểm này, cần phải hao phí bao nhiêu tiền thời gian cùng tài lực mới có thể rồi, vậy có thể giống như bây giờ dễ dàng liền mở ra thị trường. Tuy rằng dư ra cùng Lưu Hùng Lưu Thị tập đoàn cho tới nay đều là giao hảo, chủ yếu nể mặt Lưu Thị, dư ra mới sẽ làm như vậy, thế nhưng ít nhiều gì cũng có bởi vì tô chiết ở bên trong quan hệ, bởi vì dư gia cùng lăng gia là thuộc về cùng tồn tại quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà tô chiết cứu lăng nhược tuyết một mạng, giúp lăng gia bận rộn, cũng là tương đương với giúp dư gia. Cho nên lần này dư gia cũng là ôm còn tô chiết ân tình tâm thái, hơn nữa dư gia cũng là xem trọng tô chiết, muốn cùng tô chiết tạo mối quan hệ, cho nên mới phải giúp trường hoa sưởng chế thuốc một cái, vì hắn mở ra dược phẩm thị trường bước thứ nhất. Hơn nữa dư hiên hạo đối với chuyện này cũng là bỏ khá nhiều công sức, bởi vậy Tô Chiết là phi thường cảm kích dư ra cùng dư hiên hạo đám người. Bên ngoài biệt thự đỗ xe nơi hiện tại đã ngừng không ít xe, xem ra dư tố y tiệc sinh nhật có không ít người tới tham gia, hơn nữa đều là không giàu sang thì cũng cao quý người. Tô Chiết tìm xe chống vị đem xe ngừng được, sau đó cùng dư hiên hạo đồng thời tiến vào trong biệt thự. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, phần lớn là mấy người làm một cái chuồng tại giao lưu, mà những này trong đó phần lớn tuổi tác cũng không lớn, đều là một ít người trẻ tuổi. Bất quá cũng là, hôm nay là dư tố y tiệc sinh nhật, đến vì nàng khánh sinh cũng cũng đều là tuổi trẻ nhân tài đúng, nếu như tiệc rượu bên trong một đám lớn lão gia hỏa, cũng có chút khác loại rồi. Ở trong đại sảnh, có một đám tuổi tác khá lớn một chút người đang giao lưu, mà dư hiên hảo mang theo tô chiết trực tiếp đi tới. Dư hiên hảo mang theo tô chiết sau khi đi qua, cùng ở trong một đôi phu thế giới thiệu tô chiết, mà tô chiết từ dư hiên hảo đối với bọn hắn xưng hô, biết bọn hắn chính là dư hiên hảo cha mẹ của hôn, bá phụ, bá mẫu, các người khỏe, rất xin lỗi vẫn luôn không có tới xem các người. Tô Chiết nói ra, phụ thân của Dư Hiên Hạo mẫu thân nhìn lên đều có vẻ rất trẻ trung, nếu như không có nói, người khác không thể đoán được bọn hắn tử nữ cũng đã lớn như vậy. Không có chuyện gì, người trẻ tuổi đều là khá bận, cái kia giống chúng ta những người lớn tuổi này, liền ngay cả Hiên Hạo cũng khó được có thể theo chúng ta một cái. Dư phụ cười nói, bá phụ nói đùa, Người và bá mẫu trẻ tuổi như thế, đó là người lớn tuổi rồi. Tô Chiết thực sự nói thật, cũng không phải nịnh hót. Dư phụ cùng dư mẫu đều nở nụ cười, bọn hắn bị người nói tuổi trẻ, tâm tình vẫn là rất vui sướng. Tô Chiết cùng dư phụ dư mẫu hàn huyên một lát sau, liền đi chỗ khác địa phương, bọn hắn tìm một cái tương đối khá ít người địa phương ngồi dậy tán gẫu. Ở trong đám người, càng là bị Tô Chiết phát hiện trịnh viêm cũng ở trong đám người, khiến hắn cảm thấy không rõ. Tô Chiết là biết Dư Hiên Hạo cùng Trịnh Viêm giữa hai người là có mâu thuẫn, hơn nữa Dư Gia cùng Trịnh Gia cũng là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Hai nhà không phải là hữu hảo như vậy. Không nói những địa phương khác, riêng là lần trước tại cảnh Nam Thị thời điểm, Trang Đắc Quỷ Vương tại trong trận đấu đem Dư Hiên Hạo hắc hổ cho cắn chết, mà chuyện này mọi người đều rõ ràng trong lòng. Chính là Trịnh Viêm sai khiến Trang Đắc làm, hai người sớm đã có quan hệ. Hơn nữa sau đó Tô Chiết Tiểu Tuyết Long báo thù cho hắc hổ, ăn miếng trả miếng đồng dạng tại trong trận đấu đem trang đắc quỷ vương cho cắn chết, đồng thời dư hiên hạo cùng tô chiết hai người đều tại di câu lạc bộ thắng đi rồi một số lớn tiền thưởng. Mọi người đều biết di câu lạc bộ chính là trịnh viêm mở, tương đương với tô chiết cùng dư hiên hạo thắng chính là trịnh viêm tiền, lúc đó đó cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Trịnh viêm tổn thất không nhỏ. Những chuyện này gộp lại, trịnh viêm như thế nào cũng sẽ không cùng dư hiên hạo hòa giải, vậy hắn hôm nay làm sao sẽ tới tham gia dư tố y tiệc sinh nhật, dư hiên hạo cũng nhìn ra tô chiết khó hiểu bất quá hắn chỉ là cười khổ mà lắc lắc đầu cũng không có giải thích là chuyện gì xảy ra tuy rằng dư hiên hạo không nói bất quá tô chiết hơi chút vừa nghĩ vẫn là đã minh bạch tượng dư hiên hạo cùng trịnh viêm bọn hắn đại gia tộc như thế mặt ngoài công phu đều sẽ làm đủ tuy rằng lén lút đấu cái một mất một còn thế nhưng mặt ngoài xem ra vẫn là vô cùng hòa thuận không sẽ già mà chết bất tương lui tới cho nên hôm nay Trịnh Viêm đã tới tới tham gia dư tố y tiệc sinh nhật, ngược lại là chuyện rất bình thường, về phần Trịnh Viêm có thật lòng không chúc phúc, không cần đoán cũng có thể biết hắn là nghĩ như thế nào rồi. Tuy rằng Tô Chiết không phải rất nguyện ý nhìn thấy Trịnh Viêm, bất quá chủ nhân ra đều không hề nói gì, hắn cũng là không cần thiết. Đúng lúc này, dư tố y xuất hiện ở trong đại sảnh, nàng sau khi xuất hiện, trước tiên là quá khứ cùng trưởng bối chào hỏi một tiếng sau, liền bắt đầu tìm kiếm dư hiên hạo thân ảnh của rồi làm dư tố y chú ý tới tại dư hiên hảo bên cạnh tô chiết sau trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia ý mừng dư tố y hướng về bọn hắn bước nhanh đi tới rồi mà nàng dưới chân còn đi theo một con ưng bá khuyển dư tiểu thư sinh nhật vui vẻ tô chiết đứng dậy cười nói cảm tạ gọi tên của ta là được rồi không cần khách khí như thế dư tố y nói ra sắc mặt của nàng mang theo nụ cười tâm tình có vẻ tương đối khá mà dư tố y bên cạnh ưng bá khuyển vừa thấy được tô chiết liền chạy đến bên cạnh hắn đến. Tô chiết sờ sờ đầu của nó, liền đem nó bế lên, ưng bá khuyển phi thường dịu ngoan, ngoan ngoãn ở tại tô chiết trong lồng ngực. Tình cảnh này để dư tố y cùng dư hiên hạo thập phần giật mình, bởi vì con này ưng bá khuyển là dư hiên hạo từ tô sủng chi ra bán đấu giá có được, lúc đó một mua về sau, liền một mực do dư tố y đang chiếu cố. Bởi vậy một con này ưng bá khuyển đối dư tố y phi thường thân mật, nhưng là đối những người khác phi thường chống cực càng đừng nói có thể như tô chiết như vậy ôm nó, hơn nữa ưng bá khuyển vẫn là chủ động chạy đi tô chiết bên người. Này làm cho Dư Hiên Hạo cười mắng ưng bá khuyển là kẻ vô ơn bạc nghĩa, bình thường hắn liền sờ một chút ưng bá khuyển đều làm không đến, thế nhưng tô chiết vừa đến, ưng bá khuyển tự đối tô chiết như thế thân cận. Coi như là Dư Tố Y lúc đó cũng là cùng với ưng bá khuyển rất lâu thời gian, mới khiến cho nó tiếp nhận, nơi đó như tô chiết thoải mái như vậy này làm cho dư hiên hạo bọn hắn cho rằng tô chiết có đặc thù thuần dưỡng thủ đoạn nếu không con này ưng bá khuyển không thể lâu như vậy rồi còn đối tô chiết như thế thân cận dù sao con này ưng bá khuyển lúc còn rất nhỏ đã bị dư hiên hạo ôm trở về rồi nếu như là cái khác cho sớm đã không có ấn tượng cho nên dư hiên hạo bọn hắn cho rằng tô chiết có độc nhất bí phương bất quá bọn hắn cũng không kỳ quái bởi vì tô sủng chi ra càng mở càng tốt cũng là nói rõ tô chiết có độc nhất bí mật phương mới có thể làm đến một điểm này Kỳ thực chỉ là bởi vì ưng bá khuyển là tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái, cho nên ưng bá khuyển mới sẽ đối tô chiết thân cận. Bởi vì chỉ cần tô chiết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài động vật, trời sinh đều sẽ đối tô chiết sản sinh thân cận cảm giác, vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn tô chiết. Dù cho tách ra lại lâu cũng là sẽ không thay đổi, bởi vì đây đã là thành vì chúng nó bản năng. Hơn nữa cho dù tô chiết dùng thần lực chữa khỏi qua động vật, cũng sẽ dần dần đối tô chiết sản sinh hảo cảm tỉ như dư tố y chó lông vàng, chính là như vậy. Bất quá dư hiên hạo cho rằng tô chiết có độc nhất bí phương cũng không sai, bởi vì làm sủng vật hối đoái thương thành xác thực có thể tính là độc nhất bí phương, bởi vì chỉ có tô chiết một người có. Hôm nay dư tố y ăn mặc một thân trang phục, phi thường vừa vặn, vì nàng bỏ thêm vào không ít mị lực, hơn nữa dư tố y hôm nay còn hóa đổ trang sức trang nhã, nhìn lên càng là xinh đẹp không gì tả nổi. Vừa xuất hiện, dư tố y liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà hôm nay nàng càng là trận này tiệc sinh nhật nhân vật chính, không ít người hướng về này vừa đi tới, hướng về nàng chúc mừng, cùng với đưa lên lễ vật. Mà trịnh viêm cũng hướng về dư tố y này vừa đi tới, lúc này hắn cũng chú ý tới trong đám người tô chiết, hắn hướng về người bên cạnh nhẹ nói vài câu sau, mới tiếp tục đi tới. Đại đa số người cho dư tố y đưa lên quà sinh nhật sau, nói rồi vài câu lời chúc mừng liền sẽ rời đi nơi này, liền không gian lưu cho người khác. Mà dư tố y tiếp nhận lễ vật, Tại ngỏ ý cảm ơn sau, liền sẽ đem lễ vật từng cái giao cho bên cạnh người hầu, do bọn hắn bảo quản lễ vật. Đương nhiên cũng có người đưa lên lễ vật sau, để Dư Tố Y trước tiên mở ra nhìn một chút có thích hay không, mà những người này đều là đối quả của mình tương đương có lòng tin, bằng không thì cũng sẽ không để Dư Tố Y trước mặt mọi người mở ra lễ vật. Đối với những thứ này người yêu cầu, Dư Tố Y cũng không có từ chối, đều nhất nhất mở ra đến xem. Đám người khác lễ vật đều không khác mấy giao cho trong tay người khác thời điểm. Trịnh Viêm cùng người bên cạnh hắn mới đi tốt nhất đến. Dư tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Trịnh Viêm đi tới cười nói. Cảm tạ. Dư Tố Y câu nói này tối hôm nay đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Để tôi chiết không khỏi thầm cảm thán qua cái sinh nhật cũng là không dễ dàng. Trịnh Viêm lúc này đem lễ vật trong tay đưa cho Dư Tố Y, đợi Dư Tố Y tiếp nhận lễ vật sau, Trịnh Viêm còn chưa mở lời nói cái gì, bên cạnh hắn vóc dáng thấp nam nhân ngược lại là trước tiên mở miệng nói chuyện dư tiểu thư, người mở ra nhìn một chút trịnh thiếu lễ vật, đây là trịnh thiếu chuyên môn vì người đặt làm nha. Dư tố y nghe vậy cũng không có cảm giác cái gì, liền trực tiếp mở ra hộp quà tặng, bên trong đựng vừa là một bình nước hoa. Đây là Royal Dignity số một nước hoa, là trên thế giới tối danh quý nước hoa, toàn thế giới chỉ có 10 bình. Phóc sáng thấp nam nhân nói bốc nói phét. Vốn là tô chiết còn không biết trịnh viêm đưa là cái gì nhãn hiệu nước hoa, nghe được vóc sáng thấp nam nhân nói là Royal Dignity số một sau, hắn mới rõ ràng. Royal Dignity số một nước hoa sắc thực cùng vóc dáng thấp nam nhân nói như thế, có thể được xưng là trên thế giới tối danh quý nước hoa, liền ngay cả không hiểu nước hoa tô chiết, cũng nghe qua Royal Dignity số một nước hoa. Có người nói Royal Dignity số một nước hoa mỗi 30ml giá trị cao tới 1.260 bảng Anh, ước hợp 2.500 đô la Mỹ. Nước hoa bên trong hàm có rất nhiều quý hiếm nguyên liệu, trong đó tương đương một phần giá trị đều vượt qua hoàng kim mà Royal Dignity số một nước hoa chiếc lọ, hiện nay cũng có thể được xưng là là lớn nhất lọ nước hoa. Dung lượng là 500ml, hơn nữa lọ nước hoa khảm nạm có 5 cara kim cương. Miệng bình do hoàng kim chế thành. Bởi vậy chỉ Royal Dignity số một nước hoa giá bán muốn 11 vạn 5 bảng Anh, ước hợp 230.000 ngàn đô la Mỹ, là toàn cầu quý nhất nước hoa. Tô Chiết không nghĩ tới trịnh viêm nếu bỏ xuống được nặng như vậy bản, nguyện ý mua một bình giá trị 230.000 ngàn đô la Mỹ nước hoa, đến đưa cho dư tố y làm quà sinh nhật phách lược này cũng không phải bình thường người có thể làm được trịnh tiên sinh này quá quý trọng người vẫn là thu hồi đi dư tố y hiển nhiên cũng hiểu rõ này royal dignity số một nước hoa giá trị liền đem nước hoa đưa trả cho trịnh viêm trịnh viêm nghe vậy đem nước hoa đẩy về đi nói ra nước hoa tặng mỹ nhân nếu như dư tiểu thư ngươi không chấp nhận nước hoa này liền không đáng giá một đồng ném cũng được nghe nói như thế dư tố y cũng chỉ đành nhận nếu như người khác may mắn tâm tặng quà cho nàng, mà nàng luôn mãi cự tuyệt, liền có vẻ không đủ tôn trọng đối phương. Mà đang ở dư tố y đem nước hoa giao cho bên cạnh người hầu thời điểm. Phóc sáng thấp nam nhân lại nói lần nữa, dư tiểu thư, vị này chính là của người bạn mới A-Hát. Tốt như trước kia không có thấy cho hắn nha. vóc sáng thấp nam nhân nói như vậy cũng là rất bình thường, bởi vì là trong cái vòng này người đa số biết nhau, cho dù trong lúc đó không có giao tình, chỉ ít cũng sẽ biết rõ đối phương là của người nào thế nhưng tô chiết lại là cái khuôn mặt mới ở đây người biết hắn ít ỏi không có mấy hắn là bằng hữu của ta hắn gọi tô chiết dư tố y là tô chiết giới thiệu rất quan hệ nhận thức ngươi ta gọi hứa tuấn lực phóc dáng thấp nam nhân hứa tuấn lực đi tới cùng tô chiết nắm tay nói ra hứa tuấn lực giới thiệu chính mình sau liền làm bộ tò mò hỏi tô tiên sinh không biết ngươi hôm nay đưa dư tiểu thư quà sinh nhật là cái gì có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt Trịnh Viêm khi nghe đến hứa tuấn lực, khóe miệng khó tránh khỏi nhiều hơn một tia ý cười, bất quá rất cạn. Kỳ thực người sáng suốt vừa nhìn, đều có thể thấy được Tô Chiết không có mang lễ vật lại đây, bởi vì rất rõ ràng Tô Chiết hai tay chống chân, cũng không như là mang lễ vật bộ dáng. Hứa tuấn lực hiện tại cái này sao hỏi, nói rõ là muốn Tô Chiết lúng túng, tới tham gia tiệc sinh nhật, không mang theo lễ vật xác thực có chút không còn gì để nói. Mà Tô Chiết cùng hứa tuấn lực không thù không oán, tại trước đó cũng là vốn không quen biết, về phần tại sao sẽ cố ý nhằm vào Tô Chiết, người không biết đoán không được, thế nhưng Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo đều rất rõ ràng. Đáp án rất đơn giản, chỉ là bởi vì hứa tuấn lực là trịnh viêm người, mà trịnh viêm tại Tô Chiết lại nhiều lần ngã xuống té ngã, hiện tại khẳng định hận hắn tận xương, cho nên trịnh viêm sai khiến hứa tuấn lực nhằm vào Tô Chiết, để Tô Chiết ở trước mặt mọi người lúng túng, cũng là dự liệu được. Người chung quanh kỳ thực cũng không đi xa, đều tại phụ cận bên trong, mà hứa Tuấn lực thanh âm của cố ý tăng lên không ít, cho nên rất nhanh sẽ hấp dẫn chung quanh chú ý. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này, ôm xem trò vui tâm thái, quan tâm bên này phát triển. Các vị có thể tới tham gia sinh nhật của ta, ta đã rất cao hứng. Dư Tố Y lên tiếng là Tô Chiết giải vây, để Tô Chiết ở trước mặt mọi người đừng khó chịu như vậy. Dư Hiên Hạo hiện tại cũng là phi thường hối hận, nếu như hắn sớm biết sẽ có hiện tại một màn này lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không để Tô Chiết tới. Vốn là Dư Hiên Hạo chỉ là dự định mượn cơ hội này cùng Tô Chiết tụ họp một chút mà thôi, không nghĩ tới Hứa Tuấn Lực sẽ cố ý nhằm vào Tô Chiết. Bởi vì Dư Hiên Hạo rất rõ ràng Tô Chiết cũng không hề mang lễ vật lại đây, bởi vì hắn lúc đó mời Tô Chiết thời điểm đã không còn sớm, hơn nữa hắn cũng biết Tô Chiết bởi vì thời gian vội vàng, không có chọn đến hài lòng lễ vật, mới sẽ tay không tới. Vốn là cũng không có cái gì, tại Dư Hiên Hạo cùng Dư Tố Y xem ra, Tô Chiết nắm tới tham gia cũng đã đủ rồi, liền đại biểu tâm ý của hắn, đưa không tặng lễ vật ngược lại là không sao cả. Kỳ thực dư hiên hạo cũng có thể sớm nên ngờ tới, trịnh viêm đối tô chiết cùng hắn đều hận thấu xương, mà nếu như có cơ hội, trịnh viêm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay trịnh viêm đối phó dư hiên hạo còn không có cách nào, nhưng là đối phó tô chiết liền tương đối dễ dàng hơn nhiều, này không liền để trịnh viêm tìm tới cơ hội. Chỉ là dư hiên hạo lúc đó không có cân nhắc đến nhiều như vậy, cho nên hiện tại hối hận cũng vô dụng, Hắn chỉ hy vọng Tô Chiết chớ để ở trong lòng. Tô Chiết nghe vậy chỉ là cười cười, nói ra, của ta lễ vật so sánh đơn sơ, sẽ không lấy ra hiện ra xấu. Dư tiểu thư tất cả nói không để ý lễ vật, chỉ cần có tâm liền có thể, bất luận Tô tiên sinh lễ vật của ngươi là cái gì đều là không sao cả, cho nên ngươi vốn là Tô Chiết chỉ phải tiếp tục kiên trì, không muốn trước mặt mọi người đem lễ vật giao ra đây lời nói. Hứa Tuấn Lực cũng nắm hắn không có cách nào, nhưng là Dư Hiên Hạo không nghĩ tới Tô Chiết như vậy dễ kích động bị hứa tuấn lực một kích liền không nhịn được rồi. Liền ở tất cả mọi người chờ xem tô chiết nắm lễ vật gì lúc đi ra, tô chiết lại một mình đi hướng đại sảnh chính giữa, nơi này có một cái tiểu vũ đài. Tô chiết đi tới tiểu vũ đài, đứng ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi người người, mà đồng dạng hắn cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy. Đại sảnh người cũng không biết tô chiết muốn làm cái gì, đều tò mò nhìn hắn, liền ngay cả dư phụ dư mẫu cũng đoán không được tô chiết y tứ. Tô Chiết thử một chút trên sân khấu microphone thanh âm của, sau mới lên tiếng, mọi người khỏe, ta là bạn của Tố Y, ta gọi Tô Chiết. Hắn đầu tiên là hướng về mọi người tự giới thiệu mình, sau đó mới tiếp tục nói, ta hôm nay là Dư Tiểu Thư chuẩn bị một phần quà sinh nhật, vốn là dự định lén lút giao cho Dư Tiểu Thư dễ tính, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề, chỉ là hứa tuấn lực tiên sinh đối với ta lễ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, thịnh tình không thể chối từ, cho nên ta ngay ở chỗ này bêu xấu, hy vọng mọi người không cần để ý. Tuy rằng người phía dưới cũng không biết Tô Chiết muốn làm cái gì, bất quá khi Tô Chiết sau khi nói xong, vẫn là đều vỗ tay lên. Ta dự định ở nơi này biểu diễn một cái tiểu ma thuật, đưa cho Dư Tiểu Thư, cũng hy vọng mọi người yêu thích. Tô Chiết nói xong, liền đem trên sân khấu microphone chuyển qua bên cạnh đi. Sau đó Tô Chiết lại tới đến chính giữa sân khấu nơi, hắn đem trên người áo trên áo khoác thoát, tiện tay thả ở bên cạnh, còn đem ống tay áo của mình kéo lên đến, đem cánh tay đều lộ ra. Tô Chiết đem hai tay đưa đến phía trước, tại khán giả trước mặt lấy tay xoay chuyển mấy lần sau, hơn nữa hắn hoàn nguyên mà xoay tròn vài vòng, ra hiệu trên người hắn, cùng với hai tay đều không có dấu đổ vật. Liên tiếp động tác qua đi, Tô Chiết thành công đưa tới tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Đều muốn biết Tô Chiết muốn biến cái gì ma thuật. Tô Chiết cũng không có kéo dài thời gian, tại chứng minh rồi hai tay của hắn không có đổ vật sau, lập tức liền bắt đầu biểu diễn hắn ma thuật rồi. Tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, Tôi chít hai tay vỗ tay, sau đó đưa tới trước miệng, hắn hướng về trong tay nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Tôi chít đem bàn tay đến phía trước, khi hắn mở bàn tay thời điểm, tất cả mọi người nín thở, bởi vì lúc này chính là có thể biết Tô Chít phải biến đổi đồ vật gì thời điểm. Kỳ tích đúng lúc này xảy ra, một con hồ điệp từ Tô Chít thủ trưởng chậm rãi bay ra, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Mà này con hồ điệp vừa xuất hiện, Tất cả mọi người bị nó hấp dẫn ở, bởi vì con này hồ điệp không gì sánh kịp, không thể soi mói mỹ lệ, liền giống như nữ như thần. Khi này lúc hồ điệp bay ra tô chiết trong tay sau, cũng không hề bay đi, vẫn còn đang tô chiết thủ bên cạnh bao quanh. Mà tại đây lúc, tô chiết ma thuật vẫn chưa hết, làm ánh mắt của tất cả mọi người bị xuất hiện hồ điệp hấp dẫn lấy thời điểm. Lại một con hồ điệp xuất hiện lần nữa tại tô chiết trong tay, cùng lúc trước xuất hiện trước hồ điệp chỉ có một chút khác biệt nhưng là đồng dạng nắm giữ không có gì sánh kịp mỹ lệ. Từ tô chiết trong tay xuất hiện hai con hồ điệp, chúng nó dương cánh như không khổng tước xòe đuôi. Toàn thân hiện lên màu xanh tím, đồng thời màu sắc từ màu xanh tím đến màu xanh ra trời không ngừng biến ảo, thần bí khó lường, tượng úy biển lớn màu xanh lam, lại tượng bát ngát bầu trời. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ lo âm thanh biết đánh phá giờ khắc này ảo giác, cho dù là giả dối, bọn hắn cũng nguyện ý vì chi si mê, Bất quá lúc này tình cảnh lại là khiến Tô Chiết hơi có chút lúng túng, bởi vì thật sự là quá yên lặng, không có một tia âm thanh, mà để Tô Chiết lúng túng địa phương ngay ở chỗ này, hắn ma thuật đều biểu diễn tới đây, bọn hắn thì sẽ không vỗ tay một cái, cho dù là làm dáng một chút cũng tốt a à hát. Quang Minh Nữ Thần Điệp, đúng lúc này, một đạo già nua mạnh mẽ thanh âm của đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Cũng là này thanh âm đột nhiên xuất hiện, mới phá vỡ giờ khắc này trầm tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh này khởi nguồn, mà Tô Chiết cũng không ngoại lệ. Nói chuyện là một người mặc mộc mặc quần áo lão nhân, ông già này không biết lúc nào xuất hiện tại cửa lớn bên cạnh. Ông già này nhìn như già nua, thế nhưng sắc mặt hồng hào, hơn nữa ông già này mặc dù chống quải trược, nhưng nhìn thân thể cường tráng, tinh thần quắc thước. Hơn nữa không biết có phải hay không Tô Chiết ảo giác, hắn còn từ trên thân lão nhân cảm thấy thương sơn vậy áp lực. Tô Chiết cho là mình không phải ông già này chống lại chi địch, này nhìn như rất khó mà tin nổi. Bởi vì coi như là một cái bình thường người trưởng thành, cũng sẽ không cho là chính mình đánh bất quá thất tuần lão nhân. Quyền sợ trẻ trung, nói cách khác người trẻ tuổi đối địch lão nhân, riêng là lấy thể lực là có thể thủ thắng. Mà bây giờ tôi chiết thể chất đã không phải là người bình thường có thể so sánh, thế nhưng hắn nhưng bây giờ cho là mình không phải lão nhân chống lại chi địch, nghe tới là rất buồn cười, thế nhưng lão nhân xác xác thực thực cho tôi chiết cái cảm giác này. Bất quá bởi vì lão nhân đối Tô Chiết không có địch ý nguyên nhân, Tô Chiết cũng không hề cảm nhận được uy hát yêu ta, cho nên hắn hiện tại vẫn là rất nhẹ nhàng. Cái này không biết lúc nào xuất hiện lão nhân phát ra thanh âm kinh ngạc, phá vỡ những người khác đối hai con hồ điệp mê muội. Lúc này múa người ở dưới đài mới ý thức tới, nguyên lai Tô Chiết ma thuật hiện tại đã kết thúc rồi, mà bọn hắn vừa nãy lại không có chút nào phản ứng, đây là rất không có lễ phép hành vi. Nhất thời tất cả mọi người vỗ tay, mà bọn hắn giờ khắc này đều là thật tâm chân ý, không phải làm dáng một chút, bởi vì tô chiết ma thuật giá trị cho bọn họ chân tâm vỗ tay, mà lão nhân cũng ở trong đó. Tô chiết hướng về mọi người bái một cái, biểu đạt hắn lòng biết ơn. Kỳ thực tô chiết cũng sẽ không thật sự sẽ ma thuật, cái này hai con hồ điệp cũng không phải tô chiết dùng ma thuật biến ra, mà là tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài. Lúc đó tô chiết ở trên sân khấu sau, hắn liền bắt đầu suy tư hẳn là hối đoái động vật gì, cho dư tố y làm quà sinh nhật mới so sánh thích hợp. Kế tiếp tô chiết thoát áo trên áo khoác, cùng với đem ống tay áo kéo lên đến, còn có những động tác khác, đều là tô chiết đang trì hoãn thời gian, tận lực từ sủng vật hối đoái trong thương thành chọn thích hợp động vật. Sau đó tô chiết khi tìm thấy thích hợp sau động vật sau, hắn liền đem hai tay khép lại, làm bộ đi vào trong thổi thở ra một hơi, mà đang ở tô chiết mở ra bàn tay thời điểm, tại trong nháy mắt, tô chiết lấy tốc độ cực nhanh xác định hối đoái đối tượng, sau đó hối đoái đi ra cho nên hai con hồ điệp nhìn lên liền giống như là từ tô chiết trong tay biến ra, hiện trường tất cả mọi người không có nhìn ra tô chiết sơ hở đến. Ở hiện trường hết thảy khán giả nhìn kỹ, tô chiết tại không có lợi dụng bất kỳ ma thuật đạo cụ dưới tình huống, miễn cứng từ trong tay biến ra hai con hồ điệp đến, đây là một chàng rất đáng gờm ma thuật biểu diễn. Tất cả mọi người cho rằng trận này ma thuật biểu diễn phi thường đặc sắc, lại tăng thêm hai con Mỹ lệ tuyệt luân hồ điệp, trận này ma thuật biểu diễn vừa là bọn hắn suốt đời khó quên, không thể nghi ngờ nói rõ Tô Chiết ma thuật biểu diễn rất thành công. Bất quá khiến Tô Chiết không có nghĩ tới là, lão nhân nếu nhận ra hai con hồ điệp chủng loại. Trước đó Tô Chiết cũng không hề hối đoái hồ điệp y nghĩ, chỉ bất quá tại lung tung không có mục đích tìm kiếm dưới, lơ đãng nhìn thấy loại này hồ điệp, hắn đã bị hấp dẫn, cho nên lúc đó Tô Chiết liền quyết định hối đoái loại này hồ điệp cho dư tố y rồi. Lão nhân nói không có sai, cái này hai con hồ điệp chính là quang minh nữ thần điệp, cũng được người gọi là Hải Luân Na Tránh Điệp, Màu xanh lam sông đa nguyếp điệp, có trên thế giới xinh đẹp nhất hồ điệp danh sưng. Quang Minh nữ thần điệp là Peru nước điệp, hắn trước cánh hai đầu màu xanh lam có lam đậm, xanh thẳm, lam nhạt không ngừng biến hóa, toàn bộ cánh mặt như bầu trời màu lam khảm nạm một chuỗi xinh đẹp vầng sáng, cho người giữa mang đến Quang Minh, sinh sống ở Nam Mỹ Peru Amazon dòng sông vực, bây giờ cơ bản tuyệt tích. Nên điệp toàn thân hiện lên màu xanh tím, cũng có thể do tím lam biến hóa thành màu xanh ra trời. Trắng noãn sắc tránh mang quán thông trước sau cánh, nó hình dạng, màu sắc đều là không gì sánh kịp, không thể soi mói mỹ lệ, nói là nữ thần cũng một điểm không khoa trương. Mỹ lệ mà như mộng ảo hồ điệp, toàn bộ cánh mặt như bầu trời màu lam khảm nạm một chuỗi xinh đẹp vầng sáng, khi thì lam đậm, khi thì xanh thẳm, khi thì lam nhạt, hai cánh lên màu trắng đầy văn lại như khảm nạm đi lên châu báu, hào quang rạng rỡ, thập phần mê người. Chính là bởi vì quang minh nữ thần điệp hầu như tuyệt tích. Cho nên giá trị của nó cũng phi thường đắt giá, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, muốn mua cũng mua không được. Hai con quang minh nữ thần điệp vần quanh tại Tô Triết bên người bay lượt, làm Tô Triết đưa tay ra lúc, hai con quang minh nữ thần điệp bay tới, ngừng ở Tô Triết ngón tay lên, liền giống như trải qua huấn luyện như thế. Tô Triết từ sủng vật Hối Đoái Thương thành Hối Đoái đi ra ngoài động vật, cũng sẽ cùng hắn có một tia liên hệ. Mà một cái tia liên hệ, khiến Hối Đoái đi ra ngoài động vật có thể lý giải tô chiết ý tứ, nghe theo tô chiết chỉ huy. Đương nhiên cái khác không phải từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái động vật, tô chiết cũng có thể làm đến một điểm này. Bất quá cần hắn đối con này động vật dài hạn khiến dùng thần lực mới có thể làm đến một điểm này, không giống từ sủng vật hối đoái thương thành đi ra ngoài động vật, vừa sinh ra liền có thể nghe hiểu tô chiết chỉ huy. Tiếng vỗ tay đình chỉ sau, lão nhân hướng về tô chiết đi tới, đến gần sân khấu sau. Lão nhân đối tô chiết, nói ra, tiểu huynh đệ. Của ngươi hồ điệp có thể cho ta xem một cái không? Tô chiết gật gật đầu, không do dự, liền đem hai con quang minh nữ thần điệp đưa đến trước mặt ông lão, khiến hắn xem xét tỉ mỉ. Chỉ là không có nghĩ đến làm lão nhân đầu tới gần quang minh nữ thần điệp sau. Chúng nó lập tức từ tô chiết ngón tay bay đi, tại tô chiết trên đầu, vần quanh một vòng sau, mới ngừng ở tô chiết trên bả vai. Làm tô chiết muốn đem hai con quang minh nữ thần điệp, một lần nữa đưa cho lão nhân nhìn thời điểm lão nhân trước tiên chủ động mở miệng nói ra không sao ta xa một chút xem cũng có thể rồi quan sát sau một thời gian ngắn lão nhân mới mở miệng nói ra quả nhiên là quang minh nữ thần điệp có thể lần nữa nhìn thấy chúng nó thật cũng không uổng đời này rồi lão nhân thanh âm có chút kích động xem ra hai con quang minh nữ thần điệp đối lão nhân ảnh hưởng không nhỏ lão nhân bình sinh là thích nhất hồ điệp mà này xinh đẹp nhất hồ điệp hắn càng thêm không muốn bỏ qua dù cho cần phải bỏ ra lớn hơn nữa một cái giá lớn. Hơn nữa lão nhân nhìn ra được, cái này hai chỉ quang minh nữ thần điệp giới tính vừa vặn không giống nhau, có lẽ bị hắn mang về sau, còn có thể khiến chúng nó sinh sôi nảy nở đời sau. Bất quá liền ở lão nhân muốn mở miệng để tô chiết đem quang minh nữ thần điệp để cho hắn thời điểm, những người khác đều phản ứng lại, dồn dập đi tới lão nhân bên này. Mà dư tố y cùng dư hiên hạo bọn hắn cũng đi tới, đối lão nhân kêu lên, thái gia gia, Ngài làm sao sẽ đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lão nhân nghe được Dư Tố Y lời nói sau, chuyển qua âm thanh cười nói, "Hôm nay là tiểu Y sinh nhật, thái gia gia làm sao sẽ không đến." Mà phụ thân của Dư Tố Y cũng đi tới nơi này, nói ra, "Gia gia, ngươi làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng, để cho chúng ta đi đón ngươi." "Chính ta cũng không phải không nhúc nhích, cần gì phải các ngươi tới tiếp ta." Lão nhân nói mà cái khác tân khách cũng đúng lão nhân, dồn dập tôn xưng là dư lão. Tô Chiết đúng là không có nghĩ đến dư lão bối phận cao như vậy, càng là dư tố y thái ra ra, một điểm cũng không thấy. Tố y, đây cũng là ta hôm nay đưa quà sinh nhật của ngươi rồi, hy vọng ngươi thích hoan. Tô Chiết để hai con hồ điệp một lần nữa bay đến đầu ngón tay của hắn, đưa tới dư tố y trước mặt nói ra. Làm dư tố y nghe thế hai con quang minh nữ thần điệp, là Tô Chiết đưa cho nàng quà sinh nhật lúc, nàng không khỏi không kiềm hãm được che miệng lại, suýt chút nữa lên tiếng kinh hô. Bởi vì Tô Chiết hôm nay chuyên môn vì nàng biểu diễn một hồi ma thuật, Dư Tố Y đã cho rằng là nàng hôm nay nhận được tốt nhất quà sinh nhật, nàng đã thập phần thỏa mãn. Hết sức cảm động rồi. Bởi vì Dư Lão yêu thích hồ điệp nguyên nhân, cho nên Dư Tố Y từ nhỏ tại Dư Lão mưa dầm thấm đất dưới, không chỉ phi thường yêu thích hồ điệp, đối các loại hồ điệp càng là hiểu rất rõ. Cho nên dư tố y phi thường rõ ràng quang minh nữ thần điệp chỗ chân quý, huống chi tô chiết cái này hai chỉ quang minh nữ thần điệp không chỉ có là hoàn mỹ nhất, hơn nữa nếu còn có thể nghe theo tô chiết chỉ lệnh, càng là khó được. cho nên dư tố y cũng không hề hy vọng xa vời tô chiết sẽ đem cái này hai chỉ quang minh nữ thần điệp đưa cho nàng, bởi vì bất kỳ yêu thích hồ điệp người cũng sẽ không đem quang minh nữ thần điệp nhường lại. mà tô chiết nếu có thể huấn luyện hai con quang minh nữ thần điệp cũng gián tiếp nói rõ hắn cũng là ưa thích hồ điệp, bằng không thì cũng sẽ không có kiên trì làm được. Thế nhưng dư tố y không có nghĩ tới là, tô chiết ma thuật biểu diễn chỉ là phụ đái, mà tô chiết đưa cho nàng chân chính quả sinh nhật, càng là hai con quang minh nữ thần điệp, này làm cho nàng không hề có một chút chuẩn bị tâm tư. Cảm tạ, ta phi thường yêu thích, dư tố y hết sức cảm động nói. Tô chiết ra hiệu dư tố y đem bàn tay của nàng đi ra, khi nàng chiếu vào làm sau, nhất thời hai con quang minh nữ thần điệp từ tô chiết bay đến, ngừng ở dư tố y ngón tay lên hai con quang minh nữ thần điệp tại dư tố y ngón tay lên, kích động mấy lần cánh, liền yên ổn, không có bay đi. Làm dư lão nghe được tô chiết đem hai con quang minh nữ thần điệp đưa cho dư tố y sau, liền biết mình đã không thể đạt được quang minh nữ thần điệp rồi. Bởi vì dư lão biết dư tố y cũng giống như hắn, đều là yêu điệp người, không thể nào biết đem quang minh nữ thần điệp để cho hắn, dù cho dư lão là dư tố y thái ra ra, kết quả cuối cùng cũng giống như nhau bất quá chuyện này đối với dư lão cũng không hoàn toàn là tin tức xấu bởi vì dư tố y là của hắn cháu cố gái mà trong nhà cũng không hề thích hợp quang minh nữ thần điệp sinh tồn điều kiện đến lúc đó dư tố y vì hai con quang minh nữ thần điệp có cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh nhất định sẽ mang đến dư lão hồ điệp dưỡng thực trường bởi vì chỉ có dư lão hồ điệp dưỡng thực trường mới có thích hợp quang minh nữ thần điệp hoàn cảnh sinh hoạt mà cứ như vậy tuy rằng quang minh nữ thần điệp không phải dư lão nắm giữ thế nhưng hắn cũng có thể hoàn thành chăn nuôi quang minh nữ thần điệp tâm nguyện, đối dư lão mà nói, này ngược lại là một cái kết quả rất tốt. Audio điện tử võ tấn bền Bất quá dư lão trong lòng vẫn là hy vọng chính mình ủng có quang minh nữ thần điệp, cho nên hắn đối tô chiết hỏi, tiểu huynh đệ, người này quang minh nữ thần điệp là từ đâu tới? Tô chiết còn chưa mở lời, dư hiên hạo liền chủ động là tô chiết giải thích, thái gia gia, tô chiết hắn là làm sủng vật ngành nghề, của ta thanh lang ngao chính là hắn đưa cho ta tiểu huynh đệ kia, ngươi còn có quang minh nữ thần điệp sao, ta với ngươi mua, bao nhiêu tiền cũng có thể. Sư lão nghe được dư hiên hạo lời nói, càng thấy có cơ hội. Hiện tại ta đã không có quang minh nữ thần điệp, bất quá ta sẽ giúp sư lão lưu ý. Tô Chiết nói ra, cái này hay chỉ quang minh nữ thần điệp là hắn từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, nếu Tô Chiết hiện tại có thể hối đoái hay chỉ quang minh nữ thần điệp, là có thể lại hối đoái con thứ ba quang minh nữ thần điệp, chỉ cần hắn có đầy đủ tích phân hối đoái. Hơn nữa quang minh nữ thần điệp hối đoái cần tích phân cũng không nhiều, tôi chiết cho dù một lần từ sủng vật hối đoái thương thành, hối đoái mấy chục con quang minh nữ thần điệp đi ra, hắn cũng là có thể làm được. Bất quá quang minh nữ thần điệp như thế hi hữu, hiện tại một lần xuất hiện hai chỉ quang minh nữ thần điệp đã là rất ít thấy, nếu như tôi chiết lúc này lại nói hắn còn có lời, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Cho nên tôi chiết đương nhiên sẽ không đã nói như vậy, bất quá dư lão là dư hiên hạo bọn hắn thái ra ra, về sau có cơ hội lại hối đoái quang minh nữ thần điệp cho dư lão cũng là có thể. Dư lão nghe được tô chiết lời nói, không khỏi có chút thất vọng, bất quá tô chiết cũng không nói gì cũng không còn không làm được quang minh nữ thần điệp, cuối cùng là để dư lão có một chút chờ đợi. Cho dù không phải quang minh nữ thần điệp, chỉ cần chủng loại so sánh thưa thất hồ điệp cũng có thể. Dư lão nói bổ sung, đương nhiên dư lão cũng không phải chỉ thích thưa thất hồ điệp chủng loại, một ít so với khá thường gặp hồ điệp, dư lão cũng là phi thường yêu thích. Chỉ là thường gặp hồ điệp, dư lão hồ điệp dưỡng thực trường đã có được rất nhiều, cũng không cần tô chiết chuyên môn đi tìm. Tốt, dư lão ngài yên tâm, có lời, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi. Tô chiết nói ra. Sau tô chiết xoay người lại, đối với hứa tuấn lực bọn hắn nói ra, hứa tiên sinh. Ta đưa cho dư tiểu thư lễ vật, sẽ không để cho các người thất vọng rồi đi. Sẽ không, sẽ không, chúng ta làm sao biết chứ, hứa tuấn lực cười nói chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng rất không tự nhiên hắn không nghĩ tới tô chiết nếu đã biết sẽ mang lễ vật lại đây hơn nữa tặng quà phương pháp còn đặc biệt như vậy tô chiết trước khi tới cũng không hề vào sân biểu diễn ma thuật ý nghĩ thậm chí hắn đều không có tính toán đưa cái gì quà sinh nhật cho dư tố y chỉ là bởi vì hứa tuấn lực hùng hổ dọa người nguyên nhân cho nên tô chiết mới sẽ vào sân biểu diễn ma thuật nhờ vào đó đến phản kích hứa tuấn lực đám người Hứa Tuấn Lực cùng Trịnh Viêm quan hệ là mọi người đều biết, mà Hứa Tuấn Lực sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì Trịnh Viêm sai khiến, muốn cho Tô Chiết ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, chỉ bất quá không nghĩ tới Tô Chiết sẽ hoa lệ phản kích. Chặt chẽ vững vàng đánh Hứa Tuấn Lực mặt. Hiện tại Hứa Tuấn Lực mất thể diện, đồng dạng để Trịnh Viêm cũng trên mặt tối tăm. Hơn nữa Tô Chiết hôm nay dùng quang minh nữ thần điệp làm quà sinh nhật đưa cho Dư Tố Y, đồng thời còn chọn dùng biểu diễn ma thuật phương thức, như vậy vừa so sánh. Trịnh Viêm trước đó đưa cho dư tố y Royal Dignity số một nước hoa, này có giá trị không nhỏ nước hoa tại quang minh nữ thần điệp hào quang dưới, không khỏi ảm đạm phai mờ. Này làm cho Trịnh Viêm thập phần tức giận, bởi vì tô chiết lần này không chỉ ở trước mặt mọi người ra danh tiếng, mà bẻ đi Trịnh Viêm mặt, bất quá Trịnh Viêm cũng không dám ở nơi này phát hỏa, dù sao đây là dư ra, cho nên chỉ có thể cây đúc khí nhịn xuống. Kỳ thực trước đó Tô Chiết cũng không định vào hôm nay tặng quà cho Dư Tố Y, bởi vì hắn căn bản không biết đưa cái gì mới tốt. Lúc đó Tô Chiết là quyết định tìm một cơ hội, hỏi Dư Tố Y có hay không ưa thích động vật, về sau lại bù đưa quà sinh nhật cho nàng. Chỉ là bởi vì hứa tuấn lực lại nhiều lần bước bách, cho nên Tô Chiết mới sẽ tạm thời nảy lòng tham, tại trên sân khấu để bày tỏ diễn ma thuật phương thức, hồi đoái quang minh nữ thần điệp đưa cho Dư Tố Y, nếu như không phải hứa tuấn lực lời nói, Tô Chiết hôm nay căn bản sẽ không đi tới biểu diễn cái gì ma thuật, tính cách của hắn vốn là không nghĩ ra danh tiếng. Tô Chiết sở dĩ làm như vậy, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, ta vốn đang lo lắng này hồ điệp cho ngươi thất vọng rồi. Tô Chiết thật giống thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Tô Chiết vừa nói, vừa đi đi qua nhìn như thân thiết vỗ vỗ hứa tuấn lực vai. Sau Tô Chiết liền đi đi dư hiên hạo bên kia, dường như đối với chuyện này không để ý giống nhau. Mà hứa tuấn lực cũng không tiện tiếp tục ở lại đây, cũng cùng trịnh viêm đi tới nơi khác đi. Tô Chiết cùng dư hiên hạo bọn hắn hàn huyên không đến bao lâu, đột nhiên trong đại sảnh xuất hiện rối loạn tương bừng, mà gây nên gây dối chính là hứa tuấn lực rồi. Không biết chuyện gì xảy ra dư hiên hạo bọn hắn, thế là đi tới muốn biết một chút, dù sao đây là dư gia xuất hiện cái gì bất ngờ cũng không phải đẹp đẽ như vậy, tổ chiết cũng là theo chân đi qua. Khi bọn họ sau khi đến mới phát hiện, lúc này hứa tuấn lực chẳng biết vì sao trên đất lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi, hơn nữa còn tại gào khóc, để người vây xem không có nhận thức. Nhìn thấy hứa tuấn lực bộ dáng này, Tô Chiết khóe miệng hơi xuất hiện một nụ cười, hiện tại chỉ có Tô Chiết biết hứa tuấn lực vì sao lại đột nhiên dáng dấp như vậy, bởi vì đây là kiệt tác của hắn. Nếu hứa tuấn lực muốn cho Tô Chiết ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, tự nhiên Tô Chiết sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Tại Tô Chiết tới gần hứa tuấn lực, đập bả vai hắn thời điểm, Tô Chiết lén lút tại hứa tuấn lực trên người của để lại vài con tử đạn kiến. Này vài con tử đạn kiến là Tô Chiết mới vừa từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài, bởi vì lúc trước đối phó hạo kiện tử đạn kiến bị tô chiết để ở nhà cũng không hề mang ở trên người cho nên tô chiết liền ở sủng vật hối đoái trong thương thành bỏ ra một điểm tích phân đổi năm con tử đạn kiến đi ra tô chiết đem năm con tử đạn kiến ở lại hứa tuấn lực trên người của sau cũng không ngay lập tức để tử đạn kiến cắn hứa tuấn lực bởi vì nếu như tô chiết vừa tiếp xúc với hứa tuấn lực sau hắn liền xuất hiện loại này dấu hiệu lời nói những người khác sẽ khó tránh khỏi đoán được tô chiết làm hơn nữa trước đó hứa tuấn lực muốn cho tô chiết xấu mặt người ở chỗ này đều là lòng biết rõ cho nên những người khác tuy rằng không khả năng biết tô chiết là làm sao làm được thế nhưng cũng nhất định sẽ hoài nghi đến tô chiết trên người của bởi vậy tô chiết mới sẽ trước tiên khống chế tử đạn kiến chờ qua một quãng thời gian đợi hứa tuấn lực đi ra sau tô chiết mới mặc cho tử đạn kiến bắt đầu đốt hứa tuấn lực để hứa tuấn lực cũng giống như hạo kiện thử một chút tử đạn kiến uy lực cũng là tương đương phương pháp thật tốt để tử đạn kiến cắn ngươi một cái, ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi cả đời cũng sẽ không quên tô chiết lần nữa nhớ tới giới thiệu tử đạn kiến một câu. Hứa tuấn lực loại này không có ăn cái gì khổ con nhà giàu, cơn đau đớn này tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, hứa tuấn lực hiện tại nước mắt tứ giản ruộng, không thể tả bộ dáng, liền đủ để chứng minh rồi. Tô chiết tin tưởng tử đạn kiến mang tới đau đớn, có thể để cho hứa tuấn lực cả đời khó quên. Tô chiết cùng hứa tuấn lực không thù không oán, trước đó cũng là chưa từng gặp mặt, Thế nhưng hứa tuấn lực lại muốn tô chiết tại trước mặt mọi người trước mặt bộ mặt mất hết, may là tô chiết nắm giữ trí tôn hệ thống, có thể hiện trường tại sủng vật hối đoái trong thương thành, hối đoái quang minh nữ thần điệp đi ra giải trừ lúng túng, mới miễn ở thất lạc mặt mũi. Nếu hứa tuấn lực không có ý định để tô chiết dễ chịu, tô chiết cũng sẽ không cứ tính như thế, mặc dù bây giờ tô chiết đã ứng phó, thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua hứa tuấn lực. Tuy rằng tô chiết sẽ không thật sự đối hứa tuấn lực làm cái gì, nhưng là trừng phạt nho nhỏ vẫn là không trốn khỏi mà bây giờ tử đạn kiến đơn giản là thích hợp nhất, bị viên đạn con kiến đốt sau sẽ phi thường đau đớn, thế nhưng nó sẽ không lưu lại mãi mãi tổn thương, này liền đủ rồi, hơn nữa cứ như vậy lời nói, cho dù bị người tìm tới tử đạn kiến, những người khác cũng sẽ không hoài nghi đến Tô Chiết trên người của đến, chỉ sẽ cho rằng là bất ngờ, là hứa tuấn lực tự mình xui xẻo. Vốn là Tô Chiết cũng muốn cho Trịnh Viêm thử một chút tử đạn kiến uy lực, bất quá bởi vì Tô Chiết không có cơ hội tiếp cận Trịnh Viêm, căn bản không có cách nào ra tay hơn nữa trịnh viêm cho tô chiết uy hiếp ta rất lớn mỗi một lần tới gần trịnh viêm tô chiết đều sẽ cảm giác được nguy hiểm đặc biệt bị trịnh viêm nhìn chằm chằm thời điểm mỗi một lần nhìn thấy trịnh viêm tô chiết đều sẽ cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp yêu ta đây là tô chiết giác quan thứ sáu theo tô chiết thực lực tăng lên cái cảm giác này chẳng những không có giảm bớt trái lại càng ngày càng mãnh liệt mà cái cảm giác này tô chiết hiện nay chỉ ở hai người trên người của cảm giác được một cái là trịnh viêm một cái khác chính là dư lão rồi mà này đơn giản nói rõ Trịnh Viêm cùng dư lão như thế đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Trịnh Viêm cùng dư lão ai mạnh ai yếu hiện tại tô chiết còn không có cách nào biết được. Bất quá tô chiết càng thêm khuynh hướng dư lão bên này bởi vì dư lão thực lực nhìn lên càng thêm sâu không lường được. Bất quá bởi vì tô chiết cũng không hề từ dư lão trên người của cảm nhận được địch ý, cho nên trái lại Trịnh Viêm cho tô chiết hio ta càng gia tăng hơn. Cho nên nếu như tô chiết muốn đem đạn con kiến thần không biết quỷ không hay đặt ở trịnh viêm trên người của. Có thể nói căn bản không làm được, lấy trịnh viêm đối tô chiết địch ý, nhất định sẽ tại mọi thời khắc phòng bị tô chiết, căn bản sẽ không để tô chiết có cơ hội. Cho dù tô chiết may mắn thành công, cũng sẽ bị trịnh viêm lập tức phát hiện, bởi vậy cái này cũng là tô chiết không có xuống tay với trịnh viêm nguyên nhân. Bất quá hứa tuấn lực nếu là trịnh viêm người, nghe trịnh viêm sai khiến làm việc. Nếu như vậy, hiện tại tô chiết trước hết để cho hắn chịu điểm tội cũng là việc nên làm, chỉ có thể coi là hứa tuấn lực xui xẻo rồi, làm cái này chim đầu đàn. Như tôi chiết dữ liệu, làm hứa tuấn lực nằm trên đất lăn lộn la đau thời điểm, những người khác đều không có hoài nghi đến trên người hắn, đều cho rằng hứa tuấn lực bị bệnh gì, mới lại đột nhiên bộ dáng này. Bất quá khi tôi chiết tới gần nơi này sau, dư lão lại là ý tứ sâu xa nhìn tôi chiết một mắt, để tôi chiết không tìm được manh mối. Tôi chiết có chút trong lòng không đáy ngọn nguồn, bởi vì hắn không biết có phải hay không là dư lão đã phát hiện chuyện này là hắn làm. Bất quá tô chiết xem dư lão ánh mắt có chút ý cười, hơn nữa dư lão cũng không có tính toán vạch trần ý của hắn. Cho nên cho dù bị dư lão phát hiện, tô chiết cũng không cần lo lắng nhiều, bởi vì dư lão đối tô chiết vẫn có không ít hảo cảm. Tuy rằng dư lão đối tô chiết hảo cảm cơ bản bắt nguồn từ quang minh nữ thần điệp trên người của. Bất quá chỉ ít để dư lão là sẽ không vạch trần hắn. Hứa tuấn lực không phải là có bệnh chó điên đi trong đám người không biết ai nói một câu nói như vậy. Tô Chiết ngược lại là rất bội phục người này trí tưởng tượng, bởi vì hứa tuấn lực biểu hiện thấy thế nào đều cùng bệnh chó điên liên lạc không được. Hiện trường người tuy rằng cũng không tin hứa tuấn lực là bệnh chó điên, nhưng là vẫn theo bản năng lén lút lui lại mấy bước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất hứa tuấn lực phát điên, bị hắn cắn một cái lời nói, đến lúc đó chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo rồi, cho nên vẫn là bảo hiểm một điểm tốt hơn, cách hứa tuấn lực xa một chút, hữu ích mà vô hại, dù sao hứa tuấn lực cũng không tính được bằng hữu gì nhân duyên cũng là không ra sao hứa tuấn lực càng là kêu to mọi người liền cách hắn càng xa nhìn lên thực sự là rất trào phúng bất quá dư gia làm chủ nhân nhà khách ở nhà xảy ra vấn đề rồi bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc thế là để trong nhà mấy cái người hầu cùng tài xế đồng thời đem hứa tuấn lực đưa đến trong bệnh viện trị liệu mà trịnh viêm cũng cùng theo một lúc đi bởi vì hứa tuấn lực là trịnh viêm người xuất hiện tại có chuyện rồi, nếu như trịnh viêm không quản không hỏi lời nói, đều là sẽ để cho lòng người của hắn hàn, cho nên bất kể là chân tình hay là giả dối, trịnh viêm đều sẽ cùng theo hứa tuấn lực đồng thời bệnh viện làm dáng một chút. Đợi hứa tuấn lực bị người đưa đi sau, trận này cho khôi hài mới kết thúc, bất quá đối với dư tố y tiệc sinh nhật không có ảnh hưởng gì lớn, y nguyên hay vẫn bình thường tiến hành, bất quá mọi người ở giữa đề tài, đa số vần quanh tại hứa tuấn lực trên người của rồi. Bởi vì Dư Tố Y là nhân vật chính của hôm nay, cho nên tránh không được rất nhiều người lại đây chúc phúc của nàng. Bất quá cũng có không ít người mượn cơ hội này đến xem Dư Tố Y hai con quang minh nữ thần điệp, dù sao quang minh nữ thần điệp tại bình thường thời điểm là rất khó có thể nhìn thấy vật còn sống, hôm nay cơ hội này không nắm chặt ở, khả năng về sau sẽ không có lần thứ hai nhìn thấy quang minh nữ thần điệp cơ hội rồi. Tuy rằng hai con quang minh nữ thần điệp một mực vần quanh tại Dư Tố Y bên người, không có bay xa qua, bất quá dư tố y vẫn là không yên lòng, cuối cùng nàng dùng lồng sắt tạm thời đem hai con quang minh nữ thần điệp thu xếp lên, sau đó phóng tới trong thư phòng đi, tính toán đợi ngày mai sau, sẽ đem hai con quang minh nữ thần điệp đưa đến dư lão hồ điệp dưỡng thực trường. Làm hai con quang minh nữ thần điệp bị dư tố y phóng tới thư phòng sau, trong lòng mọi người không khỏi thất vọng rồi một hồi, bất quá bọn hắn cũng không tiện đưa ra, để dư tố y sẽ đem quang minh nữ thần điệp lấy ra để cho bọn họ thăm một chút, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Mà ở trong có một số người muốn đi theo dư lão lên tiếng chào hỏi, dù sao dư lão đạo cao vọng trọng, địa vị không thấp, làm vãn bối bọn họ còn là hy vọng có thể tại dư lão trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Bất quá bọn hắn phát hiện làm không thấy được quang minh nữ thần điệp thời điểm, dư lão cũng không biết lúc nào ở trong đại sảnh biến mất rồi, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, khiến những người này tương đương phiền muộn chỉ có dư tố y biết, của nàng Thái Gia Gia là trốn đến trong thư phòng đi rồi, yêu điệp như mạng dư lão, làm sao có thể sẽ dễ dàng để quang minh nữ thần điệp rời đi tầm mắt của hắn, không toàn bộ hành trình quan sát quang minh nữ thần điệp, dư lão làm sao có thể sẽ yên tâm. Xem ra dư trong nhà có hai con quang minh nữ thần điệp, cũng không trọn vẹn là một chuyện tốt, chỉ ít dư lão hôm nay sợ là sẽ phải vì quang minh nữ thần điệp ăn ngủ không yên rồi, có lẽ tối hôm nay dư lão sẽ vì này ngủ không yên ổn rồi nếu có thể lời nói, dư lão nguyện ý tối hôm nay liền đem quang minh nữ thần điệp mang sẽ hắn dưỡng thực trường bên trong, bởi vì trong nhà hoàn cảnh căn bản không thích hợp quang minh nữ thần điệp, chỉ có hắn dưỡng thực trường mới thích hợp quang minh nữ thần điệp sinh tồn, mới có thể tận lực tránh khỏi xảy ra bất chắc. Bất quá dư lão biết này là chuyện không thể nào, bởi vì hiện tại đã trải qua đã chế thế như vậy, hắn hậu bối là sẽ không cho phép hắn bây giờ đi về. Tuy rằng dư lão tại dư gia bên trong xưa nay đều là nói một không hai, Bất luận người nào đều không thể thay đổi dư lão chuyện quyết định. Thế nhưng hai con quang minh nữ thần điệp là Tô Chiết đưa cho dư Tố Y, dư lão đương nhiên sẽ không không trải qua dư Tố Y đồng ý liền mang đi, mà dư Tố Y cũng sẽ không đồng ý đã đã chế thế như vậy, còn để dư lão đi. Cho nên dư lão hiện tại coi như là lại nóng ruột, cũng chỉ có thể đợi được ngày mai mới có thể đem quang minh nữ thần điệp mang về dưỡng thực trường bên trong, mà bây giờ cũng chỉ có thể ngốc trong thư phòng thấy. Tại tiệc rượu trong lúc, Tô Chiết hướng về Dư Hiên Hạo đưa ra muốn gặp Thanh Lang Ngao, dù sao Thanh Lang Ngao là Tô Chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành, hối đoái đi ra đưa cho Dư Hiên Hạo, bởi vậy hắn vẫn là rất quan tâm Thanh Lang Ngao tình hình. Mà từ một ngày kia Tô Chiết đem Thanh Lang Ngao giao cho Dư Hiên Hạo trong tay bắt đầu, hắn liền cũng không còn gặp Thanh Lang Ngao, hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy, cho nên Tô Chiết mới sẽ muốn gặp Thanh Lang Ngao. Bất quá Dư Hiên Hạo nhìn một chút ưng bá khuyển, do so dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là tìm cái lý do cự tuyệt. Dư Hiên Hạo nói ưng bá khuyển hiện tại đã ngủ rồi, không thể đi quấy rầy nó, về sau có cơ hội lại mang thanh lang ngao cho Tô Chiết xem. Vốn là Tô Chiết vẫn không có trước khi đến, Dư Hiên Hạo là dự định mang thanh lang ngao đi ra ngoài, để Tô Chiết nhìn một chút hắn đem thanh lang ngao nuôi được tốt bao nhiêu, cùng Tô Chiết khoe khoang một cái. Nhưng là Dư Hiên Hạo nhìn thấy ưng bá khuyển đối Tô Chiết thân thiết sau, trong lòng hắn liền bắt đầu do dự. Dư Hiên Hạo thật vất vả mới khiến cho thanh lang ngao tiếp thu hắn, vạn nhất thanh lang ngao nhìn thấy tô chiết sau, đối tô chiết sản sinh cảm giác thân thiết, nếu như thanh lang ngao muốn cùng tô chiết đi, cái kia phải làm gì? Cho nên dư hiên hạo vì để tránh cho cái này lo lắng, cuối cùng vẫn là quyết định không cho tô chiết thấy thanh lang ngao. Đối với dư hiên hạo mượn cớ, mới đầu tô chiết còn cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn qua đi tỉ mỉ nghĩ lại, liền ít nhiều gì rõ ràng một chút. Kỳ thực dư hiên hạo lo lắng không có sai. Nếu như Tô Chiết muốn cho ưng bá khuyển với hắn cùng đi lời nói, ưng bá khuyển tuyệt đối sẽ đi theo hắn cùng đi, đối với ưng bá khuyển tới nói, phục tùng tô chiết mệnh lệnh là chúng nó bản năng trời sinh. Bất luận đã qua bao nhiêu thời gian cũng sẽ không biến mất. Nếu để cho ưng bá khuyển lựa chọn, cũng tuyệt đối sẽ đầu tiên lựa chọn tô chiết, thứ yếu mới là dư tố y người chủ nhân này. Tự nhiên đồng dạng là tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành. Hối đoái đi ra ngoài thanh lang ngao cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên dư hiên hạo lo lắng cũng có chút đạo lý. Đương nhiên này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở tô chiết tự mình nghĩ mang đi thanh lang ngao dưới tình huống, cho nên Dư Hiên Hảo cũng không cần quá mức lo lắng, tô chiết đem thanh lang ngao đưa cho Dư Hiên Hảo. Thì sẽ không sẽ đem thanh lang ngao cầm về, trừ phi Dư Hiên Hảo ngược đãi thanh lang ngao, đối thanh lang ngao không tốt, tô chiết mới sẽ suy xét đem thanh lang ngao mang đi. Bất quá tình huống như thế là sẽ không xuất hiện, bởi vì Dư Hiên Hảo đối thanh lang ngao, so với đối với mình còn tốt hơn, hoặc là bởi vì dư hiên hạo đem đối hắc long cùng hắc hổ hổ thẹn chuyển tới thanh lang ngao trên người muốn bù đắp sai lầm của mình đương nhiên dư hiên hạo bản thân cũng là phi thường yêu thích thanh lang ngao tô chiết đối với dư hiên hạo mượn cớ cũng chỉ là cười cười mà thôi cũng không hề vạch trần hắn bất quá tô chiết cười lại là để dư hiên hạo hơi có chút lúng túng việc khác sau suy nghĩ một chút liền cảm giác băn khoăn của mình có chút dư thừa để trong lòng hắn có chút hối hận bất quá bây giờ lời đã nói ăn lối ra lại mang tô chiết đến xem thanh lang ngao lại sẽ để cho hắn càng thêm lúng túng cho nên dư hiên hạo cũng chỉ phải dự định về sau có cơ hội lại mang thanh lang ngao đi tìm tô chiết bất quá nói cho cùng dư hiên hạo vẫn là lo lắng sẽ mất đi thanh lang ngao mà thôi quan tâm sẽ bị loạn đây là nhân chi thường tình hứa tuấn lực bị đưa đi sau dư tố y tiệc sinh nhật không có chịu đến ảnh hưởng gì bất quá có không ít người lại đây cùng tô chiết chào hỏi những người này đại đa số đối tô chiết ma thuật biểu diễn cảm thấy hứng thú vô cùng đều là đến thỉnh giáo Tô Chiết mới vừa ma thuật là làm sao làm được. Bất quá Tô Chiết cho dù muốn dạy bọn họ làm ảo thuật, cũng không dạy được, bởi vì hắn căn bản sẽ không cái gì ma thuật, cho nên Tô Chiết đương nhiên sẽ không nói ra lời nói thật rồi, hắn tìm mượn cứ tùy tiện lừa gạt. Đối với Tô Chiết không muốn nói suốt ma thuật bí quyết, những người này cũng là có thể lý giải, bởi vì ai nắm giữ cái này tuyệt kỹ, cũng sẽ không tùy tiện liền bạo lộ ra. Tô Chiết sẽ không giao thiệp với người, cũng rất không quen ngốc tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cho nên tô chiết tại dư tố y tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, hắn tìm cái cớ rời đi trước. Tuy rằng dư tố y tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, tô chiết liền rời đi, có chút không lễ phép, bất quá dư hiên hạo cùng dư tố y đều hiểu tô chiết tính cách, cho nên cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì tô chiết chính mình có xe quan hệ, dư hiên hạo cũng không có lái xe đưa tô chiết đi trở về. Dư hiên hạo đem tô chiết đưa đến cửa nhà, tô chiết liền để dư hiên hạo đi vào trước, sau tô chiết liền mình lái xe đi trở về. Tô Chiết hôm nay tham gia dư tố y tiệc sinh nhật, tuy rằng trong quá trình xảy ra một ít không vui, bất quá sau đó Tô Chiết cũng xả giận, cho nên tổng thể tới nói, Kim Trời vẫn là để Tô Chiết trong lòng cảm giác không sai. Mà Tô Chiết trước lúc ly khai, Dư Hiên Hạo còn hỏi Tô Chiết qua mấy ngày có rảnh rỗi hay không, để Tô Chiết với hắn đi một địa phương chơi một chút. Bất quá Tô Chiết hỏi Dư Hiên Hạo đi chỗ nào thời điểm, Dư Hiên Hạo lại thần thần bí bí không nói ra, chỉ là bảo đảm đến lúc đó sẽ không để cho Tô Chiết thất vọng. Tô Chiết bị Dư Hiên Hạo như thế một nhử, ngược lại là đối Dư Hiên Hạo chỗ nói địa phương cảm thấy hứng thú vô cùng rồi. Hơn nữa quãng thời gian này bên trong, Tô Chiết hẳn là cũng không có chuyện gì cần làm, hắn liền đáp ứng, dự định đến lúc đó cùng Dư Hiên Hạo cùng đi xem vừa nhìn. Làm Tô Chiết lái xe khi về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, muốn đến thời điểm này An Hân cùng An Huyên các nàng đã trở về phòng nghỉ ngơi, cho nên Tô Chiết nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn, mở đèn. Nghe được tiếng vang sau, tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư đều bò lên, bất quá khi phát hiện là tô chiết sau, chúng nó chạy tới. Tô chiết lo lắng tiểu tuyết long chúng nó sẽ đánh thức an hân các nàng, cho nên hướng về chúng nó làm một cái im lặng thủ thế, bất quá vẫn là đã chậm một bước, tiểu tuyết long cũng không hề ẩm ý, thế nhưng hai con tiểu tàng sư bởi vì quá mức hưng phấn, cũng đã kêu thành tiếng rồi, hơn nữa thanh âm không nhỏ, tuy rằng hai con tiểu tàng sư rất nhanh sẽ ngừng lại. Tô chiết vuốt ve bọn chúng mấy lần, mới khiến chúng nó về đi ngủ. Quả nhiên không đến bao lâu, An Hân liền từ lầu hai xuống. Bất quá nghĩ đến vừa nãy An Hân hẳn không có ngủ, nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, An Hân cũng không khả năng tới kịp xuống, cho nên An Hân hẳn là vẫn không có nghỉ ngơi, chỉ là nghe được tiểu tàng sư tiếng kêu sau, đoán chừng hẳn là Tô Chiết trở về rồi, cho nên nàng mới sẽ xuống nhìn một chút. Mà bình thường Tô Chiết không có đi ra thời điểm, An Hân ở cái này trung điểm cũng đã đang nghỉ ngơi rồi, chỉ có Tô Chiết ra ngoài vẫn chưa về thời điểm, Nàng mới sẽ ở thời điểm này vẫn không có nghỉ ngơi, nghĩ đến hôm nay An Hân cũng là đang chờ Tô Chiết trở về. Đã chế thế như vậy, vẫn chưa ngủ sao, Tô Chiết nhìn thấy An Hân xuống, hỏi. Ừm, um, không ngủ được, ngươi ăn chưa? Ta đi nấu bát mì cho ngươi ăn, có muốn không? An Hân kéo lên Lưu Hải, nói ra không cần, ta không đói bụng, ngươi trước đi ngủ đi. Tô Chiết cười nói, bởi vì Tô Chiết hôm nay đi tham gia dư tố y tiệc sinh nhật, cho nên buổi tối cũng không có ở nhà bên trong ăn hơn nữa hắn xuất hiện ở môn trước đó đã để an hân không cần làm hắn cơm tối. bất quá tô chiết tại tiệc sinh nhật lên cũng không hề ăn đồ vật gì, hắn chỉ là uống một chén đồ uống, cho nên hiện tại tô chiết cái bụng là rỗng tuếch. hắn sở dĩ nói với an hân không đói bụng, chỉ là bởi vì hiện tại đã trải qua đã chế thế như vậy, còn muốn an hân nấu bát mì cho hắn ăn, tô chiết băn khoăn, cho nên hắn mới nói mình không đói bụng để an hân đi nghỉ ngơi. tô chiết tính toán đợi an hân trở về phòng nghỉ ngơi sau hắn lại tùy tiện tìm một chút bánh bích quy các loại, điền đầy bụng là được rồi, liền không cần làm phiền An Hân rồi. Không có chuyện gì, ta không khốn, ta còn là nấu bát mì làm cho ngươi ăn khuya, ngươi ở nơi này hướng về ngồi một chút, ta rất nhanh sẽ được rồi. An Hân nói xong, đã tự mình đi vào trong phòng bếp. Đối với Tô Chiết, An Hân vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút giải tính cách của hắn, Tô Chiết người này là rất sợ sẽ phiền phức đến người khác, cho nên chuyện bình thường, Tô Chiết đều là tự mình làm. Hơn nữa bởi vì Tô Chiết sức ăn rất lớn, một trâu không ăn đói bụng sợ, có thể từ biểu hiện của hắn cũng có thể thấy được đến, bởi vậy An Hân liền đoán được Tô Chiết còn chưa có ăn cơm. Nếu An Hân đã đi vào trong phòng bếp, Tô Chiết cũng không có lại ngăn trở, an tâm ở trong phòng khách chờ ăn. Ngồi ở trong phòng khách Tô Chiết rất nhanh sẽ nghe thấy được hương vị, khiến bụng của hắn càng thêm đói bụng, đã bắt đầu không thể chờ đợi. An Hân không để cho Tô Chiết đợi quá lâu, không có bao nhiêu thời gian, nàng đã bưng một tô mì sợi đi ra trên vắt mì còn để đó một cái trứng tráng cùng với mấy khối cơm chưa thịt để tô mì này đầu phong phú không ít hơn nữa mùi vị càng thêm hương nồng ta tự mình tới là được rồi đã muộn rồi ngươi đi nghỉ trước đi tô chiết đứng lên tiếp nhận mì sợi nói ra an hân gật gật đầu lần này cũng không có từ chối liền lên lầu nghỉ ngơi nàng sớm đã có buồn ngủ chỉ là bởi vì lo lắng tô chiết sẽ đói bụng cho nên An Hân mới không có đi nghỉ ngơi, một mực chờ tới bây giờ. Tô Chiết đem mì sợi phóng tới trên bàn sau, hắn cũng không chiếu cố được vừa mới làm tốt mì sợi còn rất nóng, cầm lấy đôi đũa liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm rồi. Bởi vì An Hân biết Tô Chiết sức ăn tương đối lớn quan hệ, cho nên nàng làm tô mì này đầu cố ý gia tăng phân lượng. Một chén lớn mì sợi rất nhanh cho Tô Chiết ăn được sạch sành xanh, cuối cùng ngay cả nước mì đều cho Tô Chiết toàn bộ uống cạn rồi. Ăn no bụng sau, Tô Chiết cầm chén đũa nắm tiến trong phòng bếp rửa sạch, sau hắn dự định trở về trong phòng nắm đổi giặt quần áo đi rửa tắm. Làm Tô Chiết đi tới gian phòng của mình sau, hắn xuất hiện bên trên giường đã thả vài món sạch sẽ quần áo, chỉnh tề trồng lên. Chắc là tỉ mỉ an hân, tại Tô Chiết chưa có trở về lúc trước thời điểm, cũng đã giúp Tô Chiết trước tiên chuẩn bị xong, làm cho hắn sau khi trở lại. Không cần lãng phí thời gian nữa đi tìm quần áo, có thể để cho tô chiết tận lực rót sớm một chút thời gian tắm xong, có thể để cho Tô Chiết sớm một chút nghỉ ngơi. An Hân này tỉ mỉ quần áo, để Tô Chiết không khỏi hiểu ý cười cười. Tô Chiết cầm lấy An Hân chuẩn bị xong quần áo, đi trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như thiên trong nháy mắt liền trời đã sáng. Mà lúc này đây, Tô Chiết chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ngủ được mơ mơ màng màng Tô Chiết, nghe đến chuông điện thoại di động sau, bắt đầu tìm được chính mình không biết để ở nơi đâu thủ cơ. Trải qua một trận tìm tòi sau, tại điện thoại di động kêu lên lần thứ hai thời điểm, tôi chiết suốt cuộc tại dưới cái gối tìm được chính mình điện thoại di động, lại là một cái số xa lạ đánh tới. kaka ta là Bảo Bảo, người tỉnh chưa? Tô chiết thủ cơ vừa tiếp thông, như chuông bạc âm thanh liền truyền ra. Mới vừa rồi không có tỉnh, vốn là nghe được Bảo Bảo thanh âm của sau liền đã tỉnh lại. Tô chiết nghe được Bảo Bảo thanh âm của, người lập tức tinh thần, buồn ngủ của hắn toàn bộ biến mất rồi. Bảo bảo nghe được tô chiết lời nói sau, cười khanh khách lên, hiện ra được cao hứng vô cùng, ca bảo bảo nói cho một tin tức tốt cho người nghe nha, mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ mang bảo bảo đi gặp ca nha. Có thật không, cái kia ca ở chỗ này chờ người tới nha, tô chiết cười nói, thật sự thật sự, bảo bảo không nói láo, bảo bảo vội vàng bảo đảm nói. Đột nhiên bảo bảo thanh âm của càng ngày càng nhỏ, thật giống điện thoại di động bị nắm xa một điểm, Bảo Bảo vẫn không có nói, còn có rất nhiều rất nhiều lời nói nói cho Kaka. Ca ca. Được rồi, liền để mụ mụ trước cùng Kaka ca ca nói chuyện. Bất quá chờ một chút phải trả cho Bảo Bảo nha. Tô Chiết đoán hẳn là Nhan Vũ Yên có chuyện nói với Tô Chiết, cho nên để Bảo Bảo đem điện thoại di động trước lấy cho nàng. Khả năng thời điểm vừa mới bắt đầu, Bảo Bảo cũng không đồng ý, bởi vì nàng còn có lời muốn cùng Tô Chiết nói. Bất quá Bảo Bảo tại Nhan Vũ Yên khuyên, cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động đưa cho Nhan Vũ Yên rồi. Bất quá bảo bảo cuối cùng không yên lòng, còn cố ý khai báo một câu, để tô chiết có chút buồn cười. Là tô tiên sinh sao? Ta là bảo bảo mụ mụ nhan vũ yên, còn nhớ sao? Quả nhiên rất nhanh tô chiết liền từ điện thoại di động nghe được nhan vũ yên thanh âm của rồi, này cùng suy đoán của hắn phù hợp. Ta làm sao có khả năng quên nhan tiểu thư, người có thể là bệnh nhân của ta? Tô chiết cười nói, ta chỉ là bệnh nhân của người sao? Nhan vũ yên cùng tô chiết mở ra một trò đùa ngoại trừ là bệnh nhân của ta ở ngoài chúng ta vẫn là bằng hiếu tôi chiết giải thích vậy thì tốt qua một đoạn thời gian ta an bài xong liền sẽ đi yến vân thị bên trong khả năng cần ở chỗ của ngươi ngốc thêm mấy ngày đến lúc đó liền làm phiền ngươi không có chuyện gì ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến bất quá ngươi phải nhanh một chút người biết thân thể của ngươi là không thể kéo quá lâu tôi chiết cười một cái nói cuối cùng hắn nhắc nhở nhan vũ yên một câu nói không để cho nàng muốn kéo quá lâu dù sao hiện tại nhan vũ yên bên trong thân thể tử khí vẫn không có tiêu diệt, tô chiết ở lại trong cơ thể nàng trị liệu thần lực, cũng chỉ có thể tạm thời phong tỏa ngăn cản tử khí, để tử khí không cách nào đi ra làm ác. Mà một khi nhan vũ yên trong cơ thể trị liệu thần lực tiêu hao đến mức độ nhất định, mà nhan vũ yên không có đúng lúc để tô chiết bổ sung trị liệu thần lực lời nói, cái kia đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Được chữa trị thần lực áp chế tử khí, một khi cho nó bạo đi ra ngoài lời nói, trong khi sông chính là nhan vũ yên, sau tử khí có khả năng rất lớn sẽ nhanh cảm hóa những người khác, đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì nghiêm trọng tai nạn cũng là nói không chừng. Ta biết rồi, ta đem bên này sắp xếp sau rồi, liền lập tức sẽ đi qua, đến lúc đó sẽ cùng ngươi liên hệ." Nhan Vũ Hiên trả lời nói. Sau Nhan Vũ Yên liền đem điện thoại di động giao cho ở bên cạnh vỉnh lên mà đối đãi bảo bảo, để bảo bảo cùng Tô Chiết nói chuyện, đoán chừng Nhan Vũ Yên lại không lấy tay cơ đưa cho bảo bảo lời nói, bảo bảo liền không nhịn được rồi. Tô Chiết ở trong điện thoại cùng Bảo Bảo nói rồi thời gian không ngắn nữa, trong lúc Bảo Bảo bị Nhan Vũ Yên nhiều lần dục muốn nàng lên rửa mặt ăn điểm tâm, Bảo Bảo cuối cùng mới lưu luyến không rời cùng Tô Chiết nói lời từ biệt. Bảo Bảo tại cúp điện thoại trước đó, trả lại Tô Chiết đến rồi một cái to lớn hôn gió, mới kết thúc trò chuyện, để Tô Chiết sáng sớm tâm tình vô cùng tốt rồi. Tô Chiết tính toán một chốc thời gian, cách Bảo Bảo về nhà đã qua hơn một tuần lễ rồi, hắn bây giờ còn là rất không quen không có Bảo Bảo tháng ngày. Hơn nữa quãng thời gian này bên trong, Tô Chiết lo lắng nhất vẫn là nhan vũ yên bệnh tình. Tuy rằng tử khí hiện tại đã bị Tô Chiết trị liệu thần lực khống chế, thế nhưng này chung quy không phải biện pháp. Hơn nữa Tô Chiết ở lại nhan vũ yên trị liệu thần lực, hắn đoán chừng chỉ có thể phong tỏa ngăn cản nhan vũ yên trong thân thể tử khí khoảng nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, bởi vì trị liệu thần lực đã tiêu tán không ít nguyên nhân, cho nên nhan vũ yên tử khí lúc nào cũng có thể sẽ có bạo phát khả năng. Hiện tại thời gian đã qua một nửa, còn có chừng một tuần lễ thời gian, trị liệu thần lực liền không khống chế được Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí. Đến lúc đó nếu như Nhan Vũ Yên vẫn không có đến Yến Vân thì tìm tô chiết lời nói, hắn liền sẽ tự mình đi qua quan châu thị là Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực, duy trì ở bệnh tình của nàng. Bởi vì để Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí bộc phát ra lời nói, tử khí rất có thể sẽ truyền bá ra, đến lúc đó chịu ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không chỉ là Nhan Vũ Yên một người, nàng người ở bên cạnh đầu tiên phải gặp khó. Tuy rằng đây chỉ là Tô Chiết suy đoán, thế nhưng lấy cái chết tức giận đặc tính đến xem, khả năng này không thấp. Bất quá Tô Chiết đã nhiều lần nhắc nhở Nhan Vũ Yên rồi, nghĩ đến Nhan Vũ Yên chính mình hẳn là rõ ràng hắn tầm quan trọng, hơn nữa Nhan Vũ Yên vì bảo bảo cũng sẽ không khiến chính mình sang bậy. Tô Chiết đem điện thoại di động thả ở bên cạnh trên bàn, sau đó hoạt động một chút thân thể sau, mới đi rửa mặt. Rửa mặt sau, Tô Chiết mang theo tiểu tuyết long chúng nó ra ngoài chạy bộ, Tô Chiết chỉ có thường thường mang tiểu tuyết long chúng nó đi ra chạy bộ, khiến nó đi ra vận động, như vậy mới có thể rèn luyện chúng nó, hơn nữa mới có thể khiến chúng nó cuồn cuộn không đoạn hấp thu cường hóa thần lực. Nếu như không làm như vậy, tiểu tuyết long thân thể của bọn họ trước sau có một ngày sẽ bão hòa, cũng lại không hấp thu được cường hóa thần lực. Bởi vì thân thể tiềm lực sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao hết, tiểu tuyết long chúng nó chỉ có thường thường rèn luyện thân thể, tăng cao thân thể thể chất mới có thể tiếp tục hấp thu cường hóa thần lực mà để tiểu tuyết long chúng nó đi ra thỏa thích chạy bộ, chính là tốt nhất rèn luyện. Quãng thời gian này bên trong, tiểu tuyết long thể hình không có bao nhiêu biến hóa, thân dài cùng vai cao theo thứ tự là cùng trái phải, so với một ít thể hình so sánh đột xuất phổ thông chó ngao Tây Tạng, tiểu tuyết long thể hình cũng không xuất chúng. Nhưng tiểu tuyết long bây giờ thể trọng, lại đã đạt đến 98kg, hơn nữa tiểu tuyết long thể nặng bây giờ còn tại tăng trưởng, không có chậm lại xuống. Tiểu tuyết long thể trọng đột phá 100kg, Tin tưởng dùng không được bao nhiêu thời gian. Mặc dù nhỏ Tuyết Long thể trọng đạt đến 98 kg, so với đại đa số chó ngao tây tạng đều phải nặng, cái khác cùng tiểu Tuyết Long đồng thể ô chó ngao tây tạng. Càng là không có cách nào so với, nhưng tiểu Tuyết Long thể hình nhìn lên cũng không hiện ra mập mạp, chỉ từ ngoại hình nhìn, tuyệt đối sẽ không nhìn ra tiểu Tuyết Long thể trọng có 98 kg, tối đa cũng chỉ là 70 kg khoảng chừng. Hơn nữa tiểu Tuyết Long thân thể trọng lượng sẽ không ảnh hưởng đến nó nhanh nhẹn tính. So với chó bình thường, Tiểu Tuyết Long tốc độ nhanh rất nhiều, sức mạnh càng là cái khác chó đuổi theo không kịp. Không đơn thuần Tiểu Tuyết Long là bộ dáng này, hai con tiểu tàng sư đồng dạng cũng là như vậy, cùng đồng thể ô chó so với, trọng lượng đều trọng rất nhiều, không có gì khả năng so sánh. Hơn nữa trong nhà thường thường hấp thu cường hóa thần lực sủng vật, đều sẽ có cái này đặc tính. Tô Chiết chạy ở mặt trước, Tiểu Tuyết Long cùng ở bên cạnh, mà hai con tiểu tàng sư tuy rằng rất muốn chạy đến chỗ khác chơi nhưng là vì tiểu tuyết long trong miệng ngậm buộc lại bọn chúng xích chó, khiến cho chúng nó không thể được xính, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn cùng theo một lúc chạy. Thẳng đến người đi trên đường bắt đầu bắt đầu tăng lên, Tô Chiết mới mang theo tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư ấn lại đường cũ chạy trở về rồi, về nhà ăn điểm tâm. Sau đó trong một ngày, Tô Chiết đều không có lại đi nữa qua, một mực ở nhà, thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Chiết là chăn nuôi trong nhà sủng vật, cùng với dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của bọn họ, còn có làm thuốc tải tưới nước làm cỏ, phối chế trị liệu nước thuốc các loại công việc thường ngày. Đợi Tô Chiết sau khi làm xong, hắn liền tìm tới An Hân, lần nữa nắm chặt tay của nàng, cho nàng vận chuyển 5 điểm cường hóa thần lực, cường hóa thân thể của nàng cường độ. An Hân đang hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực sau, Tô Chiết đoán trừng thể chất của nàng đã đạt đến 10 điểm rồi. So với không có hấp thu cường hóa thần lực trước đó, An Hân đã có thể cảm giác được thân thể biến hóa, chỉ ít ngoại trừ thân thể càng ngày càng tốt ở ngoài, nàng còn có thể cảm nhận được sức mạnh của nàng tại hai ngày nay gia tăng rồi không ít. Tô Chiết dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa An Hân cường độ thân thể sau, hắn tìm tới chính ở trong phòng làm nghỉ hè tác nghiệp An Huyên. Tô Chiết mang một cái ghế lại đây, ngồi ở An Huyên bên cạnh, nói ra, Tiểu Huyên, chờ một chút lại làm bài tập, trước tiên đem bàn tay của ngươi đi ra. An Huyên nghe vậy, đem trong tay bút buông ra, xoay người lại cười nói, ca ca, ngươi phải cho ta coi tay sao nhưng là ta so sánh tin tưởng tròm sao nha. Tuy rằng An Hân nói nói như thế, bất quá nàng vẫn không có trần chờ đem bàn tay đến Tô Chiết trước mặt. Đối với An Hân hiểu lầm, Tô Chiết cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp nắm chặt An Huyên thủ, bắt đầu thay đổi trong cơ thể cường hóa thần lực vận chuyển đến An Huyên trong cơ thể. Vốn là Tô Chiết ngày hôm qua thời điểm, hắn liền định đợi An Huyên từ trong trường học mở học xong sau khi trở lại, liền thử nghiệm dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa An Huyên cường độ thân thể. Chẳng qua sau đó bởi vì Tô Chiết ngày hôm qua đi tham gia dư tố y tiệc sinh nhật rồi, mà khi lúc hắn trở lại, An Huyên đã nghỉ ngơi, cho nên cũng không có thử nghiệm cường hóa An Huyên thân thể. Hôm nay An Huyên chính thức bắt đầu nghỉ, ở nhà, mà Tô Chiết cũng vừa tốt có thời gian, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội này. Tô Chiết vẫn như cuối cùng giống như hôm qua, chỉ là trước tiên vận chuyển một điểm cường hóa thần lực cho An Huyên thân thể, làm cho nàng sau khi hấp thu, trước tiên quan sát sẽ có hay không có tác dụng phụ. Bất quá kết quả để Tô Chiết yên lòng, bởi vì cùng ngày hôm qua cường hóa An Hân thời điểm như thế, điểm này cường hóa thần lực tiến vào An Huyên trong cơ thể sau, liền bắt đầu cải thiện An Huyên thân thể. Thẳng đến Tô Chiết vận chuyển điểm thứ ba thần lực thời điểm, mới bắt đầu cường hóa An Huyên cường độ thân thể. Quá trình này rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Bất quá có thể là bởi vì An Huyên bây giờ còn là nằm ở phát triển cơ thể thời kỳ, cho nên thể chất của nàng vẫn không có cao hơn An Hân, tại không có hấp thu cường hóa thần lực trước đó, tôi chiết đoán Trừng An Huyên thể chất không sẽ vượt qua 7 điểm, mà hấp thu cường hóa thần lực sau, tôi chiết đoán Trừng An Huyên thể chất hiện tại hẳn là đã đạt đến 8 điểm. Tiểu Huyên, người bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có hay không cái gì địa phương không thoải mái? Tôi chiết thả xuống An Huyên thủ, hỏi. Tuy rằng tôi chiết cũng không hề phát hiện An Huyên hấp thu cường hóa thần lực sau, thân thể của nàng xảy ra vấn đề gì? thế nhưng không yên lòng hắn vẫn hỏi một câu, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ca ca, tại sao tay của ngươi sẽ nóng lên, ngươi này là làm sao làm được, là ma thuật sao, có thể dạy ta sao? An Huyên cũng không trả lời tô chiết vấn đề, nàng trái lại hỏi một đống lớn vấn đề đi ra. Bởi vì An Huyên cảm giác vừa nãy thật sự là quá thần kỳ, tô chiết thủ nếu đã biết, sẽ đột nhiên nóng lên, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng, để trong cơ thể nàng dường như có một thanh hỏa đang thiêu đốt như thế, để thân thể của nàng có chút tỏa nhiệt, thế nhưng là sẽ không khó chịu, cho nên này làm cho An Huyên rất hiếu kỳ. Đây không phải ma thuật, ta cũng không giải thích được, người bây giờ chỉ cần cảm thụ một chút thân thể có chưa từng xuất hiện cái gì thay đổi, cùng với có hay không nơi nào không thoải mái. Tô Chiết xem An Huyên tinh thần tốt như vậy, thân thể cũng không giống có chỗ nào không thoải mái, liền yên tâm lại rồi. An Huyên nghe xong Tô Chiết lời nói sau, liền bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm thụ thân thể của mình, nàng phát hiện mình nguyên bản mệt nhọc thân thể tinh thần không ít, sẽ không còn có không còn chút sức lực nào thả cảm giác, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng phát xuất hiện khí lực của mình cũng hơi đại một chút. Nhưng là vì thân thể biến hóa không phải rất rõ ràng, cho nên An Huyên cũng không phải rất xác định là không phải là của mình ảo giác. Ta cảm giác thân thể của mình thư thái rất nhiều, dường như khí lực cũng trở nên lớn. An Huyên đem cảm thụ của mình toàn bộ nói cho Tô Chiết nghe. Vậy thì tốt, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, liền nói cho ca ca. Tô Chiết nói thật. Sau Tô Chiết dặn dò An Huyên, không để cho nàng có thể đem chuyện này nói ra, không thể để ngoại nhân biết. An Huyên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Tô Chiết cường hóa An Huyên cường độ thân thể sau, liền rời khỏi phòng, không quấy dày An Huyên làm nghỉ hè tác nghiệp rồi. Sau đó Tô Chiết trở về trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Tăng lên chính mình thực lực. Trong lúc Tô Vũ Hình cho Tô Chiết gọi điện thoại tới. Nói nàng trường học hiện tại đã bắt đầu nghỉ, bất quá có thể phải qua mấy ngày mới có thể trở về. Bởi vì Tô Vũ Hình trong lớp phụ đạo viên, tổ chức một cái du lịch hoạt động. Bởi vì cả lớp đều sẽ tham gia quan hệ, Tô Vũ Hình cũng không tiện cự tuyệt, cho nên nàng liền gọi điện thoại lại đây hỏi một chút Tô Chiết ý kiến. Này tham gia trong lớp tập thể hoạt động, đối Tô Vũ Hình cũng có không ít chỗ tốt. Cho nên Tô Chiết chỉ hỏi một cái tham gia cái này hoạt động có thể bị nguy hiểm hay không, khi biết không gặp nguy hiểm sau liền đồng ý để Tô Vũ Hinh đi tham gia rồi. Tô Chiết cùng Tô Vũ Hình trò chuyện mới vừa vẫn kết thúc, điện thoại di động của hắn còn chưa kịp trả về, vào lúc này, Dư Hiên Hảo cũng vừa tốt đánh tới. Nguyên lai like, Dư Hiên Hạo gọi điện thoại lại đây, là tới hỏi dò Tô Chiết liên quan với chuyện tối ngày hôm qua. Tô Chiết tối ngày hôm qua tham gia Dư Tố Y tiệc sinh nhật. Tại lúc rời đi, Dư Hiên Hạo hỏi Tô Chiết có hứng thú hay không với hắn đi một địa phương, lúc đó Dư Hiên Hạo vì duy trì thần bí, cũng không hề cùng Tô Chiết đi chỗ nào. Bất quá bởi vì Tô Chiết cũng thật tò mò, liền đáp ứng chỉ cần đến lúc đó có thời gian, hắn hãy cùng Dư Hiên Hạo cùng đi xem nhận thức một cái. Hiện tại Dư Hiên Hạo gọi điện thoại lại đây, chính là hỏi Tô Chiết có thời gian hay không cùng đi, hơn nữa ngày mai sẽ phải xuất phát, mà địa điểm tại Ma Đô bên trong, khoảng cách Yến Vân Thị rất xa. Bất quá là đi máy bay đi, cho nên ngược lại không phải là cái gì vấn đề. Tô Chiết suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi, bởi vì mấy ngày qua bên trong, Tô Vũ Hinh vừa vặn không trở về nhà, mà Nhan Vũ Yên cũng phải qua mấy ngày mới sẽ đến Yến Vân Thị, cho nên thừa dịp hiện tại ra ngoài bên ngoài đi tới, bơi chơi một chút cũng là không sai. Tại Tô Chiết đáp ứng sau, Dư Hiên Hạo còn hỏi Tô Chiết người nhà bằng hữu có hứng thú hay không cùng theo một lúc đi, nếu như hứng thú rất, hắn có thể đồng thời giúp bọn họ đính vé máy bay. Vốn là Tô Chiết cũng không tính để An Hân các nàng cùng đi, bởi vì lo lắng cho hắn Dư Hiên Hạo đi địa phương là như lần trước di câu lạc bộ, đi tham gia đấu khuyển so tài. Nếu như bổ nhào khuyển thi đấu như thế máu tanh lời nói, Tô Chiết là sẽ không mang An Hân các nàng cùng đi, bởi vì các nàng sẽ không chịu nổi. Bất quá Dư Hiên Hạo rõ ràng Tô Chiết lo lắng, liền cùng Tô Chiết bảo đảm lần này không có máu tanh, chỉ là đi chướng một tăng kiến thức, để Tô Chiết yên tâm. Tô Chiết cũng rõ ràng Dư Hiên Hạo là là sẽ không nói lung tung, nếu Dư Hiên Hạo đều làm đảm bảo, cho nên hắn cũng không cần có những gì lo lắng, liền để Dư Hiên Hạo đính nhiều hai tấm vé phi cơ, để An Hân cùng An Huyên hai tỷ muội cùng theo một lúc đi. Bởi vì Tô Chiết nghĩ đến An Huyên khó được thả một lần giả, luôn ở nhà, liền mất đi rất đắc lắc tinh rồi, mà An Hân cũng rất ít cơ sẽ ra ngoài qua, cho nên Tô Chiết mới sẽ tính toán dẫn các nàng cùng đi chơi sau dư hiên hạo để tô chiết đến lúc đó đem tiểu tuyết long cũng cùng một chỗ mang đến để tiểu tuyết long cũng đi gặp một lần quen mặt đến lúc đó dư hiên hạo thanh lang ngao cũng sẽ đi theo cùng đi vốn là tô chiết còn dự định nếu như an hân các nàng cũng cùng đi lời nói tiểu tuyết long chúng nó ở nhà không có ai chiếu cố hắn còn dự định trước tiên đưa đi tô sủng chi ra bên trong ủy trị để tô sủng chi ra công nhân viên trước tiên chiếu cố tiểu tuyết long chúng nó mấy ngày bất quá nếu dư hiên hạo để tô chiết mang tiểu tuyết long cùng đi lời nói hắn liền không dùng phiền toái như vậy rồi cho nên tô chiết nói với dư hiên hạo đến lúc đó hắn còn có thể mặt khác mang hai con chó nhỏ cùng đi không thành vấn đề người nghĩ mang bao nhiêu chỉ cũng có thể tùy ngươi dư hiên hạo chỉ nói một câu nói như vậy sau dư hiên hạo liền cúp điện thoại đi đính vé máy bay rồi mà tô chiết cũng ra ngoài gian phòng cùng an hân cùng an huyên hai tỉ muội nói rồi một kiện sự này tuy rằng tô chiết vừa nãy ở trong điện thoại thay an hân các nàng làm chủ rồi chẳng qua nếu như các nàng không muốn đi lời nói, Tô Chiết cũng sẽ không miễn cưỡng, nhiều nhất gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo, khiến hắn không cần chuẩn bị an hân các nàng vé máy bay là được rồi. Làm An Huyên khi nghe đến Tô Chiết dự định sau, lập tức đáp ứng, có thể ra ngoài chơi cơ hội, An Huyên có thể sẽ không bỏ qua nha, mà An Hân cũng không có ý kiến gì, thế là một kiện sự này cứ như vậy định xuống. An Huyên hoàn thiên hỉ địa trở về phòng thu thập y phục, mà An Hân cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Tô Chiết tự nhiên cũng sẽ không nhàn dỗi rồi, tuy rằng ngày mai hắn sẽ mang theo tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư cùng đi, nhưng là trong nhà sủng vật ngoại trừ chúng nó ở ngoài, còn có hai con tiểu long quy cùng một con trung hoa thảo quy. Bởi vì Tô Chiết bọn hắn lần này vừa đi, khả năng cần muốn mấy ngày mới sẽ trở về, cho nên hắn vẫn là chuyện quan trọng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mới có thể chơi được an tâm. Thế là Tô Chiết lái xe đi Tô Sủng Chi ra, cầm sủng vật tự động cho ăn cơ trở về. Tô Chiết đi vào trong sắp xếp gọn đồ ăn sau, thiết trí tốt thời gian, sau đó thu xếp tại trong ao phù đảo lên. Vừa đến thiết định thời gian, cái này sủng vật tự động cho ăn cơ liền sẽ đổ ra đồ ăn đi ra, cứ như vậy, Tô Chiết liền không cần lo lắng tiểu long quy chúng nó sẽ cho đói bụng. Ngày thứ hai rất sớm Tô Chiết tự đứng lên, bởi vì hôm nay Tô Chiết bọn hắn muốn đi đi máy bay đi ma đô bên trong. Làm Tô Chiết sau khi đi ra khỏi phòng, mới phát hiện An Huyên cùng An Hân so với hắn thức dậy còn sớm. An Huyên ở trong phòng khách sôi nổi, hiện ra được vô cùng hưng phấn, mà An Hân tại làm rời nhà công tác chuẩn bị. Tô Chiết đi trong phòng rửa tay rửa mặt xong sau, liền đi tới trong hậu viện, hắn xuất hiện sủng vật tự động cho ăn cơ quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đã đến thiết định thời gian sau, sủng vật tự động cho ăn cơ đúng giờ đổ ra đồ ăn đi ra, hiện tại hai con tiểu long quy, cùng với Trung Hoa Thảo Quy chính ăn. Sủng vật tự động cho ăn cơ vẫn là đáng giá tin cậy, để Tô Chiết không thể không quan tâm, xem ra lần này ra ngoài bên ngoài, không cần lo lắng trong nhà sủng vật lương thực vấn đề. Hơn nữa Trung Hoa Thảo Quy chỉ cần có nước, mấy ngày không ăn đồ ăn là không có vấn đề gì, mà hai con tiểu long quy càng thêm không cần nói, chúng nó so với Trung Hoa Thảo Quy còn muốn kháng đói bụng, hơn nữa sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường. Bất quá tô chiết ra ngoài bên ngoài chơi, cũng không thể bạc đãi tiểu long quy chúng nó, cho nên hắn mới sẽ chạy đi tô sủng chi ra cầm cái sủng vật tự động cho ăn cơ trở về. Cuối cùng Tô Chiết còn chuẩn bị các loại vỏ trứng, để hai con tiểu long quy từ từ ăn. Đợi an hân các nàng sau khi chuẩn bị xong, Tô Chiết liền đem lần này đổi giặt quần áo toàn bộ chuyển tới trong xe, chuẩn bị ra, xuất hiện ở môn trước đó, Tô Chiết còn cho nhà dược liệu bổ túc lượng nước. Làm Tô Chiết cùng An Hân các nàng lái xe đi tới sân bay sau, Dư Hiên Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, ở phi trường bên trong chờ bọn họ. Lần này Dư Hiên Hạo bên người vẫn như cũ đi theo một cái nam tử, chính là lần trước cùng tô chiết bọn hắn cùng đi cảnh nam thị bảo tiêu, hơn nữa Dư Hiên Hạo cũng mang theo thanh lang ngao đi ra. Tô chiết xem thanh lang ngao bị Dư Hiên Hạo nuôi được rất tốt, trạng thái không sai, hơn nữa kích cỡ cũng không nhỏ. Liền yên tâm lại rồi. Nói đến nuôi chó, hoặc là nói thẳng nuôi chó ngao Tây Tạc, Dư Hiên Hạo kinh nghiệm so với tô chiết có thể còn phong phú hơn nhiều, nếu như không phải tô chiết nắm giữ thần lực, có thể cường hóa cải thiện động vật thể chất. Tô chiết căn bản không khả năng nuôi so với Dư Hiên Hạo tốt. Tô Chiết mang theo An Hân cùng An Huyên cùng đi, còn mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng Sư cùng đi. Đối với cái này Dư Hiên Hạo cũng không kỳ quái, bởi vì Tô Chiết ngày hôm qua thời điểm liền thông báo hắn. Chỉ là để Dư Hiên Hạo tò mò là hai con Tiểu Tàng Sư, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy hai con Tiểu Tàng Sư, cho nên Dư Hiên Hạo đối hai con Tiểu Tàng Sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì hai con Tiểu Tàng Sư nhìn lên cùng chó ngao Tây Tạng có chút tương tự. Thế nhưng nhìn kỹ, lại có thể xuất hiện cùng chó ngao Tây Tạng hơi hơi không giống. Tô Chiết, cái này hai con chó là tàng sư sao? Dư Hiên Hạo hỏi. Tô Chiết gật gật đầu, xác nhận Dư Hiên Hạo đáp án. Dư Hiên Hạo biết trước mắt hai con chó nhỏ là tàng sư sau, càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn ngồi trồm hỗn xuống. Đưa tay ra muốn đi mò hai con tiểu tàng sư. Bởi vì tiểu tuyết Long trước đó gặp Dư Hiên Hạo, hơn nữa cũng không có từ trên người Dư Hiên Hạo cảm giác được địch ý, cho nên đối với Dư Hiên Hạo tiếp cận, nó cũng không hề gầm rú. Bất quá hai con tiểu tàng sư liền không giống nhau, đối với người xa lạ, chúng nó vẫn là rất kháng cự, cho nên lập tức liền đối Dư Hiên Hạo nhe răng nhếch miệng. Đồng thời gầm rú liên tục, nhờ vào đó đến cảnh cáo Dư Hiên Hạo. Làm Dư Hiên Hạo thanh lang ngao xuất hiện tiểu tàng sư giám uy hát yêu ta Dư Hiên Hạo sau, cũng không chịu yếu thế vào tới phía trước đến, phản ứng trở lại không sợ trời không sợ đất hai con tiểu tàng sư đương nhiên sẽ không sợ dư hiên hảo thanh lang ngao rồi thanh lang ngao tham dự vào sau bọn chúng tiếng gào càng gia tăng hơn nữa màu trắng tiểu tàng sư chạy tới đối với thanh lang ngao đầu chính là tiện tay vỗ một cái bị đánh đến thanh lang ngao không phục thế là hãy cùng màu trắng tiểu tàng sư đánh nhau đả hồ anh em ruột ra trận phụ tử binh mà một con khác màu đen tiểu tàng sư thấy thanh lang ngao dám bắt nạt đệ đệ của hắn sau nó lập tức xông tới, cũng đã gia nhập chiến trường. Cuối cùng biến thành hai con tiểu tàng sư kết phường đánh thanh lang ngao, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Để tô chiết đám người thập phần ngạc nhiên. Tuy rằng thanh lang ngao cùng hai con tiểu tàng sư thể hình, gần như lớn bằng, thế nhưng thanh lang ngao sức mạnh nhưng không cách nào cùng hai con tiểu tàng sư đem so sánh. Thanh lang ngao mặc dù là tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài, là thuộc về nên chủng loại bên trong yếu tố cá thể, hơn nữa còn trải qua dư hiên hạo tỉ mỉ bồi dưỡng, thanh lang ngao sức chiến đấu không kém. Thế nhưng này chỉ là đối với phổ thông cùng tuổi chó mà nói, đối đầu hai con tiểu tàng sư sẽ không có ưu tú, dù sao hai con tiểu tàng sư từ Tô Chiết mang về nhà lên, Tô Chiết liền thường thường dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của bọn họ cường độ. Hai con tiểu tàng sư hấp thu nhiều như vậy cường hóa thần lực, tự nhiên không phải thanh lang ngao có thể so, coi như là đơn đả độc đấu, thanh lang ngao cũng không phải bất kỳ một con nhỏ tàng sư đối thủ, càng đừng nói hai con tiểu tàng sư kết phường đánh thanh lang ngao rồi. Cho nên chiến đấu vừa bắt đầu, thanh lang ngao liền liên tục bại lui rồi. Bất quá chúng nó chỉ là thuần túy dùng cường độ thân thể quyết thắng bại, cũng không hề dùng đến cắn xé phương thức, cho nên tình hình trận chiến nhìn lên rất kịch liệt, thế nhưng trên thực tế chúng nó cũng không có bị tổn thương gì. Hay là bởi vì thanh lang ngao là tô chiết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, còn hấp thu qua thần lực quan hệ, mà hai con tiểu tàng sư cũng hấp thu qua tô chiết thần lực, cho nên liền có chứa tô chiết khí tức, bởi vậy chúng nó mới không có lẫn nhau cắn xé đối phó, chỉ là đơn thuần dùng thân thể va chạm. Chính là bởi vì là như thế này, Dư Hiên Hảo cùng tô chiết mới không có ngăn cản chúng nó quyết đấu, bởi vì bọn họ cũng muốn biết một chút chúng nó chân thật thực lực như thế nào. Không qua bao lâu, thanh lang Ngao đã bị hai con tiểu tàng sư áp chế lại, trên đất phản kháng bó tay rồi. Bất quá coi như là như vậy thanh lang ngao vẫn là không phục thua, vẫn là đang giấy ruộng không ngừng, bất quá tại tiểu tàng sư bạo lực dưới, lại là là chuyện vô bổ. Còn bên cạnh tiểu tuyết long không vừa mắt rồi, đi tới đem hai con tiểu tàng sư tha đi, dù sao theo tiểu tuyết long, thanh lang ngao đồng dạng nắm giữ tổ chiết khí tức, là thuộc về người nhà, tại sao có thể tự giết lẫn nhau. Dư Hiên Hạo cũng đi tới đem thanh lang ngao ôm, bất quá thanh lang ngao rõ ràng còn không phục, tại Dư Hiên Hạo trong lồng ngực dẫy ruộng muốn xuống đến, muốn cùng tiểu tàng sư lại đánh nhau một trận hơn nữa hai con tiểu tàng sư thừa dịp tiểu tuyết long không chú ý lại chạy tới đối với thanh lang ngao gầm rú tô chiết không nhìn nổi rồi liền đi tới từng người vỗ một cái hai con tiểu tàng sư đầu tuy rằng tô chiết dùng lực khí không lớn nhưng là vẫn để hai con tiểu tàng sư ngoan ngoãn trở về tiểu tuyết long bên cạnh bởi vì hai con tiểu tàng sư biết tô chiết hành động này là biểu thị đối với chúng nó hành vi bất mãn cho nên mới sẽ thành thật như vậy đối với thanh lang ngao biểu hiện dư hiên hạo vẫn là rất hài lòng tuy rằng thanh lang ngao đánh không lại hai con tiểu tàng sư thế nhưng cũng không thể nói thanh lang ngao yếu chỉ có thể nói hai con tiểu tàng sư thật sự là thật lợi hại liền thanh lang ngao mới vừa biểu hiện mà nói thanh lang ngao đã làm rất tốt đã đầy đủ chứng minh nó cường hãn thanh lang ngao so với cùng tuổi phổ thông chó ngao tây tạng mạnh nhiều lắm coi như là dư hiên hạo trước đây chăn nuôi chó ngao tây tạng hắc long cùng hắc hồ tại cùng tuổi thời điểm cũng tuyệt đối không có hiện tại thanh lang ngao lợi hại dư hiên hạo thanh lang ngao sở dĩ thất bại qua tô chiết hai con tiểu tàng sư cũng chỉ có thể nói là hai con tiểu tàng sư quá biến thái rồi căn bản không thể lấy ra so sánh cho nên đối với thanh lang ngao biểu hiện dư hiên hạo vẫn là hết sức hài lòng dư hiên hạo tin tưởng hắn thanh lang ngao trưởng thành sau mặc dù so sánh bất quá tô chiết tiểu tuyết long nhưng là tuyệt đối sẽ không so với trang đắc quỷ vương kém cho nên trong lòng hắn đối thanh lang ngao vẫn là vô cùng chờ đợi Tuy rằng Dư Hiên Hạo không có tính toán để Thanh Lang Ngao đi tham gia đấu khuyển thi đấu, thế nhưng hắn vẫn là hy vọng Thanh Lang Ngao càng mạnh càng tốt. Về phần Tô Chiết là dùng phương thức gì đến bồi dưỡng sủng vật của hắn, Dư Hiên Hạo là làm sao muốn đều nghĩ không hiểu, Tô Chiết Tiểu Tuyết Long liền đủ mạnh mẽ rồi, liền ngung cuồng tự đại quỷ vương cũng thua ở Tiểu Tuyết Long trên tay. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết hai con tiểu tàng sư sức chiến đấu lại là cao như thế, về sau trưởng thành tuyệt đối sẽ không so với Tiểu Tuyết Long kém, Tô Chiết đến cùng dùng biện pháp gì, mới có thể không chỉ một lần mà bồi dưỡng ưu tú như vậy cho đi ra, này làm cho Dư Hiên Hạo thập phần ước ao. Hai con tiểu tàng sư bị Tô Chiết vỗ đầu một cái sau, cũng an tĩnh lại, ở tại tiểu tuyết long bên cạnh không lại làm ẩm ý, càng thêm sẽ không chạy đi khiêu khích thanh lang ngao. Mà thanh lang ngao đối với hai con tiểu tàng sư vệ gọi một hồi, cũng không thấy đáp lại sau, cũng bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại. Sau đó Dư Hiên Hạo bọn hắn bắt đầu vì những này sủng vật sắp xếp lên máy bay thủ tục, Quả thực phí hết một phen công phu sau, mới đem bốn con chó toàn bộ đưa lên máy bay có dưỡng kho để hàng hóa chuyên trở bên trong. Sau đó tôi chít bọn hắn cũng bắt đầu công việc lên máy bay thủ tục, ngồi lên rồi đi tới ma đô chuyến bay, tất cả cũng rất thuận lợi, không có gặp phải vấn đề gì. Chưa từng có ra khỏi nhà đi xa an huyên, đối với lần đầu ngồi lên phi cơ. Nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, thấy cái gì đều cảm thấy có cảm giác mới mẻ. Chỉ là tối ngày hôm qua An Huyên khi biết Tô Chiết sẽ dẫn nàng đi ra chơi sau, liền toàn bộ buổi tối hưng phấn ngủ không yên, mà sáng sớm hôm nay nàng lại lên sớm như vậy. Cho nên không đến bao lâu, An Huyên liền cảm giác bị mệt mỏi rồi, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được cơn buồn ngủ ngủ thiếp đi. Sau 2 giờ, làm An Hân đánh thức An Huyên thời điểm. Bọn hắn đã đến ma đô sân bay rồi, ra sân bay sau, Tô Chiết mới biết được bên ngoài có hai chiếc xe thương vụ đang đợi bọn hắn đến tôi chiết bọn hắn ngồi trên cái này hai chiếc chuyên môn tới đón bọn hắn xe thương vụ bắt đầu đi tới lần này mục đích bất quá để tôi chiết cảm thấy kỳ quái chính là này hai chiếc xe mở phương hướng cũng không phải nội thành dọc đường người càng ngày càng ít kiến trúc cũng không phải một mực nhà cao tầng đại khái hơn một giờ thời gian sau xe thương vụ lái vào tương đối hẻo lánh vùng ngoại ô mà người nơi này khói càng thêm ít ỏi kiến trúc càng là ít ỏi không có mấy cuối cùng hai chiếc xe thương vụ tại trước một khối tấm bia đá ngừng lại làm tô chiết sau khi xuống xe, mới phát hiện trên bia đá có vài cái chữ to. Có khắc ly nhiên sơn trang bốn chữ lớn. Mà cách nơi này không xa lối vào, cũng viết ly nhiên sơn trang, còn bên cạnh đang tại đứng đấy mấy cái nam tử. Làm mấy cái này nam tử phát hiện tô chiết bọn hắn sau, hướng về bọn hắn đi tới. Mà mấy cái này nam tử trong đó là một người trẻ tuổi dẫn đầu. Đều tại người trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, bề ngoài nhìn lên giường như phóng đáng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đáng toát ra tinh quang lại khiến người không dám xem thường, tuổi tác cùng Dư Hiên Hạo gần như lớn bằng, đều tại chừng 25 tuổi. Các ngươi cuối cùng đã tới, có thể để cho ta một phen khổ sở chờ đợi, đây cũng là lời ngươi nói bằng hữu đi. Người trẻ tuổi này đi tới cười nói. Đúng, Ly Nhiên Huynh, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút, để cho các ngươi trước tiên nhận thức. Dư Hiên Hạo tiếp lấy là tô chiết bọn hắn lẫn nhau giới thiệu sơ lược một cái. Ly Nhiên Sơn Trang hoan nghênh mấy vị đến, hy vọng các ngươi ở nơi này chơi được tận hứng. Nhâm ly nhiên đi tới cùng tô chiết bọn hắn nắm tay, xem như là nhận thức. Đây chính là người thường thường khoác lác thanh lang ngao đi, đích xác rất không sai, của ngươi vận khí đúng là tốt, bất quá của ngươi thanh lang ngao nhưng không có này tô tiên sinh nuôi tốt. Nhâm ly nhiên tới gần thanh lang ngao, tử quan sát kỹ một cái, nói ra. Nhâm ly nhiên lời nói, để dư hiên hạo chỉ có thể một phen cười khổ, tại đến ma đô trước đó, Dư Hiên Hảo Thanh Lang Ngao cũng đã cùng Dư Hiên Hảo hai con tiểu tàng sư so qua rồi, tự nhiên biết Thanh Lang Ngao không sánh bằng tô chiết tiểu tàng sư rồi, bất quá không nghĩ tới nhâm ly nhiên chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra, khiến hắn một hồi lâu phiền muộn. Bất quá của người Thanh Lang Ngao đã đầy đủ ưu tú, bây giờ còn nhỏ như vậy, ý chí chiến đấu cứ như vậy rồi rào, tương lai nhất định là một con mãnh khuyển, nếu như này Thanh Lang Ngao không phải ngươi lời nói, ta khẳng định không tiếc bất cứ giá nào. Nhâm ly nhiên nói ra, tuy rằng dư hiên hảo thanh lang ngao không có tô chiết tàng sư lợi hại, thế nhưng không có nghĩa thanh lang ngao có thể so với cái khác huyền loại kém. Nhâm ly nhiên cũng không phải nói lời khách sáo, càng thêm không phải an ủi dư hiên hảo, bởi vì dư hiên hảo thanh lang ngao xác thực xứng đáng cái này đánh giá. Nếu không phải thanh lang ngao chủ nhân là dư hiên hảo, mà nhâm ly nhiên lại hết sức rõ ràng dư hiên hảo tính cách, biết dư hiên hảo sẽ không buông tay, nếu không, nhâm ly nhiên tuyệt đối sẽ mang đi thanh lang ngao, bất luận tốn bao nhiêu một cái giá lớn. Nhâm ly nhiên nhãn lực để tô chiết thập phần chấn động, bởi vì hắn chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, liền có thể thấy được thanh lang ngao cùng hai con tiểu tàng sư ai mạnh ai yếu, hơn nữa hắn đánh giá còn tương đương tiếp cận, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cái này nhâm ly nhiên theo tô chiết không đơn giản, bởi vì thực lực của hắn thập phần cường hãn, thậm chí so với trịnh viêm mạnh hơn mấy phần, tuy rằng nhâm ly nhiên không có biểu hiện ra, Bất quá Tô Chiết cũng chỉ là đối nhâm ly nhiên có thực lực cảm thấy bất ngờ mà thôi, thế nhưng cũng sẽ không vì thế cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì nhâm ly nhiên rất rõ ràng đối Tô Chiết bọn hắn cũng không hề địch ý. Hơn nữa Dư Hiên Hạo nếu đã biết, sẽ mang Tô Chiết bọn hắn đến nhâm ly nhiên ly nhiên sơn trang bên trong, cũng biểu thị ra nhâm ly nhiên là Dư Hiên Hạo bạn rất thân, cho nên đối với nhâm ly nhiên làm người, Tô Chiết vẫn là có thể tin tưởng. Sau nhâm ly nhiên liền dẫn Tô Chiết bọn hắn, tiến vào ly nhiên sơn trang rồi ven đường trong, Dư Hiên Hạo cho Tô Chiết bọn hắn giới thiệu Ly Nhiên Sơn Trang nguồn gốc. Tô Chiết nghe xong Dư Hiên Hạo sau khi giới thiệu, hắn mới biết nhâm Ly Nhiên không chỉ có thực lực cao siêu, tài lực cũng là tương đương phong phú. Vùng này trăm mẫu Ly Nhiên Sơn Trang nếu là nhâm Ly Nhiên một người tư nhân Sơn Trang, tại Ma Đô bên trong, nắm giữ như thế một tòa tư nhân Sơn Trang, đây cũng không phải là vậy tài lực có thể làm được. Hơn nữa nhất làm cho Tô Chiết cảm thấy giật mình là, này Ly Nhiên Sơn Trang là không mở ra cho người ngoài, nói cách khác ly nhiên sơn trang là sẽ không kiếm lời. Này ngược lại là để tôi chiết thập phần bội phục nhâm ly nhiên phóng khoáng, bởi vì núi lớn như vậy trang, một năm cần phải bỏ ra tiền tài tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Cùng nhau đi tới, chung quanh kỳ hoa dị thảo không ít, để tôi chiết bọn hắn cảm thấy mở mang tầm mắt. Nhâm ly nhiên mang theo dư hiên hạo bọn hắn đi tới sơn trang khu nhà ở bên trong, chia ra làm mỗi người bọn họ an bài một gian phòng trọ, mà mấy gian phòng trọ lẫn nhau liên kết. Tô Chiết bọn hắn đem hành lý để tốt, sau đó sau khi rửa mặt, lại toàn bộ đi ra tụ hợp tại cùng một chỗ. Sau nhâm ly nhiên mang theo Tô Chiết bọn hắn xuyên qua khu dân cư bên trong, khi bọn họ đi tới nơi cần đến sau, bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Nguyên lai like, khu dân cư mặt sau càng là tương tự vườn thú tồn tại, mà để một cái khu vực, chính là chăn nuôi các loại loài chó. Các loại hung mãnh loài chó ở nơi này cũng có thể nhìn thấy, bị đặc khuyển, đất tá đấu khuyển, Argentina. Dogo, cùng với cao cây sớt khuyển, mà Tây Tạng chó ngao càng thêm ắt không thể thiếu. Tô Chiết bước đầu đoán chừng nơi này chó ngao Tây Tạng ít nhất nắm giữ mấy chục con, mà phẩm tương nhìn lên đều ưu tú, cũng không mất hung hãn, giá trị tuyệt đối không thấp, ít nhất sẽ không thua với những kia truyền thông tại lăng xê chó ngao Tây Tạng. Nhâm ly nhìn chăn nuôi chó đều rất hung mãnh, nhìn thấy Tô Chiết bọn hắn những người xa lạ này sau, đều đối với bọn họ bắt đầu phải kêu lên. Nếu không có lồng sắt ngăn cản, chắc hẳn đã sớm lao ra ngoài, đối tô chiết bọn hắn nổi công kích rồi. Đối với những thứ này chó, tiểu tuyết long lại bỏ mặc bởi vì nó không có cảm giác đến uy hát iota. Có lẽ là bởi vì tiểu tuyết long đã nhìn ra những này chó căn bản không vọt ra được, cho nên nó không có chút nào lưu ý, vẫn là tương đối nhàn nhã đi theo tô chiết bên cạnh. Mà tô chiết hai con tiểu tàng sư, cùng dư hiên hạo thanh lang ngao liền không chịu được tịch mịch, chúng nó chạy tới, cùng trong lồng chó đối vệ lên bất quá tiểu tàng sư cùng thanh lang ngao chúng nó cũng không có cách lồng sắt chó quá gần tiểu tàng sư bọn chúng khoảng cách ít nhất bảo đảm ổ chó chó đánh không tới chúng nó tô chiết cùng dư hiên hạo bọn hắn xem tiểu tàng sư như vậy cũng sẽ không phải chịu thương tổn liền mặc bọn họ đi rồi như vậy cũng có thể rèn luyện đảm lượng của bọn nó mà nhâm ly nhiên cũng nhìn thập phần thú vị bởi vì tiểu tàng sư chúng nó tuy rằng biểu hiện thập phần hung mãnh không hề sợ hãi chút nào nhốt tại ổ chó trong đại cầu thế nhưng là không dám gần thêm bước nữa, này làm cho nhâm ly nhiên hết sức kinh ngạc bọn chúng linh tính. Cho nên bọn hắn ngược lại là tình nguyện dừng bước lại, nhìn một chút tiểu tàng sư bọn chúng biểu diễn. Mà đang ở tô chiết bọn hắn đều thư giãn xuống thời điểm, bất ngờ sinh. Một con nia bò đây tần chó ngao không biết từ chỗ nào vọt ra, chạy đi tiểu tàng sư phương hướng của bọn nó. Sự tình sinh quá đột nhiên, làm tô chiết bọn hắn phát hiện thời điểm. Đã quá đã muộn, bởi vì neoboli đây tần chó ngao khoảng cách tiểu tàng sư chúng nó thực sự quá gần rồi tôi chiết bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản cách neoboli đây tần chó ngao gần nhất chính là tôi chiết màu trắng tiểu tàng sư nó còn chưa ý thức được nguy hiểm tiếp cận còn tại đối với lồng sắt chó sủa gọi làm màu trắng tiểu tàng sư xuất hiện neoboli đây tần chó ngao tồn tại thời điểm neoboli đây tần chó ngao đã một móng vuốt hướng về màu trắng tiểu tàng sư đập tới một tiếng thống khổ rên rỉ màu trắng tiểu tàng sư đã bị Neil Bolly đây tần chó ngao đập bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Mà màu đen tiểu tàng sư nhìn thấy đệ đệ của nó, bị Neil Bolly đây tần chó ngao đập bay ra ngoài sau, nhất thời điên. Màu đen tiểu tàng sư cũng không lo được cùng Neil Bolly đây tần chó ngao thực lực chênh lệch. Gầm lên giận dữ, liền hung hãn không sợ chết về phía Neil Bolly đây tần chó ngao nhào tới. Nó muốn là màu trắng tiểu tàng sư báo thù. Neoboli đây tần chó ngao đối với màu đen tiểu tàng sư có can đảm khiêu chiến nó uy nghiêm, Neoboli đây tần chó ngao càng thêm nổi giận, cúi đầu xuống, cắn một cái hướng về màu đen tiểu tàng sư. Bây giờ màu đen tiểu tàng sư so với Neoboli đây tần chó ngao, thực lực chung quy cách biệt quá xa rồi, đã không phải là chỉ dựa vào hung hãn không sợ chết liền có thể bù đắp. Màu đen tiểu tàng sư căn bản vô pháp đối Neoboli đây tần chó ngao đối tạo thành thương tổn, hơn nữa cũng không cách nào tránh đi neoboli đây tần chó ngao đúng đấy cắn xé mắt thấy không thể tránh khỏi màu đen tiểu tàng sư sẽ bị neoboli đây tần chó ngao cắn chúng thời điểm neoboli đây tần chó ngao đột nhiên bị đỉnh bay ra ngoài nguyên lai like mới vừa thời điểm tiểu tuyết long liền một mực chú ý hai con tiểu tàng sư bất cứ lúc nào phòng bị chúng nó sẽ gặp nguy hiểm mà lúc này neoboli đây tần chó ngao đột nhiên vọt ra còn công kích hai con tiểu tàng sư Tiểu Tuyết Long nhìn thấy hai con tiểu tàng sư gặp phải nguy hiểm, ngày đầu tiên liền vào tới, so với tô chiết phản ứng của bọn họ muốn xem rất nhiều, mà Tiểu Tuyết Long đúng lúc chạy tới, mới cứu vãn màu đen tiểu tàng sư sinh mệnh. Neoboli đây tần chó ngao bị Tiểu Tuyết Long đỉnh bay ra ngoài sau, cũng không có bị tổn thương gì, lập tức bò lên, dự định phản kích trở lại. Bất quá Tiểu Tuyết Long đã sẽ không cho nó cơ hội này, Neoboli đây tần chó ngao còn chưa kịp đứng lên, đã bị xông tới Tiểu Tuyết Long lần nữa nhào tới trên mặt đất đồng thời tiểu tuyết long còn cắn một cái tại neoboli đây tần chó ngao chân trước neoboli đây tần chó ngao bị đau càng là liều mạng dấy ruộng nhưng là đối với bây giờ tiểu tuyết long một chút tác dụng đều không có bất luận neoboli đây tần chó ngao như thế nào dẫy ruộng đều là là chuyện vô bổ. thẳng đến neoboli đây tần chó ngao bởi vì chảy máu quá nhiều đã tiêu hao hết thể lực không dẫy ruộng nữa sau tiểu tuyết long mới buông ra khẩu. Tiểu tuyết long đối với nằm ở phía xa màu trắng tiểu tàng sư, ngưỡng phệ kêu lên, tiểu tuyết long thanh âm của mang theo một loại bi thương. Trận này bất ngờ thật sự là quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nôn nóng bất an tô chiết vội vàng chạy đi màu trắng tiểu tàng sư nơi đó, lo lắng nó sẽ không chịu nổi. Bất quá tô triết vẫn không có chạy tới, màu trắng tiểu tàng sư đã chính mình chậm rãi bỏ dậy, để tô chiết thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bò lên, tô triết an tâm, bởi vì hắn át có niềm tin có trị liệu thần lực chữa khỏi màu trắng tiểu tàng sư. Vừa mới đứng lên màu trắng tiểu tàng sư, còn có chút đầu óc choáng váng, nó khỏe mạnh kháu khỉnh lắc lắc đầu mới thanh tỉnh lại. Làm tô chiết chạy tới thời điểm, hắn đem màu trắng tiểu tàng sư ôm kiểm tra rồi một phen, xuất hiện màu trắng tiểu tàng sư không có chịu đến tổn thương gì, bất quá tô chiết còn chưa đủ yên tâm, cho màu trắng tiểu tàng sư trong cơ thể thâu nhập vài điểm trị liệu thần lực sau, mới an tâm đem nó buông ra. Màu trắng tiểu tàng sư vừa xuống đất, liền chạy hướng về tiểu tuyết long bên người bên trong, đối với tiểu tuyết long kêu vài tiếng, dường như là đang kể ủy khuất của nó như thế. Tiểu tuyết long l i ta l -I ta màu trắng tiểu tàng sư cái lông, bị tiểu tuyết long an ủi sau, màu trắng tiểu tàng sư mới yên tĩnh lại. Sau màu trắng tiểu tàng sư liền bắt đầu đối nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích nia bò ly đây tần chó ngao tiết, đem trong lòng oán khí toàn bộ tung ra đến. Màu trắng tiểu tàng sư như vậy trạng thái, để tôi chiết an tâm. Trước đó tôi chiết còn lo lắng màu trắng tiểu tàng sư gặp phải chuyện như vậy sau, trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh, đối với nó trưởng thành bất lợi. Thân thể thương tích, tôi chiết trị liệu thần lực có thể trị hết, thế nhưng trong lòng bóng mờ, tôi chiết trị liệu thần lực lại là bó tay toàn tập, chỉ có thể dựa vào màu trắng tiểu tàng sư chính mình khắc phục. Bất quá xem ra tôi chiết hiện tại cũng không cần lo lắng, màu trắng tiểu tàng sư sẽ lưu lại ám ảnh rồi. Bởi vì nếu màu trắng tiểu tàng sư bây giờ còn dám đối với New Bolly Dayton chó ngao ra tay, liền chứng minh nó cũng sẽ không sợ New Bolly Dayton chó ngao rồi, tự nhiên cũng không có bóng mở nói chuyện rồi. Xin lỗi, ta không có kéo nó, thật sự rất xin lỗi, nhậm thiếu ra, lần sau ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy rồi. Lúc này, một cái sơn trang công nhân viên chạy tới. Trải qua công nhân viên sau khi giải thích, sự tình đã rất rõ ràng vị này công nhân viên là ly nhiên sơn trang chăn nuôi viên chuyên môn phụ trách chiếu cố trong sơn trang chó Liên ở vừa nãy nhậm ly nhiên mang theo tô chiết bọn hắn đi tới nơi này tham quan thời điểm công việc này nhân viên cũng vừa tốt vào lúc này mang theo kiểm tra xong thân thể new bolly đây tần chó ngao về ổ chó chỉ là không biết tại sao new bolly đây tần chó ngao lại đột nhiên cuồng lập tức tránh thoát khỏi công nhân viên trong tay dây thường liệp hướng về tô chiết bọn hắn chạy tới kế tiếp chính là tô chiết bọn hắn nhìn thấy một mặt rồi Vốn là nhậm ly nhiên là muốn xử phạt công việc này nhân viên khuyết điểm, bất quá tô chiết lên tiếng là công việc này nhân viên xin tha. Bởi vì bản đến công nhân viên liền không dễ dàng, hơn nữa công việc của hắn vẫn là chăn nuôi các loại mãnh khuyển, càng không dễ dàng, hơn nữa rất nguy hiểm. Hơn nữa chuyện này công nhân viên cũng không phải cố ý, hắn cũng không nghĩ tới Nia Bolly đây tần chó ngao lại đột nhiên cuồng, tránh thoát hắn xiềng xích chạy tới. Lấy Nia Bolly đây tần chó ngao sức mạnh lên cuồng tới, người bình thường còn thật sự không cách nào kéo lại, càng thêm đừng nói một con này thể hình khổng lồ như vậy như Bolly Dayton chó ngao, cho nên công việc này nhân viên cũng là có thể thông cảm được. Quan trọng nhất là tiểu tàng sư chúng nó đều không có chịu đến tổn thương gì, mà làm thủy tác dũng giả như Bolly Dayton chó ngao, đã bị tiểu tuyết long chế trụ, còn bởi vậy chịu đến thương tổn không nhỏ, đã chịu đến trừng phạt. Cho nên tô chiết mới sẽ thay vị này công nhân viên cầu tình, khiến hắn bảo vệ công việc này. Nếu tô chiết mở miệng, hơn nữa cũng không có sinh hậu quả nghiêm trọng, cho nên nhậm ly nhiên cũng không có xử phạt công nhân viên rồi, chỉ là khiến hắn chú ý lần sau tuyệt đối không cho phép tái sinh những chuyện tương tự. Sau công nhân viên liền dẫn bị thương Neil Bolly đây tần chó ngao. Trở lại trị liệu, nhậm ly nhiên phát hiện mình vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu tuyết long thực lực, hắn vốn chỉ là cho rằng tiểu tuyết long chỉ là một con cường hãn mãnh khuyển, nhưng là không nghĩ tới tiểu tuyết long sức chiến đấu sẽ cao như vậy. Không chỉ có độ kinh người, tại trong thời gian ngắn như vậy nhanh vọt tới Neil đây Dayton chó ngao trước mặt, hơn nữa vừa ra tay liền đem Neil đây Dayton chó ngao hút bay rồi. Đối với cái này chỉ Neil đây Dayton chó ngao, nhậm ly nhiên nhưng là so với tô chiết bọn hắn phải thấu hiểu nhiều lắm. Con này Neil đây Dayton chó ngao vai cao đạt đến 74cm, thể trọng càng là tại 70kg khoảng chừng thế nhưng như thế một con quái vật khổng lồ lại dễ dàng bị tiểu tuyết long cho đỉnh bay ra ngoài, hơn nữa nguyên bản đối với cái này chỉ neoboli đây tần chó ngao thực lực nhậm ly nhiên còn là vô cùng hài lòng bởi vì cái này một con neoboli đây tần chó ngao thực lực không thể so với đấu khuyển giới cái gọi là thường thắng tướng quân kém thế nhưng chính là như vậy một con sức chiến đấu cường hãn neoboli đây tần chó ngao lại tại vừa đối mặt giữa liền bị tiểu tuyết long cho chế trụ hơn nữa còn hoàn toàn không phản kháng được nếu như tiểu tuyết long có tâm muốn lấy neoboli đây tần chó ngao tính mạng lời nói hoàn toàn là vài phút đồng hồ sự tình, Nia Bali đây tần chó ngao căn bản vô lực phản kích. Tiểu tuyết long sức chiến đấu xuất nhậm ly nhiên ban đầu đoán chừng nhiều lắm. Nhậm ly nhiên từng chứng kiến rất nhiều loại chó, chính hắn càng là chăn nuôi không ít, thế nhưng nhiều như vậy chó bên trong, hắn vẫn không có hiện hữu mạnh hơn tiểu tuyết sự hiện diện của rồng. Đối vụ tiểu tuyết long, nhậm ly nhiên thời khắc này vô cùng muốn chiếm thành của mình. Đáng tiếc tiểu tuyết long là tô triết mà tô triết lại là bạn của Dư Hiên Hạo, tự nhiên cũng coi như là bạn của nhậm ly nhiên rồi. Cho nên cho dù nhậm ly nhiên trong lòng nhiều thêm khát vọng đạt được tiểu tuyết long, hắn cũng sẽ không ép buộc bằng hiếu làm không muốn sự tình, này là nguyên tắc của hắn. Mà dùng tô chiết đối tiểu tuyết long lưu ý, nhậm ly nhiên cũng không khả năng cho rằng tô chiết sẽ nguyện ý đem tiểu tuyết long giao cho hắn. Nếu như nhậm ly nhiên không quen biết tô chiết lời nói, cho hắn gặp phải tiểu tuyết long, bất luận giao suốt bao nhiêu giá lớn, vẫn là sử dụng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, Nhậm Ly Nhiên đều phải đem Tiểu Tuyết Long chiếm thành của mình, mà hắn cũng có năng lực này. Bất quá bây giờ bất kể như thế nào, Nhậm Ly Nhiên là sẽ không có ý đồ với Tiểu Tuyết Long, trừ phi Tô Chiết chính mình nguyện ý đem Tiểu Tuyết Long giao cho hắn. Thế nhưng này là chuyện không thể nào. Đổi lại những người khác nắm giữ Tiểu Tuyết Long, nghĩ đến cũng sẽ không đem Tiểu Tuyết Long giao cho người khác, bất luận bao nhiêu tiền đều giống nhau. Bởi vì chỉ cần nắm giữ Tiểu Tuyết Long muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao, chỉ cần mang tiểu tuyết long đi đấu khuyển giới bên trong. Tham gia đấu khuyển thi đấu, liền có thể cuồn cuộn không đoạn thu được tiền tài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể bảo vệ tiểu tuyết long mà sẽ không bị người cướp đi. Mà tô chiết càng thêm không thể nào biết vì tiền, bán đứng tiểu tuyết long rồi, cho nên chuyện này chỉ có thể trở thành nhậm ly nhiên tiếc nuối. Bất quá may là nhậm ly nhiên tuy rằng yêu thích mãnh khuyển, thế nhưng mãnh khuyển lại không phải hắn thích nhất động vật. So sánh mãnh khuyển, Nhậm Ly Nhiên ưa thích vẫn là càng thêm động vật hung mãnh, cho nên hắn không chiếm được Tiểu Tuyết Long, trong lòng mới sẽ không phiền muộn như vậy. Công nhân viên mang đi bị thương Neil Bolly đây tần chó ngao sau, Nhậm Ly Nhiên mang theo Tô Chiết bọn hắn tiếp tục tham quan sơn trang. Tô Chiết xuất hiện Nhậm Ly Nhiên tại trong sơn trang, ít nhất chăn nuôi mấy trăm con đủ loại đủ kiểu mãnh khuyển, này làm cho hắn không khỏi tặc lưỡi. Bất quá Nhậm Ly Nhiên chăn nuôi loài chó mặc dù nhiều, bất quá hào không ngoại lệ đều là một ít so sánh hung mãnh chủng loại mà một ít dịu ngoan loài chó, tôi chiết bọn hắn ở nơi này lại là không nhìn thấy một con. Mà này mấy trăm con mãnh khuyển trong, hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là hai con cao cây sớt khuyển, để An Huyên đều trực tiếp đối đãi. Cao cây sớt khuyển là một loại cường tráng mạnh mẽ vận động hình khuyển, có cường tráng bắp thịt, nắm giữ dục hài lòng mà lại cân xứng xương cốt. Nó thân dài hơi lớn với vai cao, nó có to lớn tiết hình dáng đầu lâu, hắc mũi nhô ra, lỗ mũi rất trống trải, bị cái lông đặc biệt dày chặt chẽ cùng đại đa số mục khuyển so ra, cao cây sớt là so sánh lạnh nhạt, lượng vận động thiếu loài chó, cho nên cao cây sớt khuyển tại ban đêm hoạt động so sánh nhiều lần. Cao cây sớt khuyển cường tráng chân trước lại thẳng lại dài, chân to chân chỉ giữa có cái lông, đưa đến cách ly cùng bảo vệ ngón chân tác dụng, cường tráng chân chảo có thể khiến cho tại bất bình trên mặt đất đứng vững, cái mông hơi cao với phần lưng. Cao cây sớt khuyển thuộc về cỡ lớn khuyển, bề ngoài cường mà mạnh mẽ, bộ phận cơ thịt cường tráng, kết cấu thân thể rắn chắc, là trên thế giới thể hình lớn nhất mãnh khuyển một trong, tuy rằng hung mãnh vô cùng, nhưng đối với chủ nhân độ trung thành rất cao, thích cùng chủ nhân thân cận, hiện nay đa dụng vu gia súc chăm sóc cùng bảo an. Cao cây sớt khuyển thể cao phạm vi tại 64 đến 90 cm, thể trọng phạm vi tại 45 đến 100 kg. Thành niên cao cây sớt khuyển nhỏ nhất vai cao, được chó qua 64 5 cm, cái chó qua 62 5 cm. Phía trước Liên bang Xô Viết thời kỳ cao cây sớt huyền bị cho rằng cấp bậc quốc bảo vật trùng, hơn nữa còn bị hạn chế xuất cảnh. Mà tô chiết bọn hắn ở nơi này nhìn thấy cái này hai chỉ, thể hình tại cao cây sớt huyền bên trong đều là thuộc về người nổi bật, cái này hai chỉ cao cây sớt huyền nhìn lên lại như quái vật khổng lồ như thế. Audio điện tử võ tấn bền Chó này bỏ trong hai con cao cây sớt huyền, thể đánh giá cao tính toán đều đã vượt qua 9cm, mà thể trọng cũng có ít nhất 95g trở lên, Tại đây hai con cao cây sớt khuyển trước mặt, cái khác mãnh khuyển thể trạng liền không có gì ưu thế. Bất quá đáng tiếc là cái này hai chỉ cao cây sớt khuyển, bây giờ nhìn lại đều không có gì tinh thần, cũng bắt đầu hiện ra vẻ già nua rồi. Ổ chó trong cao cây sớt khuyển lười biếng nằm trên mặt đất, cho dù tô chiết bọn hắn đi qua nơi này, cũng chỉ là nhìn tô chiết bọn hắn, không có cái khác phản ứng, để tô chiết bọn hắn có chút tiếc hận. Nếu như chúng nó không phải tuổi tác già rồi, cái kia cao cây sớt khuyển hiện tại nhất định là uy phong lẫm lẫm cao cây sớt huyền tuổi thọ cũng không cao, bình thường tuổi thọ tại 9 năm đến 5 trong lúc đó. Mà tại đây hai con cao cây sớt huyền, tuổi tác ít nhất đã có tuổi, không đúng vậy không cách nào nắm giữ như thế hình thể khổng lồ. Tham quan qua trong sơn trang ổ chó sau, nhậm ly nhiên mang theo dư hiên hạo bọn hắn, tiếp tục đi tới đích tham quan sơn trang cái khác động vật. Ly nhiên sơn trang đã nghĩ một cái vườn thú như thế, đủ loại đủ kiểu động vật đều có, thế nhưng hào không ngoại lệ, toàn bộ đều là mãnh thú trước đây an huyên chưa từng có đi qua vườn thú hôm nay xem như là nàng lần đầu tiên tới vườn thú rồi cũng là an huyên lần thứ nhất thấy đến nhiều như vậy loại động vật làm cho nàng hết sức hưng phấn rồi tuy rằng nơi này chăn nuôi mãnh thú nhìn lên khiến người ta nhìn mà phát khiếp thế nhưng là cách trở không được an huyên lòng hiếu kỳ an huyên mỗi nhìn thấy một loại động vật liền sẽ từ từ mà nhích tới gần tận lực khoảng cách gần mà quan sát nơi này động vật tô chiết nhìn nàng thận trọng dáng vẻ không khỏi cười cười Đối với An Huyên tiểu cô nương này, tất cả mọi người thật là ưa thích, cho nên bọn hắn thường thường là An Huyên dừng lại. Cũng không có ý kiến gì, chỉ cần An Huyên cao hứng là được rồi. Cùng nhau đi tới, tô chiết bọn hắn tại ly nhiên sơn trang bên trong, nhìn thấy quá nhiều loại mãnh thú rồi, cự máng, linh cẩu, bắc Mỹ hôi lang, Mỹ châu báo, châu phi sư chờ chút đều có thể ở nơi này nhìn thấy. Thậm chí tô chiết vẫn còn ở nơi này nhìn thấy châu phi lớn nhất cá sấu, ni lan ngạc, chỉ đứng sau lớn nhất loan ngạc, để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Không trách tại Yến Vân Thị thời điểm, Dư Hiên hạo thần thần bí bí không nói ra lần này hành trình, còn dám cùng Tô Chiết bảo đảm lần này đường đi sẽ không để cho hắn thất vọng. Đối với cái này một lần đến ly nhiên sơn trang, Tô Chiết xác thực sẽ không hối hận, đừng nói An Huyên chưa từng thấy nhiều như vậy loại động vật, coi như là Tô Chiết, nơi này động vật cũng là rất nhiều loại cũng chưa từng thấy tận mắt. Ly nhiên sơn trang động vật chủng loại mặc dù không có cỡ lớn vườn thú chủng loại nhiều, thế nhưng Tô Chiết phát hiện nơi này động vật so với vườn thú muốn hung mãnh mà nhiều, càng thêm tiếp cận hắn bản tính. Làm Tô Chiết đối nhậm ly nhiên hỏi cái này thời điểm, nhậm ly nhiên phi thường tự kiêu. Nghe nói là nhậm ly nhiên dùng đặc thù biện pháp quản lý trong sơn trang những động vật này, mục chính là để trong này động vật càng thêm tiếp cận hoang dại. Như vậy cũng sẽ càng thêm hung mãnh. Nghe nhậm ly nhiên nói, trong sơn trang mãnh thú trừ hắn ra có thể tiếp cận ở ngoài liền chỉ còn dư lại chuyên môn phụ trách chiếu cố chăn nuôi viên rồi, những người khác một khi tiếp cận, đều sẽ phải chịu công kích. Hơn nữa cho dù chuyên môn chăn nuôi viên cũng sẽ thường thường chịu đến công kích, cho nên đang đến gần nơi này mãnh thú thời điểm, đều cần làm thật an toàn biện pháp mới có thể, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Về phần tại sao nhậm ly nhiên có thể tiếp cận nơi này mãnh thú, tô chiết cũng cảm giác rất kỳ quái, dù sao nơi này động vật nhiều như vậy, nhậm ly nhiên một người không thể chiếu cố đến, thông thường đều là do ly nhiên sơn trang chuyên môn công nhân viên quản lý. Vậy tại sao nơi này mãnh thú sẽ cho phép nhậm ly nhiên tiếp cận, mà sẽ không công kích hắn, cho dù thường thường chăn nuôi công nhân viên đều sẽ có thể chịu đến mãnh thú tập kích, mà ở chung thời gian càng thêm thiếu nhậm ly nhiên phản mà sẽ không. Bất quá nhậm ly nhiên cũng không nói gì, tô chiết cũng không có hỏi, đoán chừng nhậm ly nhiên có đặc thù biện pháp, cho nên mới có thể làm đến một điểm này. Này tất cả đã có thể được xem là bí mật, nhậm ly nhiên sẽ bảo mật cũng là bình thường có lúc nhậm ly nhiên hứng thú vừa đến cũng sẽ tiến vào khu cách ly tiếp xúc bên trong mãnh thú nhìn đến là an hân trong lòng các nàng là trong lòng run sợ lo lắng bên trong mãnh thú lại đột nhiên nổi lên tập kích nhậm ly nhiên đặc biệt là nhậm ly nhiên tiếp cận gấu ngựa thời điểm càng để cho người lo lắng đề phòng bởi vì vốn đang tính khôi ngô nhậm ly nhiên tại gấu ngựa trước mặt lại có vẻ hơi nhỏ bé Tô chết bọn hắn nghe công nhân viên giới thiệu mới biết bên trong gấu ngựa là cô đi ác gấu ngựa Kodiak gấu ngựa là gấu ngựa bên trong hình thể lớn nhất á trùng, thể trọng thông thường có thể đạt tới 35 nhiều cây di, thậm chí ở trong có chút cá thể có thể đạt đến 7 nhiều cây di. Hơn nữa gấu ngựa khứu giác cực tốt, là chó săn 7 lần khoảng trừng, thị lực của bọn hắn cũng rất được, tại bắt cá lúc có thể thấy rõ trong nước loại cá. Kodiak gấu ngựa to lớn thân thể đủ để cùng bắt cực hùng chống đỡ được, một con thành niên Kodiak đại công gấu đứng thẳng lên có thể đạt đến cao hơn 2 mét, thể trọng tại 35 kg trở lên. Trong ghi chép một con nặng nhất hoang dại công gấu thể trọng nặng đến 75kg. Kodiak gấu ngựa thể hình cường tráng, vai nhô lên, thô chặt chẽ bị cái lông có bất đồng màu sắc, tỉ như màu vàng, màu nâu, màu đen cùng nâu đậm vân vân. Đã đến mùa đông, Kodiak gấu ngựa bị cái lông sẽ tiến thêm một bước thật dài, dài nhất có thể dài đến, mà tới được mùa hạ sau, bị cái lông thì một lần nữa biến ngắn. Màu sắc sẽ so sánh mùa đông sâu, có chút Kodiak gấu ngựa bị mau cái lông nhọn màu sắc thiên thiền thậm chí gần như trắng bạc, này để trên người của bọn nó nhìn qua khoác lên một tầng hoa dâm, mà gấu xám danh tự cũng bởi đó mà tới. Cô đi ác gấu ngựa chạy nhanh tốc độ, có thể đạt đến mỗi giờ 56 km, bởi bọn chúng sự chịu đựng rất tốt, duy trì tốc độ như vậy, chúng nó có thể liên tục chạy nhanh cái mấy dặm anh. Nhậm ly nhiên không tới. 9 m thân cao, tại 2 mét dài, Mido Kodiak gấu ngựa, lại có chút không đáng chú ý rồi. Nhậm ly nhiên đứng ở Kodiak gấu ngựa trước mặt, không khỏi làm người lo lắng, hắn có thể hay không bị cô đi ác gấu ngựa một trường trực tiếp đánh bay. Bất quá chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là không có phát sinh, hung mãnh cô đi ác gấu ngựa cũng không hề tập kích nhậm ly nhiên, đối với hắn tiếp cận cũng không hề phản kháng, thậm chí nhậm ly nhiên còn đi mò hắn bộ lông, cũng không có chịu đến tập kích. Kết quả như thế để dư hiên hạo bọn hắn trợn mắt hốc mồm đồng thời, cũng để cho bọn họ nhấc theo lòng của để xuống. Này nhậm ly nhiên thật đúng là người tài cao gan lớn, chuyện như vậy cũng dám đi thử nghiệm, bất quá này cũng nói vừa nãy nhậm ly nhiên cũng không hề nói dối, hắn thật sự có thể tiếp cận trong sơn trang mãnh thú. Bất quá tô chiết phát hiện nhậm ly nhiên tuy rằng tiếp cận mãnh thú, sẽ không được đến tập kích, thế nhưng đối hắn vẫn là rất kháng cự dáng vẻ, mà vừa nãy nhậm ly nhiên đi mò cô đi ác gấu ngựa ra lông thời điểm, cô đi ác gấu ngựa cũng là hiện ra nổi giận trạng thái, chỉ là không biết vì sao không có công kích nhậm ly nhiên. Thế nhưng này ít nhất nói rõ bên trong mãnh thú, cũng không hề chân chính tiếp thu nhậm ly nhiên, mà là bị ép buộc. Tô Chiết đoán chừng nhậm ly nhiên là lấy thực lực của bản thân cường lực áp chế sơn trang mãnh thú, mới dùng mãnh thú không dám công kích nhậm ly nhiên, nếu quả như thật là như Tô Chiết suy đoán vậy lời nói, cái kia nhậm ly nhiên thật đúng là thô bạo 10 phần. Ta sẽ nói cho người biết, tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất là mắt. Nhanh sao? Nhậm ly nhiên từ cô đi ác gấu ngựa khu vực đi ra sau, hắn nhìn một chút thời gian, xuất hiện hiện tại đã không còn sớm thế là nhậm ly nhiên đối với tô chiết bọn hắn, nói ra, các vị hiện tại đã không còn sớm, chúng ta đi về trước dùng cơm, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại tới xem, thế nào. Tuy rằng tô chiết bọn hắn đều cảm giác vẫn không có xem đủ, còn muốn tiếp tục xem, bất quá bây giờ đã đến giờ cơm thời điểm, hơn nữa thời gian của bọn họ còn nhiều, cũng không sợ không có cơ hội lại nhìn tới, cho nên đều đồng ý nhậm ly nhiên lời nói. Làm tô chiết bọn hắn dựa theo đường cũ trở về khu dân cư thời điểm, đã vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, món ăn tương đương phong phú. Nhậm Ly Nhiên bắt chuyện bọn hắn đồng thời ngồi xuống ăn, Tô chết bọn hắn cũng không khách khí, liền theo lời ngồi xuống rồi. Đã nếm thử sau, Tô Triết bọn hắn xuất hiện những thức ăn này thức, không có chút nào có thể so với phía ngoài quán rượu lớn kém, hơn nữa những thức ăn này thức tài liệu đoán chừng đều là Ly Nhiên Sơn trang chính mình vua oan, chính mình nuôi trồng, mùi vị càng là bên ngoài khách sạn không cách nào sánh được. Hiên Hạo Ta nghe nói trước trong một đoạn thời gian, ngươi và Trịnh Viêm lại sinh chuyện không vui, thật sao?" Nhậm Ly Nhiên uống một hớp rượu, đối với Dư Hiên Hạo hỏi. "Trịnh Viêm tên khốn kia khiến tính toán hại ta hắc hổ chết thảm, bất quá hắn cũng không dễ chịu, tổ chiết tiểu tuyết long đã để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ." Dư Hiên Hạo không khỏi mắng. Mỗi khi Dư Hiên Hạo nhớ tới chuyện này thời điểm, trong lòng đều sẽ rất không thoải mái, vừa phiền muộn lại hối hận. Dư Hiên Hạo buồn bực là bởi vì hắn tranh cường háo thắng hắc hổ bởi vậy bị quỷ vương cắn chết. Mà để Dư Hiên Hạo cảm thấy hối hận là, chính mình trước đây nếu đã biết, sẽ để hắc hổ tham gia đấu khuyển thi đấu. Tuy rằng trịnh viêm cũng bởi vì tô chiết tiểu tuyết long, bỏ ra không nhẹ một cái giá lớn, Dư Hiên Hạo cũng bởi vậy đã nhận được 5.000 vạn hơn, thế nhưng hắn vẫn như có cảm giác không đủ hả giận. Nếu như có thể để cho Dư Hiên Hạo lựa chọn, hắn tình nguyện không nên này 5.000 vạn hơn, cũng phải đổi về hắc hổ tính mạng. Bất quá sự tình đã sinh, cho dù Dư Hiên Hạo lại hối hận. Cũng là là chuyện vô bổ, trên đời vốn là không có thuốc hối hận. Xem ra nhậm ly nhiên đối với chuyện này cũng từng có hiểu rõ, cho nên tô chiết tiểu tuyết long để trịnh viêm trả ra giá cao chuyện này, nhậm ly nhiên cũng không có hỏi tới, hiển nhiên trước hắn đã biết rồi. Người vẫn là dễ kích động, này trịnh viêm quỷ kế đa đoan, ta đã sớm cho ngươi để phòng hắn, không nên chúng hắn mà tính toán. Nhậm ly nhiên lắc đầu một cái, nói ra. Nhậm ly nhiên thời điểm trước kia, xác thực nhiều lần nhắc nhở qua Dư Hiên Hạo. Muốn phòng bị trịnh viêm, thế nhưng là không nghĩ tới Dư Hiên Hạo cuối cùng vẫn là chúng rồi trịnh viêm kế. Cho nên đối với nhậm ly nhiên lời nói, Dư Hiên Hạo cũng không hề phản bác. Hiện tại trịnh viêm sau lưng có cao nhân tương trợ, mà quãng thời gian trước lại cho hắn đã nhận được 500 năm nhân sâm núi, thực lực bây giờ của hắn tăng lên càng thêm nhanh. Nhậm ly nhiên than thở, hắn không phải cảm thán trịnh viêm thực lực, mà là cảm thán 500 năm nhân sâm núi, bị trịnh viêm chiếm được. Đúng vậy a, à, nếu không phải lần trước buổi đấu giá quá mức cấp, trong lúc nhất thời tài chính chuẩn bị không đủ đầy đủ, nếu không, cũng không tới phiên trịnh viêm đã nhận được. Đối với 500 năm nhân sâm núi bị trịnh viêm cho đập đi, Dư Hiên Hảo cũng là rất tiếc hận. Bởi vì lúc đó Dư Gia cũng có phái người tham gia buổi đấu giá, mà mục đích cũng là là đạt được 500 năm nhân sâm núi, bởi vì cái này nhân sâm núi đối Dư Lão có tác dụng lớn. Thế nhưng là bởi thời gian liên quan với gấp gáp, dẫn đến Dư Gia tài chính chuẩn bị không đủ sung túc, mà vô duyên với 500 năm nhân sâm núi, bị trịnh viêm may mắn chụp được. Kỳ thực nhâm huynh người cũng cần này nhân sâm núi, tại sao lần trước không ra tay, bằng không người tuyệt đối có thể lấy được. Dư Hiên Hạo tiếp lấy tò mò hỏi. Người cũng không phải không biết tình huống của ta, này nhân sâm núi tại huy đằng trong phòng đấu giá bán đấu giá, nếu như ta tham dự vào lời nói, liền không phù hợp quy củ. Cũng đúng, huy đằng phòng đấu giá là sản nghiệp của ngươi, nếu như ngươi tham dự lời nói, cho dù nhân sâm núi cuối cùng bị ngươi đập xuống, đối huy đằng phòng đấu giá danh dự hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, là ta cân nhắc không đủ chu đáo. Bị nhậm ly nhiên vừa đề tỉnh, dư hiên hạo mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghe đến đó, tô chiết không khỏi có chút giật mình, hắn không nghĩ tới huy đằng phòng đấu giá càng là nhậm ly nhiên. Phải biết huy đằng phòng đấu giá tại toàn quốc đều là đứng hàng đầu, cho dù tại toàn thế giới lên, huy đằng phòng đấu giá cũng là độ nổi tiếng rất cao phòng đấu giá, mà huy đằng phòng đấu giá lại là nhậm ly nhiên danh nghĩa sản nghiệp. Mà nhất làm cho tô chiết giật mình là, Dư Hiên Hạo nói huy đằng phòng đấu giá là nhậm ly nhiên sản nghiệp, mà là nhậm ly nhiên gia tộc sản nghiệp, trong này khác biệt liền lớn. Bất quá tô chiết làm nghĩ đến nhậm ly nhiên nắm giữ như thế một tòa sơn trang sau, cũng là bình thường trở lại, nếu như nhậm ly nhiên không có như thế tài lực hùng hậu, cũng không có năng lực lực nắm giữ ly nhiên sơn trang. Bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không, lại tìm đến cây thứ hai niên đại 500 năm nhân sâm núi. Nhậm ly nhiên trong lòng cũng là phi thường khát vọng đạt được nhân sâm núi, bởi vì cái này nhân sâm núi đối thực lực của hắn có trợ giúp rất lớn. Bởi vì niên đại tại 500 năm nhân sâm núi, hắn dược lực chứa đựng linh lực, có thể tăng lên người thực lực. Niên đại thấp nhân sâm núi đối nhậm ly nhiên không có bất kỳ trợ giúp, cho dù là niên đại trăm năm nhân sâm núi, cũng không cách nào tăng lên nhậm ly nhiên thực lực, chỉ có lúc đó 500 năm nhân sâm núi mới có thể tăng cao thực lực, nếu không phải như thế lời nói, nhậm ly nhiên cũng sẽ không đáng tiếc không chiếm được 500 năm nhân sâm núi rồi. Bởi vì 500 năm nhân sâm núi khó tìm, thế nhưng 100 năm nhân sâm núi, nếu như nguyện ý tiêu tiền lời nói, vẫn là có thể mua được. Nếu để cho nhậm ly nhiên nắm giữ này 500 năm nhân sâm núi lời nói, thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn có thể lại đề cao mấy cái giai tầng. Chỉ bất quá bởi vì nhậm ly nhiên là huy đằng phòng đấu giá người nắm giữ, không tiện tham dự vào lời nói, cho nên lúc đó hắn mới không có tham dự cạnh tranh, nếu không, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Hiện tại cái này nhân sâm núi đã bị trịnh viêm đã nhận được, muốn hắn lấy ra là chuyện không thể nào, hơn nữa bằng gần tình huống đến xem, trịnh viêm đã bắt đầu sử dụng này 500 năm nhân sâm núi. Nếu không, gần nhất trịnh viêm thực lực cũng sẽ không tăng lên như thế nhanh rồi, đây mới là để nhậm ly nhiên cùng dư hiên hạo buồn bực địa phương. Đúng vậy a à, cũng không biết lúc đó nhân sâm núi chủ nhân là nghĩ như thế nào, đem này nhân sâm núi lấy ra bán đấu giá coi như xong, thế nhưng còn đấu giá vội vã như vậy, nếu không, này giá sau cùng tuyệt đối còn muốn đi lên trên, hơn nữa phạm vi sẽ không nhỏ. Dư Hiên Hạo cảm thấy nhân sâm núi chủ nhân, thật sự là quá ghê tởm, nếu không phải là bởi vì lời của hắn, trịnh viêm cũng không khả năng đạt được nhân sâm núi. Dù cho buổi đấu giá thời gian lại sung túc một điểm, chẳng phải cấp bách lời nói, trịnh viêm vỗ tới nhân sâm núi hy vọng cũng là rất nhỏ bé. Có thể là bởi vì nhân sâm núi chủ nhân có nỗi khổ tâm trong lòng đi, cho nên mới phải vội vã như vậy với bán đấu giá. Nói xong, nhậm ly nhiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tô chiết, bất quá đang tại nổi nóng dư hiên hạo cũng không hề phát hiện. Đối với nhậm ly nhiên ánh mắt, tô chiết cũng chú ý tới, bởi vì nhậm ly nhiên cũng không hề cố ý cấm kỵ hắn, cho nên tô chiết rất dễ dàng liền phát hiện, hắn biết nhậm ly nhiên ánh mắt thay thế có ý gì. Làm tô chiết biết huy đằng phòng đấu giá là nhậm ly nhiên danh nghĩa sản nghiệp sau, liền biết hắn là 500 năm nhân sâm núi chủ nhân, chuyện này giấu giếm không được nhậm ly nhiên. Tuy rằng lúc đó Huy Đằng phòng đấu giá cùng Tô Chiết từng có thỏa thuận, bảo đảm không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nhậm ly nhiên cũng không thể biết. Bởi vì nhậm ly nhiên là Huy Đằng phòng đấu giá người nắm giữ, cho nên cho hắn biết nhân sâm núi chủ nhân là Tô Chiết, cũng không tính tiết lộ ra ngoài, sẽ không trái với cùng Tô Chiết thỏa thuận. Bất quá Tô Chiết cũng sẽ không quá mức lo lắng, bởi vì xem nhậm ly nhiên cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài nếu không dư hiên hảo làm nhậm ly nhiên bạn tốt hắn cũng không thể nào không biết tô chiết là nhân sâm núi chủ nhân rồi dư hiên hảo hiện tại cũng sẽ không trong biên chế sắp xếp nhân sâm núi chủ nhân rồi kỳ thực nhậm ly nhiên trước đó cũng không biết nhân sâm núi chủ nhân chính là tô chiết bởi vì nhậm ly nhiên mặc dù biết dư hiên hảo sẽ mang bằng hữu đến hắn ly nhiên sơn trang thế nhưng nhưng lại không biết dư hiên hảo sẽ mang bằng hữu gì đến cho nên trước đó nhậm ly nhiên cũng không quen biết tô chiết Chẳng qua là lúc đó Dư Hiên Hạo cho Nhậm Ly Nhiên giới thiệu Tô Chiết sau, hắn mới bắt đầu biết Tô Chiết chính là nhân sâm núi chủ nhân. Đối với cái này sự kiện, Tô Chiết làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ không biết Dư Hiên Hạo bọn hắn đang nói cái gì. Sau đó Nhậm Ly Nhiên bọn hắn cũng không có nói tiếp nhân sâm núi sự tình rồi, cùng mọi người cùng nhau nói xong chuyện phiếm, để trên bàn ăn bầu không khí không nặng như vậy buồn bực. Sau khi ăn cơm trưa xong, bọn hắn đều tất cả tự trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi, Tô Chiết cũng mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tàng sư trở về trong phòng. Bản đến thời điểm này khí trời là nóng bức, bất quá tại Ly Nhiên Sơn Trang trong phòng. Tô Chiết nhưng không có cảm thấy hơi nóng, hắn trái lại còn cảm thấy một chút hơi lạnh, rất thoải mái. Ly Nhiên Sơn Trang thực sự là một cái nghỉ hè địa phương tốt, chính là không biết ở nơi này mùa đông có thể hay không ấm áp một chút. Tô Chiết trong khách phòng có một bộ máy vi tính, mà hắn thời điểm này cũng không có cơn buồn ngủ, không muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cho nên liền đánh thuê phòng trong máy vi tính, đến cho hết thời gian rồi. Quãng thời gian này bên trong, Tô Chiết đều có chú ý nhảy nhót chuột mới nhất tình hình. Đến bây giờ, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh vẫn như cũ vẫn không có công bố nhảy nhót chuột vị trí, tính toán của bọn họ là đợi Tô Sủng chi ra sủng vật triển lãm khu, trận đầu sau khi kết thúc, chuẩn bị cử hành trận thứ hai thời điểm, đến lúc đó lại công bố nhảy nhót chuột tại Tô Sủng chi ra bên trong. Bởi vì lời nói như vậy, có thể theo liền lợi dụng nhảy nhót chuột tiếng tăm làm sủng vật triển lãm khu làm, tăng cao sủng vật giá sau cùng. Mà những ngày gần đây, Lý Hòa bọn hắn mỗi một ngày đều sẽ ở sủng vật diễn đàn, truyền xuống liên quan với nhảy nhót chuột thiết mời, có lúc là bức ảnh, có lúc sẽ là video. Nhảy nhót chuột người chẳng những không có bởi vì thời gian mà giảm bớt nhân khí, độ nổi tiếng trái lại càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều người quan tâm nhảy nhót chuột. Hơn nữa gần nhất Lý Hoa vì bảo trì lại nhảy nhót chuột nhân khí, còn tại trên lưới cử hành một cái hoạt động, là hai con nhảy nhót chuột đặt tên hoạt động. Lý Hoa bọn hắn sẽ ở bạn trên mạng nói lên danh tự bên trong, tuyển một ít đi ra, sau đó lại dùng lưới hữu bỏ phiếu quyết định nhảy nhót chuột danh tự. Mà cái này hoạt động vừa ra tới, càng là đưa tới bạn trên mạng nhiệt tình, trong khoảng thời gian ngắn cái gì thiên hình vạn trạng danh tự tất cả đi ra rồi hiện tại bạn trên mạng khát vọng nhất liền là mình là nhảy nhót chuột nghĩ tới danh tự, sẽ bị tiếp thu. Bởi vì nếu như về sau nhảy nhót chuột tên là do hắn nâng, vậy nói ra nên có bao nhiêu mặt mũi, đây là khiến người ta đủ để tự hào sự tình rồi. Tô Chiết đoán chừng lý hoa bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới, cái này hoạt động sẽ nhiều người như vậy tham gia. Nghĩ đến hiện tại bọn hắn khẳng định vì sàng lọc danh tự mà nhức đầu đi. Đem nhảy nhót chuột gần nhất thiếp mời đại khái nhìn một lần sau, Tô Chiết đóng website. Đối với nhảy nhót chuột sự tình, Tô Chiết hiện tại cũng không phải rất quan tâm, bởi vì đã có lý hoa bọn hắn là được rồi. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên Tô Chiết tích phân khởi nguồn, bởi vì bất kể là là cho trường hoa xưởng chế thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc. Vẫn là ở võ học hối đoái trong thương thành hối đoái võ học, những thứ này đều là cần đại lượng tích phân. Mà tiêu thụ ra đi ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lấy được tích phân, so với tô chiết tưởng tượng còn muốn kém. Bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cũng không phải chủ yếu trị liệu thân thể bệnh tật, chỉ có hơi chút cải thiện thân thể hiệu quả, cho nên tô chiết trước lúc này liền đã có không ít chuẩn bị tâm tư, biết không sẽ lấy được quá nhiều tích phân. Vốn là tô chiết đoán chừng mỗi bị người sử dụng 100 mảnh ngủ tất linh hoặc là tỉnh thần thuốc viên, có thể để cho tô chiết thu được một điểm tích phân, thế nhưng trên thực tế so với tô chiết tưởng tượng muốn giảm rất nhiều. Hiện tại ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên mỗi một ngày lượng tiêu thụ, gộp lại đại khái tại một không, không 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 mảnh khoảng trừng, thế nhưng trên thực tế tô chiết mỗi ngày từ thuốc viên lấy được tích phân, chỉ là tại 100 điểm khoảng trừng. Nói cách khác một nghìn mảnh ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, chỉ có thể để tô chiết thu được một điểm tích phân, này so với tô chiết mong muốn muốn thấp rất nhiều. Mà một nghìn mảnh ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, lại cần tô chiết 3 điểm nhiều tích phân, trả giá 3 điểm nhiều tích phân, đến cùng lại chỉ thu được một điểm tích phân, này gấp 3 tranh lệch. Sở dĩ sẽ như vậy, trong này có rất nhiều loại khả năng, một cái khả năng là ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hiệu quả trị liệu quá yếu, mặt khác có thể là bởi vì thuốc viên là trải qua tô chiết thần lực hỗn hợp nước cất hợp thành trị liệu nước thuốc, lại hỗn hợp những dược vật khác mà nhiều lần gia công mà thành, cho nên phản hồi tới tích phân liền thiếu rất nhiều, thứ ba là khả năng bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên chỉ có cải thiện thân thể hiệu quả, cũng không tính là trị liệu, cho nên mới thu được ít như vậy tích phân. Tô Chiết cho rằng khả năng nhất chính là cái nguyên nhân thứ ba tạo thành, bởi vì cái này hai ngày hắn dùng cường hóa thần lực cường hóa an huyên thân thể của các nàng cường độ, cũng là có cải thiện hiệu quả, thế nhưng cũng đồng dạng không có thu được tích phân, cho nên nghĩ như vậy lời nói, đúng là có thể giải thích từ mù tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên thu được tích phân vì sao lại ít như vậy. Nếu là như vậy, tôi chết còn sẽ không lo lắng như vậy, bởi vì về sau trường hoa xưởng chế thuốc gia tân dược phẩm chủ yếu là trị liệu hiệu quả, sẽ không sợ không có tích phân rồi. Hiện tại hai gian sủng vật nhà mỗi một ngày, đại khái có thể cho Tô Chiết thu được 700 điểm tích phân khoảng chừng, lại tăng thêm mù tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên phản hồi về tới 100 điểm tích phân. Tô Chiết mỗi ngày tổng cộng có thể thu được 800 điểm tả hữu tích phân, mới vừa dễ dàng thỏa mãn trước mắt hắn sử dụng tích phân hối đoái thần lực mức độ lớn nhất, còn có chút còn lại. Bất quá theo Tô Chiết thể chất tăng lên, những ngày tích phân liền từ từ bắt đầu không đủ dùng rồi, cho nên Tô Chiết hiện tại mới sẽ chuẩn bị tăng lên tích phân khởi nguồn, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Cho nên bây giờ đối với với Tô Chiết tới nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là tích phân, mà bây giờ Tô Chiết tăng lên tích phân khởi nguồn, đơn giản chỉ có lại tiếp tục mở Tô Sủng Chi ra phân bộ. Đây là Tô Chiết đã sớm quyết chuyện đã quyết, chỉ cần chờ sủng vật triển lãm khu nhóm đầu tiên sủng vật toàn bộ giao dịch sau khi thành công, Tô Chiết liền định lợi dụng số tiền kia mở ra nhiều một gian Tô Sủng Chi ra phân bộ. Mà này thứ ba nhà phân bộ chọn vị trí, Tô Chiết cân nhắc mở tại quan châu thị, hoặc là ma đô bên trong. Bởi vì Quan Châu thị cùng Ma Đô ở quốc nội đều là thuộc về phồn hoa thành thị cấp 1, Tô Sủng Chi ra mở ở nơi này thành thị, chỉ cần có đủ thực lực, không cần lo lắng sẽ không có khách hàng. Bất luận Quan Châu Thị, vẫn là Ma Đô, hai cái này thành phố thị trường, Tô Chiết đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần điều kiện cho phép, Tô Chiết cũng sẽ ở hai cái này trong thành thị mở Tô Sủng Chi ra phân bộ, chẳng qua là trước sau quan hệ. Nếu như có thể lựa chọn này Tô Sủng Chi ra thứ ba nhà phân bộ, Tôi chiết vẫn là có ý định mở tại quan châu thị bên trong, bởi vì quan châu thị bên trong cách yến vân thì tương đối gần, như vậy cũng thuận tiện quản lý một điểm. đương nhiên nếu như quan châu thị bên trong không có sẵn sủng vật bệnh viện chuyển nhượng lời nói, tôi chiết tự nhiên sẽ đến ma đô tìm kiếm. Tại trong thời gian ngắn, tôi chiết đều sẽ trực tiếp thu mua sẵn có sủng vật bệnh viện chuyển hóa thành tô sủng chi ra phân bộ, Chính vì như vậy mới là tối tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Nếu như Quan Châu thì cùng Ma Đô đều không tìm được sủng vật bệnh viện chuyển nhượng lời nói, Tô Chiết liền sẽ suy xét tại những khác hàng hai trong thành thị tìm kiếm sủng vật bệnh viện. Nói chung nếu như không là sự thật không có biện pháp lời nói, Tô Chiết còn là hy vọng có thể trực tiếp thu mua sủng vật bệnh viện. Mà không phải nhọc lòng phí sức mà một lần nữa kiến tạo một tòa mới sủng vật bệnh viện, bởi vì thật sự là quá lãng phí thời gian rồi, tuy rằng như vậy so sánh tiết kiệm tiền, thế nhưng giai đoạn hiện nay mà nói, Tô Chiết tình nguyện hoa nhiều một chút tiền, cũng không muốn lãng phí thời gian hiện tại tô chiết trong lòng kế hoạch chỉ cần tiền của hắn sung túc liền sẽ cuồn cuộn không đoạn tại mỗi cái so sánh thành thị phồn hoa bên trong mở sủng vật nhà phân bộ nhờ vào đó thu được cuồn cuộn không đoạn tích phân bởi vì hiện tại tích phân đối tô chiết tới nói thật sự là quá trọng yếu ngoại trừ trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản dược vật lúc cần dùng đến lượng lớn tích phân bên ngoài tôi muốn nhất phó học cũng là cần đại lượng tích phân mới có thể đổi được cho nên cho dù trường hoa xưởng chế thuốc về sau có thể vì tô chiết kiếm được tích phân sau, tô chiết cũng sẽ không bỏ qua sủng vật bệnh viện thị trường, bởi vì mặc kệ nhiều ít tích phân đều không thể thỏa mãn tô chiết nhu cầu. Đang suy nghĩ chuyện tô chiết, đột nhiên bị một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn màn hình máy tính thời gian. Tô chiết lại là không nghĩ tới, nguyên đến lúc đã bất chi bất giác đã qua đã lâu như vậy. Nghĩ như vậy tô chiết đứng lên, đi đi mở cửa. Mở cửa phòng sau, Tô Chiết mới phát hiện người đều đến đông đủ, toàn bộ đều đứng bên ngoài. Tô Chiết, ngươi là cùng chúng ta cùng đi quan sát vườn thú, vẫn là có ý định chính mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Dư Hiên Hạo hỏi, ta đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi, nghỉ ngơi lúc nào cũng có thể, vệ Yến Vân Thị nghỉ ngơi nữa cũng là có thể, thế nhưng nhâm huynh vườn thú, bỏ qua cơ hội lần này. Ta liền hối hận không kịp, Tô Chiết cười nói, ngươi đây là nói cái gì lời nói, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đến, Ly Nhiên Sơn trang cửa lớn bất cứ lúc nào cho các ngươi mở rộng, bất luận lúc nào đến cũng có thể. Đứng ở phía sau nhậm Ly Nhiên, cười nói. Đây là nhâm huynh tự mình nói, cái kia ta về sau liền không khách khí, một năm qua hai lần, một lần sáu tháng là được rồi, nơi này ăn ngon tốt ở, ta còn thật không nỡ đi rồi. Dư Hiên Hạo mở ra một cái tiểu chuyện cười, để mọi người đều bật cười. Ta là không sao, nhưng là ta chỉ là lo lắng người ở nơi này không đến bao lâu, liền bị bá phụ tóm lại rồi nhậm ly nhiên nhún vai một cái biểu thị hắn căn bản không quan tâm dọc theo đường đi tô chiết bọn hắn vừa nói vừa cười đi tới nơi cần đến vì tiết kiệm thời gian nhậm ly nhiên mang theo tô chiết bọn hắn trực tiếp xuyên qua sớm đi lên qua khu vực hiện tại bọn hắn không có tại những kia đã xem qua động vật lên lãng phí thời gian nơi này mỗi một cái khu vực đều bị cách biệt chủ yếu là vì phòng ngừa không cùng loại loại động vật phát sinh tranh đấu trong sơn trang động vật đều là rất hung mãnh phát sinh tranh đấu là trải qua chuyện thường xảy ra, thế là ly nhiên sơn trang vì để tránh cho động vật không cần thiết tranh đấu, liền đem chúng nó cách biệt rồi. Có lúc một ít so sánh táo bạo động vật, sơn trang còn có thể đơn độc cách biệt, không cho nó cùng hắn nó động vật tiếp xúc, coi như là đồng phẩm loại cũng không thể lấy. Mỗi một cái khu vực chính giữa đều sẽ có lưu một cái lối đi nhỏ, đây là có thể thuận tiện khiến người ta đi qua từ nơi này, cùng với tham quan nơi này động vật. Bất chi bất giác, Nhậm Ly Nhiên mang theo tô chiết bọn hắn đi tới trung gian khu vực. Đây là một mảng lớn bị cách biệt bãi cỏ, bên trong còn loại không ít cây, cũng hòn non bộ các loại tồn tại, tựa hồ cố ý mô phỏng theo rừng rậm như thế, hơn nữa nơi này so với khu vực khác muốn quá lớn nhiều. Vốn là tô chiết lấy là khu vực này so với những địa phương khác muốn lớn như vậy nhiều, là bởi vì nơi này động vật so với khu vực khác phải nhiều, cho nên mới phải cố ý bố trí lớn như vậy địa phương. Thế nhưng cuối cùng tô chiết phát hiện mình nghĩ lầm rồi, bởi vì bọn họ ở nơi này ngoại vi đi rồi một vòng sau, tô chiết bọn hắn vẫn không có nhìn thấy bên trong động vật, này có chút không tầm thường. Nguyên bản rất yên tĩnh, đi theo tô chiết bên cạnh tiểu tuyết long, đột nhiên ngừng lại đối với một phương hướng gầm nhẹ, con mắt của nó yên lặng nhìn chăm chú vào một địa phương, không có di động. Tiểu tuyết long đầu dần dần đi xuống thấp, cái cổ cùng trên lưng cái lông cũng bắt đầu dựng thẳng lên. Này làm cho tô chiết bọn hắn rất kỳ quái, không biết tiểu tuyết long vì sao lại đột nhiên dáng dấp như vậy, thế là đều theo tiểu tuyết long nhìn kỹ địa phương nhìn sang. Rốt cuộc để tô chiết bọn hắn phát hiện một bụi cỏ bên trong, cùng những địa phương khác có chút không giống, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ ở bên trong. Tựa hồ trong bụi cỏ động vật, cũng phát hiện đến tô chiết bọn hắn đám người chuyến này, hoặc là tiểu tuyết long gây nên chú ý của nó, bởi vì tô chiết bọn hắn đi tới nơi này đã có không ít thời gian, con này tại trong bụi cỏ quái vật khổng lồ hẳn là sớm đã phát hiện bọn họ, thế nhưng nhưng vẫn không có xuất hiện thẳng đến bị tiểu tuyết long phát hiện hơn nữa còn làm ra phản ứng sau mới từ trong bụi cỏ đứng ra khi thấy rõ trong bụi cỏ động vật lúc an huyên không khỏi kinh hô là lão hổ thật lớn lão hổ sau đó an huyên lập tức lấy tay che miệng mình bởi vì nàng sợ sẽ chọc cho nộ bên trong lão hổ cứ việc nơi này đã bị hàng rào cách biệt bên trong lão hổ không thể lao ra hại người thế nhưng vẫn như cũ để an huyên trong lòng run sợ tuy rằng trước đó an huyên bọn hắn đã tại trong sơn trang xem qua không ít lão hổ rồi nhưng là trước kia lão hổ lại không có hiện tại như thế chấn động. Đồng dạng bị cô lập, nhưng là trước kia những kia lão hổ nhưng sẽ không để An Huyên sợ sệt, bởi vì An Huyên không cần lo lắng nó sẽ bị thương đến người, thế nhưng hiện tại cái này một con hổ lại là làm cho nàng cảm giác không giống nhau. Bởi vì lần này An Huyên bọn hắn nhìn đến lão hổ, thật sự là quá uy mãnh rồi, cái kia hình thể thật sự là quá chấn động lòng người rồi. Xem tiểu thuyết đề cử đi mắt mau nhìn sách trước đó tô chiết bọn hắn tại Sơn Trang nhìn đến lão hổ, đều là băng hổ. Giống được băng hổ thân dài tại 2, 53, mét đầu đuôi trường trọng lượng ước chừng 16 ô 200 kg, giống cái bình quân thân dài ước chừng 2. 5 mét đầu đuôi trường trọng lượng ước chừng 13 ô 16 ô cây Này hình thể đã là rất khổng lồ một loại động vật, thế nhưng băng hổ so với này trước mắt lão hổ mà nói, lại thua kém không ít. Trước mắt con cọp này, vài cao có ít nhất cao 1 mét, mà dùng nó thân thể cao lớn đến đánh giá coi là, nó thể trọng cũng đã đã qua 30 ok thân thể hiện lên lưu tuyến hình, bắp thịt rắn chắc kiện mỹ, tràn đầy vô cùng lực cảm giác. Mà con cọp này khiến người ta cảm thấy run sợ, cũng không phải là bởi vì nó khiến người ta nhìn mà phát khiếp hình thể, mà là vì hung hãn khi thế. Tuy rằng ly nhiên sơn trang đối với nơi này động vật, đều là áp dụng tiếp cận tự nhiên chăn nuôi phương thức, thế nhưng nhân công chăn nuôi cuối cùng là nhân công chăn nuôi ly nhiên sơn trang động vật mặc dù so với cái khác trong vườn thú động vật muốn hung mãnh nhưng là vẫn không cách nào cùng chân chính động vật hoang dã so với khí thế lên vẫn lại yếu một bậc cho nên tôi chết bọn hắn trước đó nhìn thấy bangladesh hổ tuy rằng hung mãnh đều là vì bị cô lập cho nên cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy sợ sệt thế nhưng này một con hổ lại không giống nhau tuy rằng đồng dạng bị cách ly thế nhưng con cọp này tán đi ra ngoài khí thế lại như cũng có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài, dường như nó có thể bất cứ lúc nào từ bên trong lao ra như thế. Cho nên An Huyên nhìn thấy con cọp này thời điểm mới sẽ không nhịn được kêu lên. Tô Chiết chưa từng thấy hoang dại lão hổ, không biết hoang dại lão hổ lợi hại bao nhiêu, thế nhưng Tô Chiết tin tưởng trước mắt này một con hổ thực lực, không thể so với hoang dại lão hổ kém. Hình thể có thể đạt tới mức này lão hổ, cũng chỉ có đông bắc hổ có thể làm đến một điểm này, mà nhậm ly nhiên cũng chứng minh rồi trước mắt lão hổ, chính là Đông Bắc Hổ rồi. Đông Bắc Hổ cũng gọi là Siberi Hổ, A à Mục Ngươi Hổ, A Nhĩ Thái Hổ, Usuri Hổ, dân tộc Mãn Châu Hổ, Bắc Á Hổ, Viễn Đông Hổ, Triều Tiên Hổ, là thể hình lớn nhất lão hổ, cũng là trên thế giới hiện có lớn nhất động vật họ mèo trong đó giống được Đông Bắc Hổ toàn bộ chiều dài có thể đạt tới đến 3 mét. Đuôi dài chừng 1, 1 mét, vai cao tới 1 mét, thể trọng có thể đạt tới 30 ô nhiều cây di. Đông Bắc Hổ thể sắc hạ cái lông màu nâu nhạt, đông cái lông màu vàng nhạt. Phần lưng cùng thể trách có hơn xếp ngang màu đen hẹp đường vân, thông thường hai đầu tới gần hiện lên lá liễu hình. Đông Bắc Hổ đau đầu mà tròn, chán lên có vài màu đen nếp nhăn. Chính giữa đường vân thông đồng cực giống vương chữ, cho nên có vua sơn lâm cùng vua của muôn thú đợi tiếng khen. Đông Bắc Hổ trời sinh tính hướng nội, cô độc, đa nghi, hung mãnh, uy mãnh, cường tráng mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, trong rừng qua lại vô thường. Người bình thường rất khó tận mắt nhìn hoang dại Đông Bắc Hổ. Đông Bắc Hổ tại sinh thái trong hoàn cảnh cũng nằm ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Mặt khác Đông Bắc Hổ là hiện có hổ loại bên trong cá thể lớn nhất, thể sắc đẹp nhất một loại, có rất cao xem xét giá trị. Kỳ Mỹ học giá trị cực lớn lớn vượt qua sư tử con báo vân. Vân động vật, làm nhậm ly nhiên là tô chiết chúng nó tiếp thu một con này Đông Bắc Hổ thời điểm, ngữ khí của hắn phi thường tự hào. Một con này Đông Bắc Hổ là nhậm ly nhiên từ nhỏ chăn nuôi đến lớn hiện nay đã có năm. Nhiều năm rồi, là Ly Nhiên Sơn Trang hoàn toàn xứng đáng hổ vương. Bởi vì cái này một con đông bắc hổ là nhậm Ly Nhiên thích nhất động vật, cho nên nó chịu đến đặc thù chiếu cố. Hơn nữa nhậm Ly Nhiên sẽ thường thường tìm một ít giã chưa đợi động vật, để con này đông bắc hổ chính mình đi săn mồi, tận lực bồi dưỡng đông bắc hổ giã tính. Hơn nữa trải qua nhậm Ly Nhiên tỉ mỉ chăn nuôi, con này đông bắc hổ có lẽ so với hoang dại đông bắc hổ còn cường hãn hơn. Con này đông bắc hổ từ trong bụi cỏ đứng lên, nó hổ nhãn trợn tròn, quan sát tỉ mỉ tô chiết bọn hắn, chuẩn xác là ở nhìn kỹ tiểu tuyết long, bởi vì con này đông bắc hổ cho rằng tiểu tuyết long đang gây hấn với nó, đây là nó không thể tha thứ. Chỉ thấy con này đông bắc hổ nghỉnh đầu, dương trậu rửa mặt tựa như miệng rộng, bỗng nhiên gào một tiếng tiếng gào, hướng về tô chiết chúng nó xông lại. Độ phi thường kinh người. Con này đông bắc hổ đột nhiên động tác, để không có chuẩn bị tâm tư an huyên bị sợ hết hồn, không khỏi rút lui vài bước. Cuối cùng An Huyên trốn sau lưng Tô Chiết, tìm kiếm cảm giác an toàn, thế nhưng nàng còn tại Tô Chiết sau lưng. Lén lút nhìn kỹ phía trước đông bắc hổ. Bất quá An Huyên trong lòng mặc dù sợ sệt, thế nhưng nàng nhưng bây giờ không muốn rời đi nơi này, bởi vì An Huyên đối con này đông bắc hổ cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn ở chỗ này tiếp tục xem tiếp. Con này đông bắc hổ tuy rằng thế tới hung hăng, thế nhưng cuối cùng còn là bị thập phần vững chắc hàng rào cho cản lại, không cách nào lao ra chỉ thấy giận đông bắc hổ đối trước mắt tiểu tuyết long suốt to lớn giết gào nó hổ chảo bỗng nhiên đánh tại trên hàng rào cái kia đưa tới tiếng vang không khỏi làm người hoài nghi hàng rào giữ không nổi đông bắc hổ nó bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên trong lao ra tiểu tuyết long cũng không hề bị đông bắc hổ khí thế của làm cho khiếp sợ đông bắc hổ tiếng gào trái lại đưa tới tiểu tuyết long ý chí chiến đấu tiểu tuyết long chẳng những không có lùi bước trái lại hướng đông bắc hổ vào tới tiểu tuyết long hành vi để tô chiết sợ hết hồn vội vàng chạy tới ngăn cản Tiểu Tuyết Long. Tô Chiết không nghĩ ra trước đó một mực thật yên lặng Tiểu Tuyết Long, tại sao nhìn thấy Đông Bắc hổ sau, nó liền cuồng bạo như vậy. Mà Tô Chiết chạy đến thời điểm, Tiểu Tuyết Long đã tiếp cận Đông Bắc hổ rồi, tuy rằng nó đồng dạng bị hàng rào ngăn trở, không cách nào đi vào, thế nhưng nó chân trước nhưng có thể thông qua hàng rào ở giữa không gian, hướng Đông Bắc hổ đập tiếp tục đánh. Đông Bắc hổ tránh được Tiểu Tuyết Long đòn đánh này, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu nhanh cắn về phía tiểu tuyết long không kịp rũi trở về chân trước. liền ở tiểu tuyết long chân trước cũng bị đông bắc hổ cắn được thời điểm, tại thời khắc sống còn chạy đến tô chiết, vội vàng đem tiểu tuyết long kéo về phía sau. Suốt cuộc tại thời khắc mấu chốt, tô chiết cứu vãn tiểu tuyết long, khiến nó thoát ly nguy hiểm, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tô Chiết mới phát hiện hắn lúc này đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người rồi. Không chỉ có Tô Chiết bị sợ đến, đứng ở phía sau Dư Hiên Hạo bọn hắn đồng dạng là bị chấn động rồi, cũng suốt không ít đổ mồ hôi đi ra, may là Tiểu Tuyết Long không có chịu đến nguy hiểm. Dư Hiên Hạo bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long sẽ như vậy hùng hổ, nếu có can đảm cùng Đông Bắc Hổ quyết đấu. Không trách cùng nhau đi tới, Tiểu Tuyết Long đối cái khác động vật đều không có phản ứng gì, nguyên lai like là bởi vì Tiểu Tuyết Long nhận thức là những động vật này đối căn bản ẩn giấu uy hát iota. Nhưng là không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long sẽ mạnh như vậy hung hãn, sẽ chọn một con hổ làm làm đối thủ, hơn nữa là một con làm hổ vương Đông Bắc Hổ. Loại này ý chí chiến đấu cũng không phải là cái khác huyền có thể so sánh. Mặc dù sẽ có một ít huyền loại sẽ không kinh hãi mãnh thú, nhưng mà nếu như sinh mệnh không có chịu đến uy hiếu ta, chúng nó cũng sẽ không chủ động đi công kích mãnh thú, chứ nói chi là công kích một con đông bắc hổ rồi. Nhưng tiểu tuyết long một mực làm như vậy, không chỉ chủ động khiêu khích đông bắc hổ, hơn nữa còn lên tiến công. Bị tô chiết kéo tiểu tuyết long, còn muốn tiếp tục xông lên cùng đông bắc hổ tranh đấu mà bị hàng rào khốn trụ được đông bắc hổ, cũng là liên tục nổi giận, không ngừng đánh hàng rào. Tô chít làm sao có thể sẽ để tiểu tuyết long lao ra, tuy rằng hắn biết tiểu tuyết long thực lực bây giờ rất cường hãn, thế nhưng chỉ là đối chó mà nói. Tô chít có thể sẽ không cho là tiểu tuyết long đánh thắng được lão hổ, chỉ ít trước mắt đông bắc hổ, tiểu tuyết long hiện tại tuyệt không khả năng chiến thắng. Hay là về sau tiểu tuyết long sức chiến đấu có thể vượt qua lão hổ, so sánh là hổ vương đông bắc hổ còn lợi hại hơn, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hiện tại tiểu tuyết long nếu như lấy đánh đổi mạng sống để đánh đổi lời nói, có thể để Đông Bắc Hổ bị thương, thế nhưng lại không thể đánh thắng Đông Bắc Hổ khả năng, cho nên Tô Chiết làm sao có khả năng biệt ly, để tiểu tuyết long đi cùng Đông Bắc Hổ tiến hành tranh đấu. Bị Tô Chiết quát lớn vài câu sau, tiểu tuyết long mới từ từ yên tĩnh lại, nó ủy khuất kêu vài tiếng, sau đó không cam lòng nhìn Đông Bắc Hổ một mắt, mới xoay người trở về chỗ cũ. Đối với Tô Chiết mệnh lệnh, Tiểu Tuyết Long vẫn là phục tùng vô điều kiện, sẽ không vi phạm Tô Chiết ý nguyện. Mà Nhậm Ly Nhiên cũng đi qua trấn An Đông Bắc Hổ sau một thời gian ngắn, mới khiến cho nổi giận Đông Bắc Hổ yên tĩnh lại. Tô Chiết, cháu của người thật sự là quá hung mãnh, liền Đông Bắc Hổ cũng dám xông tới. Nhậm Ly Nhiên đi tới, nhìn Tiểu Tuyết Long tán dương, nếu như về sau nó có hậu đời lời nói, bất kể như thế nào, nhất định phải cho ta một con, ngoại trừ một con này Đông Bắc Hổ bên ngoài, ta có thể dùng trong sơn trang bất kỳ động vật đổi với ngươi, tự coi như ngươi muốn đại hùng miêu cũng có thể trả lại cho ngươi. Mặc dù nhỏ tuyết long đời sau, không nhất định sẽ như nó như vậy hung mãnh cường hãn, thế nhưng cũng hẳn sẽ không nhược đi nơi nào. Cho nên nhậm ly nhiên nếu không thể đạt được tiểu tuyết long, cái kia đạt được nó đời sau cũng là rất chuyện không tồi. Tô Chiết chỉ coi nhậm ly nhiên lời nói là chuyện cười lời nói, hùng miêu làm quốc bảo có bao nhiêu chân quý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hùng miêu thuộc về ăn thịt mục, đại hùng miêu khoa một loại động vật có vú. Thể sắc là hai màu trắng đen, nó có tròn trịa gò má, mắt đen thật to vòng, béo y thân thể. Tính tiêu chí bên trong bát tự phương thức đi lại, cũng có đào giải phẫu giống như móng vuốt sắc bén, là trên thế giới khả ái nhất động vật một trong. Đại hùng miêu hình thể to mỏng tựa gấu, đẩy đà phúc hậu. Đầu tròn đuôi ngắn, đầu thân thể trường 1200 tương đương, đuôi trường 100 tương đương. Thể trọng 80 đến 120 kg, nặng nhất có thể đạt tới 180 kg. Chăn nuôi hùng miêu sơ lược nặng, bình thường giống được cá thể hơi lớn với giống cái. Giã ngoại đại hùng miêu tuổi thọ là 18 đến 20 tuổi, nuôi nhốt trạng thái có thể vượt qua 30 tuổi. Đại hùng miêu đã trên địa cầu sinh tồn chỉ ít 800 vạn năm, được khen là hóa thạch sống cùng tông nước quốc bảo, thế giới tự nhiên hội ngân sách hình tượng đại sứ, là thế giới sinh vật tính đa dạng bảo vệ kỳ hạm vật chung. Bởi đại hùng miêu đặc biệt mà lại làm cho người yêu thương ngoại hình cùng với hắn hy hi hữu số lượng, làm cho nó tại Âu Mỹ cùng Nhật Bản cực được hoan nghênh. Các quốc gia vườn thú vì thu được thương mại lợi nhuận, dồn dập từ tông nước tiến cử đại hùng miêu lấy cung xuất ra, thu được tương đương khả quan thu nhập, thích thú tạo thành hùng miêu thuê thông lệ. Tông nước hùng miêu ngoại giao sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến đường chiều. 1941 năm để tránh phí biếu tặng thời kỳ, sau bắt đầu lấy tuần dương đợi phương thức đối ngoại thuê, những năm gần đây hùng miêu thuê phần lớn là kèm theo ngoại thương cùng kinh tế hợp tác các loại. Mà một đôi đại hùng miêu một năm tiền thuê thông thường là 100 vạn đô la Mỹ, những tiền này đều sẽ dùng với chống đỡ tông nước đại hùng miêu bảo vệ công tác. Vườn thú hàng năm chăn nuôi đại hùng miêu tiêu tốn rất dễ dàng liền sẽ vượt qua 100 vạn đô la Mỹ, bình thường thời hạn mướn là 10 năm, đến kỳ có thể lựa chọn tục thuê. Hơn nữa đại hùng miêu mỗi sinh hạ một con con non, thuê phương cần thanh toán trung phương 60 vạn đô la Mỹ mà lại 3 tuổi về sau nhất định phải về nước ngoại trừ dùng cho thuê chăn nuôi viên chi cùng tiền chữa bệnh dùng bên ngoài, đại hùng miêu còn muốn ăn đại lượng đồ ăn, hơn nữa là soi mói đại dạ dày vương. Nếu như thuê đại hùng miêu không phải bình thường tử vong, nhất định phải thanh toán 500.000 đô la Mỹ đền tiền chính là bởi vì đại hùng miêu quý giá như vậy, cho nên tô chiết mới cho rằng nhậm ly nhiên là đùa giỡn. Người nơi này có đại hùng miêu sao? Tôi Chiết hỏi, nếu nhậm ly nhiên nói như vậy, ý kia trong sơn trang có chăn nuôi đại hùng miêu rồi. Nhậm ly nhiên gật gật đầu, sau đó mang theo tô chiết bọn hắn đi rồi một nơi khác. Quả nhiên ly nhiên sơn trang bên trong có chăn nuôi đại hùng miêu, tô chiết không thể không cảm thán nhậm ly nhiên năng lực, nếu trồng liền vụ vì nước bảo đại hùng miêu cũng có thể tại trong sơn trang chăn nuôi. Rất nhanh nhậm ly nhiên mang theo tô chiết bọn hắn đi tới một nơi khác, nơi này địa phương cũng không so trước đó đông bắc hổ tiểu. Làm tô chiết bọn hắn đến sau này, an huyên không khỏi đối đãi, liền hô hấp đều nhanh muốn dừng lại rồi này ly nhiên sơn trang không chỉ nắm giữ đại hùng miêu, hơn nữa số lượng cũng không ít, ở nơi này có thể nhìn thấy ba con đại hùng miêu, cùng với ba con gấu lớn mèo ấu tử. Mà những này đại hùng miêu chỗ ở, ủng có không ít gậy trúc tồn tại, hơn nữa còn có không ít cho đại hùng miêu vui đùa thiết bị, đồng thời bên trong còn có mấy người mặc đại hùng miêu con rối hình người quần áo công nhân viên, đang chiếu cố ba con gấu lớn mèo ấu tử, nhìn đến tô chiết bọn hắn không khỏi cười. Kỳ thực không chỉ có An Huyên nhìn ngẩn ra rồi, liền ngay cả tô chiết cũng là bị hấp dẫn bởi vì mặc dù lớn hùng miêu là tông nước quốc bảo thế nhưng tô chiết lại chưa từng có tận mắt xem qua đại hùng miêu ước chừng cách tô chiết trăm bước chi địa phương xa tại một mảnh lộ thiên rào chắn bên trong một con gấu lớn mèo nằm lười biếng dựa vào trên thân cây ăn măng tre mà một con khác đại hùng miêu treo ở trên cây vẫn là ở ăn gậy trúc mà cuối cùng một con gấu lớn mèo lại là trốn ở góc lên ngủ gật bất quá cho dù đại hùng miêu cho dù lúc ngủ cũng là phi thường khả ái Đại hùng miêu mỗi ngày trừ đi một nửa ăn uống thời gian, còn dư lại một nửa thời gian đa số chính là đang ngủ vượt qua, một câu nói này cũng không sai, từ nơi này đại hùng miêu cũng có thể thấy được đến rồi. Dựa vào trên thân cây đại hùng miêu đột nhiên chậm rãi xoay người, hướng về bên cạnh công nhân viên thử nhe răng, lại le lưỡi, người thờ ngốc nghếch, bất kỳ mới thản nhiên xoay người ngồi, tiếp tục gặm nó trong tay mang che. Mà đổi thành bên ngoài ba con gấu lớn mèo ấu tử, lại làm cho công nhân viên loay hoay xoay quanh. Bởi vì bọn chúng thực sự quá không thành thật rồi, luôn nghĩ chạy ra ngoài chơi. Nhậm Ly Nhiên đi tới, đem hàng rào cửa mở ra, ra hiệu Tô Chiết bọn hắn vào xem. Chúng ta thật sự có thể vào không? An Huyên nhìn bên trong Đại Hùng Miêu, phi thường khát vọng mà hỏi. Có thể tiếp xúc gần gũi Đại Hùng Miêu, tuyệt đối là An Huyên hiện tại lớn nhất khát vọng. Đương nhiên có thể, những này Đại Hùng Miêu ngoại trừ điều bị điểm, thế nhưng tính cách phi thường dịu ngoan, sẽ không làm người ta bị thương bất quá chúng nó có có thể sẽ không để ý đến các ngươi nhậm ly nhiên cười nói nói xong nhậm ly nhiên trước tiên chủ động đi vào bên trong tiếp lấy dư hiên hạo cũng đi vào rồi mà an huyên nhìn một chút an hân sau đó lại nhìn một chút tô chiết thẳng đến bọn hắn sau khi đồng ý mới hoan thiên hỷ địa đi theo vào rồi sau tô chiết cùng an hân cũng đi theo vào rồi này tiếp xúc gần gũi đại hùng miêu cơ hội nhưng là ngàn năm một thuở a hát tô chiết bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Vừa nãy An Huyên nhìn thấy Đông Bắc Hổ còn dọa đến trốn sau lưng Tô Chiết, nhưng là thấy đến Đại Hùng Miêu sau, lại không có chút nào sẽ sợ, còn chạy đến trước mặt đến xem Đại Hùng Miêu. Nếu nhậm ly nhiên để Tô Chiết bọn hắn đi vào, nói cách khác những này Đại Hùng Miêu đều sẽ không làm thương tổn bọn hắn, cho nên mới yên tâm gọi bọn hắn vô tiếp xúc Đại Hùng Miêu, cho nên Tô Chiết ngược lại không lo lắng Đại Hùng Miêu sẽ thương tổn An Huyên. Làm An Huyên chạy đến dựa vào trên thân cây, đang tại ăn măng che Đại Hùng Miêu bên người lúc, một con này đại hùng miêu nếu thẹn thùng. Một con này đại hùng miêu nhìn thấy An Huyên lại đây sau, nó dùng tay trước che đậy mặt của mình, còn cúi đầu xuống, không dám thấy An Huyên. An Huyên nhặt lên bên cạnh măng tre, sau đó chậm rãi tiếp cận một con này đại hùng miêu, làm An Huyên tới gần đại hùng miêu thời điểm, nàng liền đem trong tay măng tre đưa tới đại hùng miêu trước mặt. Cuối cùng đại hùng miêu vẫn là không chống đỡ được An Huyên trong tay măng tre, nó đem che khuất mặt tay trước buông ra. Sau đó tiếp nhận An Huyên mang che, lại bắt đầu ăn lên rồi. An Huyên thấy Đại Hùng Miêu bắt đầu không chống cự hắn, thế là nàng chậm rãi đưa tay ra, đi mò Đại Hùng Miêu. Ăn mang che Đại Hùng Miêu, đối với cái này lại không có bất kỳ phản ứng, còn tiếp tục ăn nó mang che, cũng không phản kháng An Huyên vuốt ve, để An Huyên cao hứng đều phải gọi ra rồi. Sau đó, Nhậm Ly Nhiên cũng đi tới, vốn là yên lặng ăn mang che hai con gấu lớn mèo, vừa thấy được Nhậm Ly Nhiên, đều đem trong tay mang che mất rồi hướng về nhậm ly nhiên nơi này đi tới, dường như hiện ra được vô cùng hưng phấn như thế. Làm hai con gấu lớn mèo đi tới nhậm ly nhiên trước mặt là, đều hướng về hắn đưa tay ra, dường như tại hướng về nhậm ly nhiên lấy muốn cái gì tựa như. Đáng tiếc nhậm ly nhiên chỉ là sờ sờ đầu của bọn nó, nhưng không có lấy ra đồ vật gì đến, đối với cái này đại hùng miêu phi thường thất vọng. Lập tức xoay người rời đi, lưu cái cái mông to đối mặt nhậm ly nhiên, khiến hắn có chút lung túng. Cả ngày chỉ biết ăn kẻ tham ăn. Đại Hùng Miêu một chút mặt mũi cũng không cho nhậm Ly Nhiên, để hắn không khỏi tâm mắng. Nguyên Lai nhậm Ly Nhiên mỗi một lần đến xem Đại Hùng Miêu đều sẽ mang theo đồ ăn lại đây, cho Đại Hùng Miêu mở mang ăn mặn. Đại Hùng Miêu tuy rằng hầu như dựa vào ăn gậy trúc mà sống, các loại gậy trúc chiếm đại Hùng Miêu 99% đồ ăn số lượng. Thế nhưng không có nghĩa Đại Hùng Miêu là động vật ăn cỏ. Ban đầu Đại Hùng Miêu là ăn thịt, chỉ bất qua trải qua tiến hóa sau Đại hùng miêu 99% thực vật đều là gậy trúc rồi, thế nhưng đại hùng miêu vẫn cứ thuộc về động vật ăn thịt. Hoang giải đại hùng miêu rất ít săn mồi động vật hoặc động vật thi thể. Thế nhưng nó cũng không phải không thích ăn thịt, chẳng qua là bởi vì thiếu hụt cơ hội, nó sinh tồn hoàn cảnh, rất ít có thể tìm được đại hình động vật. Nếu như đại hùng miêu đi bắt giữ loài chuột đợi động vật nhỏ, lấy được dinh dưỡng lại thường thường không đủ để đền tiêu hao hết năng lượng. Cho nên đại hùng miêu mới rất ăn ít thịt, cho người tạo thành một loại nó chỉ ăn gậy trúc giả tạo đi ra. Nếu như có cơ hội, Đại Hùng Miêu tình cờ đều sẽ mở một lần ăn mặn. Đại Hùng Miêu rất thích ăn một loại động vật, tên là trúc chuột, tục xưng trúc máng. Trúc chuột chuyên ăn mũi tên trúc dưới đất căn, khiến mũi tên trúc chết héo. Nhưng thịt của nó lại là tươi mới ngon miệng, dinh dưỡng phong phú, chính tượng địa phương một câu tục ngữ bên trong chỗ nói, bầu trời chim ngói, trên đất trúc trượt hoang giải đại hùng miêu có một bộ xảo rượu biện pháp tới đối phó chúc chuột một khi nghe thấy được mùi của nó hoặc là phát hiện hắn tung tích rất nhanh có thể tìm tới nó hang động sau đó liền dùng miệng hướng về trong động phun khí cùng sử dụng chân trước dùng sức đánh khiến cho chúc chuột cuống quyết trốn đi đại hùng miêu thì thừa cơ nhảy lên dùng chân trước đè lại xé đi chuột ra tận ăn thịt há nếu như chúc chuột không xuất động đại hùng miêu liền sẽ đến đảo lỗ xét nhà thẳng đến đem hắn bắt được mà nhậm ly nhiên mỗi một lần lại đây đều sẽ mang theo chúc chuột kéo vật lại đây cho đại hùng miêu khai trai cho nên cái này hai con gấu lớn mèo vừa thấy được nhậm ly nhiên mới ngay lập tức sẽ đi tới vì chính là hướng về hắn đòi hỏi chúc chuột này đã để chúng nó nuôi thành thói quen rồi mà khi đại hùng miêu chúng nó phát hiện nhậm ly nhiên hôm nay mang chúc chuột cho chúng nó ăn liền không chút do dự xoay người rời đi không để ý tới nhậm ly nhiên hai con gấu lớn mèo đi trở về chỗ cũ nhặt lên trước đó ném mất măng tre, lại không coi ai ra gì tiếp tục bắt đầu ăn. Ly nhiên sơn trang chăn nuôi này mấy con gấu lớn mèo, không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, mỗi một ngày tiêu tốn cũng không ít. Một con thành niên đại hùng miêu mỗi ngày đều muốn vào thực 1.238 kg đồ ăn, tiếp cận kỳ thể nặng 40, trong đó gậy trúc chiếm ở giữa 99% thực vật. Đại hùng miêu thích ăn gậy trúc cực kỳ có dinh dưỡng, hàm chất cellulo ít nhất bộ phận, tức non hành, trồi non, cùng măng tre. Tại giã ngoại, hoang dại đại hùng miêu ngoại trừ giấc ngủ hoặc cự ly ngắn hoạt động, mỗi ngày lấy thực thời gian dài tới 1-4 tiếng. Tại ly nhiên sơn trang bên trong, chăn nuôi viên mỗi ngày đều sẽ hai lần đúng giờ cho đại hùng miêu cho ăn, cho nên trong sơn trang đại hùng miêu những lúc khác đều dùng đến nghỉ ngơi, hoặc là trong thời gian ngắn chơi đùa, không cần như hoang dại đại hùng miêu bên trong, khắp nơi kiếm ăn. Mặc dù lớn hùng miêu cơ bản đồ ăn là gậy trúc, chiếm 99%, thế nhưng không có nghĩa nó liền không dùng ăn đừng thực vật, hơn nữa đại hùng miêu vẫn là soi mói đại dạ dày vương. Gậy trúc đối ly nhiên sơn trang cũng còn tốt làm, nếu như trong sơn trang gậy trúc không dám đại hùng miêu ăn lời nói, trực tiếp hướng ngoại giới thu mua cũng được, thế nhưng đại hùng miêu mặt khác một phần trăm thực vật, lại làm cho sơn trang đại hùng miêu chăn nuôi viên thao nát tâm. Bởi vì đại hùng miêu khẩu vị thường thường thay đổi, để ly nhiên sơn trang chăn nuôi viên không cách nào nắm giữ hắn quy luật. Này còn không có gì, nhất làm cho sơn trang chăn nuôi viên phiền não, vẫn là ba con gấu lớn mèo ấu tử mới là khó khăn nhất chiếu cố. Bởi vì trong sơn trang đại hùng miêu ấu tử quá điều bì, mỗi một lần cho nó ăn nhóm đồ ăn, đều phải chăn nuôi viên toàn lực ứng phó. Bất kể là ăn uống, vẫn là vì chúng nó kiểm tra thân thể, mỗi một lần cũng sẽ không yên phận phối hợp, mỗi một lần đều cho chăn nuôi viên kiệt sức. Mà bây giờ ba con gấu lớn mèo ấu tử chính là cái này dáng vẻ, ăn mặc đại hùng miêu con rối hình người quần áo chăn nuôi viên, chính là tới tới lui lui chạy, muốn sức lực biện pháp hống chúng nó ăn. Nơi này đại hùng miêu ấu tử đều là ba tháng bao lớn, mỗi một con đều cần chăn nuôi viên cầm bình sữa cho chúng nó uống sữa, thế nhưng chúng nó không có chút nào thành thật, hút vài hơi sau, liền không nữa hút, liền muốn đi ra ngoài chơi, để mấy cái chăn nuôi viên là loay hoay xoay quanh. Bất quá trong sơn trang chuyên môn phụ trách chiếu cố đại hùng miêu chăn nuôi viên, tuy rằng rất bận mệt chết đi, nhưng là bọn hắn lại là trong sơn trang vui vẻ nhất chăn nuôi viên. Bởi vì đại hùng miêu thật sự là thật là đáng yêu, bất luận chúng nó nhiều nghịch ngợp, làm ra chuyện xấu gì đến, đều không thể khiến người ta đối với chúng nó sinh khí. Có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều đang diễn kịch mua vui đại hùng miêu, khoe tài chính là thiên phú của nó, cũng là nó vũ khí lợi hại nhất, không gì không đánh được, cũng không có ai có thể chống lại được đại hùng miêu mị lực. Lúc này, trong đó một con đại hùng miêu ấu tử đột nhiên đem bình sữa bỏ qua, muốn tránh thoát mở chăn nuôi viên chạy đi bên ngoài chơi chăn nuôi viên vì không cho trong lồng ngực đại hùng miêu ấu tử chạy đi, cho nên hai cái tay chỉ có thể ôm lấy đại hùng miêu ấu tử, mà rơi trên mặt đất bình sữa lại là không có khe hở đi lược, chỉ có thể chờ đợi trong lồng ngực đại hùng miêu ấu tử thành thật một chút, mới có thể đi kiếm. Mà vốn là đối đại hùng miêu cũng rất tò mò tiểu tàng sư chúng nó, tại nhìn thấy bình sữa rơi xuống thời điểm, trong đó màu trắng tiểu tàng sư lập tức chạy tới, nó ngậm lên trên đất bình sữa, nếu cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu hút. Cái này biến cố khiến người ta nhìn ngẩn ra rồi, chăn nuôi viên cũng là thập phần bất ngờ, mà hắn nhất thời không cẩn thận, càng cho trong lồng ngực đại hùng miêu ấu tử tìm tới cơ hội, chạy ra. Mà này con đại hùng miêu ấu tử thành công thoát đi chăn nuôi viên trong ngực sau, vốn là nó muốn chạy đến chỗ khác đùa, thế nhưng đại hùng miêu ấu tử sau khi xuống tới, lại phát hiện nguyên bản thuộc về sữa của nó bình, bây giờ lại là màu trắng tiểu tàng sư quang minh chính đại đoạt lấy. Thế là một cái con đại hùng miêu ấu tử không làm nữa cũng không có tâm tư đi chơi, nếu liền nằm trên đất, bắt đầu lăn lộn đầy đất, đối bên cạnh chăn nuôi viên nũng nịu. Xem ra đại hùng miêu ấu tử ý muốn sở hữu cũng không thấp, dù cho chính mình không ăn, cũng không cho phép người khác cướp đi thức ăn của nó. Như vậy bất ngờ để tô chiết bọn hắn không khỏi nở nụ cười, cảm thấy có chút lúng túng tô chiết, cấp vội vàng đi tới, nói ra, xin lỗi, ta đây trả lại cho ngươi. Nói xong, tô chiết liền định đi lấy tiểu tàng sư trong miệng bình sữa, trả lại đại hùng miêu ấu tử thế nhưng chăn nuôi viên lại ngăn trở tô chiết, hắn khoát khoát tay, ra hiệu tô chiết không cần làm như vậy. Sau đó cái này chăn nuôi viên đem khăn trùm đầu của chính mình cho cởi ra rồi, nói ra, tiên sinh, không cần, ta lại đi nắm một bình lại đây là được rồi, một cái bình liền cho nó uống đi. Ở cái này chăn nuôi viên đem đầu bộ thoát sau đó tô chiết mới biết cái này chăn nuôi viên càng là một người nữ sinh. Lúc này cái này nữ chăn nuôi viên đầy đầu mồ hôi, nàng xoa xoa mồ hôi trên đầu để tô chiết hỗ trợ nhìn một chút chính đang làm núng đại hùng miêu ấu tử nếu như nàng mới ly khai đi lấy bình sữa lại đây tại thời tiết như vậy ăn mặc lại dày vừa nặng đại hùng miêu con rối hình người quần áo chính là vì chiếu cố nơi này đại hùng miêu thật đúng là không dễ dàng không là một kiện nhẹ nhõm sống bất quá chăn nuôi đại hùng miêu công tác tuy rằng khổ cực thế nhưng tô chiết xem cái này nữ chăn nuôi viên lại là rất vui vẻ tuy rằng biểu hiện có chút bất đắc dĩ thế nhưng đáy mắt lại có không ít ý cười. Cùng với một ít thương tiếc, xem ra là thích thú. Nếu cái này nữ chăn nuôi viên đều đã nói như vậy, Tô Chiết cũng không có ý định đi lấy về bình sữa rồi. Bởi vì con này màu trắng tiểu tàng sư thấy Tô Chiết muốn đi nắm sữa của nó bình, sợ đến nó ôm chặt lấy bình sữa. Không cho Tô Chiết lấy đi, hơn nữa con này tiểu tàng sư còn ủy khuất nhìn Tô Chiết, để Tô Chiết cũng không nhẫn tâm xuống tay. Màu trắng tiểu tàng sư thấy Tô Chiết không có ý định cầm lại bình sữa sau, kêu vài tiếng sau, vì không cho Tô Chiết có cơ hội đổi ý tiểu tàng sư ngậm bình sữa liền bắt đầu chạy trở về. Bất quá màu trắng tiểu tàng sư đúng là không có quên ca ca của nó, có phúc cùng hưởng. Nó đem bình sữa ngậm đến màu đen tiểu tàng sư trước mặt, khiến nó cùng uống. Này làm cho tô chiết giờ khóc giờ cười, người không biết còn tưởng rằng tô chiết hành hạ đợi chúng nó, không cho chúng nó ăn no. Làm màu trắng tiểu tàng sư chạy đi sau đó tô chiết ngồi xổm xuống, nhìn chính lăn lộn trên mặt đất đại hùng miêu ấu tử lúc này đại hùng miêu ấu tử cũng xuất hiện tô chiết đến rồi nó đột nhiên yên tĩnh lại hiếu kỳ nhìn tô chiết cứ như vậy đã qua sau một thời gian ngắn này con đại hùng miêu ấu tử đột nhiên chủ động hướng về tô chiết đưa tay ra tựa hồ muốn tô chiết ôm như thế đại hùng miêu ấu tử hành vi để tô chiết cao hứng vô cùng ai sẽ không muốn ôm ôm một cái đại hùng miêu hơn nữa còn là đại hùng miêu ấu tử chủ động muốn tô chiết ôm thế là tô chiết nhanh chóng thừa cơ hội này đem đại hùng miêu ấu tử bế lên mà lúc này đi lấy mới bình sữa nữ chăn nuôi viên cũng vừa tốt trở về rồi nàng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi thập phần giật mình bởi vì nơi này đại hùng miêu ấu tử đều phi thường nhát gan rất sợ sệt người xa lạ tiếp cận nếu có người xa lạ tới gần đại hùng miêu ấu tử lời nói chúng nó ngay lập tức sẽ đi ra hoặc là trốn vào chăn nuôi viên trong lồng ngực coi như là đại hùng miêu chăn nuôi viên cũng nhất định phải ăn mặc đại hùng miêu con dối hình người quần áo mới có thể làm cho chúng nó thả xuống cảnh giác có thể tới gần chúng nó, nếu không, chăn nuôi viên cũng không cách nào tới gần chiếu cố chúng nó. Mà cho dù là Ly Nhiên Sơn trang chủ nhân nhận Ly Nhiên, cũng thì không cách nào dễ dàng tiếp cận Đại Hùng Miêu ấu tử, mỗi một lần tới gần của hắn đều sẽ để Đại Hùng Miêu ấu tử chạy đi. Thế nhưng lần này Tô Chiết tới gần Đại Hùng Miêu ấu tử, nó không chỉ có không có chạy mất, hơn nữa còn cho phép Tô Chiết đem nó ôm, ngoan ngoãn ở tại Tô Chiết ôm ấp cũng không có dễ dụa. Bởi vì coi như là chuyên môn phụ trách chiếu cố đại hùng miêu chăn nuôi viên đem chúng nó ôm, chúng nó cũng sẽ không thành thật ở tại chăn nuôi viên trong lồng ngực. Nếu để cho nữ chăn nuôi viên biết, là đại hùng miêu ấu tử chủ động muốn Tô Chiết ôm lời nói, có thể sẽ càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Nữ chăn nuôi viên sau khi trở về, muốn từ Tô Chiết trong lồng ngực đem đại hùng miêu ấu tử ôm trở về đến, bởi vì nó bây giờ còn chưa có ăn no, cho nên nàng muốn tiếp tục này đại hùng miêu ấu tử ăn bất quá ở tại tô chiết trong lồng ngực đại hùng miêu ấu tử lại không vui nó ôm chặt lấy tô chiết không muốn rời khỏi ta thử một chút cho nó ăn có thể không tô chiết đối với nữ chăn nuôi viên hỏi nếu đại hùng miêu ấu tử không muốn rời đi tô chiết nữ chăn nuôi viên cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem trong tay bình sữa đưa cho tô chiết khiến hắn thử một chút tô chiết tiếp nhận bình sữa sau liền đưa tới đại hùng miêu ấu tử trong miệng không nghĩ tới lần này đại hùng miêu ấu tử phi thường phối hợp Chủ động cầm bình sữa liền bắt đầu bắt đầu hút, khiến người ta phi thường bớt lo. Bên cạnh nữ chăn nuôi viên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi hơi buồn bực rồi, bởi vì nàng chiếu cố này con đại hùng miêu ấu tử lâu như vậy, nó còn chưa từng có như thế nghe lời qua, thế nhưng tôi chiết chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đại hùng miêu ấu tử, lại làm cho nó phi thường phối hợp. Bởi vậy cái này nữ chăn nuôi viên trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại, bất quá đại hùng miêu ấu tử hiện tại nguyện ý ngoan ngoãn ú sữa mẹ vẫn để cho nàng phi thường vui vẻ. Mà lúc này, bên cạnh mặt khác hai con đại hùng miêu ấu tử cũng bắt đầu không thành thật rồi, chỉ thấy chúng nó đều trốn ra chăn nuôi viên bên người, hướng về tô chiết bên này bỏ đến. Đã đến tô chiết nơi này sau, cái này hai con đại hùng miêu ấu tử nếu đều hướng về tô chiết đưa tay, muốn tô chiết ôm chúng nó. Thế nhưng tô chiết hiện tại đã ôm lấy một con đại hùng miêu ấu tử rồi, hơn nữa còn đang đút sữa, căn bản dọn không ra tay đến ôm chúng nó mà cái này hai con đại hùng miêu ấu tử không vui, bắt đầu mất hứng, mà bọn hắn chăn nuôi viên cũng đi tới muốn đem chúng nó ôm trở về đi. Thế là cái này hai con đại hùng miêu ấu tử cũng bắt đầu ôm Tô Chiết bắp đùi, mặc cho bên cạnh chăn nuôi viên làm sao hống, cũng không buông tay, không muốn rời đi, chính là nhất định phải Tô Chiết ôm chúng nó mới có thể. Nữ chăn nuôi viên nhìn thấy cái khác hai con đại hùng miêu ấu tử cũng là như thế này, đối Tô Chiết phi thường thân mật, cũng không đơn thuần chỉ là nàng chiếu cố đại hùng miêu ấu tử sẽ bộ dáng này có lúc trong lòng nàng thăng bằng. Tô Chiết cũng muốn đem dưới chân hai con đại hùng miêu ấu tử ôm, bất quá hắn hiện tại đang tại cho ăn đại hùng miêu ấu tử ú sữa mẹ, căn bản bận không qua nổi. Bởi vì Tô Chiết sợ sẽ thương tổn được chúng nó, cho nên hắn cũng không dám động, chỉ có thể đứng tại chỗ mặc cho hai con đại hùng miêu ấu tử ôm bắp đùi của hắn, bên cạnh chăn nuôi viên cũng nắm đại hùng miêu ấu tử không có cách nào. Rất nhanh, Tô Chiết trong lòng ngực đại hùng miêu ấu tử đem tràn đầy một bình sữa đều uống xong, cho nên Tô Chiết liền đem nó buông ra, ôm lấy một con khác đại hùng miêu ấu tử, theo chân nó chăn nuôi viên cầm bình sữa, cũng bắt đầu này một cái con đại hùng miêu ấu tử uống sữa mẹ, mà một cái con đại hùng miêu ấu tử cũng là phi thường phối hợp, ngoan ngoãn uống sữa, cũng sẽ không náo. Mà tình cảnh này cũng làm cho Dư Hiên Hạo bọn hắn gặp được, bọn hắn đều hướng về Tô Chiết đi tới, cũng muốn đi ôm đại hùng miêu ấu tử. Thế nhưng Hào không ngoại lệ đại hùng miêu ấu tử cũng không cho bọn hắn ôm, thậm chí bọn hắn tới gần sau đại hùng miêu ấu tử còn đem đầu đều thấp xuống đều thân thể núp ở tô chiết dưới chân của hiện ra phải vô cùng thẹn thùng bất quá thật không có giống như trước như thế vừa thấy được chăn nuôi viên bên ngoài người bỏ chạy mở không khiến người ta tới gần chúng nó có thể là bởi vì tô chiết quan hệ bởi vì đại hùng miêu ấu tử cũng không muốn rời đi tô chiết cho nên dư hiên hạo bọn hắn tiếp cận đại hùng miêu ấu tử chúng nó mới không có giống như trước như thế bỏ đi tình huống như vậy nhậm ly nhiên so với dư hiên hạo bọn hắn còn phải kinh ngạc. Bởi vì coi như là nhậm ly nhiên, muốn khoảng cách gần tiếp cận này ba con đại hùng miêu bảo bảo đều rất khó làm được, tình cờ đại hùng miêu bảo bảo nhìn thấy nhậm ly nhiên, sẽ không bỏ đi, đã là rất khó được sự tình, nhậm ly nhiên muốn ôm lời của bọn nó. Là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên để nhậm ly nhiên trong lòng thập phần không hiểu, tô chiết là làm sao làm đến một điểm này, tại sao những này đại hùng miêu bảo bảo đối tô chiết đều thân cận như vậy, như vậy yêu thích tô chiết. Mới đầu Tô Chiết cho rằng Đại Hùng miêu bảo bảo đối từng cái đều là nhiệt tình như vậy. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng là thấy đến Đại Hùng miêu bảo bảo phi thường chống cự dư hiên hạo bọn hắn, mới phát hiện hắn cùng mọi người không giống. Bất quá Tô Chiết tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy là bởi vì hắn thần lực trong cơ thể quan hệ. Bởi vì từ khi Tô Chiết trong cơ thể có thần lực bắt đầu, hắn phát hiện động vật đối với hắn phi thường có sức hấp dẫn và thân cận cảm giác. Một ít so sánh ôn hòa động vật sẽ rất nghe lời của hắn, đặc biệt là vừa mới sinh ra con non đối Tô Chiết càng thêm ỉ lại. Liền giống như lần này Tô Chiết tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy những này đại hùng miêu bảo bảo. Thế nhưng chúng nó đối Tô Chiết lại phi thường thân thiết, cũng không muốn rời đi Tô Chiết bên người. Ngoại trừ là Tô Chiết thần lực phát ra tác dụng bên ngoài, hắn không nghĩ tới cái nguyên nhân thứ hai, có thể giải thích được rõ ràng. Tô Chiết cho ăn xong trong lồng ngực đại hùng miêu bảo bảo uống xong sữa sau, liền sẽ đem nó buông ra, ôm lấy một con khác đại hùng miêu bảo bảo cứ như vậy tô chiết rất nhanh để ba con đại hùng miêu bảo bảo cái bụng đều ăn no rồi ba con đại hùng miêu bảo bảo đều phi thường phối hợp tô chiết phi thường ngoan ngoãn rất nhanh sẽ ăn no rồi không cần giống như trước như thế muốn chăn nuôi viên đi theo chúng nó chạy khắp nơi hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian mới có thể miễn cưỡng khiến chúng nó ăn no thứ ba con đại hùng miêu bảo bảo tại tô chiết trong lồng ngực uống xong sữa sau nếu bất chi bất giác liền ngủ mất rồi tô chiết ôm nó một lúc thấy nó triệt để ngủ say sau, liền giao nó cho bên cạnh chờ đợi chăn nuôi viên, để chăn nuôi viên ôm đại hùng miêu bảo bảo đi về nghỉ. Sau đó Tô Chiết đem ôm hắn bắp đùi hai con đại hùng miêu bảo bảo, đều bế lên, một tay một cái. Cho đến giờ phút này, Tô Chiết hai chân mới dọn ra đến, không cần đứng tại chỗ không thể động, hiện tại hắn có thể ôm hai con đại hùng miêu bảo bảo đi khắp nơi động một cái rồi. An Huyên phi thường ước ao Tô Chiết có thể ôm đại hùng miêu bảo bảo, nàng cũng phi thường muốn ôm một cái, thế nhưng ba con đại hùng miêu bảo bảo đều không cho nàng ôm, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo tô chiết bên người, nhìn đại hùng miêu bảo bảo. Tô chiết bọn hắn ở nơi này cùng đại hùng miêu chơi một cái buổi chiều, thẳng đến sắc trời tối lại sau, mới rời khỏi nơi này. Làm tô chiết đi ra hàng rào thời điểm, ba con đại hùng miêu bảo bảo đều đi theo đã tới, vốn là chúng nó là dự định đi theo tô chiết cùng đi. Có thể là vì bên cạnh chăn nuôi viên đem chúng nó nắm lấy, không khiến chúng nó rời đi, cho nên ba con đại hùng miêu bảo bảo chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tô chiết rời đi, thẳng đến cửa lớn bị đóng lại. Ba con đại hùng miêu bảo bảo đi tới hàng rào bên cạnh, chúng nó cầm lấy hàng rào liều mạng mà chui ra ngoài, chúng nó nghĩ ra được đi theo tô chiết, hơn nữa còn liên tục hướng tô chiết gầm rú, hy vọng tô chiết trở về dẫn chúng nó đi. Mềm lòng tô chiết lại đi trở về, bàn tay của hắn tiến hàng rào bên trong, đi mò đại hùng miêu bảo bảo đầu. Mà đại hùng miêu bảo bảo nhờ vào đó tóm chặt lấy tô chiết thủ, không cho Tô Chiết rời đi. Tô Chiết tại Đại Hùng Miêu Bảo Bảo bên cạnh ở lại một hồi, nói một chút lời an ủi, Tô Chiết hướng về chúng nó bảo đảm ngày mai, lại tới xem chúng nó. Ba con Đại Hùng Miêu Bảo Bảo thật giống đều nghe hiểu Tô Chiết lời nói như thế, đều buông lỏng tay ra, lưu luyến không rời nhìn Tô Chiết. Tô Chiết hướng về chúng nó phất phất tay, sau mới xoay người đi theo Dư Hiên Hạo bọn hắn rời khỏi. Vốn là Tô Chiết trước đó cũng đã rất yêu thích Đại Hùng Miêu rồi, bởi vì bọn chúng thật sự là thật là đáng yêu. Hơn nữa hôm nay tại Ly Nhiên Sơn trang phòng trong, khoảng cách gần cùng nơi này Đại Hùng Miêu tiếp xúc, càng làm cho Tô Chiết thích một loại manh thái 10 phần động vật. Tô Chiết bọn hắn ở chỗ này một quãng thời gian, tâm đều phải cho này Đại Hùng Miêu cho manh hóa rồi. Lúc rời đi, Dư Hiên Hạo bọn hắn đều rất không nỡ bỏ, An Huyên còn nói một câu, nếu như ta cũng có thể nuôi một con Đại Hùng Miêu là tốt rồi, bọn hắn thật sự là thật là đáng yêu, ta thật thích chúng nó. An Huyên vô tình, lại làm cho Tô Chiết không khỏi có chút tâm động rồi. Nếu như Tô Chiết có thích hợp đại hùng miêu ở hoàn cảnh, hay là nuôi một con đại hùng miêu cũng là rất không tệ, nếu như Tô Chiết thật sự muốn nuôi lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Bởi vì Tô Chiết sủng vật hối đoái thương thành liền tồn tại đại hùng miêu loại động vật này, nếu như Tô Chiết muốn nuôi lời nói, hắn trực tiếp tại sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đại hùng miêu là được rồi, các loại giai đoạn trưởng thành đại hùng miêu cũng có thể tại sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra. Chẳng qua nếu như Tô Chiết muốn hối đoái đại hùng miêu ngược lại là một chuyện dễ dàng, chỉ cần hắn cam lòng hoa điểm thích phân liền có thể, hắn hiện tại cũng phi thường muốn hối đoái đại hùng miêu đi ra. Thế nhưng thích hợp đại hùng miêu hoàn cảnh, Tô Chiết hiện tại nhưng là tạm thời không thỏa mãn được, bởi vì luôn không khả năng đem đại hùng miêu chăn nuôi ở nhà đi, Tô Chiết trong nhà có thể không thỏa mãn được đại hùng miêu cư trú, cho nên Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là đem cái ý niệm này tạm thời cho bỏ đi. Đương nhiên nếu như về sau có cơ hội, Tô Chiết còn thì nguyện ý hối đoái Đại Hùng Miêu đi ra ngoài, bởi vì mỗi ngày lên có thể xem Đại Hùng Miêu chúng nó bán một chút trẻ chung, cũng là một kiện tương đương thích ý sự tình. Tô Chiết bọn hắn trở về khu dân cư, ở nơi này ăn qua bữa tối sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay chơi một ngày, thân thể của bọn họ đại thể đều mệt mỏi, hơn nữa hiện tại bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có tinh lực đi chơi, cho nên mới rất sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong giấc mộng, Tô Chiết lúc ẩn lúc hiện nghe được một trận náo động thanh âm, trong lúc này ẩn giấu đi tiếng hoan hô, bất quá ngủ được mơ mơ màng màng Tô Chiết chỉ là trở mình, hắn cũng không hề để ý chuyện này. Ngày thứ hai, Tô Chiết sau khi đứng lên, lại phát hiện khu dân cư người bên trong thiếu rất nhiều, chỉ còn dư lại dư hiên hạo cùng an hân các nàng, nhậm ly nhiên không thấy tăm hơi, mà cũng không có nhìn thấy nhân viên công tác khác. Tô Chiết bọn hắn hội hợp sau, gọi điện thoại cho nhậm ly nhiên, sau bọn hắn đều liền bữa sáng đều không để ý tới ăn, toàn bộ đều chạy đi ở phía sau động vật khu vực. Sở dĩ tô chiết bọn hắn đột nhiên như vậy vội vàng, là vì nhậm ly nhiên ở trong điện thoại nói, hắn đang nghênh tiếp mới sinh mạng đến, nơi này có động vật sẽ phải làm mẫu thân. Vốn là này là một chuyện tốt, thế nhưng cái này làm mẹ lại là khó sinh rồi, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ còn không có sinh sản xong, đã rơi vào nguy hiểm, cho nên tô chiết bọn hắn mới sẽ gấp như vậy chạy tới làm tô chiết bọn hắn chạy tới sau đó nơi này có không ít người chờ đợi ở bên ngoài, mà nhậm ly nhiên cũng ở trong đó. Nhậm ly nhiên nhìn thấy tô chiết bọn hắn, chỉ là gật gật đầu, không hề nói gì, so với hôm qua thiếu rất nhiều nhiệt tình, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, dư hiên hạo đi tới hỏi hắn bây giờ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like bây giờ đang ở bên trong sinh sản là một con giống cái đông bắc hổ, là ngày hôm qua tô chiết bọn hắn nhìn thấy đông bắc hổ thê tử. Bởi vì mấy ngày qua là giống cái đông bắc hổ chờ sinh kỳ, cho nên trong mấy ngày này đều ở đây cái phòng sinh, chịu đến đặc thù chiếu cố. Không có cùng giống được Đông Bắc Hổ cư ở cùng một chỗ. Bởi vậy ngày hôm qua nhậm ly nhiên mang tô chiết bọn hắn xem Đông Bắc Hổ thời điểm. Tô chiết bọn hắn chỉ là nhìn thấy một con giống được Đông Bắc Hổ. Từ tối ngày hôm qua 22 điểm bắt đầu, nhậm ly nhiên liền nhận được tin tức, con này giống cái Đông Bắc Hổ bắt đầu chuẩn bị sinh sản. Thế là nhậm ly nhiên trước tiên liền chạy tới, hơn nữa còn khiến người ta đem giống được Đông Bắc Hổ mang tới khiến nó cùng ở thê tử bên người. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tất cả cũng rất thuận lợi, tại một giờ sau, giống cái đông bắc hổ nước ối vỡ tan. Rất nhanh sẽ sinh ra một con nhỏ đông bắc hổ đi ra. Này làm cho nhậm ly nhiên cao hứng vô cùng, bởi vì đây là ly nhiên sơn trang con thứ nhất ra đời lão hổ, hơn nữa còn là hắn thích nhất con trai của đông bắc hổ. Thế nhưng con thứ nhất cọp con sau khi sinh, giống cái đông bắc hổ cũng không có đình chỉ sao động, vẫn như cũng nằm trong phòng sinh. Tất cả mọi người suy đoán còn có thứ hai con hổ con không có sinh ra, này vốn là một tin tức tốt, thế nhưng này thứ hai con hổ con chậm chạp chưa sinh ra, cũng làm người ta phiền thấu tâm. Rất rõ ràng, giống cái Đông Bắc hổ khó sinh rồi, cho tới bây giờ. Thứ hai con hổ con vẫn như cũ vẫn không có sinh ra. Xuất hiện ở bên trong bác sĩ thú y đang tại là giống cái Đông Bắc hổ làm kiểm tra, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài tô chiếc bọn hắn, còn có thể nghe được giống được Đông Bắc hổ gầm nhẹ tựa hồ có thể từ tiếng gào nghe ra bi thương ý tứ, có người nói giống được Đông Bắc Hổ đã như vậy giống lên chọn một cái buổi tối, không có đình chỉ qua. Bởi vì cái này hai con Đông Bắc Hổ, nhậm ly nhiên từ nhỏ đã đem chúng nó chăn nuôi cùng nhau, cảm tình cực kỳ tốt, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nửa giờ sau, trong đó một cái bác sĩ thú y đi ra tuyên bố tình huống trước mắt. Bên trong bác sĩ thú y dùng bê siêu đo lường, phát hiện vẫn không có sinh ra hổ con thai tâm còn đang nhảy nhót, chứng minh nó còn hy vọng sống sót, bất quá bây giờ đã càng ngày càng yếu, nếu như hổ con lại không sinh ra lời nói, mẹ con đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà giống cái đông bắc hổ khó sinh nguyên nhân là, bởi vì hổ con thai vị bất chính, lại tăng thêm hổ mẹ là lần đầu tiên sinh sản. Bây giờ chuẩn bị là giống cái đông bắc hổ làm giải phẫu, là giống cái đông bắc hổ tiến hành đề cao. Trải qua nhậm ly nhiên sau khi đồng ý, cái này bác sĩ thú y liền đi vào bắt đầu chuẩn bị giải phẫu rồi. Hơn nữa cái này giải phẫu kéo dài đến hai cái nhiều giờ, tác động ở đây trái tim tất cả mọi người. Sau 2 giờ, giải phẫu cuối cùng kết thúc, hổ con rốt cuộc ra đời, thế nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Bởi vì giống cái Đông Bắc hổ tại sinh ra thứ hai con hổ con sau, liền một mực không ngừng chảy máu, bên trong bác sĩ thú y đã dùng hết biện pháp, vẫn không có là giống cái Đông Bắc hổ cầm máu. Mà hổ con bởi vì ở tại hổ mẹ trong cơ thể quá lâu, sau khi sinh, tình huống cũng là rất không lạc quan hiện tại cái này mẹ con rất có thể sẽ mất đi sinh mệnh, vừa nãy làm đã thành uổng phí. Tin tức này, làm cho tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc rồi, mới bắt đầu tân sinh mệnh sinh ra vui sướng, cũng không tồn tại nữa. Ở bên trong giống được Đông Bắc Hổ thật giống ý thức được đã xảy ra chuyện gì, có thể nghe được nó không ngừng thấp giọng giống dài, có lúc cũng có thể nghe được giống cái Đông Bắc Hổ đáp lại nó, bất quá âm thanh càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp. Tô Chiết nghe rất cảm giác khó chịu, cuối cùng hắn không nhịn được đứng ra, nói ra, để cho ta thử một chút, hay là ta có thể giúp được việc khó khăn. Nhậm ly nhiên giật mình nhìn tô chiết, tuy rằng hắn thông qua dư hiên hạo giới thiệu, biết tô chiết có mở sủng vật bệnh viện, thế nhưng nhưng lại không biết tô chiết còn có thể cho sủng vật chữa bệnh, bởi vì dư hiên hạo chưa cùng hắn nhắc qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Bên cạnh dư hiên hạo đơn giản là nhậm ly nhiên nói rồi, liên quan với tô chiết là chó lông vàng chữa bệnh sự tình. Làm nhậm ly nhiên biết tô chiết cứu một con, quốc nội hầu như hết thảy bác sĩ thú y đều phán đoán không có hy vọng chó lông vàng lúc, trong lòng hắn không khỏi một lần nữa giấy lên hy vọng. Bất quá tô chiết cũng có yêu cầu, hắn tại quá trình trị liệu không cho phép có người quấy rầy hắn, quá trình này cũng không cho có người ở bên cạnh hắn, hắn không cần bất kỳ trợ thủ hỗ trợ, chỉ cần một người là được rồi. Yêu cầu này để nhậm ly nhiên trở nên trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết tô chiết y thuật, cho nên vẫn là rất không yên lòng. Nếu như giao qua nơi này bác sĩ thú y chữa trị, chỉ có hai thành tỷ lệ cứu sống giống cái đông bắc hổ, cùng với sinh mệnh hấp hối thứ hai con hổ con. Thế nhưng nhậm ly nhiên nhưng lại không biết tô chiết có mấy thành nắm chắc, hơn nữa tô chiết không nên bất kỳ trợ thủ, mới là để nhậm ly nhiên do dự địa phương. Bởi vì nhậm ly nhiên cho rằng tại tình huống như vậy, nhiều một người giúp tô chiết lời nói, hy vọng cũng sẽ lớn một chút, nếu như chỉ là dựa vào tô chiết một người, vậy thì quá mạo hiểm rồi. Dù cho tô chiết y thuật cao siêu, cũng có bận bịu không đến đây thời điểm, huống hồ cần đồng thời trị liệu hổ mẹ, cùng với vừa ra đời hổ con. Bất quá nhậm ly nhiên cũng không do dự quá lâu, vào lúc này, cân nhắc càng lâu, hổ mẹ cùng hổ con liền sẽ càng nguy hiểm. Cho nên nhậm ly nhiên quyết định thật nhanh, quyết định để tô chiết đi vào trị liệu hổ mẹ, bởi vì hổ mẹ sống sót tỷ lệ chỉ có hai thành, quá thấp, cho nên nhậm ly nhiên quyết định mạo hiểm để tô chiết đi vào trị liệu. Tuy rằng nhậm ly nhiên biết mình quyết định này quá mức mạo hiểm, thế nhưng vào lúc này, Nhậm Ly Nhiên hy vọng Tô Chiết có thể sáng tạo ra kỳ tích đến, bảo vệ hổ mẹ cùng hổ con sinh mệnh. Audio điện tử võ tấn bền. Nhậm Ly Nhiên quyết định sau, lúc này để trong phòng sinh tất cả mọi người đi ra, để Tô Chiết một người đi vào. Vào lúc này, Nhậm Ly Nhiên nếu làm ra quyết định thì sẽ không chần chừ nữa rồi, cho nên rất nhanh trong phòng sinh cũng chỉ còn sót lại Tô Chiết một người. Tô Chiết sau khi tiến vào, liền đem cửa phòng sinh đóng lại rồi người bên ngoài đã không cách nào biết được bên trong bất kỳ tình huống gì rồi. Nhậm ly nhiên bây giờ trong lòng rất thấp thỏm, bởi vì hắn không biết quyết định này của hắn là đúng hay sai, tôi chiết đến cùng có nắm chắc hay không chữa khỏi hổ mẹ chúng nó. Loại này không xác định, không yên lòng tâm tình, để nhậm ly nhiên nôn nóng bất an, tới tới lui lui đi tới, cũng không cách nào an tâm chờ tin tức. Nằm ở trong cuộc nhậm ly nhiên không biết mình quyết định là đúng hay sai, thế nhưng Dư Hiên Hạo trong lòng lại cho rằng Nhậm Ly Nhiên quyết định này mới là chính xác nhất. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên không rõ ràng tô chiết hy thuật, cho nên lo lắng là khó tránh khỏi. Tuy rằng Nhậm Ly Nhiên thông qua Dư Hiên Hạo biết tô chiết đã từng cứu sống Dư Tố Y chó lông vàng, thế nhưng hắn nhưng lại không biết lúc đó chó lông vàng tình huống đến cùng có bao nhiêu nguy cấp. Nhậm Ly Nhiên không biết chó lông vàng tình huống, thế nhưng Dư Hiên Hạo lại là rất rõ ràng. Bởi vì lúc đó chính là Dư Hiên Hạo bồi tiếp Dư Tố Y, khắp nơi là chó lông vàng cần y, trải qua quá nhiều tên y rồi, thế nhưng lấy được kết quả không một tuyên bố chó lông vàng đã hết thuốc chữa, đã không thể cứu vãn rồi. Thế nhưng không buông tha dư tố y tìm tới tô sủng chi ra, lúc đó bọn hắn cũng ôm thử một lần tâm thái. Cuối cùng dư hiên hạo bọn hắn lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải tô chiết, đồng thời tô chiết còn mang theo chó lông vàng tiến vào trong phòng giải phẫu. Dư hiên hạo còn nhớ tô chiết cũng không hề hướng về bọn hắn bảo đảm có thể cứu sống chó lông vàng, lúc đó tô chiết cũng là nói cùng hôm nay gần như vậy lời nói đại khái ý tứ chính là khiến hắn thử một chút hắn thật giống có biện pháp đã cùng đường mạt lộ dư hiên hạo cùng dư tố y lựa chọn tin tưởng tô chiết đem chó lông vàng giao cho hắn trị liệu khi đó dư tố y cùng dư hiên hạo tâm tình chính là cùng hiện tại nhậm ly nhiên như thế cũng là thấp thỏm bất an nhưng mà kết quả cuối cùng chứng minh rồi dư hiên hạo cùng dư tố y không có làm sai lựa chọn vẻn vẹn chỉ là thời gian một tiếng hay là còn chưa tới một giờ Tô Chiết liền mở ra cửa phòng giải phẫu, mà lúc đó nguyên bản thoi thóc một hơi chó lông vàng. Lại như kỳ thích từ trong phòng giải phẫu vọt ra. Mỗi khi Dư Hiên Hạo nhớ tới chuyện này đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, thời gian một tiếng. Liền để đã muốn phán đoán tử vong chó lông vàng, một lần nữa châm ngòi sinh mệnh lực, cho tới bây giờ chó lông vàng còn phi thường khỏe mạnh, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Nếu như không phải Dư Hiên Hạo bọn hắn đối chó lông vàng hết sức quen thuộc lời nói, bọn hắn đều phải hoài nghi lúc đó Tô Chiết là thay đổi một con chó lông vàng cho bọn họ. Mà sau Tô Chiết lần nữa chứng minh rồi tốc độ của hắn y thuật, hắn bị dư tố y mời đi chữa trị biểu muội của hắn lăng nhược tuyết. Nguyên bản chỉ còn dư lại 3 tháng sinh mạng lăng nhược tuyết, trải qua Tô Chiết ra tay sau, bây giờ nhưng có thể cùng người bình thường như thế khỏe mạnh sinh sống. Dư Hiên Hạo không biết Tô Chiết là làm sao làm được, thế nhưng Dư Hiên Hạo biết Tô Chiết y sinh rất thần kỳ, cho nên dư hiên hạo rất may mắn chính mình nhận thức tô chiết đồng thời còn cùng tô chiết đã trở thành bằng hữu vừa nãy dư hiên hạo biết được hổ mẹ chúng nó có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm hắn cũng phi thường sốt ruột mà hắn nghĩ tới chính là để tô chiết ra tay trị liệu hổ mẹ dư hiên hạo lúc đó đều có mấy lần không nhịn được cửa ra bởi vì hắn tin tưởng nếu như tô chiết nguyện ý xuất thủ ít nhất có thể bảo vệ hổ mẹ cùng hổ con sinh mệnh chỉ bất quá dư hiên hạo bởi vì lo lắng tô chiết trong lòng không muốn trị liệu hổ mẹ chúng nó nếu như là do dư hiên hạo nói ra khỏi miệng lời nói hắn sợ sẽ khó tránh khỏi để tô chiết cảm thấy không trâu bắt chó đi cày ép buộc hắn ra tay như thế chính là bởi vì có cái này lo lắng sau dư hiên hạo mới nhịn xuống không có lên tiếng mà may là tô chiết cuối cùng quyết định ra tay rồi để dư hiên hạo thở phào nhẹ nhõm thời điểm này dư hiên hạo tâm tình là phi thường buông lỏng không có lúc trước lo lắng hắn để nhậm ly nhiên yên tĩnh lại không dùng qua với lo lắng Thế nhưng hiện tại Nhậm Ly Nhiên vậy cũng lấy yên tâm lại A Tô chiết tiến vào ngoài phòng sinh, liền đóng cửa, hắn không hy vọng có người nhìn thấy quá trình trị liệu. Hiện tại phòng sinh người đều bị Nhậm Ly Nhiên kêu ra ngoài, xuất hiện trong phòng sinh ngoại trừ Tô Chiết một người bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại hai con hổ, cùng một chỉ vừa mới sinh ra hổ con. Ngày hôm qua Tô Chiết nhìn thấy Ly Nhiên sơn trang hổ vương, cũng trong phòng sinh, mà thê tử của nó cùng nhi tử chính ngốc tại trên bàn mổ. Bởi vì đây là hổ mẹ lần thứ nhất sinh hổ con cho nên nhậm ly nhiên liền đem hổ vương cũng đưa đến trong phòng sinh, làm cho nó cổ vũ hổ mẹ. Bất quá vì không cho hổ vương phát điên thương tổn được người, cho nên nhậm ly nhiên liền đem nó nhốt ở trong lòng, như vậy cũng không cần lo lắng một con này hổ vương sẽ làm lỡ giải phẫu rồi. Cho nên bây giờ một con này đông bắc hổ chỉ có thể ngốc ở trong lòng, nhìn thê tử của nó kêu rên. Làm tô chiết sau khi đi vào, cũng không hề gây nên đến đông bắc hổ chú ý, bởi vì nó hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở hổ mẹ trên người. Trốn ở thủ thuật lên hổ mẹ bây giờ là càng ngày càng suy yếu, hơn nữa bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, bây giờ cực độ hư nhược nó, đối mặt đông bắc hổ gầm rú, lại là vô lực đáp lại, chỉ có thể nhìn bên người hổ con. Ở trong lòng đông bắc hổ, đối với hổ mẹ phát ra nghẹn ngào tựa như gào lên đau xót, trầm thấp mà run dày. Tô chít cũng không dám chế nải thời gian, bởi vì hổ mẹ hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể chống đỡ không đi xuống, mà một khi hổ mẹ chết, cho dù tô chiết thần lực lại nghịch thiên, đến lúc cũng hết tác dụng rồi. Cho nên tô chiết vừa tiến vào trong phòng sinh, liền lập tức tới gần hổ mẹ bên người, đồng thời lấy tay phóng tới hổ mẹ trên người của, hiện tại ít nhất phải trước tiên bảo vệ hổ mẹ tính mạng. Mà trong lòng đông bắc hổ thấy cảnh này, cho rằng tô chiết muốn thương tổn thê tử của nó, bắt đầu cáu kỉnh bất an, nó liên tục đánh lồng sắt, muốn phá lồng mà ra đi ngăn cản tô chiết, tiếng gào như sấm. Đông Bắc Hổ phát ra tiếng vang ầm ầm, để bên ngoài chờ đợi người càng là lo lắng bất an, không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cho nên càng thêm lo lắng. Bất quá tô chiết cũng không có vì vậy dừng lại, hắn đặt ở hổ mẹ trên người tay, truyền vài điểm trị liệu thần lực đi qua. Sau tô chiết mới xoay người, đối với trong lòng đông bắc hổ, nói ra, ta bây giờ là cứu vợ của ngươi, cho ta yên tĩnh một điểm. Không biết Đông Bắc Hổ phải hay không nghe hiểu Tô Chiết lời nói, hay là bởi vì nó nhìn thấy hổ mẹ tình huống có chuyển biến tốt, cho nên nó bắt đầu yên tĩnh lại, không dám lên tiếng nữa, bởi vì Đông Bắc Hổ sợ sẽ quấy dày đến Tô Chiết. Tô Chiết cho hổ mẹ chỉ là truyền 5 điểm trị liệu thần lực liền dừng lại rồi, đương nhiên này 5 điểm trị liệu thần lực tự nhiên không thể cũng có thể trị hết hổ mẹ rồi, điểm này Tô Chiết cũng là rất rõ ràng. Thế nhưng Tô Chiết này 5 điểm trị liệu thần lực đã đầy đủ giúp hổ mẹ trước tiên cầm máu rồi, để nó sẽ không lại mất máu. Cũng có thể tạm thời bảo vệ hổ mẹ sinh mệnh, chỉ ít khiến nó tại trong thời gian ngắn sinh mệnh không lo. Tô Chiết sở dĩ làm như vậy, mà không phải một lần chữa khỏi hổ mẹ, là vì lo lắng nếu như hắn hiện tại chữa khỏi hổ mẹ, sau đó hổ mẹ sẽ gây ra động tính gì đi ra. Nếu như Tô Chiết mới vừa vặn đi vào không đến bao lâu, hổ mẹ liền xanh long hoạt hổ đi ra ngoài, chuyện này làm sao xem thế nhưng không giống bình thường, bất kể là ai cũng sẽ hoài nghi. Cho nên Tô Chiết hiện tại mới không có triệt để chữa khỏi hổ mẹ, mà chỉ là dùng 5 điểm trị liệu thần lực trước tiên tạm thời bảo vệ hổ mẹ, khiến nó xuất hiện tại không có nguy hiểm tính mạng hấp thu năm điểm trị liệu thần lực hổ mẹ khôi phục một ít tinh thần, mặc dù bây giờ thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, thế nhưng là cũng sẽ không giống trước đó như thế mất đi hết thảy sức sống rồi, một con này hổ mẹ đối với lồng sắt đông bắc hổ gầm nhẹ vài tiếng. Trong lòng đông bắc hổ bắt đầu hưng phấn, nó lớn tiếng đối với hổ mẹ gầm rú vài tiếng, bởi vì đông bắc hổ biết hổ mẹ hiện tại đã không có việc gì. Tô Chiết nghe được Đông Bắc Hổ tiếng gào sau, quay đầu đi nhìn Đông Bắc Hổ một mắt, liền lập tức để Đông Bắc Hổ yên tĩnh lại, không còn dám kêu. Sở dĩ Đông Bắc Hổ như thế nghe lời, không phải là bởi vì nó sợ Tô Chiết, mà là Đông Bắc Hổ dường như biết rồi là Tô Chiết cứu hổ mẹ, cứu thê tử của nó, cho nên Tô Chiết chỉ là nhìn nó một mắt, liền để nó yên tĩnh lại, không còn dám kêu loạn. Đã từng ngông cuồng tự đại hổ vương, bây giờ đối với Tô Chiết lại là dễ bảo, không dám cãi phản Tô Chiết y tứ, này ngược lại là thú vị, hoặc là liền ngay cả nhậm ly nhiên cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ này đi. Pi sổ mẹ khôi phục một điểm tinh lực sau, tựa hồ biết là Tô Chiết cứu nó, cho nên nó đối với Tô Chiết kêu vài tiếng, tại biểu đạt nó lòng biết ơn. Sau hổ mẹ cúi đầu đến, duỗi ra đầu lưới của nó l i -ta, lên bên cạnh hổ con, hổ mẹ hiện tại cũng biết nó tiểu nhi tử cũng sắp muốn không chịu nổi, tiếng gầm nhẹ của nó tràn đầy bi thương cùng bi ai, không có dĩ vãng thô bạo, khiến người ta nghe rất là không đành lòng. Hồ mẹ ngẩng đầu lên nhìn Tô Chiết, Tô Chiết tựa hồ có thể từ ánh mắt của nó nhìn ra ép buộc, hổ mẹ hy vọng Tô Chiết có thể cứu hổ con. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nó có chuyện. Tô Chiết cười cười, sờ sờ hổ mẹ đầu, nói ra. Hay là cũng chỉ có hôm nay cơ hội này, Tô Chiết có thể mò đến lão hổ đầu, mà sẽ không được đến phản kháng. Nếu như là bình thời, Tô Chiết nhất định sẽ cho lão hổ cắn một cái. Tô Chiết lấy tay đặt ở hổ con trên người của, hắn có thể cảm giác được hổ con khí thức càng ngày càng yếu, tim đập cũng là như có như không hay là nếu như không có tô chiết lời nói, hổ con không căng được thời gian nửa tiếng, cũng sẽ bị chết. Thế nhưng hiện tại tô chiết nếu quyết định ra tay rồi, thì sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, tô chiết hiện tại cũng muốn bảo vệ hổ mẹ cùng hổ con tính mạng, sẽ không để cho chúng nó có việc, đây là tô chiết đối trị liệu thần lực tự tin. PNXS, CM bên cạnh hổ mẹ tựa hổ ý thức được tô chiết là cứu nó hổ con. Bởi vì vừa nãy liền ở hổ mẹ sắp chống đỡ không được thời điểm, Tô Chiết chính là dùng biện pháp như thế cứu nó. Cho nên hổ mẹ hiện tại không quan tâm chính mình thân thể hư nhược, chủ động hướng về bên cạnh lui một điểm, dọn ra không gian đến để Tô Chiết giải cứu hổ con. Đã làm không quấy dày Tô Chiết, hổ mẹ cũng là không dám lại phát ra tiếng gào rồi, nó hết sức chăm chú nhìn hổ con, hy vọng hổ con có thể tránh được tai nạn này. Tô Chiết lấy tay kề sát ở hổ con trên người của sau, liền bắt đầu đem trong cơ thể trị liệu thần lực vận chuyển cho hổ con, khôi phục hổ con trong cơ thể sinh cơ rất nhanh tô chiết trị liệu thần lực liền bắt đầu phát huy ra nó hiệu quả hổ con đang hấp thu trị liệu thần lực sau tiếng hít thở càng ngày càng nặng tim đập cũng bắt đầu có lực rồi thân thể không chỉ khôi phục sức sống thậm chí tại tô chiết thủ hạ hổ con đã bắt đầu từ từ không an phận rồi vẫn không có mở mắt hổ con lật người đến đối với tô chiết ngón tay người một cái sau đó liền dùng nó chân trước vững vàng bảo vệ tô chiết ngón tay liền bắt đầu dùng cái lưỡi nhỏ của nó đầu ta lên xem ra hồ con đối tô chiết rất âu yếm, có lẽ là bởi vì tô chiết trị liệu thần lực cứu quan hệ của nó. Hồ con đầu lưỡi để tô chiết ngón tay có chút ngứa, bất quá ngược lại là rất thoải mái. Lần này tô chiết trị liệu thần lực cũng không hề bảo lưu, hắn trực tiếp dùng 20 điểm trị liệu thần lực chữa khỏi hồ con, để hồ con triệt để khôi phục khỏe mạnh, không có nguy hiểm tính mạng. Tô chiết sở dĩ sẽ lập tức liền cứu tốt hồ con, là vì hồ con hiện tại cũng không có mở mắt ra, sẽ không gây ra động tính quá lớn đến, cho nên tô chiết mới phát hiện chữa khỏi hổ con mà hổ mẹ liền không giống nhau nếu như tô chiết đi vào không đến bao lâu liền triệt để chữa khỏi hổ mẹ mà hổ mẹ một khi khôi phục như cũ tùy tiện gầm rú một tiếng tự sẽ khiến bên ngoài chờ đợi người nghe được vốn là thoi thóp một hơi hổ mẹ thế nhưng tô chiết đi vào còn không có bao nhiêu thời gian liền để hổ mẹ xanh long hoạt hổ lời nói bất luận ai cũng sẽ hoài nghi đi tin tưởng cái khác y sinh dù cho y thuật cao siêu đến đâu cũng không thể nào làm được điểm này, cho nên vì giảm bất ngờ vực, Tô Chiết mới sẽ quyết định từng điểm từng điểm chữa khỏi hổ mẹ. Hổ con khôi phục khỏe mạnh sau, liền bắt đầu chậm rãi học bò đến hổ mẹ bên người đi rồi. Hổ mẹ đối với Tô Chiết gầm nhẹ vài tiếng, sau đó lại bắt đầu duỗi ra đầu lưỡi của nó, an ủi hổ con rồi. Bất quá hổ mẹ bây giờ thân thể còn rất yếu ớt rồi, không đến bao lâu, thân thể của nó liền không chịu nổi, một lần nữa nằm xuống, không có khí lực lại bò dậy bất quá hổ mẹ vẫn như cú rũi ra móng vuốt, ôm lấy hổ con. Tô Chiết lần nữa đưa tay ra phóng tới hổ mẹ trên thân thể, cho nó truyền trị liệu thần lực đi qua, lần này Tô Chiết trực tiếp cho hổ mẹ hấp thu 10 điểm trị liệu thần lực. Mà có này 10 điểm trị liệu thần lực sau, hổ mẹ thân thể lập tức khá hơn nhiều rồi, cũng sẽ không bao giờ như trước đó bình thường suy yếu. Thân thể lập tức khôi phục không ít khí lực hổ mẹ, nó ngẩng đầu, đã nghĩ giống lớn đi ra, biểu thị sự hưng phấn của nó tâm ý. Tô Chiết vội vàng hướng về nó làm một cái im lặng thủ thế, để hổ mẹ không nên gầm rú. Không nghĩ tới hổ mẹ lĩnh ngộ Tô Chiết ý tứ, nếu liền thật không có kêu ra tiếng, thập phần dịu ngoan, để Tô Chiết ngược lại là có chút bất ngờ. Trước đó Tô Chiết cũng chưa hề nghĩ tới hổ mẹ sẽ như vậy nghe lời, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới hổ mẹ sức lĩnh ngộ không thấp, còn có thể lý giải động tác tay của hắn, đại biểu y tứ, xem ra một con này hổ mẹ linh tính không thấp. Vừa nãy Tô Chiết chỉ là bởi vì quá mức sốt ruột lo lắng hổ mẹ sẽ giống lớn gọi, gây nên chờ ở bên ngoài nhậm ly nhiên sự hoài nghi của bọn họ, cho nên tô chiết dưới tình thế cấp bách mới sẽ đối với hổ mẹ làm ra im lặng thủ thế. Nhưng đó chỉ là hắn theo bản năng động tác, cho nên tô chiết trong lòng cũng không có ôm cái gì hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới hổ mẹ có thể rõ ràng ý của hắn, hổ mẹ nếu liền thật sự không gọi. Tô chiết vươn tay ra, sờ sờ hổ mẹ đầu, hổ mẹ rất dịu ngoan, không có phản kháng, hơn nữa hổ mẹ trái lại lè lưỡi đến, Bắt đầu nhẹ khẽ ta lấy Tô Chiết thủ lưng, Tô Chiết biết đây là hổ mẹ tại hướng về hắn tỏ thiện ý hành vi. Kỳ thực bị hổ mẹ đầu lưỡi Eliota, Tô Chiết cũng không có vì vậy cảm giác được thoải mái, trái lại cảm giác được bị hổ mẹ đầu lưỡi đụng phải địa phương, hơi hơi đâm nhói. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là vì lão hổ đầu lưỡi cùng nhân loại không giống nhau, lão hổ làm là vua bách thú, coi như là đầu lưỡi, cũng là lão hổ vũ khí. Lão hổ đầu lưỡi dài chừng 30 cm kết cấu đặc thù, chính ra mặt che kín chất sừng hóa sức mang dô, phi thường cứng rắn, như cái rũa như thế mạnh mẽ, đầu lưới của nó có thể đem xương thú lên tàn thịt l -Iota ăn được sạch sành xanh, còn có thể cuốn thành thìa hình dáng l -Iota nước uống. Hổ lưỡi ngoại trừ là trọng yếu cơ quan vị giác quan, cùng dùng để l -Iota ăn con mồi trên xương tàn thịt cùng huyết dịch, cùng với nước uống bên ngoài, hổ lưỡi còn có thể đưa đến thanh khiết da lông, an ủi ấu tử cùng điều tiết nhiệt độ tác dụng cho nên lão hổ tại cùng ăn qua đi đều là biết dùng đầu lưới của nó không ngừng mà liota lắp miệng mình chào, đem cùng ăn lúc dính lên thực vật cho cặn vết máu đợi thanh lý đi còn thường thường mượn dùng nước cùng nước bọt như mèo như thế mà rửa mặt cùng chải vuốt da lông ngoại trừ sau gáy phần lưng một số ít liota không tới chỗ còn lại cũng có thể đưa chúng nó tóc máu lên vết máu chất bẩn toàn bộ liota lắp sạch sẽ bình thường giống cái lão hổ cũng là lợi dụng đầu lưới đối ấu tử tiến hành tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, thông qua ôn nhu Eliota lắp trùng kích ấu tử khỏe mạnh, thuận lợi mà trưởng thành. Mặt khác tại nóng bức mùa hạ, lão hổ còn thường thường duỗi đầu lưỡi ra, trở xuống thấp nhiệt độ, tỏa ra nhiệt lượng. Trước đây tô chiết đối lão hổ đầu lưỡi có sức mang dô, vẫn luôn là có nghe thấy, thế nhưng nhưng vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ ngược lại là cho tô chiết tự thể nghiệm một cái. Tuy rằng hổ mẹ đầu lưỡi để tô chiết ra rẻ cảm giác không thoải mái, thế nhưng hắn cũng không có từ chối hổ mẹ thiện ý, trái lại giúp hổ mẹ gãi lên ngứa. Nhìn ra được, hổ mẹ rất yêu thích tô chiết gãi ngứa, nó cúi đầu, lần nữa l i ta ta tô chiết thủ trưởng. Cuối cùng hưng phấn hổ mẹ nếu bỏ lên, muốn đi l ta tô chiết mặt. Tô chiết đầu vội vàng sau ngang, tránh được hổ mẹ đầu lưỡi, tay của hắn có thể chịu được ở hổ mẹ đầu lưỡi xước mang dô, thế nhưng không có nghĩa tô chiết mặt cũng có thể. Hắn cũng không muốn bị một cái phần tội hổ mẹ tựa hồ rất không hiểu tô chiết vì sao lại tránh đi. bất quá nó nhìn một chút tô chiết sau liền cúi đầu ta tại nó trong lồng ngực hổ con rồi. trải qua tô chiết trị liệu thần lực hiện tại hổ con thân thể đã triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi nó hiện tại cũng là không nhiều an phận tại hổ mẹ trong lồng ngực chui tới chui lui không có một khắc ổn định lại. tô chiết nhìn đến thú vị không khỏi đưa tay ra chỉ đi gãi hổ con non nứt bụng tựa hồ tô chiết động tác để hổ con cảm giác được ngứa thân thể của nó vặn vẹo càng thêm lợi hại rồi cuối cùng nó không nhịn được ôm lấy tô chiết làm ác ngón tay bắt đầu hút để tô chiết ngón tay có một chút người ý hổ mẹ đối tô chiết tới gần hổ con cũng không bài xích vẫn như cũ dùng đầu lưỡi eliota hổ con thân thể đương nhiên tình cờ cũng sẽ chiếu cố một cái tô chiết thủ trường cùng hổ con chính chơi được thú vị tô chiết đột nhiên nhớ tới bị giam tại lồng sắt đông bắc hổ từ khi tô chiết vừa nãy quát lớn nó một câu đông bắc hổ liền một mực không có kêu qua rất Hàn tĩnh ngốc ở trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn Tô Chiết ngược lại là quên mất sự tồn tại của nó. Thế là Tô Chiết xoay người, muốn đi xem Đông Bắc Hổ hiện tại đang làm gì, mới phát hiện Đông Bắc Hổ nằm nhoài tại lồng sắt lên, chờ mắt nhìn hổ mẹ cùng hổ con. Không nghĩ tới Đông Bắc Hổ như vậy nghe lời, Tô Chiết khiến nó đừng có gọi, Đông Bắc Hổ liền đến bây giờ cũng không dám lên tiếng. Làm Đông Bắc Hổ phát hiện Tô Chiết nhìn nó thời điểm, còn đối với ô hô vài tiếng, âm thanh rất nhỏ, không lắng nghe lời nói. Tô Chiết còn thật sự không nghe được, hơn nữa Đông Bắc Hổ nhìn Tô Chiết ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ngày hôm qua còn uy phong lấm lấm Đông Bắc Hổ, bây giờ đối Tô Chiết ngược lại là dễ bảo, không có chút nào dám cãi lời Tô Chiết chỉ lệnh, nhìn ra được Đông Bắc Hổ đối với hổ mẹ cảm tình rất sâu, hơn nữa nó cũng biết là Tô Chiết cứu hổ mẹ, cùng với hổ con, cho nên Đông Bắc Hổ mới sẽ như vậy nghe Tô Chiết lời nói. Tô Chiết cũng không đành lòng nhìn Đông Bắc Hổ tha thiết mong chờ ánh mắt, không muốn để cho nó thất vọng, thế là hắn quyết định đem hổ con mang tới cho đông bắc hổ nhìn một chút. Tô Chiết vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy tại hổ mẹ trong lồng ngực hổ con, hắn toàn bộ quá trình rất chậm chậm, mỗi một bước đều có vẻ rất cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Tô Chiết không biết hổ mẹ sẽ sẽ không đồng ý hắn đem hổ con ôm đi, nằm ở thời kỳ cho con ú giống cái động vật có thể so với lúc bình thường, tính tình sẽ càng thêm táo bạo, càng thêm mẫn cảm, nếu có người tiếp cận con của nó lời nói, sẽ rất dễ dàng nổi lên hại người. Huống hồ vẫn là một con mới vừa vặn sinh ra hổ con hổ mẹ, đây chính là sẽ ăn thịt người đông bắc hổ, hiện tại tô chiết đem con của nó ôm đi, không thua gì là hổ khẩu rút cần, cho nên tô chiết mới không dám xem thường. Nếu như hổ mẹ biểu hiện ra một điểm không muốn, hoặc là nổi giận cảm xúc đi ra, tô chiết đều sẽ không chút do dự đem hổ con trả về, sau đó quay đầu bỏ chạy, miễn cho không công bị nổi giận hổ mẹ cho cắn. Mặc dù bây giờ hổ mẹ thân thể còn rất yếu ớt, tô chiết không nhất định sẽ không thể đánh thắng hổ mẹ, nhưng mà nếu như hổ mẹ vì bảo vệ hổ con bùng nổ ra không thể tưởng tượng thực lực đi ra cũng là có khả năng này cho nên tô chiết mới sẽ đặc biệt cẩn thận không muốn mạo hiểm như vậy. bất quá tô chiết hiện tại ngược lại là có vẻ quá lo lắng bởi vì hổ mẹ cũng sẽ không phản đối tô chiết ôm lấy hổ con cho dù tô chiết đem hổ con ôm đi nó cũng chỉ là biểu hiện không bỏ được cảm xúc đi ra hoàn toàn không nghĩ thương tổn tô chiết y tứ hay là bởi vì tô chiết là cái hổ cùng hổ con ân nhân cứu mạng nguyên nhân. tô chiết nhẹ nhàng ôm lấy hổ con. Sau đó liếc mắt nhìn hổ mẹ, phát hiện hổ mẹ cũng không hề nổi giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi chiết ôm hổ con, đi đến lồng sắt một bên, đợi tôi chiết tới gần Đông Bắc hổ thời điểm, hơi thở của nó cũng bắt đầu dồn dập lên rồi. Vốn là tôi chiết chỉ là dự định ôm hổ bảo bảo, để Đông Bắc hổ nhìn một hồi, sau đó liền đem hổ bảo bảo ôm trở về cho hổ mẹ, thế nhưng tôi chiết đang nhìn đến Đông Bắc hổ ánh mắt sau lại muốn đem trong tay hổ bảo bảo ôm vào trong lồng cho Đông Bắc Hổ, khiến nó hảo hảo bồi tiếp hổ bảo bảo một hồi. Thế nhưng giam giữ Đông Bắc Hổ lồng sắt khe hở cũng không lớn, nếu như Tô Chiết muốn thông qua này khe hở, đem trong tay hổ bảo bảo phóng tới Đông Bắc Hổ trước mặt lời nói, vẫn có chút độ khó. Hơn nữa Tô Chiết cũng không phát hiện đem hổ bảo bảo bỏ vào, bởi vì lo lắng cho hắn Đông Bắc Hổ sẽ không nhỏ đau lòng đến hổ bảo bảo dù sao một con này đông bắc hổ cũng không muốn hổ mẹ bình thường ôn nhu, cho nên tô chiết mới sẽ do dự không quyết định. Nhưng mà nếu như tô chiết mở ra lồng sắt, hắn ôm hổ bảo bảo đồng thời tiến vào lồng sắt lời nói, tô chiết không cảm đảm bảo vệ đông bắc hổ không lại đột nhiên nổi lên cắn hắn. Đây chính là rất khó nói, một con này đông bắc hổ làm ly nhiên sơn trang hổ vương, thực lực có thể không thể khinh thường. Đông bắc hổ sức chiến đấu mạnh như thế nào, tô chiết cũng không muốn dùng chính mình đi làm thí nghiệm. Tuy rằng Tô Chiết hiện tại thể chất đã đạt đến 78 điểm, là người bình thường vài lần, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám cam đoan chính mình, có thể chiến thắng trên thế giới lớn động vật họ mèo quay là Tô Chiết có thể tại Đông Bắc Hồ trước mặt tự vệ, chỉ ít hắn có thể tại Đông Bắc Hồ hổ, hổ khẩu dưới thoát thân, thế nhưng nhất định sẽ lấy bị thương nặng để đánh đổi. Lớn như vậy hiểm, Tô Chiết không muốn theo liền tựu đi mạo hiểm bất quá Tô Chiết cũng cảm giác được Đông Bắc Hổ đối với nó cũng không hề định ý. Cho nên trong lòng hắn mới có chỗ do dự, nếu không, hắn đã sớm quay đầu liền đi trô nên Tô Chiết dự định lại thử một chút Đông Bắc Hổ phản ứng, xem biểu hiện của nó, lại quyết định phải làm sao thế là Tô Chiết một cái tay bảo vệ hổ bảo bảo, sau đó hắn cái tay còn lại chậm rãi luồn vào trong lồng. Đồng thời Tô Chiết cũng mật thiết quan tâm Đông Bắc Hổ phản ứng Tô Chiết thủ rất liền đặt ở Đông Bắc Hổ trước mặt rồi, thế nhưng Đông Bắc Hổ đối với cái này cũng không có phản ứng gì, thế là Tô Chiết lại thêm một bước hành động. Hắn đem bàn tay đến Đông Bắc Hổ cầm sờ sờ, sau Tô Chiết còn vỗ vỗ Đông Bắc Hổ đầu, đối với cái này, Đông Bắc Hổ cũng không có cái gì chống cự, có vẻ rất xịu ngoe như nữa Đông Bắc Hổ cũng cùng hổ mẹ như thế, lẻ lưỡi đi Liota lắp tô chiết thủ, tô chiết biết đây là Đông Bắc Hổ tại hướng về nó tỏ thiện ý, bất quá một con này Đông Bắc Hổ đầu lưỡi xước mang dô. so với hổ mẹ còn cứng hơn, để tô chiết ra rẻ một trận đâm nhoi thế là tô chiết thẳng thắn hoặc là không làm, hắn phản tay nắm lấy Đông Bắc Hổ đầu lưỡi. Không cho Đông Bắc Hổ đầu lưỡi rụt về lại tuy rằng tô chiết hành động này để Đông Bắc Hổ rất không thoải mái, thế nhưng Đông Bắc Hổ nhưng không có nổi giận, hơn nữa cũng không có vùng đi tô chiết thủ, nếu thật sự cứ như vậy cho tô chiết nắm lấy đầu lưới của nó như thế khó được cơ hội, tô chiết có thể sẽ không bỏ qua rồi, thế là tô chiết tới gần trong lòng, đến xem Đông Bắc Hổ đầu lưới muốn nhìn một chút lão hổ đầu lưới xước mang rô là cái dạng gì quả nhiên Đông Bắc Hổ đầu lưới chính ra mặt sắc thực che kín chất sừng hóa xước mang rô. Dậm dạp trăng chịt, nhìn đến tô chiết tê cả ra đầu, không trách lão hổ có thể đem xương thú lên tàn thịt l ta ăn được sạch sành xanh lão hổ nắm giữ như vậy đầu lưỡi muốn làm đến một điểm này cũng không khó yếu như bây giờ có người nhìn thấy tô chiết hành vi lời nói. Tuyệt đối sẽ cho rằng tô chiết là điên rồi dám đối với một con đông bắc hổ làm chuyện như vậy, cho rằng tô chiết là ở tìm đường chết bởi vì liền ngay cả làm chủ nhân nhậm ly nhiên cũng không khả năng dám đối với đông bắc hổ làm chuyện như vậy. Thế nhưng Tô Chiết không chỉ làm như vậy hơn nữa Đông Bắc Hổ cũng không có phản kháng giống như là bởi vì Tô Chiết cầm lấy Đông Bắc Hổ đầu lưỡi, nhìn đến quá lâu, để Đông Bắc Hổ rất không thoải mái, thế là Đông Bắc Hổ quay đầu đi, hy vọng có thể để cho Tô Chiết buông tay tuy rằng Tô Chiết hiện tại cảm giác vẫn không có xem đủ, hắn vẫn như cũng chưa hết thòm thèm, bất quá Tô Chiết vẫn là buông lỏng tay ra để Đông Bắc Hổ đầu lưỡi rũi trở lại tiếp lấy Đông Bắc Hổ nhìn một chút Tô Chiết trong tay ôm hổ bảo bảo. Sau đó lại trơ mắt nhìn Tô Chiết trải qua mới vừa thí nghiệm sau, Tô Chiết xác định Đông Bắc Hổ đối hắn không có bất kỳ địch ý, hơn nữa còn phi thường phối hợp hắn hẳn là sẽ không thương tổn hắn trô nên Tô Chiết liền mở ra lồng sắt, sau đó ôm Hổ Bảo Bảo đi vào trong lồng, hắn đem Hổ Bảo Bảo phóng tới Đông Bắc Hổ trước mặt Đông Bắc Hổ vừa thấy được Hổ Bảo Bảo sau, liền dùng hai con tay trước đem Hổ Bảo Bảo ôm tiến trong lồng ngực, sau đó dùng đầu lưỡi đi Liota lắp Hổ Bảo Bảo ra lông bất quá rất hiển nhiên. Đông Bắc Hổ so với hổ mẹ đến thô bạo hơn nhiều, cho dù nó lại cẩn thận từng ly từng tí, đối ấu tiểu hổ bảo bảo cũng là rất khó chịu thế là tại đông bắc hổ trong lồng ngực hổ bảo bảo bắt đầu dãy ruộng, muốn bỏ đi nại, tô chiết chỉ có thể đi tới vỗ vỗ đông bắc hổ đầu đông bắc hổ dường như lĩnh ngộ tô chiết ý tứ, thế là động tác của nó thêm mềm nhẹ, thêm cẩn thận từng ly từng tí, dưới tình huống như vậy, hổ bảo bảo mới không có muốn bỏ đơn nữa không bao lâu, hổ bảo bảo liền tại đông bắc hổ l i -ta, láp dưới. Tại nó trong lồng ngực ngủ rồi tại hổ bảo bảo ngủ sau, đông bắc hổ cũng không dám động, sợ sẽ làm tỉnh lại hổ bảo bảo, liền giống như định rồi hình như thế đông bắc hổ cái kia không biết làm sao bộ dáng, nhìn đến tô chiết nhịn cười không được, hiện tại đông bắc hổ vậy có làm hổ vương bộ dáng, khi phách của nó tại hổ bảo bảo trước mặt đã sớm không tồn tại nữa bất quá như vậy đông bắc hổ, để tô chiết thêm yêu thích, chính vì như vậy đông bắc hổ thêm có vẻ linh tính có thêm nói chuyện tô chiết nhìn một chút thời gian. Đến bây giờ mới qua thời gian nửa tiếng, còn sớm tô chiết cũng không muốn sớm như vậy ra ngoài, chính vì như vậy mới qua quỷ dị, hắn muốn ở chỗ này lưu nhiều một quãng thời gian mới ra ngoài cũng có vẻ hắn trị liệu cũng không phải rất dễ dàng tuy rằng tô chiết biết bên ngoài chờ đợi người bây giờ trong lòng có nhiều sốt ruột bất qua cái này cũng là chuyện không có biện pháp tô chiết có thể chứa tốt hổ mẹ cùng hổ bảo bảo đã là khiến người ta rất giật mình rồi nếu như mới thời gian nửa tiếng tô chiết liền đi ra ngoài vậy thì sẽ thêm gây nên người khác hiểu lầm cho nên tô chiết quyết định ở nơi này lại bồi tiếp đông bắc hổ một hồi thế là tô chiết đi tới đông bắc hổ bên người hắn cũng không che trên đất bẩn trực tiếp an vị tại Đông Bắc Hổ bên người bên trong, sau đó hắn vỗ vỗ Đông Bắc Hổ thân thể, liền đem thân thể tựa ở Đông Bắc Hổ trên người của, Tô Chiết đem Đông Bắc Hổ trực tiếp coi như đệm có người đem lão hổ ra hổ lấy ra làm áo khoác da lông, không có gì đặc biệt hơn người, như Tô Chiết trực tiếp dùng một con thành niên Đông Bắc Hổ. Coi như đệm của hắn, mới thật sự là xa xỉ, người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đừng nói làm như vậy vốn là Đông Bắc Hổ vì không đánh thức hổ bảo bảo. Nó cũng không dám rời chuyển động thân thể rồi, hiện tại tô chiết ngược lại tốt, chính mình coi nó là làm đệm rồi, khiến nó thêm khó chịu nếu như cho ngoại giới yêu hổ nhân sĩ nhìn thấy màn này, có thể hay không cáo tô chiết ngược đái động vật quốc gia bảo vệ tô chiết hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy, hắn nằm ở đông bắc hồ trên người của. Cảm giác phi thường thoải mái, buồn ngủ cũng càng lúc càng lớn. Rất tô chiết liền không nhịn được cơn buồn ngủ, nằm ở đông bắc hồ trên người ngủ đi qua ngủ tô chiết ngược lại là ung dung. Cũng không biết người bên ngoài có nhiều sốt ruột đặc biệt là nhậm ly nhiên thêm lòng như lửa đốt, dù sao hắn đối tô chiết y thuật chỉ là lời truyền miệng, cũng không hề chân thật tháo ra không hề giống dư hiên hạo cùng an hân các nàng, ít nhiều gì hiểu rõ qua tô chiết y thuật thần kỳ, tuy rằng bọn hắn không dám nói tô chiết sẽ cải tử hồi sinh, thế nhưng là dám cam đoan tô chiết có thể diệu thủ hồi xuân. Cho nên bảo vệ hổ mẹ cùng hổ bảo bảo tính mạng, đối tô chiết mà nói, cũng không phải là không thể hoàn thành thế nhưng tất cả những thứ này nhậm ly nhiên cũng không biết, hắn đối tô chiết y thuật, chỉ là thông qua dư hiên hạo đơn giản miêu tả mà có được hiện tại nhậm ly nhiên đều có điểm hối hận quyết định của mình rồi, bởi vì quá mức xúc động rồi yên nữa nhậm ly nhiên lo lắng vẫn là trong phòng sinh xảy ra vấn đề rồi, bởi vì hiện tại thật sự là quá mức an tĩnh, này rất yên tĩnh quỷ dị, để nhậm ly nhiên trong lòng có hiếu sợ. Khiến hắn pháp bình tĩnh lại tâm tình tô chiết vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, nhậm ly nhiên bọn hắn còn có thể nghe được đông bắc hổ tiếng gào, nhưng là không đến bao lâu liền yên tĩnh lại, sẽ không có lại nghe đến đông bắc hổ phát ra tiếng gào đã qua. Đây là rất không chuyện tầm thường tình, bởi vì lúc trước Đông Bắc Hổ bởi vì lo lắng hổ mẹ, nó trọn vẹn giống lên một buổi tối không có đình chỉ qua. Thế nhưng tôi chiết đi vào không đến bao lâu, Đông Bắc Hổ sẽ không có lại giống qua, vậy thì có vẻ rất không bình thường. Hiện tại nhậm ly nhiên lo lắng tô chiết ở bên trong xảy ra vấn đề rồi, dù sao tô chiết hiện tại chữa trị không phải là phổ thông động vật, mà là một con giống cái đông bắc hổ. Tuy rằng hổ mẹ so ra đông bắc hổ, liền hơi chút ôn thuận một ít, thế nhưng này không có nghĩa hổ mẹ sẽ không cắn người, một khi để hổ mẹ nổi giận lời nói, nó lúc nào cũng có thể sẽ đem người cắn khối tiếp theo thịt. Nếu như tô chiết tại trị liệu hổ mẹ thời điểm, hổ mẹ đột nhiên phát điên cắn tô chiết, cũng không phải là không thể được sự tình. Hơn nữa cho dù hư nhược hổ mẹ không có khí lực đi cắn tô chiết, thế nhưng cũng đừng quên trong phòng sinh ngoại trừ hổ mẹ bên ngoài, còn có một chỉ ly nhiên sơn trang hổ vương ở bên trong. Tuy rằng đông bắc hổ bị nhầm ly nhiên nhốt ở trong lồng, trong tình huống bình thường không thể lao ra hại người, thế nhưng mọi việc đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vạn nhất trong lòng Đông Bắc Hổ cho trốn ra khỏi lời nói, nguy hiểm nhất chính là Tô Chiết rồi, đây mới là nhậm ly nhiên chuyện lo lắng nhất. Mà xuất hiện trong phòng sinh một chút động tĩnh đều không có, mới khiến cho nhậm ly nhiên lo lắng nhất. Có đến vài lần nhậm ly nhiên đều muốn vọt vào trong phòng sinh, đi nhìn một chút ở bên trong Tô Chiết có hay không có chuyện. Bất quá Dư Hiên Hảo đã trước đó nhắc nhở qua hắn, Tô Chiết tại trị liệu trong quá trình là không cho phép có người nhìn đến, bằng không Tô Chiết trước đó cũng sẽ không khiến người ở bên trong tất cả đi ra, hắn mới đi vào trong phòng sinh. Quy củ như vậy, nhậm ly nhiên ngược lại là có thể hiểu được. Bởi vì Tô Chiết trị liệu thủ pháp khả năng thuộc về bí thuật, không muốn để cho người nhìn thấy cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng nhậm ly nhiên vẫn là không nhịn được lo lắng, bất quá hắn cuối cùng cũng coi như nhịn được kích động, không có vọt vào trong phòng sinh hơn nữa hắn cũng sợ sẽ quấy dày đến tô chiết trị liệu cho nên cũng không dám đi qua gõ cửa bất quá nhậm ly nhiên cho rằng còn như vậy chờ chút đi cũng không phải biện pháp hắn quyết định đợi thêm nhiều thời gian nửa tiếng liền đi qua gõ cửa phòng sinh nhìn một chút tô chiết có không có trả lời nếu như đến lúc đó tô chiết không có trả lời lời nói nhậm ly nhiên liền ngay lập tức sẽ áp dụng hành động mà ngủ được chính thoải mái tô chiết hắn hiện tại ngược lại là thư thái nhưng lại không biết người bên ngoài có nhiều sốt ruột. Cuối cùng Tô Chiết là bị đói bụng tỉnh, hắn lắc lắc đầu, nhìn một chút thời gian, không nghĩ tới hắn đã ngủ không ít thời gian rồi. Bây giờ cách Tô Chiết tiến vào phòng sinh thời gian, đã có tới hai canh giờ, Tô Chiết nghĩ thầm cũng là gần như, cũng có thể gần như có thể đi ra. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là Tô Chiết chính mình đói bụng, sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền một mực chưa từng ăn đồ vật, trong bụng đã sớm rỗng tuyết rồi chẳng qua nếu như Tô Chiết không phải là bị đói bụng tỉnh lời nói. Cũng không biết hắn phải ngủ tới khi nào mới sẽ tỉnh lại, ít nhất muốn đợi người bên ngoài tới gọi rồi, hắn mới sẽ lên. Tô Chiết đứng lên vỗ vỗ cái mông của mình, sau đó nhìn một chút dưới đáy Đông Bắc Hổ, mới phát hiện Đông Bắc Hổ đến bây giờ tư thế đều chưa từng di động, thật cũng không đơn giản a hát. Mà lúc này đây, Hổ Bảo Bảo cũng vừa tốt tỉnh lại, khả năng cũng bắt đầu đói bụng, đang tại tìm uống sữa. Thế là Tô Chiết ngồi trồm hốm xuống, đem hổ bảo bảo ôm, tại đông bắc hổ không bỏ trong ánh mắt, tôi chiết đem hổ bảo bảo ôm ra trong lồng. Sau đó tôi chiết đem lồng sắt đóng lại rồi, mới đem hổ bảo bảo ôm vào hổ mẹ trước mặt. Lúc này hổ mẹ tuy rằng hấp thu Tô chiết 15 điểm trị liệu thần lực, bất quá y nguyên hay vẫn rất suy yếu, dù sao vừa nãy chảy nhiều máu như vậy, cũng không khả năng chỉ là khu khu 15 điểm trị liệu thần lực, là có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Tôi chiết đoán chừng chỉ ít cần 80 điểm trị liệu thần lực mới có thể triệt để chữa khỏi hổ mẹ, để hổ mẹ thân thể nằm ở trạng thái đỉnh cao. Bất quá Tô Chiết cũng không hề khả năng này, hắn chỉ là dự định chữa tốt hổ mẹ một nửa là được rồi, còn lại liền do chính nó chậm rãi tính dưỡng, chậm rãi khôi phục. Đương nhiên Tô Chiết cũng không phải cứ như vậy bỏ mặc rồi, bởi vì hổ mẹ hiện tại tuy rằng giữ được tính mạng rồi, chẳng qua nếu như Tô Chiết không có tiếp tục dùng trị liệu thần lực cho nó hấp thu, y nguyên hay vẫn sẽ nguy hiểm, hơn nữa cũng sẽ lưu lại bệnh căn, cho nên tôi chiết tại đem hổ bảo bảo thả lại hổ mẹ trong lồng ngực sau, lại lần nữa cho hắn vận chuyển 2 năm điểm trị liệu thần lực. Hổ mẹ lần nữa hấp thu 2 năm điểm trị liệu thần lực sau, rõ ràng tinh thần rất nhiều, cũng không có lúc trước vô lực rồi. Tôi chiết trước trước sau sau tổng cộng cho hổ mẹ hấp thu 40 điểm trị liệu thần lực, nghĩ đến cũng đầy đủ để hổ mẹ bình yên vô sự rồi, mặc dù bây giờ hổ mẹ thân thể còn sẽ có điểm suy yếu, bất quá này cũng có thể thông qua thời gian đi khôi phục, hoặc là thông qua bồi bổ đến khôi phục chuyện còn lại liền không dùng tô chiết đi quan tâm hắn hiện tại làm đến một điểm này đã là rất khó được được rồi chuyện còn lại tự nhiên sẽ có nhậm ly nhiên bọn hắn mang hoạt cũng không cần tô chiết quá mức lo lắng hổ mẹ thân thể làm tốt những chuyện này sau tô chiết mới đi tới mở ra phòng sinh cửa lớn làm tô chiết mở ra sau đại môn chờ ở bên ngoài người ngay đầu tiên đều đưa ánh mắt chuyển qua tô chiết trên người của lúc này tô chiết bởi mới vừa vận tỉnh ngủ lại tăng thêm đói bụng mới vừa buổi sáng cả người có vẻ hơi uể oải, cho nên Tô Chiết bây giờ nhìn lại, cho người cảm giác dường như mệt chết đi như thế. Mà Tô Chiết những này biểu hiện, lại bị nhậm ly nhiên bọn hắn cho rằng Tô Chiết là vì ở bên trong toàn lực ứng phó trị liệu hổ mẹ chúng nó, khôi phục quá nhiều tinh lực, cho nên hiện tại mới sẽ như thế uể oải. Tất cả mọi người nhìn Tô Chiết ánh mắt đều mang đi chờ đợi, Tô Chiết ngượng ngùng cười cười, nói ra, ta đã tận lực, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi đi làm. Tiếp lấy Tô Chiết liền tránh ra đường, để nhậm ly nhiên bọn hắn có thể vào xem một cái hổ mẹ. Thế là do nhậm ly nhiên đi đầu, tất cả mọi người tràn vào trong phòng sinh. Mà giờ khác này nguyên bản thoi thóp, bị cho rằng đã không có hy vọng sống sót hổ bảo bảo, chính ở tại hổ mẹ trong lồng ngực uống sữa, tại mọi người nhìn lại, lần này tình cảnh nhìn lên rất là an tường. Lúc này trong phòng sinh quá nhiều người rồi, tất cả mọi người đứng xem hổ mẹ chúng nó, để vừa mới sinh sản xong hổ mẹ trong lòng rất bất an, thế là nó trước tiên đem hổ bảo bảo ủng tiến trong lồng ngực, mới quay về mọi người giống to, dường như là đang cảnh cáo người không nên tới gần chúng nó. Mà ở trong lồng đông bắc hổ, lúc này cũng phi thường lo lắng mọi người sẽ thương tổn hổ mẹ chúng nó, nó cũng là gào thét liên tục. Nghe được hổ mẹ tiếng gào sau, nhậm ly nhiên bọn hắn trái lại thanh tĩnh lại rồi. Bởi vì lúc này hổ mẹ tiếng gào mặc dù không có như vậy thô bạo, thế nhưng cũng sẽ không giống trước đó như thế suy yếu vô lực rồi, này đã nói lên hiện tại hổ mẹ đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mà hổ bảo bảo lúc trước tim đập đều nhanh muốn đình chỉ, mà bây giờ có thể bắt đầu ú sữa mẹ, cũng đã nói rõ hổ bảo bảo cũng không có chuyện rồi. Lúc này trong phòng sinh người đều phi thường kích động, bởi vì bọn họ chờ đợi cuối cùng là không hề phí phạm, tổ chức cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đem hổ mẹ cùng hổ bảo bảo cũng chữa hết. Đặc biệt là ly nhiên sơn trang mấy cái bác sĩ thú y, xem tổ chức ánh mắt càng là hàm chứa giật mình, bởi vì cái này mấy cái bác sĩ thú y là tự mình đã kiểm tra hổ mẹ bọn chúng. Lúc đó bọn hắn đã cho rằng hổ mẹ cùng hổ bảo bảo, sống sót hy vọng không gặp qua hai thành, hơn nữa cho dù vạn hạnh bảo vệ tính mạng, cũng không khả năng khôi phục lại khỏe mạnh rồi. Chính là bởi vì mấy cái này bác sĩ thú y đối hổ mẹ bọn hắn tình huống hiểu rõ vô cùng, cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ đặc biệt ngạc nhiên, bởi vì tô chiết chỉ là dùng hai cái giờ, không chỉ có bảo vệ hổ mẹ cùng hổ bảo bảo tính mạng, hơn nữa lấy mấy cái này bác sĩ thú y kinh nghiệm đến xem, hổ mẹ chúng nó bây giờ thân thể đã không có gì đáng ngại rồi, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi là có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi, hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Trong lòng đông bắc hổ cùng hổ mẹ, còn đang không ngừng đối với bọn hắn gầm rú, mà vẫn không có mở mắt hổ bảo bảo, giờ khác này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn như cụ uống sữa của nó. Sau đó Tô Chít cũng đi vào trong phòng sinh, làm đông bắc hổ cùng hổ mẹ xuất hiện Tô Chít tồn tại sau, mới yên tĩnh lại, không có lại gầm rú rồi, xem ra đông bắc hổ chúng nó hiện tại đã phi thường tin cậy tô chiết rồi, cho rằng tô chiết ở đây, liền sẽ không có người thương tổn bọn họ, mà làm chúng nó chủ nhân nhậm ly nhiên, cũng không có khiến chúng nó như vậy tin cậy qua. Tô chiết, ta hiện tại cũng không biết ứng với phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt, y thuật của ngươi thật cao minh. Nhậm ly nhiên đối với tô chiết có chút kích động nói, hắn xuất hiện tại nội tâm cũng là thật lâu không thể bình tĩnh lại một là hổ mẹ chúng nó có thể giữ được tính mạng để nhậm ly nhiên cao hứng vô cùng hai là vì ngạc nhiên với tô chiết diệu thủ hồi xuân y thuật chỉ là dễ như ăn cháo không cần để ở trong lòng y thuật của ta cũng chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi không lấy cái gì ghê gớm tô chiết vung vung tay không để ý nói ra mà tô chiết lơ đã ngữ lại làm cho bên cạnh mấy cái bác sĩ thú y đều xấu hổ cúi đầu nếu như tô chiết y thuật chỉ là kiếm cơm ăn vậy bọn họ so với tô chiết y thuật muốn kém xa Vậy bọn họ lại tính là cái gì, mà bọn họ là nhậm ly nhiên lương cao mời mọc đến ly nhiên Sơn Trang làm thủ y. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết tô chiết lời nói chỉ là khiêm tốn mà thôi, chỉ là thuận miệng nói, cũng không hề cố ý nhằm vào bọn họ. Thế nhưng tô chiết lời nói đối với bọn họ tới nói, vẫn là không thua kém trực tiếp đánh mặt của bọn họ. Để cho bọn họ hiện tại cũng cảm giác mình mặt đều nóng hừng hực, rất thật không tiện lưu trong phòng sinh. Bất quá Tô Chiết cùng Nhậm Ly Nhiên bọn hắn đều không có chú ý tới mấy cái này bác sĩ thú y rồi, cũng liền không hề nói gì rồi. Tuy rằng mấy cái này bác sĩ thú y không chắc chắn chữa khỏi hổ mẹ chúng nó, thế nhưng không có nghĩa bọn hắn chính là lang băm. Nhậm Ly Nhiên nếu đã biết, sẽ xính mời bọn họ đến Ly Nhiên Sơn Trang bên trong làm thú y, cũng là đối với thư y thuật của bọn hắn, tuy rằng bọn hắn xuất hiện tại không có chữa tốt hổ mẹ. Thế nhưng Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ không đối y thuật của bọn hắn không yên lòng bình tĩnh mà xem xét lời nói, mấy cái này bác sĩ thú y tại lúc đó đã làm vô cùng tốt rồi, bởi vì tuy rằng nhậm ly nhiên cũng không hiểu y thuật, thế nhưng hắn cũng biết lúc đó hổ mẹ cùng hổ bảo bảo tình huống có bao nhiêu nguy cấp, bọn hắn không chắc chắn chưa tốt, cũng là có thể thông cảm được. Mà tô chết hiện tại có thể chưa tốt hổ mẹ chúng nó, là thuộc về một cái dị sổ. Không thể lấy ra làm so sánh. Sau đó nhậm ly nhiên lập tức sắp xếp người, chuyên môn chiếu cố hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo. Hiện tại hổ mẹ thân thể còn có chút suy yếu, nếu như xử lý không thỏa đáng, vẫn như cũ sẽ lưu lại bệnh căn, cho nên nhậm ly nhiên tự nhiên không dám xem thường rồi. Đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng sau, nhậm ly nhiên mới nhớ tới tô chiết bọn hắn đến bây giờ còn chưa từng ăn bữa sáng, mà chính hắn tối ngày hôm qua liền một mực thủ tại chỗ này, không hề rời đi qua. Tự nhiên không thể ăn sáng xong rồi. Thế là nhậm ly nhiên nhanh chóng dặn dò công nhân viên đi là tô chiết bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, để tô chiết bọn hắn dùng tuy rằng nhậm ly nhiên toàn bộ buổi tối đều không có nhắm mắt lại, thế nhưng lúc này hắn vẫn như cũ có vẻ thần thái sáng láng, không có một tia mệt nhọc, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, lời này không giả. Hiện tại Tô Chiết không chỉ bảo vệ hổ mẹ tính mạng, hơn nữa ly nhiên Sơn Trang còn nhiều thêm hai con đông bắc hổ con non. Đây chính là một cái thật to việc vui, để nhậm ly nhiên tâm tình phi thường vui vẻ. Tô Chiết bọn hắn ăn đã không tính là bữa sáng bữa sáng sau, vốn là nhậm ly nhiên là muốn dẫn bọn họ tiếp tục tham quan ly nhiên sơn trang. Bất quá tô chiết bọn hắn xem nhậm ly nhiên tối ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ngủ, cho nên liền để nhậm ly nhiên đi nghỉ trước. Mà chính bọn hắn sẽ đi gặp. Nếu tô chiết bọn hắn đều đã nói như vậy, hơn nữa nhậm ly nhiên chính mình cũng cảm giác được có chút buồn ngủ rồi, liền đáp ứng hắn đi nghỉ trước rồi, mà hắn mặt khác phái một cái công nhân viên, cho tô chiết bọn hắn làm người dẫn đường, dẫn bọn họ tham quan ly nhiên sơn trang. Tô Chiết bọn hắn cũng cho là mình đối ly nhiên sơn trang chưa quen thuộc, có công nhân viên làm người dẫn đường cũng là không sai, chỉ ít không cần như con ruồi không đầu như thế, khắp nơi loạn chuyển, cho nên cũng liền không có ý kiến gì rồi. Cho nên bọn họ sau khi ăn cơm xong, Nhậm Ly Nhiên trở về phòng nghỉ ngơi, mà Tô Chiết bọn hắn liền đi theo công nhân viên tiếp tục tham quan Ly Nhiên sơn trang rồi. Công nhân viên mang theo Tô Chiết bọn hắn tại Ly Nhiên sơn trang du lãm một lát sau tôi chiết bọn hắn liền đưa ra muốn đi xem ly nhiên sơn trang đại hùng miêu rồi dư hiên hạo bọn hắn hiện tại cũng đối đại hùng miêu quyến luyến không quên bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tư đến xem cái khác động vật cùng thăm quan cảnh sắc rồi thế là tôi chiết bọn hắn quay ngược phương hướng đi đến đại hùng miêu chỗ ở mà tôi chiết bọn hắn lúc đến nơi này chính là ba con đại hùng miêu bảo bảo thời điểm dùng cơm này ba con đại hùng miêu bảo bảo rất rõ ràng đang tại giận dỗi bất luận chăn nuôi viên làm sao hống làm sao lừa gạt, chính là không muốn uống sữa, để mấy cái chăn nuôi viên chút nào lấy chúng nó không có cách nào. Mà đổi thành bên ngoài ba con đại hùng miêu không phải đang ngủ, hay là tại gặm đồ vật, đối ba con đại hùng miêu bảo bảo là bỏ mặc, căn bản không quan tâm đến nó nhóm có ăn hay không. Vốn là đi theo Tiểu Tuyết Long phía sau màu trắng Tiểu Tàng Sư, vừa thấy được chăn nuôi viên trong tay bình sữa sau, liền lập tức xông tới, tha thiết mong chờ nhìn chăn nuôi viên, Tô Chiết muốn ngăn cản nó đều không có thời gian chăn nuôi viên thấy màu trắng tiểu tàng sư muốn uống trong tay hắn sữa, giật mình, thế là hắn làm bộ muốn đem bình sữa đưa cho màu trắng tiểu tàng sư, muốn kích thích đại hùng miêu bảo bảo. Quả nhiên đại hùng miêu bảo bảo xem thuộc về mình bình sữa, cũng bị màu trắng tiểu tàng sư tha đi rồi, nhất thời không muốn, thế là đại hùng miêu bảo bảo lấy cực nhanh độ, đoạt lấy chăn nuôi viên trong tay bình sữa. Đại hùng miêu bảo bảo hành vi, để chăn nuôi viên cao hứng vô cùng, hắn cho rằng đại hùng miêu bảo bảo trung kế. Bất quá rất nhanh chăn nuôi viên liền thất vọng rồi, bởi vì Đại hùng Miêu bảo bảo cướp đi bình sữa sau, nhưng không có uống, chỉ là ôm thật chặt, không cho màu trắng tiểu tàng sư có cơ hội cướp đi. Xem ra Đại hùng Miêu bảo bảo mình coi như không ú sữa mẹ, cũng là không cho phép cho màu trắng tiểu tàng sư uống, để chăn nuôi viên dở khóc dở cười. Màu trắng tiểu tàng sư thấy không có cơ hội từ Đại hùng Miêu bảo bảo trong lồng ngực đoạt lấy bình sữa sau, thế là nó lại tha thiết mong chờ nhìn chăn nuôi viên, hy vọng chăn nuôi viên có thể vì nó làm chủ. Vị này chăn nuôi viên thấy vậy, liền định đi tới nắm một chai khác cho màu trắng tiểu tàng sư uống. Bất quá cuối cùng lại bị tô chiết cho ngăn trở, bởi vì vừa nãy màu trắng tiểu tàng sư đã ăn cơm xong rồi, còn chịu không ít, hơn nữa tô chiết biết vệt màu trắng tiểu tàng sư căn bản cũng không thích uống sữa. Ngày hôm qua thời điểm, màu trắng tiểu tàng sư tha đi bình sữa sau, chỉ là uống vào mấy ngụm sẽ không có uống nữa, đem bình sữa vứt trên mặt đất, bỏ chạy đi chơi. Màu trắng tiểu tàng sư chỉ là hiếu kỳ mà thôi nếu quả như thật muốn nó uống lời nói, nó nhất định là không vui. Vốn là màu trắng tiểu tàng sư thông qua khoe tài, liền muốn thành công từ chăn nuôi viên cầm trong tay đến bình sữa, không nghĩ tới cuối cùng lại bị cho tô chiết ngăn trở, hết thảy nỗ lực đều dã tràng xe cắt rồi. Màu trắng tiểu tàng sư đối với tô chiết kêu vài tiếng, hắn trong tràn đầy oan ức. Chỉ là không có kéo dài bao lâu, màu trắng tiểu tàng sư cũng rất nhanh quên mất, rất vui mừng đi tìm đại hùng miêu chơi làm ba con đại hùng miêu bảo bảo phát hiện tô chiết sau khi đến đều vô cùng hưng phấn toàn bộ đều hướng về tô chiết bên này bỏ qua đến tô chiết chủ động về phía trước ôm lấy cách hắn gần nhất đại hùng miêu bảo bảo mà đổi thành bên ngoài hai con đại hùng miêu bảo bảo vừa giống như giống như hôm qua ôm lấy tô chiết chân rồi lại bắt đầu chơi xấu rồi thế là tô chiết liền làm mình ngồi ở trên cỏ mà cái này hai con đại hùng miêu bảo bảo cũng không ôm tô chiết chân rồi trực tiếp đem tô chiết chân coi như gối rồi đồng thời còn tại tô chiết bên người lăn qua lộn lại, không có một khắc yên tĩnh lại. Tô chiết dọn ra một cái tay đến, đi gãi bụng của bọn nó, khiến chúng nó cảm giác được ngứa, thế là hai con đại hùng miêu bảo bảo tại tô chiết chân lên càng thêm lộn lợi hại, có vẻ thân thể cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa đại hùng miêu nhìn như thân thể cục kịch, nhưng có thể bày thành rất nhiều loại tư thế. Tô chiết cùng ba con đại hùng miêu bảo bảo chuyển động cùng nhau, để dư hiên hạo bọn hắn đều phi thường ước ao. Bởi vì con này là tô chiết mới có đãi ngộ, mà đại hùng miêu bảo bảo đối với bọn họ nhưng là hờ hững. Liền ngay cả bên cạnh chăn nuôi viên đều chưa từng có cơ hội như vậy, chứ nói chi là dư hiên hạo bọn họ. Cùng ba con đại hùng miêu bảo bảo chơi sau một lúc. Tô Chiết từ chính ở bên cạnh chờ đợi chăn nuôi viên trong tay cầm qua bình sữa. Sau đó bắt đầu cho nó ăn nhóm uống. Tô Chiết đem bình sữa đều đưa cho đại hùng miêu bảo bảo, khiến chúng nó chính mình cầm uống. Kỳ thực đại hùng miêu bảo bảo đã học xong chính mình cầm bình sữa uống sữa mẹ rồi sở dĩ bình thường là còn muốn chăn nuôi viên ở bên cạnh uy, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đại hùng miêu bảo bảo lười, hơn nữa cũng bị làm hư rồi. thế nhưng tại tô chiết bên người liền không giống nhau. này ba con đại hùng miêu bảo bảo không chỉ sẽ ngoan ngoan ú sữa mẹ, còn không dùng người khác cho nó ăn nhóm. nếu như đại hùng miêu bảo bảo có thể ngoan ngoan ú sữa mẹ, không đùa nghịch tiểu tỳ khí lời nói, bọn chúng chăn nuôi viên đã rất cao hứng, căn bản cũng không hy vọng xa vời đại hùng miêu bảo bảo sẽ giống như bây giờ chính mình cầm bình sữa ú sữa mẹ ba con đại hùng miêu bảo bảo dường như tại thi đấu như thế, cầm bình sữa đều liều mạng uống, không có dừng lại đã tới. Để bên cạnh chăn nuôi viên là trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn hiện tại trong lòng đối tô chiết là tâm phục khẩu phục. Bởi vì tô chiết đối phó đại hùng miêu bảo bảo, thực sự quá có thủ đoạn rồi, khiến chúng nó dễ bảo. Rất nhanh ba con đại hùng miêu bảo bảo bình sữa đều thấy đáy rồi, đều uống đến sạch sẽ. Không có còn dư lại, tô chiết để chăn nuôi viên đem bình sữa lấy đi. Uống xong sữa sau, ba con đại hùng miêu bảo bảo lại bắt đầu cùng Tô Chiết chơi đùa đi lên. Mà đang ở Tô Chiết cùng đại hùng miêu bảo bảo chơi được tận hứng thời điểm, màu trắng tiểu tàng sư không vui, nó chạy tới, cũng chen vào Tô Chiết trong lồng ngực, cùng đại hùng miêu bảo bảo đoạt lên địa bàn. Thế nhưng màu trắng tiểu tàng sư thế đơn lực bạc, căn bản không phải ba con đại hùng miêu bảo bảo đối thủ, rất nhanh liền bị chúng nó hợp lực chen ra ngoài rồi. Màu trắng tiểu tàng sư mắt thấy tranh giành không thắng đại hùng miêu bảo bảo sau, liền bắt đầu gọi trợ thủ, nó đem màu đen tiểu tàng sư cũng gọi là đi qua, đã gia nhập chiến trường bên trong, sau đó dư hiên hảo thanh lang ngao cũng chạy tới tham gia trò vui. Tuy rằng bình thường thời điểm, thanh lang ngao cùng hai con tiểu tàng sư rất không hợp nhau, thậm chí tại đến ma đô thời điểm, chúng nó ở phi trường bên trong còn đánh một trận, cuối cùng thanh lang ngao chiến bại, thế nhưng đây là thuộc về nội bộ mâu thuẫn. Xuất hiện đang đối mặt ba con đại hùng miêu bảo bảo thanh lang ngao không chút do dự lựa chọn đứng ở hai con tiểu tàng sư bên này, cùng chúng nó đồng thời đối kháng đại hùng miêu bảo bảo, thể phải đem ba con béo ị đại hùng miêu bảo bảo dồn xuống đi. Thế là tô chiết thân thể liền thành bọn chúng chiến trường rồi, không ai nhường ai song phương, mỗi một lần bị dồn xuống đi sau, đều ngay lập tức sẽ bỏ lên, tiếp tục chiến đấu. Mà trong khoảng thời gian ngắn chúng nó chỉ lo thi đấu, lại không để mắt đến tô chiết tồn tại. Tô chiết thấy chúng nó chen lấn rất sung sướng, cũng sẽ không thương tổn được đối phương, liền làm khiến chúng nó chơi được tận hứng một điểm, cũng không có ngăn cản chúng nó. Sau đó Tô Chiết thẳng thắn cả người nằm ở trên đồng cỏ, xuất hiện vào lúc này, Thái Dương tuy rằng rất rõ nghị, thế nhưng là sẽ không quá mức mãnh liệt, vừa vặn thích hợp phơi nắng. Thái Dương bắn ra tia sáng, để Tô Chiết không nhịn được hơi nhắm mắt lại, hắn gối lên tay của mình, cứ như vậy chợp mắt lên, không để ý tới đại hùng miêu bảo bảo cùng thanh lang ngao bọn chúng tranh đấu, mà một bên khác tiểu tuyết long lại có vẻ giàu dĩ không vui, không có gì tinh như thần, nó một mình ngốc ở trong góc, cũng cũng không đến tham gia trò vui. Tình cảnh này bị An Hân gặp được, nàng đi tới tiểu tuyết long bên người, sờ sờ lông của nó phát, nói ra, tiểu tuyết long, không thoải mái sao. Tiểu tuyết long chỉ là ngẩng đầu nhìn An Hân một mắt, thấp giọng ô hô một tiếng, lại nằm trên đất, có vẻ phờ phạc như thế. Tiểu tuyết long bộ dáng này, để An Hân rất lo lắng nó, bởi vì An Hân từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu Tuyết Long bộ dáng này qua, bình thường thời điểm, tiểu Tuyết Long đều là rất có tinh thần sáng láng. Bất quá An Hân cũng không biết tiểu Tuyết Long vì sao lại như vậy, hơn nữa nàng xem tiểu Tuyết Long cũng không như là sinh bệnh bộ dáng, chỉ là dường như có tâm sự như thế. Tiểu Tuyết Long dường như từ hôm qua liền một mực bộ dáng này, ngày hôm qua thời điểm vừa mới bắt đầu, tiểu Tuyết Long còn có vẻ rất tinh thần. An Hân nhớ rõ dường như từ tiểu tuyết long nhìn thấy nhậm ly nhiên nuôi đông bắc hổ sau, liền bắt đầu phờ phạc rồi. Mà lúc đó tiểu tuyết long vừa mới nhìn thấy đông bắc hổ thời điểm, còn rất có ý chí chiến đấu, muốn xông qua cùng đông bắc hổ quyết đấu, làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn. Sau đó là tô chiết đúng lúc đem tiểu tuyết long kéo về, mới không có có chuyện, mà tiểu tuyết long tốt tượng chính là vào lúc đó liền bắt đầu dầu dĩ không vui. An Hân rõ ràng tiểu tuyết long vì sao lại như vậy, là vì tiểu tuyết long trong lòng còn muốn cùng đông bắc hổ quyết đấu, nó đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới phải một mực dầu dĩ không vui. Cái suy đoán này, để An Hân lấy làm kinh hãi, bất quá An Hân hiện tại cũng không biết làm sao đi khuyên tiểu tuyết long, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh vuốt phe tiểu tuyết long bộ lông, hy vọng có thể để cho nó quên chuyện này. Tại trạng vạng tối thời điểm, ba con đại hùng miêu bảo bảo đều chơi mệt rồi, đều đã ngủ đi qua, thế là tôi Chiết bọn hắn thừa dịp thời điểm này rời khỏi kể từ khi biết dùng mắt nhanh, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta đuổi không kịp đổi mới nhanh nhất đến buổi tối. Tôi chiết bọn hắn sau khi ăn xong cơm tối cũng không có lại đi nữa tham quan ly nhiên sơn trang, mà là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Sau liền từng người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tôi chiết mang theo tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư trở về phòng bên trong. Lúc này tiểu tuyết long đã khôi phục sức sống, sẽ không giống ban ngày như thế dầu dĩ không vui. Hơn nữa tiểu tuyết long tối hôm nay còn chịu không ít chứng minh rồi thân thể của nó còn rất khỏe mạnh, cũng không hề sinh bệnh, để Tô Chiết thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Tiểu Tuyết Long trạng thái tinh thần cũng làm cho Tô Chiết rất bất an, bởi vì Tiểu Tuyết Long buồn bã ỉu xìu bộ dáng, tính cả lần này, Tô Chiết cho đến bây giờ cũng là gặp hai lần. Lần đầu tiên thời điểm là ở cảnh Nam thị bên trong, Hắc hổ tại đấu khuyển trong trận đấu bị Trang Đắc Quỷ Vương cắn chết, Tiểu Tuyết Long muốn vì Hắc hổ báo thù rửa hận, thế nhưng Tô Chiết không cho phép, Tiểu Tuyết Long mới sẽ như vậy giàu dĩ không vui. Mà bây giờ tiểu tuyết long lần nữa bộ dáng này, tô chiết cũng đại khái đoán được là bởi vì hắn không đồng ý tiểu tuyết long, đi cùng nhậm ly nhiên chăn nuôi đông bắc hổ quyết đấu, cho nên tiểu tuyết long có thể là bởi vì không cam tâm, cho nên mới có vẻ không có tinh thần. Chỉ là hiện tại tiểu tuyết long tựa có lẽ đã quên mất chuyện này, dường như tại tiểu tuyết long rời đi đại hùng miêu sau, liền bắt đầu khôi phục tinh thần. Tuy rằng để tô chiết có chút không tìm được manh mối, không biết tiểu tuyết long vì sao lại đột nhiên chuyển biến, bất quá hắn chỉ coi tiểu tuyết long nghĩ thông suốt, không muốn cùng đông bắc hổ tranh đấu. Tiểu tuyết long xuất hiện tại bộ dáng này, để tô chiết an tâm không ít, cũng ngủ được an tâm rồi. Tô chiết xem tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư đều ngủ sau, bởi vì hắn hiện tại cũng không có chuyện gì làm, cho nên hắn cũng là rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Tại tất cả mọi người ngủ say sau, nguyên bản ngốc ở trong góc, đang ngủ tiểu tuyết long, lại đột nhiên mở mắt ra, nó đầu tiên là liếc mắt nhìn tô chiết xuất hiện tô chiết hiện tại đã ngủ sau tiểu tuyết long từ từ đứng lên động tác của nó rất nhẹ trì hoãn cho nên cũng không hề thức tỉnh bên cạnh hai con tiểu tàng sư chúng nó vẫn như cũng ngủ rất say ngọt đối tất cả không biết chút nào sau tiểu tuyết long từ từ đi tới trong cửa phòng không có làm ra một lần tiếng vang trong lúc nó cũng quay đầu nhìn mấy lần tô chiết xác định tô chiết cũng không có phát hiện sau mới tiếp tục đi về phía trước tiểu tuyết long đi tới cửa phòng sau nó nhẹ nhàng nhảy một cái Chân trước liền đụng phải chốt cửa, sau đó nó xuất lực ép một chút, cửa phòng sẽ theo chi mở ra. Cuối cùng Tiểu Tuyết Long lần nữa nhìn nằm ở trên giường Tô Chiết sau, liền quyết nhiên chạy ra khỏi phòng rồi. Mà thẳng đến Tiểu Tuyết Long rời phòng, Tô Chiết cũng không có xuất hiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Tiểu Tuyết Long còn không dám chạy trốn quá nhanh, sợ sẽ khiến cho Tô Chiết chú ý. Đợi được cách Tô Chiết căn phòng hơi chút xa một chút sau, Tiểu Tuyết Long mới từ từ nhanh hơn rất nhanh liền chạy ra khỏi khu dân cư rồi. Tiểu Tuyết Long mục tiêu rất rõ ràng, rời đi khu dân cư sau. Nó liền hướng về một phương hướng đi tới, không do dự qua, càng thêm không có dừng lại bước chân, từng bước từng bước hướng về nơi cần đến đi tới. Bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người đã ngủ, cho nên không có ai xuất hiện Tiểu Tuyết Long hành vi. Rất nhanh, Tiểu Tuyết Long liền đến mục đích của nó địa, không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long tới địa phương, nếu là hôm nay hổ mẹ sản xuất phòng sinh Phòng sinh tuy rằng giam giữ, thế nhưng cũng không có khóa, cho nên Tiểu Tuyết Long rất dễ dàng tụt tiến vào trong phòng sinh. Lúc này, hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo cũng đã bị công nhân viên mang đến nơi khác chiếu cố, cho nên hiện tại Tiểu Tuyết Long cũng không hề trong phòng sinh nhìn thấy hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo. Nhưng Tiểu Tuyết Long bây giờ mục tiêu không phải hổ mẹ chúng nó, cho nên nó cũng không hề để ý. Tiểu Tuyết Long nhìn chung quanh một phòng sau liền rất nhanh phát hiện mục tiêu của nó rồi, chờ ở trong lồng Đông Bắc Hổ. Không biết là nguyên nhân gì, Đông Bắc Hổ vẫn không có bị đi nó hổ viên bên trong. Giờ khắc này y nguyên hay vẫn chờ ở trong lồng. Vốn là chính đang nghỉ ngơi Đông Bắc Hổ, tại tiểu tuyết long tiến vào phòng sinh sau, liền bị đánh thức, nó nhìn chăm chú vào tiểu tuyết long. Tiểu tuyết long không trước mắt nhìn chằm chằm Đông Bắc Hổ, đồng thời còn từng bước từng bước tới gần lồng sắt. Nó giờ khắc này tràn đầy rồi rào ý chí chiến đấu, theo tiểu tuyết long tiếp cận, tại lồng sắt đông bắc hổ giờ khác này cũng không kiềm chế nổi đứng lên, nó cũng cảm nhận được tiểu tuyết long ý chí chiến đấu, cảm giác uy nghiêm bị khiêu khích đông bắc hổ, đối với tiểu tuyết long giống một tiếng. Lồng sắt cũng không hề dùng ổ khóa khóa lại, cho nên tiểu tuyết long không có phí cái gì sức lực liền mở ra lồng sắt môn, tiếp lấy nó không chút do so dự đi vào trong lồng, cùng đông bắc hổ đối diện. Đông Bắc Hổ đã đem lồng tre này coi như thuộc về địa bàn của nó rồi, hiện tại tiểu tuyết long tiến vào lồng sắt, đã đại biểu sông vào Đông Bắc Hổ lãnh địa, muốn khiêu chiến Đông Bắc Hổ rồi. Tuy rằng Đông Bắc Hổ rất tức giận, thế nhưng nó hiện tại cũng không hề muốn động thủ ý tứ, hơn nữa bởi vì Đông Bắc Hổ từ trên người Tiểu Tuyết Long cảm giác được tô chiết khí thức, cho nên Đông Bắc Hổ cũng không muốn thương tổn Tiểu Tuyết Long, thế là Đông Bắc Hổ lần nữa đối với Tiểu Tuyết Long hét lớn một tiếng, hy vọng nhờ vào đó có thể để cho Tiểu Tuyết Long chính mình biết khó mà lui. Bất quá Tiểu Tuyết Long nếu lựa chọn đến trong phòng sinh, chuyên môn tìm Đông Bắc Hổ, đương nhiên sẽ không bởi vì Đông Bắc Hổ vài tiếng tiếng gào liền lùi e sợ rồi. Với tiểu tuyết long cùng Đông Bắc Hổ lâm vào rằng co trong, song phương đều không thoái nhượng, theo thời gian trôi đi, giữa bọn họ ý chí chiến đấu càng ngày càng dồi dào. Lãnh địa bị xâm lấn Đông Bắc Hổ, trước tiên dễ kích động, hướng về tiểu tuyết long vào tới, động trước tiến công. Mà tiểu tuyết long cũng không chịu yếu thế tiến lên nghinh tiếp, mà tối người kinh ngạc chính là tiểu tuyết long tại sông tới trong quá trình, thân thể của nó dường như đột nhiên biến lớn hơn một vòng. Nguyên lai like, tiểu tuyết long thân hình, tại chó ngao Tây Tạng bên trong đã thuộc về cường tráng to lớn, thế nhưng hiện tại tiểu tuyết long thân thể đột nhiên cường tráng lớn hơn một vòng, so với trước kia muốn càng thêm hùng vĩ rồi. Hiện tại tiểu tuyết long nhìn lên càng thêm uy phong lẫm lẫm, thô bạo mười phần, mặc dù bây giờ còn vẫn như cũ không cách nào cùng trước mặt đông bắc hổ so với tiểu tuyết long thân thể đang thay đổi đại sau đó nó độ không giảm mà lại tăng, sức mạnh càng là tăng cường không ít. Không biết tiểu tuyết long vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, bởi vì đây là chuyện xưa nay chưa từng có, trước lúc này tiểu tuyết long chưa từng có thử qua như vậy. Thậm chí liền ngay cả tô chiết cũng không biết tiểu tuyết long tại chính thức huy thời điểm, thân thể sẽ tăng lớn, mà sức chiến đấu cũng theo tăng lên không ít. Trong lòng không gian cũng không rộng rộng rãi, mà tiểu tuyết long cùng đông bắc hổ thân thể tại đồng loại trong đều là khuất chỉ tay, cho nên rất nhanh hai người liền đụng vào nhau rồi. Hơi chút vừa tiếp xúc sau, liền không chút lưu tình bắt đầu đối với đối phương nổi công kích rồi. Hoặc là đánh, hoặc là chảo xé, hoặc là dùng thân thể trực tiếp va chạm, tình hình trận chiến rất kịch liệt, song phương giờ khác này đều toàn lực đánh ra, không chút nào lưu tình. Bất quá rất kỳ quái chính là, bất kể là đông bắc hổ, còn tiểu tuyết long, cũng không dùng đến chính mình lợi hại nhất phương thức công kích, cắn xé đối phương, khiến người ta không nghĩ ra. Tiểu tuyết long cùng đông bắc hổ càng đánh càng kịch liệt, tiếng giống giận dữ không ngừng từ trong phòng sinh truyền đi. Bất quá bởi vì ly nhiên sơn trang động vật phòng sinh cách khu dân cư, khoảng cách hơi xa, cho nên bọn chúng tiếng gào truyền tới khu dân cư bên trong, cũng chỉ là như ẩn như hiện, nếu như không có tỉ mỉ nghe, cũng là chú ý không được, huống chi hiện tại tất cả mọi người đã ngủ say đi qua, càng thêm không khả năng biết phòng sinh bên này chuyện đã xảy ra rồi. Mặc dù nhỏ tuyết long thực lực không yếu, tại thân thể lớn lên sau đó sức chiến đấu càng là tăng lên không ít, bất quá tiểu tuyết long cuối cùng vẫn là không cách nào cùng đông bắc hổ so với. Rất nhanh tiểu tuyết long liền bị đông bắc hổ đánh té xuống đất, trên người nhiều hơn không ít vết thương. Nhưng là không đến bao lâu tiểu tuyết long lại bò lên, không có lùi bước, vẫn như cũ hướng đông bắc hổ phát khởi sung phong lồng sắt bởi vì đông bắc hổ cùng tiểu tuyết long va chạm càng là không ngừng lay động bên trong tiểu tuyết long một lần lại một lần bị đông bắc hổ đánh ngã thế nhưng nó một lần lại một lần mà bò lên không có lùi bước qua vẫn là hung hãn không sợ chết đối đông bắc hổ phát động tấn công tiểu tuyết long vết thương trên người càng ngày càng nhiều chảy ra tiên huyết đã thấm ướt nó hơn phân nửa thân thể thế nhưng nó y nguyên hay vẫn rất anh dũng đông bắc hổ lại một lần nữa đem tiểu tuyết long đánh gục lần này tiểu tuyết long vết thương trên người đã rất nghiêm trọng rồi lần này nó không có giống trước đó như thế rất nhanh sẽ bỏ lên không phải là bởi vì tiểu tuyết long sợ hãi muốn rút lui cũng không phải là bởi vì nó không muốn tiếp tục mà là nó đã không có khí lực gì hiện tại muốn nó bỏ dậy độ khó là phi thường lớn bất quá tiểu tuyết long vẫn không có chịu thua nó lần nữa lung la lung lay đứng lên hơn nữa vẫn là không chút do so dự hướng đông bắc hồ chạy tới cứ việc tốc độ rất chậm chính đang ngủ tô chiết đột nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, khiến hắn đột nhiên cảm giác rất bất an. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác, để Tô Chiết lập tức từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Tô Chiết từ trên giường ngồi dậy, hắn lúc này mới phát hiện chỉ có hai con tiểu tàng sư ở trong phòng, mà tiểu tuyết long đã không biết hình bóng rồi. Hơn nữa cửa phòng của hắn cũng bị mở ra, không có khóa lên. Lúc này Tô Chiết đột nhiên lúc ẩn lúc hiện nghe được tiếng hổ gầm, cùng tiếng chó sủa. Khiến hắn thầm nghĩ không tốt, bởi vì hắn nghe ra này tiếng chó sủa là thuộc Vu Tiểu Tuyết Long, thế là Tô Chiết vội vàng xông ra khỏi phòng bên trong. Theo Đông Bắc Hổ tiếng hổ gầm, cùng Tiểu Tuyết Long tiếng chó sủa càng lúc càng lớn. Khu dân cư người bên trong cũng bắt đầu ý thức không đúng, thế là dồn dập đi ra khỏi phòng, muốn đi coi chuyện gì xảy ra. Tô Chiết ở trong phòng nghe được tiếng hổ gầm cùng tiếng chó sủa, cũng đã đoán được Tiểu Tuyết Long khả năng trộm lén chạy đi tìm Đông Bắc Hổ rồi, mà từ thanh âm này nghe tới, chúng nó đã bắt đầu đã đánh nhau. Tô Chiết hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể đúng lúc chạy tới. Hy vọng tiểu tuyết long sẽ không xảy ra chuyện. Âm thanh là từ ly nhiên sơn trang phòng sinh truyền tới, cho nên Tô Chiết trước tiên bỏ chạy đi trong phòng sinh rồi. Làm Tô Chiết chạy đến thời điểm, vừa vặn là tiểu tuyết long ngoan cường đứng lên, hướng đông bắc hổ sông đi. Mà bị đông bắc hổ tay trước đập bay ra ngoài. Tô Chiết vừa tiến đến trong phòng sinh, liền nhìn thấy tiểu tuyết long bị đông bắc hổ đập bay ra ngoài, chồng chất đánh vào lồng sắt một bên, khiến lồng sắt lay động kịch liệt mấy lần. Tiểu Tuyết Long đụng vào lồng sắt sau, liền tùy theo ngã xuống đất rồi, cũng lần này Tiểu Tuyết Long đã không nhúc nhích, cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Đòn đánh này, để Tiểu Tuyết Long vết thương càng là chảy ra không ít huyết đi ra. Sau Tiểu Tuyết Long thân thể đột nhiên rút nhỏ không ít, khôi phục thành lấy trước kia dạng, mà tôi chiết cảm giác được Tiểu Tuyết Long cùng hắn ở giữa liên hệ, dường như cắt đứt một hồi, khiến hắn giờ phút này thập phần đau lòng. Sau đó Đông Bắc Hổ không có công kích nữa Tiểu Tuyết Long, lúc này nó vết thương trên người cũng không ít, hiện lên nó cũng không dễ chịu, Tiểu Tuyết Long cũng làm cho nó bị thương không nhẹ. Giờ khác này Đông Bắc Hổ thể lực cũng hầu như đã tiêu hao hết, nó cũng phát hiện Tô Chiết đến, nó chỉ là nằm trên mặt đất, yên lặng nhìn kỹ Tô Chiết, cũng không hề hắn cử động của nó. Tô Chiết không có làm lỡ một giây, khi tiến vào phòng sinh, xảy ra Tiểu Tuyết Long sau, trước tiên liền chạy tới. Bất quá bắt đầu cuối cùng vẫn là chậm một bước, khi hắn chạy đến thời điểm, tiểu tuyết long đã bị đập bay ra ngoài, ngã xuống đất, không rõ sống chết rồi. Lúc này nhậm ly nhiên cùng an hân các nàng cũng chạy tới phòng sinh nơi này, khi bọn họ phát hiện cảnh tượng trước mắt lúc, đều hết sức kinh ngạc. Mà an hân cùng an huyên gặp được tiểu tuyết long đầy người đều là vết thương, toàn thân đều là huyết, còn nằm trên đất không biết sinh từ lúc, nước mắt đều chảy ra. An hân các nàng từ nhỏ nhìn tiểu tuyết long lớn lên, cùng tiểu tuyết long cảm tình, cũng sẽ không so với tô chiết ít, Bây giờ Tiểu Tuyết Long tổn thương thành tình trạng như thế này, làm cho các nàng thập phần đau lòng. Các nàng không thể tin được nhìn Tiểu Tuyết Long, chậm rãi hướng về Tiểu Tuyết Long đi tới, giờ phút này trong lòng các nàng thập phần bất an, lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ xảy ra chuyện rồi. Sau An Hân các nàng nhìn thấy Tô Chiết tới gần Tiểu Tuyết Long không đến bao lâu, nó liền bắt đầu có phản ứng, làm cho các nàng ít nhiều gì thở phào nhẹ nhõm vừa nãy các nàng rất là lo lắng tiểu tuyết long cứ như vậy xảy ra vấn đề rồi, mà dùng sau cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nó. Kỳ thực mới vừa lúc tiến vào, tô chít cũng là bị tiểu tuyết long sợ hết hồn, cho rằng tiểu tuyết long đã không chịu nổi. May là làm tô chít tới gần tiểu tuyết long sau, mới phát hiện tiểu tuyết long còn có khí thức, tuy rằng hơi thở này rất là yếu ớt, trên căn bản đã sắp phải biến mất, thậm chí không có tỉ mỉ cảm thụ, đều sẽ cho rằng tiểu tuyết long đã chết đi rồi. Nếu như Tô Chiết bây giờ không có ở đây nơi này, Tiểu Tuyết Long tuyệt đối chống đỡ không bao lâu rồi. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết đã chạy tới nơi này, chỉ cần Tiểu Tuyết Long còn có một tia khí tức, không có chết đi, Tô Chiết liền có biện pháp chữa khỏi Tiểu Tuyết Long, bảo vệ Tiểu Tuyết Long tính mạng, sẽ không để cho Tiểu Tuyết Long xảy ra chuyện gì. Tiểu Tuyết Long bây giờ còn sống sót, cũng là cực kỳ may mắn, bởi vì hiện tại Tiểu Tuyết Long vết thương trên người quá nặng đi, chỉ cần Tô Chiết chậm nữa lên một bước, Tiểu Tuyết Long liền sẽ chống đỡ không nổi nữa. Cho nên Tô Chiết ngay đầu tiên bên trong liền cho Tiểu Tuyết Long truyền 20 điểm trị liệu thần lực để Tiểu Tuyết Long hấp thu. Mà Tiểu Tuyết Long đang hấp thu Tô Chiết 20 điểm trị liệu thần lực sau, mới khôi phục một điểm, mới khiến cho An Hân các nàng xem đến nó có phản ứng, để người ta biết nó còn chưa chết. Hiện tại lòng như lửa đốt Tô Chiết, chỉ muốn mau chóng chữa khỏi Tiểu Tuyết Long, bất quá bây giờ trong phòng sinh có nhiều như vậy người, ngoại trừ Nhậm Ly Nhiên cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn, còn có không ít Ly Nhiên Sơn trang công nhân viên ở nơi này. Nếu như lúc trước còn thoi thóp một hơi tiểu tuyết long, đột nhiên sinh long hoạt hổ mà đứng lên, nhất định sẽ gây nên náo động. Vì không lôi kéo người ta chú mục, cho nên Tô Chiết mới cố nén không dùng trị liệu thần lực, triệt để chữa khỏi tiểu tuyết long trên người hết thải thương. Bởi vậy Tô Chiết hiện tại mới sẽ quyết định trước dùng 20 điểm trị liệu thần lực, bảo vệ tiểu tuyết long tính mạng, sau đó lại nghĩ cách chữa khỏi tiểu tuyết long còn lại vết thương. Tô Chiết ôm lấy tiểu tuyết long, ra khỏi lồng tử bên trong, hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tìm một chỗ trị liệu tiểu tuyết long tôi chiết nó thương nghiêm trọng không nhậm ly nhiên chỉ vào tiểu tuyết long lo lắng hỏi bầu trời một tiếng vang thật lớn mắt mau nhìn sách lóe sáng lên xà nhậm ly nhiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy nếu như hắn biết sẽ xảy ra chuyện như vậy lời nói hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không để đông bắc hồ tiếp tục lưu lại nơi này khẳng định sẽ cho người đem đông bắc hồ đuổi về hồ viên trong nếu như đông bắc hồ bây giờ đang ở hồ viên trong lời nói Tiểu Tuyết Long cho dù chạy đến, cũng không cách nào tiến vào hổ viên, tự nhiên Đông Bắc Hổ cùng Tiểu Tuyết Long cũng sẽ không sinh xung đột, Tiểu Tuyết Long cũng sẽ không thương nghiêm trọng như thế rồi. Sở dĩ Nhậm Ly Nhiên hôm nay không để cho người đem Đông Bắc Hổ đuổi về hổ viên, là vì hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo cũng đã bị đưa đến hổ viên bên trong, tiếp thu chiếu cố. Mà Nhậm Ly Nhiên lo lắng Đông Bắc Hổ sẽ không nhỏ tâm xúc phạm tới hổ mẹ chúng nó, lại tăng thêm lo lắng Đông Bắc Hổ sẽ quấy nhiễu công nhân viên chiếu cố hổ mẹ chúng nó bởi vì đông bắc hổ đối cái khác người đề phòng tâm là rất nặng, sẽ không để cho người tùy tiện tiếp cận vừa mới sinh sản xong hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo. Cho nên nhậm ly nhiên liền sẽ quyết định để đông bắc hổ lưu trong phòng sinh, đợi được hổ mẹ tình huống của bọn nó khá hơn một chút sau, mới khiến cho đông bắc hổ về hổ viên, chỉ là nhậm ly nhiên không nghĩ tới, chỉ là cái thứ nhất buổi tối liền xảy ra vấn đề rồi. Ta sẽ chữa khỏi tiểu tuyết long, các ngươi không cần lo lắng. Có gì cần giúp một tay, mời nói ra, không cần khách khí. Nhậm ly nhiên nói ra, hắn hiện tại trong lòng thập phần thiết hận. Nhậm ly nhiên cũng nhìn ra được tiểu tuyết long thương đến rất nặng, đầy người đều là thương, cho dù hôm nay tiểu tuyết long có thể giữ được tính mạng, những này thương đối với nó ảnh hưởng khẳng định cũng rất lớn, di chứng về sau nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiểu tuyết long hành động. Nhậm ly nhiên cũng là không đành lòng, nhìn thấy như vậy mạnh mẽ cho cứ như vậy thực lực giảm mạnh. Tô chiết gật gật đầu, tiếp nhận rồi nhậm ly nhiên hảo ý, kế tiếp tô chiết liền ôm tiểu tuyết long rời khỏi, mà an hân các nàng cũng đi theo tô chiết rời đi trong phòng sinh. Đợi tô chiết đi rồi, nhậm ly nhiên cũng đến gần trong lòng, đến xem đông bắc hổ thương thế, bởi vì hắn biết đông bắc hổ cũng bị thương. Làm nhậm ly nhiên bọn hắn nhìn thấy đông bắc hổ vết thương trên người lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhậm ly nhiên biết tô chiết tiểu tuyết long sức chiến đấu rất cường hãn, lại vẫn không có nghĩ đến Tiểu Tuyết Long có thể để cho Đông Bắc Hổ thương tổn được mức độ như vậy. Cho tới nay, Nhậm Ly Nhiên đều không có xem qua Đông Bắc Hổ hữu thủ qua như vậy thương tổn nghiêm trọng, cho dù trước đây Đông Bắc Hổ cùng trong sơn trang Bangladesh hổ đánh lên, hơn nữa Đông Bắc Hổ còn đem Bangladesh hổ cho cắn chết, vết thương trên người cũng không có làm sao nghiêm trọng qua. Thế nhưng bây giờ Tiểu Tuyết Long lại đem Đông Bắc Hổ tổn thương nghiêm trọng như thế, mặc dù nhỏ Tuyết Long trả giá cao càng gia tăng hơn, thế nhưng cũng làm cho thập phần giật mình bất quá may mắn là trải qua kiểm tra sau, Đông Bắc Hổ hiện tại mặc dù coi như thương rất nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có chân chính thương tổn được gân cốt, những này thương tin tưởng ly nhiên sơn trang bác sĩ thú y liền có thể xử lý tốt, cũng sẽ không khiến Đông Bắc Hổ lưu lại di chứng về sau, cho nên cũng không cần đi phiền phức tô chiết đến là Đông Bắc Hổ trị liệu. Hơn nữa nhậm ly nhiên hiện tại cũng không tiện đi gọi tô chiết hỗ trợ. Hiện tại tô chiết tiểu tuyết long đã thương nghiêm trọng như thế, hơn nữa còn là đông bắc hổ tạo thành, cho nên cho dù Đông Bắc Hổ thương rất nghiêm trọng, Nhậm Ly Nhiên cũng không tiện đi gọi Tô Chiết đến là Đông Bắc Hổ trị liệu. Tô Chiết ôm Tiểu Tuyết Long rời đi phòng sinh sau, không có dừng lại, đi thẳng tới trong phòng của hắn, chuẩn bị là Tiểu Tuyết Long tiến hành trị liệu. Mà tùy theo mà đến Dư Hiên Hạo mang đến một ít dược vật, cùng với băng vải, kế tiếp lại đánh tới một chậu nước trong, để Tô Chiết cho Tiểu Tuyết Long xử lý vết thương. Lúc này Dư Hiên Hạo so với Tô Chiết còn muốn xuất sáng Tiểu Tuyết Long, bởi vì hiện tại Tô Chiết đã cho Tiểu Tuyết Long hấp thu 20 điểm trị liệu thần lực sau, hiện tại hắn đã xác định Tiểu Tuyết Long đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, thế nhưng tất cả những thứ này Dư Hiên Hạo cũng không biết, hắn cũng không rõ ràng Tiểu Tuyết Long thương thế, chỉ là biết Tiểu Tuyết Long thương rất nghiêm trọng. Kỳ thực Tiểu Tuyết Long có thể ở một con đông bắc hổ giữ được tính mạng. Đã là chuyện rất may mắn rồi, cho nên Dư Hiên Hạo cũng có thể đoán được Tiểu Tuyết Long bị thương có cỡ nào nghiêm trọng dư hiên hạo cũng không muốn tiểu tuyết long cứ như vậy xảy ra vấn đề rồi bởi vì trong lòng hắn là đặc biệt để ý tiểu tuyết long bởi vì tại cảnh nam thị thời điểm tiểu tuyết long không chỉ có thay dư hiên hạo xả được cơn giận hơn nữa còn thay dư hiên hạo hắc hổ báo thù rửa hận cắn chết trang đắc quỷ vương cho nên dư hiên hạo là phi thường cảm kích tiểu tuyết long tự nhiên hắn không muốn tiểu tuyết long xảy ra vấn đề rồi tiếp nhận rồi dư hiên hạo mang tới dược vật sau tôi chiết liền đem cửa phòng đóng lại rồi hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Tô Chiết đi tới tiểu tuyết long bên người, liền đem trong tay dược vật thả ở bên cạnh. Cũng không có lấy ra dùng, Tô Chiết trực tiếp tay cầm để tay tại tiểu tuyết long trên người của, bắt đầu đem trong cơ thể trị liệu thần lực truyền đến tiểu tuyết long trong cơ thể, khôi phục tiểu tuyết long vết thương trên người. Tiểu tuyết long vết thương trên người hại so với tô chiết tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, tiểu tuyết long mặt ngoài thân thể nhiều lần bị thương, vết thương trồng chất, hơn nữa thân thể còn nhiều nơi gãy xương, thậm chí tiểu tuyết long nội tảng cũng nhận được bị thương không nhẹ. Như vậy thương tổn nghiêm trọng, nếu như đổi lại cái khác bác sĩ thú y đến, đã không có biện pháp chữa khỏi tiểu tuyết long, tự nhiên để tiểu tuyết long chờ chết. Bất quá bây giờ tô chiết nắm giữ trị liệu thần lực, đương nhiên sẽ không để tiểu tuyết long đã chết đi. Tô chiết đem trong cơ thể trị liệu thần lực cuồn cuộn không đoạn chuyển tiểu tuyết long bên trong thân thể, tô chiết không muốn để cho tiểu tuyết long lại bị khổ, Hắn quyết định hiện tại một lần chữa khỏi Tiểu Tuyết Long, cho nên Tô Chiết trị liệu thần lực không có bảo lưu. Tô Chiết chọn vẹn thua 100 điểm trị liệu thần lực cho Tiểu Tuyết Long hấp thu, mới chữa khỏi Tiểu Tuyết Long trên người hết thải thương, khiến nó triệt để khôi phục như cũ. Đã khôi phục như cũ Tiểu Tuyết Long, hiện tại cũng biết mình phạm sai lầm rồi, nó cúi đầu không dám nhìn tới Tô Chiết. Tô Chiết hiện tại cũng không có quát lớn nó, mà là dùng dư hiên hạo đưa tới nước trong, là Tiểu Tuyết Long thanh lý vết máu trên người. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết Long vết thương trên người đã chữa tốt, thế nhưng vết máu cũng không khả năng sẽ theo biến mất. Giúp Tiểu Tuyết Long thanh lý xong vết máu trên người sau, Tô Chiết lấy ra sạch sẽ tắm bố, là Tiểu Tuyết Long lau khô nước trên người. Tiếp lấy, Tô Chiết cầm lấy thả ở bên cạnh băng vải, bắt đầu vì Tiểu Tuyết Long quấn lên. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết Long vết thương trên người hại đã bị Tô Chiết chữa tốt, liền một chỗ vết thương đều không hề lưu lại, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà nếu như Tiểu Tuyết Long dáng dấp như vậy cho người nhìn đến lời nói, nhất định sẽ làm người ta giật mình, cho nên Tô Chiết mới sẽ dùng băng vải là Tiểu Tuyết Long băng bó lại, khiến người ta cho rằng Tiểu Tuyết Long vẫn không có khôi phục được, như vậy cũng sẽ không khiến người quá mức giật mình. Bởi vì vừa nãy Tiểu Tuyết Long tại dư hiên hạo trong mắt bọn họ là toàn thân đều bị thương, cho nên Tô Chiết tự nhiên cũng là dùng băng vải đem Tiểu Tuyết Long toàn thân đều băng bó lại rồi. Rất nhanh Tiểu Tuyết Long đã bị Tô Chiết dùng băng vải toàn thân đều băng bó lại rồi. Tô Chiết dùng băng vải đem tiểu tuyết long ôm rất dày rất dày, rất nhanh tiểu tuyết long đã bị Tô Chiết ôm thành một cái bóng giống nhau, để tiểu tuyết long hành động rất không tiện. Audio điện tử võ tấn bền Tô Chiết sở dĩ băng bó khuyết đại như vậy, chủ yếu là vì trừng phạt một cái tiểu tuyết long, khiến nó nhớ lâu một chút, xem nó lần sau còn dám hay không làm như vậy. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, mắt mau nhìn sách lóe sáng lên xà bất quá Tô Chiết suy nghĩ một chút, Cuối cùng vẫn là cho Tiểu Tuyết Long miệng mở ra một nửa, khiến nó có thể lộ ra. Bất quá Tô Chiết cũng chỉ là để Tiểu Tuyết Long có thể miễn cưỡng há mồm ra mà thôi. Về phần những địa phương khác băng vải, Tô Chiết thì sẽ không lại mở ra. Hơn nữa Tô Chiết cũng không cho phép Tiểu Tuyết Long chính mình đem trên người băng vải cắn rách. Hắn quyết định để Tiểu Tuyết Long như vậy sinh hoạt mấy ngày, khiến nó bị trút tội, coi như nó lần này làm sai sự trừng phạt. Bị Tô Chiết dùng băng vải bao thành một cái bóng Tiểu Tuyết Long, thân thể đã mất đi thăng bằng chỉ là đi lại một bước, liền ngã sắp xuống rồi. Bất quá có giày đặc băng vải chống đỡ, cũng không cần lo lắng tiểu tuyết long sẽ ngã đau. Trách ngã xuống đất tiểu tuyết long, giấy ruộng bò lên, bất quá bởi vì tứ chi của nó cũng bị băng vải băng bó, rất không linh hoạt, cho nên trên đất tứ chi loạn bới ra, cũng không đứng dậy được. Hiện tại tiểu tuyết long đã không có nguy hiểm tính mạng rồi, tô chiết không có lúc trước thấp thỏm bất an, trái tim hắn hiện tại mới bình tĩnh lại. Lúc này tô chiết đột nhiên nhớ tới, hắn mới vừa vọt vào trong phòng sinh, nhìn đến cảnh tượng. Lúc đó vừa vặn là tiểu tuyết long bị đông bắc hổ cho đập bay ra ngoài, ngã xuống đất thời điểm. Mà lúc đó tô chiết nhìn đến tiểu tuyết long cùng lúc bình thường rất không giống nhau, lúc đó vết thương chồng chất tiểu tuyết long thân hình nhìn lên, so với lúc bình thường lớn hơn một vòng, có rất rõ ràng khác biệt, một mắt là có thể nhìn ra được. Sau đó tiểu tuyết long bị đông bắc hổ đập bay ra ngoài, ngã xuống đất sau, thân thể của nó vừa vội thu nhỏ lại, khôi phục thường ngày hình thể. Bởi vì lúc đó tôi chết quá mức sốt ruột, chỉ là lo lắng tiểu tuyết long sẽ sẽ không xảy ra chuyện, cho nên cũng không hề để ý đến những chuyện này. Mà bây giờ tôi chết nghĩ tới, khiến hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi, bất quá tôi chết lại không biết mình nhìn đến có phải là thật hay không thật, còn là chính mình ảo giác, dù sao trước đó tôi chết một mực không có xem qua tiểu tuyết long thân thể đột nhiên lớn lên qua. Bất quá bây giờ tôi chết muốn biết là không phải là ảo giác của mình. Ngược lại là rất đơn giản, bởi vì hiện tại Tiểu Tuyết Long liền ở bên cạnh hắn. Thế là Tô Chiết giao lên nằm dưới đất Tiểu Tuyết Long, khiến nó trước tiên dừng lại, sau liền để Tiểu Tuyết Long thân thể bắt đầu thử lớn lên. Tiểu Tuyết Long rất hiển nhiên đã nghe rõ Tô Chiết lời nói, tại chỗ thân thể của nó liền bắt đầu trở nên lớn. Tuy rằng bởi vì Tiểu Tuyết Long thân thể bị băng vải chói buộc chặt, cho nên sau so ra trước đó Tô Chiết trong phòng sinh nhìn đến, lần này biến hóa không phải rất rõ ràng thế nhưng Tô Chiết hiện tại có thể xác định tiểu tuyết long thân thể xác thực có thể lớn lên. Bởi vì tiểu tuyết long trên người băng vải bị trước đó rõ ràng nhanh rất nhiều, thậm chí Tô Chiết cũng có thể nghe được băng vải xé rách thanh âm của. Hiển nhiên là bên trong băng vải không chịu được tiểu tuyết long thân thể biến hóa, bên trong băng vải đã bị nổ tung rồi. Tại tiểu tuyết long thân thể xuất hiện biến hóa, Tô Chiết xuất hiện tiểu tuyết long khí thế cũng thuận theo cường thế rất nhiều. Tô Chiết đi tới kiểm tra rồi một phen, Kết quả xuất hiện Tiểu Tuyết Long thân thể so với trước kia cường tráng hơn nhiều lắm, sức mạnh đã gia tăng rồi không ít. Hiển nhiên Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Cho ra kết quả như thế sau, tôi chiết liền để Tiểu Tuyết Long thân thể khôi phục bình thường. Bởi vì còn tiếp tục như vậy lời nói, Tiểu Tuyết Long trên người băng vải sẽ bị nó toàn bộ nổ tung rồi, mà những này băng vải là tôi chiết dùng không ít thời gian băng bó lại, hắn cũng không muốn cứ như vậy lãng phí một cách vô ích tâm huyết của chính mình. Tiểu tuyết long thân thể vì sao lại lớn lên, mới đầu tô chiết là nghĩ không hiểu, sau đó tô chiết tỉ mỉ nghĩ một lát, mới hiểu được mấu chốt trong đó. Nếu như tô chiết không có đoán sai, tiểu tuyết long xuất hiện biến hóa như thế, là vì hấp thu tô chiết cường hóa thần lực, cho nên thân thể mới sẽ trở nên lớn. Bởi vì trong nhà sủng vật hấp thu tô chiết cường hóa thần lực sau, thân thể tuy rằng rắn chắc không ít, nhưng là đồng thời cũng sẽ đình chỉ trưởng thành, thậm chí tiến một bước thân thể còn có thể thu nhỏ lại, thế nhưng thể trọng lại đưa lên tăng không có chịu đến ảnh hưởng. Mà trong nhà sủng vật, tại đồng thể ô đồng loại động vật trong, thể trọng là nặng rất nhiều, căn bản vô pháp so với. Rất có thể là vì tô chiết cường hóa thần lực, tại trong cơ thể của bọn nó chuyển hóa thành tiềm năng bảo tồn lại rồi, mà tới được thời khắc mấu chốt, trong cơ thể tiềm năng liền sẽ tuôn ra đến. Liền giống như tiểu tuyết long bây giờ thân thể có thể lớn lên, mà sức chiến đấu cũng thuận theo tăng cao. Thậm chí tiểu tuyết long trước đó khả năng chính mình cũng không biết điểm này, cho nên mới chưa từng có biểu hiện ra, bởi vậy Tô Chiết cũng một mực không biết chuyện này. Mà tại tối hôm nay, Tiểu Tuyết Long khả năng bởi vì chạy đi cùng Đông Bắc Hổ quyết đấu, mà hắn ý chí chiến đấu kích loại bản năng này, khiến nó từ đây nắm giữ loại năng lực này. Cứ như vậy, cũng rất tốt giải thích. Nếu Tiểu Tuyết Long thân thể có thể lớn lên, vậy trong nhà cái khác sủng vật đồng dạng hấp thu Tô Chiết cường hóa thần lực, cái kia cũng có thể có thể làm đến một điểm này, Tô Chiết không khỏi nghĩ đến. Cho dù hiện tại không làm được, tương lai hấp thu đủ nhiều cường hóa thần lực cũng có thể có thể làm được. Bất quá giờ phút này Tô Chiết trong lòng lại có chút lo lắng, mặc dù nhỏ tuyết long thực lực có thể đạt được tăng lên, Tô Chiết cũng thật cao hứng. Nhưng mà nếu như tiểu tuyết long ở những người khác trước mặt sử dụng loại năng lực này lời nói, nhất định sẽ làm người ta giật mình, sẽ khiến cho náo động. Nếu như khiến người khác biết tiểu tuyết long thân thể, có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ lời nói, không đưa tới sự chú ý của người khác mới là chuyện kỳ quái, đến lúc đó tiểu tuyết long nhất định sẽ bị người lo lắng lên. Cho nên Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là dặn dò tiểu tuyết long, khiến nó không thể tùy tiện sử dụng loại năng lực này, Tô Chiết biết tiểu tuyết long là có thể nghe rõ ý của hắn. Sau Tô Chiết liền mở cửa phòng, để chính chờ ở bên ngoài Dư Hiên Hạo cùng An Hân các nàng vào được. Tô Chiết, tiểu tuyết long không có sao chứ? Dư Hiên Hạo vừa tiến đến liền hỏi. Không có chuyện gì, ta đã chữa khỏi nó, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền có thể khôi phục rồi, không cần lo lắng. Tô Chiết nói ra. Sau đó Dư Hiên Hạo cùng An Hân các nàng liền phát hiện một cái cự đại bố cầu, mà cái này bố bóng chính mình còn đang thong thả di động bên trong. Khi bọn họ đi tới vừa nhìn, mới biết cái này bố bóng bên trong liền tiểu tuyết long rồi, nó xuất hiện tại dáng dấp này, khiến người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên lai tiểu tuyết long bị tô chiết gói lên một cái bóng sau, nó cảm giác được mất thể diện, thật không tiện để an hân các nàng xem đến, cho nên đã nghĩ bỏ đến bên trong góc trốn đi. Bất quá bởi vì hiện tại tiểu tuyết long hành động thực sự không tiệt, chỉ muốn hơi chút nhanh một chút, nó liền duy trì không được cân bằng sẽ ngã xuống đất, cho nên nó di động độ rất chậm chậm, vẫn chưa đi vài bước, đã bị dư hiên hạo cùng an hân các nàng phát hiện. Làm an hân các nàng xem đến tiểu tuyết long bây giờ dáng dấp, nguyên bản thập phần thương tâm các nàng, không khỏi nhịn không được cười lên, xua tán đi không ít lo lắng. Mặc dù bây giờ tiểu tuyết long bị ôm thành một cái bóng, thế nhưng nó bây giờ còn có thể chính mình đi tới, nghĩ đến đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Dư hiên hạo bọn hắn tại tô chiết căn phòng ở lại một hồi, xác nhận tiểu tuyết long đã không có gì đáng ngại sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi, đã rằng có hơn nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi. Mà tô chiết tại dư hiên hạo bọn hắn đi rồi, cũng thuận theo lên giường nghỉ ngơi. Đến vu tiểu tuyết long, tô chiết cũng không lo lắng nó sẽ lần nữa đi ra ngoài bởi vì hiện tại tiểu tuyết long ngay cả đứng cũng không phải rất an ổn hơi chút đi tới vài bước thân thể liền sẽ mất đi cân bằng ngã xuống càng đừng nói có thể chạy đi mở cửa đi ra ngoài rồi hơn nữa tiểu tuyết long đã cùng đông bắc hổ đánh qua rồi đã hiểu rõ tâm nguyện của nó nghĩ đến cũng sẽ không nghĩ không ra nữa chạy đi tìm đông bắc hổ rồi bất quá tiểu tuyết long hôm nay thật ra khiến tô chiết không tưởng tượng nổi không nghĩ tới nó lớn gan như vậy làm bậy sẽ ở hắn ngủ sau đó chính mình lén lút khai môn sau đó chạy đi tìm Đông Bắc hổ tranh đấu. Hơn nữa mặc dù nhỏ Tuyết Long bởi vậy bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng tiểu Tuyết Long có thể đem Đông Bắc hổ bị thương thành cái dạng kia, đã đầy đủ để Tô Chiết thay đổi cách nhìn. Tô Chiết tin tưởng đổi lại những thứ khác chó, tuyệt đối sẽ không làm được mức độ như vậy. Tại Tô Chiết ngủ sau, tiểu Tuyết Long xác thực không có lại đi ra ngoài, mà là đàng hoàng tại hai con tiểu tàng sư bên cạnh nằm ngủ. Tối ngày hôm qua bị tiểu tuyết long cùng đông bắc hổ rằng có không ít thời gian, cho nên hôm nay tất cả mọi người thức dậy so với thường ngày muộn một chút. Tô Chiết đi tới nhà ăn thời điểm, nhậm ly nhiên hỏi, của người tiểu tuyết long, hiện tại thế nào rồi có gì cần ta giúp một tay ư không cần, cảm tạ, nó hiện tại đã không có chuyện gì rồi, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục lại rồi. Tô Chiết lắc đầu một cái, nói ra. Nhậm ly nhiên gật gật đầu, cũng không có lại nói chuyện này, sau đó hắn bắt chuyện tô chiết đồng thời ngồi xuống ăn điểm tâm. Ăn sáng xong sau, nhậm ly nhiên nói muốn mang tô chiết bọn hắn đến xem một loại thập phần hiếm có động vật, này không khỏi điều lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Bởi vì liền ngay cả đại hùng miêu, nhậm ly nhiên cũng chưa từng nói qua hiếm có, bởi vậy tô chiết bọn hắn đều phi thường chờ mong, đi theo nhậm ly nhiên xuất phát, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy nhậm ly nhiên trong miệng hiếm có động vật lần này tô chiết không có mang lên tiểu tuyết long cùng đi ra ngoài tham quan ly nhiên sơn trang hắn đem tiểu tuyết long lưu ở trong phòng mỹ kỳ danh để nuôi thương bởi vì tối ngày hôm qua tiểu tuyết long bị đông bắc hổ bị thương nghiêm trọng như vậy nếu như hôm nay còn có tinh lực đi theo tô chiết chạy khắp nơi lời nói liền khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi cho nên tô chiết cân nhắc sau đó liền quyết định đem tiểu tuyết long lưu ở trong phòng rất nhanh nhậm ly nhiên liền mang theo tô chiết bọn hắn đi tới động vật khu trong một cái phòng nơi này, hai ngày nay tô chiết bọn hắn đều chưa có tới. Làm tô chiết bọn hắn đi theo nhậm ly nhiên đi tiến trong gian phòng, phát hiện bên trong một nơi bị chuyên môn cách ly thành lồng sắt, nghĩ đến nhậm ly nhiên nói hiếm có động vật liền ở cái này trong lồng. Quả nhiên nhậm ly nhiên tiếp lấy mang tô chiết bọn hắn đi tới nơi này cái trong lồng, để cho bọn họ nhìn một chút bên trong động vật. Mang đầy lòng hiếu kỳ tô chiết bọn hắn, đi tới trong lồng. Nhìn thấy bên trong động vật sau, nhưng không khỏi thất vọng, Nguyên lai trong lồng đang đóng lại là một con hổ. Tôi chức căn cứ con cọp này hình thể cùng với một ít đặc thù, nhận ra con cọp này phải là một con Bangladesh hổ rồi. Bởi vì lúc trước Nhậm Ly nhiên đã dẫn bọn họ nhìn rồi. Hơn nữa con này Bangladesh hổ hẳn là mới vừa vặn sinh sản xong, không đến bao lâu còn ở vào thời kỳ cho con ú bên trong. Bangladesh hổ, lại tên Ấn Độ hổ, là hiện nay số lượng nhiều nhất, phân bố rộng nhất hổ Á Trung. Bangladesh hổ chủ muốn phân bố tại Ấn Độ cùng Bangladesh nước là hai quốc gia này đại biểu động vật. Bangladesh hổ cái lông hiếm ngắn, màu vàng phớt đỏ, màu đen đường vân so sánh hẹp, lão thể gò má bộ mọc ra lông bờm, bụng hiện lên màu trắng, phần đầu đường vân thì so sánh chặt chẽ, ngẫy ngáng là màu đen, có đốm trắng. Bangladesh hổ tại hiện có hết thảy lão hổ trong, hình thể cùng đông bắc hổ gần gũi, giống được thân dài 2. 53, mét đầu đuôi trường trọng lượng ước chừng 1 602 kg, giống cái bình quân thân dài ước chừng 2. 5 mét đầu đuôi trường trọng lượng ước chừng 1.301,60 kg. Thành niên Bangladesh hổ da lông lấy tông cùng màu trắng làm cơ sở, thêm vào màu đen đường vân. Mặt khác cũng có chút hít đế trắng hoa văn Bangladesh bạch hổ là vì biến dị gen. Ăn thịt tính lấy các loại lớn, loại nhỏ động vật có rú làm thức ăn. Bangladesh hổ con mồi chủ yếu là con khỉ, hoa lộc, ấn độ châu hoang, thủy lộc, giã chư. Bangladesh hổ yêu thích tại ban đêm săn mồi săn mồi lúc nó trước tiên nhắm vào con mồi ít hầu, dùng nó mạnh mẽ cắn sức lực trực tiếp cắn đứt khá nhỏ con mồi xương cổ hoặc để cỡ lớn con mồi nghẹt thở. Nó nhưng tại một bữa bên trong ăn tươi 18 đến 35 kg lô thịt, cũng tại mấy ngày sau đó bên trong không ăn uống. Tuy rằng Bangladesh hổ cũng là cực kỳ hy hữu, tại lúc bình thường cũng là làm khó vừa thấy, nhưng là vì tôi chiết bọn hắn trước lúc này, đã gặp Bangladesh hổ rồi. Mà nhậm ly nhiên mới vừa thời điểm, còn đặc biệt cường điệu muốn dẫn bọn họ thấy một loại rất hiếm có động vật, để trong lòng bọn họ tràn ngập mong đợi, nhưng là thấy đến sau liền khó tránh khỏi sẽ thất vọng rồi. Nếu như nhậm ly nhiên không có cố ý nhấn mạnh lời nói, tô chiết bọn hắn cũng sẽ không quá mức thất vọng rồi, dù sao rơi xuống gặp một lần Bangladesh hổ cũng là rất khó được, thế nhưng tâm tình bây giờ lại không giống nhau. Làm nhậm ly nhiên phát hiện tô chiết vẻ mặt của bọn họ sau, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhậm ly nhiên nguyên bản còn muốn vì tô chiết bọn hắn hảo hảo giới thiệu một chút, không nghĩ tới tô chiết bọn hắn dường như đều không có hứng thú như thế, này làm cho nhậm ly nhiên rất nghi hoặc. Làm nhậm ly nhiên liếc mắt nhìn lồng sát động vật sau, mới hiểu được, nguyên lai là náo loạn ô long, nhậm ly nhiên dĩ nhiên không phải mang tô chiết bọn hắn chuyên môn tới nơi này, vừa thấy chỉ phổ thông Bangladesh hổ rồi. Thế là nhậm ly nhiên tìm tới phụ trách nơi này công nhân viên, hỏi thăm qua sau, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai nhậm ly nhiên nguyên bản muốn dẫn tô chiết bọn hắn đến xem động vật, hiện tại đã bị công nhân viên mang đến làm kiểm tra rồi, cho nên tô chiết bọn hắn hiện tại mới chỉ là nhìn thấy một con Bangladesh hổ. Nhậm ly nhiên biết được con này động vật đã sắp muốn làm xong kiểm tra sau khi trở lại, liền để tô chiết bọn hắn ở nơi này xin chờ một chút. Tô chiết bọn hắn cũng từ từ đã minh bạch, nghĩ đến nhậm ly nhiên không thể chuyên môn dẫn bọn họ tới nơi này xem Bangladesh hổ, muốn xem Bangladesh hổ lời nói, trực tiếp đi hổ viên xem là được rồi, Cần gì đi tới nơi này, cho nên bọn họ nguyên bản thất vọng tâm tình, lại bắt đầu mong đợi rồi. Quả nhiên không đến bao lâu, công nhân viên liền dẫn kiểm tra xong thân thể động vật trở về rồi. Làm Tô Chiết bọn hắn nhìn thấy công nhân viên trong tay ôm động vật lúc, cũng không khỏi ăn kinh động ra rồi. Công nhân viên trong tay ôm động vật toàn thân tuyết trắng, không có cái khác màu sắc, nhưng là cùng Bangladesh hổ có chút tương tự, hình thể so với hôm qua vừa mới sinh ra Đông Bắc hổ bảo bảo hơi to lên một chút. Nhâm huynh này không phải là một con hổ đi dư hiên hạo không khỏi kinh hô không khỏi dư hiên hạo ngạc nhiên tôi chiết cùng an hân trong lòng các nàng cũng phi thường không bình tĩnh bởi vì bọn họ đều không có xem qua toàn thân đều là màu trắng lão hổ không phải do bọn hắn không kinh sợ rồi không sai thật là của nó một con hổ trắng tuyển hóa bangladesh hổ nhậm ly nhiên gật gật đầu xác nhận dư hiên hạo vấn đề đây là trắng tuyển bangladesh hổ sao không phải nói trắng tuyển bangladesh hổ toàn thế giới đều chỉ có hai con trắng tuyển Bangladesh hổ, người nơi này làm sao cũng có. Dư Hiên Hạo biết là lão hổ sau, càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Làm nhậm ly nhiên nói con cọp này là trắng hóa Bangladesh hổ sau, Tô Chiết cũng đã minh bạch, hắn đối Bangladesh hổ cũng từng có hơi chút hiểu rõ. Bangladesh hổ hiện tại tổng cộng phát hiện bốn loại, theo thứ tự là, loại thứ nhất là bạch hổ, toàn thân màu trắng, có đen sắc hoặc màu nâu đậm vằn, hoang dại bạch hổ đã tuyệt diệt, Trước mặt toàn thế giới trong vườn thú tổng cộng chăn nuôi hơn 300 đầu bạch hổ. Loại thứ hai là tuyết hổ, toàn thân màu trắng, có nhàn nhạt, nhạt màu nâu vằn, hoang dã đã tuyệt diệt, số lượng so với bạch hổ ít hơn nhiều. Loại thứ ba so với tuyết hổ còn ít ỏi hơn, đó chính là hổ vàng, toàn thân màu vàng óng, có màu nâu vằn, hoang dã đã tuyệt diệt, số lượng so với tuyết hổ càng thêm ít ỏi. Loại cuối cùng so với ba loại đầu đều phải ít ỏi, có người nói toàn thế giới cũng chỉ là từng sinh ra hai con đó chính là tinh khiết bạch hổ, tên như ý nghĩa chính là toàn thân màu trắng, không có bất kỳ đường vân. Mà trước mắt công nhân viên ôm hổ con, chính là toàn thân tuyết trắng, không có bất kỳ đường vân, chắc hẳn chính là tinh khiết bạch hổ. Chính là bởi vì trắng tuyển hổ ít ỏi như thế, cho nên tô chiết bọn hắn tại ly nhiên sơn trang nơi này nhìn thấy một con trắng tuyển hổ mới sẽ kinh ngạc như vậy. Ta đây chỉ đích thật là trắng tuyển Bangladesh hổ, toàn thế giới chỉ có hai con trắng tuyển Bangladesh hổ cái kia là chuyện lúc trước rồi, Hiện tại đã không ngừng rồi, bất quá trắng tuyển Bangladesh hổ Y Nguyên hay vẫn rất ít ỏi. Nhậm Ly nhiên nói ra, tiếp lấy hắn còn nói ra một cái nặng cân tin tức đi ra, con này tiểu gia hỏa, nhưng là bỏ ra ta 500 vạn đô la Mỹ mới lấy được. Tô Chiết bọn hắn biết rồi trước mắt này một con tiểu lão hổ, nếu giá trị 500 vạn đô la Mỹ sau, cũng không khỏi tặc lưỡi, này con hổ con giá trị bản thân mới là danh xứng với thực ngàn vạn phú ông nếu như vạn nhất về sau trên người nó có thêm cái khác màu sắc làm sao bây giờ Tô Chiết không khỏi hỏi. Nếu như con cọp này lớn lên về sau, trên người xuất hiện đường vân lời nói, liền không phải chân chính trắng tuyển Bangladesh hổ. Chỉ là bạch hổ hoặc là tuyết hổ rồi. Tuy rằng bạch hổ cùng tuyết hổ.